Châu Tường và bạn gái Hoa Khôi sống chung 4 năm, lại không biết cùng chung chăn gối với anh là hai cô gái. Hơn nữa bọn họ còn là chị em sinh đôi, chị gái 246 em gái 357, nhưng vào hôm nay anh lại phát hiện bạn gái lại là hai người. Đúng lúc Châu Tường vội vã chạy về nhà lấy tài liệu, mở cửa lại là Đình Đình mặc đồ ngủ, khiến Châu Tường đầy vẻ không dám tin hai người trông giống hệt nhau. Đình Đình trong nhà vừa ngủ dậy phát hiện có chút không đúng, tỏ vẻ bình tĩnh lấy đồ từ shipper, giả vờ như không nhìn thấy ai rồi dự tính đóng cửa quay vào phòng. Nhưng Châu Tường đẩy cửa ra hỏi rốt cuộc có chuyện gì, bạn gái ngoài cửa lại định lén lút chuồn đi, anh nắm lấy cổ tay của cô quát mắng bọn họ không ai được chạy, sau đó Châu Tường bước đến căn phòng 4 năm nay chưa từng bước vào này, hung hăng gõ cửa để cô gái bên trong mở cửa, cô lại ở trong phòng hô to không có người. Chạy trời không khỏi nắng, anh hô lên sẽ luôn canh ở cửa có bản lĩnh em mãi mãi đừng ra, cô lúc này vẫn không dám đối mặt, ngồi suy nghĩ đơn giản một lát rồi mới lấy dũng khí mở chốt cửa, khoảnh khắc Châu Tường đẩy cửa ra lập tức ngẩn người. Trên bảng đen là kế hoạch nuôi heo của anh, phía dưới còn có ảnh chụp chung ngọt ngào của hai người. Quay đầu nhìn Đình Đình đã nấp trong chăn, để tìm hiểu ngọn nguồn trâu tường tóm lấy chân của cô kéo ra ngoài. Tâm trạng cấp bách khiến anh quên nên sức lực ở tay kéo có chút mạnh, kéo chân cô kêu lên đau, bắt đầu trách móc vậy còn không mau ra ngoài. Mặc dù cô luôn là dáng vẻ tuổi thân rất khiến người khác thương xót, nhưng vẫn không trốn tránh được hiện thực, ba người họ ngồi nhìn nhau vì thể hiện oai phong chủ nhà của anh anh cố ý bày ra biểu cảm rất tức giận tình huống kiểu này anh cũng là lần đầu gặp thậm chí không biết nên nói gì suy nghĩ rất lâu anh mới nói ra đình đình có thể giải thích không hai người lại đồng thanh trả lời có đau cái đầu trâu tưởng nói rằng tôi đang gọi đình đình của tôi cô gái mặc đồ ngủ lắp bắp nói em là em sau đó lại tủi thân khóc lóc một đình đình khác đặt tay lên vai cô an ủi một chút đợi một lúc mới nói như đinh đóng cột thật ra tụi em đều là đình đình của anh lúc châu tường chuẩn bị nổi trận lôi đình chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên phá vỡ tình cảnh gượng gạo này hai đình đình lại đồng thanh hô lên điện thoại châu tường chỉ đành nhận điện thoại trước đột nhiên nhớ tới công ty còn có một video quan trọng chưa quay cần anh đem kịch bản tới đúng đúng tôi đang ở nhà lập tức mang đến ngay đình đình ổ cứng di động của anh ở đâu hai đình đình lại đồng thanh trả lời bên cạnh laptop trong phòng sách thế còn túi đeo chéo màu nâu đựng văn kiện của anh trên bàn nhỏ hành vi cử chỉ của hai người đúng thật là đúc từ cùng một khuôn châu tường vội vàng nói với hai người buổi tối giải thích rõ ràng cho anh đừng có giờ trò nghe chưa âm lượng anh có chút lớn khiến hai đình đình điên cuồng gật đầu nói được sau đó anh kéo một đình đình trong đó dậy nói với cô mau đi thôi không thì trễ giờ làm mất cô lại nói không phải hôm nay em đi làm nhìn vào đình đình đang mặc đồ công sợ anh mới vỡ lẽ ra thế rồi cả hai dắt tay nhau đi đến công ty đình đình ở nhà không được chuồn đấy cả em cũng vậy hôm nay phải về cho anh trở về đầu câu chuyện mọi thứ bắt đầu từ ngày hôm trước trong lúc đình đình đang rửa chén thì châu tường lại đột ngột nói lên chúng ta chia tay đi điều này khiến cho đình đình sửng sốt vừa mới sáng sớm mà anh đã đùa cái gì thế hôm nay là ngày cá tháng tư sao không anh nói nghiêm túc đó đình đình liền lẳng tránh không còn sớm nữa em phải đến công ty đây hôm nay có một buổi lễ chiêu thương toàn quốc rất quan trọng có chuyện gì đợi tối em về rồi nói tiếp nhé cứ như vậy mà đình đình rời đi đến công ty còn châu tường cũng có công việc kiếm tiền riêng của bản thân lúc chiều ở công ty anh đã nhận được tin nhắn từ đình đình anh có về ăn cơm không em có nấu món cá chua cay anh thích ăn nhất nè anh suy nghĩ hồi lâu lại quyết định ra ngoài mời đồng nghiệp đi ăn buffet nhưng ai ai cũng kêu bận không đồng ý đi với anh vậy nên anh quyết định tăng ca tới khuya tự cho mình một lý do để không về nhà sáng nay đột nhiên nói câu chia tay với đình đình như thế hiện tại lòng mình tự nhiên lại cảm thấy hổ thẹn với cô ấy đang nằm hút điếu thuốc trầm tư cả công ty đột ngột mất điện chết cha quên lưu phai lại rồi khi này có mấy bóng đen cầm vật tư đi đến làm cho châu tưởng run rẩy cầm lấy cái ly làm vật phòng thân các người đừng có tới đây còn bước thêm bước nữa đừng trách tôi không khách khí đột nhiên ánh đèn bật lên pháo hoa được bắn ra mọi người đều tươi cười chúc mừng lão đại chẳng chẳng phải mọi người đã về cả rồi sao nếu không làm thế làm sao tạo cho anh được sự bất ngờ chứ nhưng điều này lại làm cho anh tức giận video tôi đã edit xong rồi còn chưa lưu lại nữa là ai nghĩ ra ý kiến quái quỷ này vậy hả đứng ra đây ông đây phải chưa kịp nói xong một nữ tổng tài xinh đẹp đột ngột bước đến là tôi đó thế nào anh định làm gì tôi muốn tẩn tôi một trận chắc ơ ờ không không có gì nửa đêm nửa hôm rồi xếp cô ở đây là muốn làm gì thế Video mà cậu hướng dẫn cả team thực hiện đã đạt được một tỷ lượt xem rồi, cho nên công ty đã họp và đưa ra quyết định thăng chức cho cậu trở thành tổng giám vận hành kinh doanh. Nghe vậy anh vội vàng đứng dậy bắt lấy tay nữ tổng tài, cảm ơn sếp đã xem trọng, chỉ là nắm tay thôi cũng đủ làm cho sếp của anh có chút bối rối. Giờ thì mọi người hãy đi chúc mừng đi, bắt đầu tiệc rượu thôi nào. Vậy là cả đám người cùng đi đến nhà hàng cạn ly liên tục, nghĩ đến chuyện lúc sáng anh cảm thấy không biết phải đối mặt với đình đình, như thế nào nên uống rất nhiều, nhiều đến mức tổng tài phải đưa anh ra đến tận taxi trên xe châu tường không ngừng gọi tên đình đình chức tổng giám này anh đã dốc hết sức để giành được đó em có vui không trong cơn say anh nắm chặt tay của nữ tổng tài làm cô phải giật tay lại tôi không phải đình đình em vui hay không vui không vui vui không vui sao có thể không vui được chứ em kiêu ngạo vì anh đình đình em thật sự yêu anh sao em nói em muốn ở riêng một phòng anh cũng thực sự chưa từng bước vào đó một lần nào anh làm món tôm hùm cho em em cứ một lúc lại ăn một lúc lại không ăn nhưng tôm vẫn là tôm mà rõ ràng anh đã cố gắng nấu ăn rồi anh đã từng nói phải khiến em trở thành một con heo hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng người ta lại nói em rất đau khổ, anh càng nghĩ càng không hiểu sao anh có thể để em đau khổ được. Hừng cô cô ấy thực sự khiến người ta rất hâm mộ, lúc anh chưa có gì trong tay em đã ở bên anh rồi, anh chỉ muốn cố gắng khiến em hạnh phúc hơn thôi mà. Anh luôn cảm thấy hình như em không vui, em cảm thấy anh không tốt chỗ nào, em cứ việc mắng anh đi. Đang nói Châu Tường đột ngột ôm lấy nữ tổng tài, anh anh muốn làm gì, anh anh đã từng lập lời thề rằng, phải cho em được hạnh phúc, Nói rồi anh kéo đầu của tổng tài lại gần định đặt lên môi một nụ hôn, thì cơn say ập đến, làm anh úp mặt xuống đùi của cô. Đình đình anh không muốn chia tay với em, anh rút lại câu nói đó có được không? Nữ tổng tài đang bối rối không biết xử lý như thế nào thì chú tài xế nói, cô gì ơi, tới nơi rồi của cô hết 730 tệ. Nghe vậy tổng tài vội lấy điện thoại ra chuyển tiền cho chú tài xế, được rồi vất vả cho chú quá, này cháu đàn ông thời buổi này cũng không dễ dàng gì, cậu ta đã nói đến mức thế này rồi, cô nên tha thứ cho cậu ta đi. Nói rồi chú tài xế vội vã ra ngoài đi vệ sinh. À phiền cô đánh giá năm sao cho tôi với nhé. Lúc này ở trong xe nữ tổng tài gọi lớn. Châu tưởng tới nhà anh rồi mau dậy đi. Trong vô thức anh lò mò cựa quậy. Bàn tay lại đặt nhầm lên hai con thỏ của nữ tổng tài rồi bóp bóp. Lạnh quá chăn chăn đâu. Rồi khuôn mặt anh trở nên sáng ngắt. Ấy ấy ra ngoài ói. Đừng có ói trong xe. Ngay lập tức nữ tổng tài dìu anh ra một gốc cây. Giấy này anh lo mặt đi. Cảm cảm ơn cô. Ấy đây chẳng phải là nhà tôi sao, xếp sao sao cô lại ở đây, Tổng giám mới thăng chức của công ty chúng ta uống rượu say mềm, lại muốn tự lái xe về nhà. Tôi lo công ty sẽ tổn thất mất một vị nhân tài, nên mới thuê tài xế lái xe của anh đưa anh về đây. Bây giờ tôi lái xe của anh về ngày mai tôi trả lại, nhưng sao sếp không để mấy người khác đưa về? Ừ thì thì, ngày mai là ngày đầu tiên anh đi làm với chức vị tổng giám, đừng có đến muộn đấy. Ngày mai bố tôi có chuyện muốn nói với anh. Vâng thưa sếp. Muộn thế này rồi hay là để tôi đưa cô về đi. Thôi khỏi không cần đâu, anh mau về đi Đình Đình đang đợi anh đó tôi lái xe của anh về là được rồi còn ngây ra đó làm gì về đi chứ muộn rồi nếu đình đình ghen cũng đừng có bắt đền tôi đấy được được xếp về cẩn thận à đúng rồi nhớ đóng cửa cẩn thận nha châu tưởng nghe câu này thì đứng gần người một lúc đến khi nhìn xuống thì thấy khóa quần mở ra tự lúc nào anh lập tức kéo lại đù đủ, đủ không lẽ bị nhìn thấy hết rồi sao rất nhanh anh cũng đã đi lên nhà của mình bây giờ gõ cửa không biết cô ấy có mở cửa cho mình không đình đình anh thật là tên khốn nạn anh nên tới ghế đá trong công viên mà ngủ chia tay là do anh đề xuất còn có mặt mũi quay lại sao đang không biết phải làm như thế nào đột nhiên anh ngã xuống đất tiếng động lớn làm cho đình đình chạy ra mở cửa về rồi à nước đã đun sẵn rồi anh vào tắm đi anh anh về rồi đình đình lúc này đình đình đã đi vào trong anh còn ngây ra đó làm gì mau vào đi nghe vậy châu tường liền vội vàng chạy vào trong nhà đình đình liền ôm lấy anh ngửi ngửi mùi của anh một lúc uống không ít rượu ha anh bình thường đâu uống rượu bia sao sao cô ấy lại bình tĩnh như vậy giống như không có việc gì cả mình thậm chí nghi ngờ bản thân sáng nay có thật sự đã nói chia tay không nữa trong lúc anh mải miết suy nghĩ đình đình lại chạy đến hôn anh chúc mừng anh đã thăng chức lên tổng giám sao sao em biết lúc chiều mẫn huệ đã nói cho em biết em sẽ đi pha trà giải rượu cho anh không phải em chủ trì tiếp đón thương hội sao rất mệt rồi không cần pha đâu em không cảm thấy mệt thuận tiện còn quét dọn lại trong nhà một lần lúc này anh lại nhìn vào mấy tấm ảnh trên tường cô ấy yêu mình sao bọn mình lúc trước rõ ràng đã cười hạnh phúc như vậy nhưng nếu cô ấy thật sự yêu mình vậy vì sao sau khi nghe câu chia tay kia lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì với cô ấy mình thậm chí có thể tưởng tượng ra cô ấy vẫn giống như bình thường ngâm nga hát ca quét dọn sàn nhà rất nhanh đình đình đi đến uống đi trà giải rượu này hiệu quả lắm cảm cảm ơn em trong lúc châu tưởng ngồi uống trà thì đình đình ngồi suy tư đột nhiên anh nói rằng về sau tìm một gì tới thu dọn nhà cửa đi vì vì sao do em thu dọn không tốt sao không phải không phải lẽ nào anh vừa thăng chức đã cùng người con gái khác làm gì có lỗi với em 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 nói cái gì vậy anh là loại người ấy hả vậy thì vì sao Em không biết vì sao sao, đủ anh không nói thì làm sao em biết vì sao. Sau đó cả hai rơi vào im lặng, đình đình ngồi suy nghĩ vu vơ một lúc thì nói lớn, em bé là em bé sao. Nghe vậy trà trong miệng châu tưởng trực tiếp vọt ra 9 mét, bố mẹ anh ép anh sao, em đang nói cái gì vậy? Vậy vậy anh ngược lại hãy nói cho em biết, vì sao anh đột nhiên chia tay em, em cũng không nói là sẽ không sinh em bé cho anh, anh muốn sinh em cũng sẽ phối hợp nhiệt tình mà. Châu tưởng quay sang nhìn đình đình một lúc thì nói, Em có cảm thấy ở cùng với anh không hề vui vẻ hay không? Thậm chí có những lúc anh khiến em cảm thấy đau khổ. Anh vẫn chưa tỉnh rượu hả? Nói mấy lời vớ vẩn gì vậy? Công ty của em là một trong một trăm công ty mạnh nhất toàn quốc, cường độ công việc rất là vất vả, nhưng em vẫn hoàn thành xuất sắc. Trên phương diện công việc anh chẳng thể giúp gì được cho em. Sau khi về nhà lại là em chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh, em hoàn mỹ giống như một viên kim cương lóe lên ánh sáng rực rỡ. Anh nghĩ ngày không có em, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ trở nên rối loạn, mà ngày không có anh em sẽ vẫn lấp lánh như vậy. Đình đình nếu như có một người có thể khiến em hạnh phúc, khiến em không phải chịu đau khổ, có thể ở cùng bên cạnh em, anh anh sẽ buông tay, khi thật em có thể trực tiếp nói ra, anh có thể chịu đựng qua được, anh không hy vọng em sẽ phải chịu một chút tủi thân nào, đột nhiên cơ thể đình đình run lên, châu tường, anh hiện tại không phải đang khiến em tủi thân sao, khuôn mặt cười nhưng lại đẫm nước mắt này của đình đình, bỗng chốc như kim đâm vào tim của mình, ánh mắt nóng bỏng này mình không dám nhìn thẳng, mình có phải là điên rồi không, vậy mà lại nói chia tay với đình đình. Xin xin lỗi anh nghĩ anh nên yên tĩnh một lát, Nói rồi Châu Tường cố gắng đứng dậy đi vào nhà tắm, dòng ký ức những ngày đầu về sống chung tái hiện lại trong đầu anh, lúc mới về căn nhà này, Đình Đình đã đưa ra một yêu cầu rất lạ, đó chính là phải cho cô ấy một căn phòng độc lập thuộc về cô ấy, bốn năm nay anh chưa từng vào trong đó lần nào, từ trước đến giờ anh cảm thấy tình cảm giữa mình và Đình Đình rất tốt, luôn tin tưởng lẫn nhau, nhưng từ khi có người nói ra những lời đó, Châu Tường liền lo lắng vô cùng, cô ấy đã vượt ra khỏi phạm vi xuất sắc rồi, tuy rằng những lời này nói ra có vẻ rất tàn nhẫn nhưng mối tình này của hai người, trên thực tế chính là, còng tay ngăn cản cô ấy bước đến vị trí ở trung tâm sân khấu. Vậy thì đã sao, sân khấu không phải là mục tiêu của chúng tôi, chúng tôi chỉ cần hạnh phúc sống tiếp với nhau thôi. Anh muốn chia rẽ chúng tôi, chẳng qua là muốn bào mòn cô ấy hơn, để cô ấy kiếm nhiều tiền hơn cho các anh thôi. Gói mục đích vô sỉ bằng giấy gói đẹp đẽ như thế, anh có từng thấy cô ấy tỏa sáng chưa, ý anh là sao, nếu nói ngư phong, và áp tiêu tiền của anh ta đã thay đổi triệt để ngành nghề cơ bản trong vòng vài năm mà đã có thể thay đổi cách sống hơn một tỷ người rồi. Anh ấy là mặt trời chiếu rọi mọi thứ làm cho nó tỏa sáng. Nếu như cô ấy đứng bên cạnh ông ta thì sẽ như thế nào anh tự hiểu. Tôi không làm được anh cũng không làm được. Ha ha đùa gì thế, cho dù đình đình của tôi thật sự có tiềm năng như thế. Nhưng Ngư Phong cũng là người có gia đình rồi. Hơn nữa giữa chúng tôi chưa xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Hừ ở đây có một đoạn video anh xem thử đi. Trong buổi tiệc rượu cuối năm cô ấy vừa nghe điện thoại đã khóc mà chạy ra ngoài. Đây đây là ý anh là sao, xin anh đừng hiểu nhầm đây là trích ra từ trong video tiệc cuối năm của công ty tôi. Anh biết tiếp theo ngoài ban công của đại sảnh buổi tiệc, tôi đã thấy gì không, đừng có úp mở. Tôi không phải là có thiên lý nhãn, trước giờ tôi chưa từng khiến đình đình đau khổ. Tôi tưởng cô ấy không khỏe nên đi theo qua đó, nhưng điều tôi nhìn thấy được chính là cô ấy nhìn ánh trăng của màn đêm. Lặng lẽ rơi lệ, nỗi đau khổ đó dâng trào trong nước mắt của cô ấy, đó không phải là nỗi buồn nhất thời, đó là sự bùng nổ của nỗi đau khổ tích tụ trong thời gian dài, khoảnh khắc đó tôi vừa ngưỡng mộ, vừa căm ghét người đã làm tổn thương cô ấy, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi đã dùng một vài thủ đoạn để tìm ra được, người đó chính là anh, tuy Châu Tường đã cố gắng phủ định nhưng việc này, nhưng câu chuyện đó như một cây búa nặng trĩu, gõ thật mạnh vào trái tim anh, nhưng anh vẫn không biết mình đã làm gì, mà tổn thương Đình Đình trong khoảng thời gian dài như thế, trong lúc nhớ lại chuyện xưa anh đã ngủ từ lúc nào. Đình Đình đi vào nhìn thấy thì nói, mau đến đây chị B không nổi, lúc này có một Đình Đình khác lấp ló ở bên ngoài ngủ say chưa? Đình đình kia liền véo véo má của Châu Tường, hài ngủ như con heo chết vậy đó, thật sự ngủ say như chết rồi à, đình đình bên ngoài vừa chạy vào, thì thấy trên mặt châu tưởng đã có mấy vệt dâu bằng xà phòng do đình đình kia tạo nên, như thế mà còn không dậy, đáng ghét, em xấu quá đi, chị chị cũng chơi tí đi, bao nhiêu tuổi rồi, em tưởng chị còn là con nít sao, lúc này đình đình em lại cầm tay đình đình chị vẽ bậy. Một lúc sau châu tưởng đã được tô lên một bộ dâu dê cùng một quả áo ngược bằng xà phòng, mau bưng vào trong kia đi, nếu không cảm lạnh bây giờ, nặng, nặng quá, anh ấy uống bao nhiêu rượu thế, hứ chắc là ngồi ở phòng làm việc nhiều rồi đó, heo lười. Rất nhanh anh cũng được hai cô vợ bưng vào phòng, anh ấy nói gì rồi, không ngoại tình cũng không phải vấn đề con cái, vậy vậy tại sao anh ấy? Đột nhiên Châu Tường ôm lấy người Đình Đình, không uống nữa, Đình Đình còn đang ở nhà đợi tôi, Đình Đình em liền chỉ tay suỵt suỵt, cô chị hiểu ý liền gật gật đầu, gỡ tay Châu Tường ra rồi rời khỏi căn phòng, để lại Đình Đình em ở lại với anh. Sáng ngày hôm sau vừa mới tỉnh dậy Châu Tường đã giúp vào ngực Đình Đình, anh anh làm gì đó, anh anh xin lỗi, anh sai chỗ nào, nếu như có một ngày em cảm thấy anh trở thành gánh nặng của cuộc đời em, nhất định phải nói cho anh biết, ủa mà sao anh lại ở trên giường thế, hôm qua anh uống say quá, ngủ gục trong bồn tắm, em vác anh lên đây đấy, em vác nổi anh à, ngay cả mấy bình nước em còn vác nổi, anh muốn thử lại không, lúc lúc say anh có nói cái gì không, ai mà nghe hiểu lời anh nói chứ, tiếng kinh tiếng nghiên lẫn lộn, ăn nói bừa bãi, vừa khóc vừa quậy, ba hồi thì nói có lỗi với em, ba hồi thì nói muốn cho em hạnh phúc, anh quên hết rồi sao, lúc này rồi mà cô ấy còn cho mình bậc thang để leo xuống, cùng cách này để bỏ qua chuyện ngày hôm qua sao đột nhiên đình đình nhìn anh một hồi lâu em em nhìn gì thế xin lỗi anh em đột nhiên cảm thấy bấy lâu nay bọn em đã đem cái tốt nhất mà bọn em tự cho rằng đó áp đặt lên người quan trọng nhất bên cạnh em bọn em em nói cái gì vậy em là em lỗ tai anh có vấn đề rồi nói chuyện một hồi lâu thì đến giờ đi làm vừa vào trong xe thì châu tưởng nhớ lại đây là xe mà công ty đình đình làm việc cấp cho cô ấy thường được gọi là siêu xe nhưng mình cảm thấy xe con bọ hợp với cô ấy hơn mình với đình đình bằng tuổi nhau nhưng bây giờ cô ấy đã trở nên tỏa sáng với tần suất làm việc và giá trị công việc của một siêu nhân và cả sức làm việc mà người bình thường khó bị kịp trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn truyền thông quy mô lớn trong nước số người cô ấy quản lý lên đến hàng trăm doanh thu đem lại cũng cả trăm triệu tệ châu tưởng ngồi nghĩ mà mặt như thằng đần làm cho đình đình phải hỏi sao thế trên mặt em có dính gì à chỉ là anh muốn nhìn đình đình của anh thôi hôm qua lúc em tám chuyện với mẹ em có nói một việc một người bà con ở cạnh quê của mẹ rất rất là sao lắp ba lắp bắp thế không giống em chút nào bởi bởi vì việc này khá là hủy hoại tam quan tam quan hủy hoại ư vậy có thích hợp làm thành video ngắn hay không em mau nói xem để anh tham khảo chút đừng đừng đây là chuyện riêng của người ta nếu anh dám làm thành video thì em sẽ không nói cho anh biết đâu he he muốn tám chuyện đừng có nhịn sẽ bị nội thương đó anh đáng ghét thì là chồng của người đó vốn chỉ có một người vợ thôi nhưng đột nhiên anh ta lại phát hiện vợ anh ta là hai người khác nhau ha ha người này bị ngốc à sống với nhau nhiều năm như thế cũng không phát hiện ra sao sao trên đời này lại có người ngu ngốc như thế người ngu ngốc như thế trên đời này đương nhiên sẽ có rồi đang nói chuyện thì đột nhiên châu tường có điện thoại alo tôi là châu tường có việc gì không cái gì kịch bản đều bị dùng hết rồi sao sao không nói trước video mới phải quay thế nào đây vậy đợi tôi về nhà lấy trong nhà còn không ít kịch bản dự trù anh sao thế đình đình quay xe mình về nhà cái nghe lời này đình đình giật thót cả tim gì cơ sao đột nhiên lại về nhà thế mới ngày đầu thăng chức đã gây phiền phức cho anh kịch bản chủ bị của một series idol hài kịch của bọn anh dùng hết rồi May mà ở nhà anh đã chuẩn bị sẵn một ít, bây giờ về lục nó ra, chẳng phải sáng nay anh phải họp sao? Anh lái xe đến công ty đi, em bắt xe về rồi gửi qua cho anh. Thế làm sao mà được, chẳng phải em cũng phải họp sao? Anh tự đón xe về là được, em đến công ty đi, hơn nữa em đâu có biết số tài liệu đó để ở đâu. Không không được, em nghĩ gì vậy, nếu không như thế thì phải làm sao? Chuyện chuyện này, em kỳ lạ quá, em có chuyện thì đi trước đi, anh tự gọi xe về, thôi để em đưa anh về rồi cả hai cùng đi luôn. Nói rồi cô vừa lái xe vừa bấm điện thoại nên lúc này mém tí nữa là lấn làn đâm vào xe đi ngược chiều may mà châu tưởng nhanh tay ghé người sang đánh lái hộ không thì cả hai người đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân bên cạnh là một nải chuối xanh rồi đưa điện thoại đây bình thường em đều vừa lái xe vừa nghịch điện thoại sao lái xe có thể chuyên tâm một chút không đưa đây mau lên hừm ở bên nhau nhiều năm như vậy cô ấy luôn chu toàn mọi mặt bất kể chuyện to hay nhỏ hoàn mỹ đến khiến mình cảm thấy có chút đáng sợ đây là lần đầu tiên mình to tiếng như vậy với đình đình xem dáng vẻ uất ức của cô ấy kìa sao mình đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, yêu đương chính là nên như vậy mới có mùi vị không phải sao, rất nhanh cả hai người đã trở về khu chung cư mà mình ở, đình đình lập tức xuống xe chạy đi rất nhanh, em chạy cái gì, không không phải anh vội sao em đi mở cửa cho anh, này là lý do gì chứ, lúc này đình đình đột ngột dừng lại, sao lại không chạy nữa, không không có gì, em không phải là có chuyện gì giấu anh chứ, trên đường về trông em rất kỳ lạ, em em sao có thể giấu anh chứ, nói rồi đình đình lại chạy đi thật nhanh, nhanh đi thôi, rất nhanh đình đình đã chạy về phòng 602 lại còn dùng tay gõ cửa, Châu Tường cầm lấy tay của cô và nói, em gõ cửa làm gì chứ, chúng ta đều ở bên ngoài. A ha đúng ha đúng ha, đừng Hoàng Anh có mang theo chìa khóa. Trong lúc Châu Tường đang loay hoay mở cửa thì một anh shipper đi đến, alo đồ của cô đến rồi, sau đó anh ta cúp máy rồi đi đến chỗ Châu Tường. Hai vị phiền nhường đường, tôi xích đồ của nhà này, cái cái gì xích đồ xích đồ gì, lúc này đình đình ở bên trong mở cửa ra, vậy là tình huống ở đầu tập này xảy ra, rất bối rối lúc này có tới hai đình đình giống nhau như đúc chưa biết phải giải quyết như thế nào nên châu tường đành phải đến công ty trước để tối về tính chuyện này sau nhưng điều này cũng khiến anh cảm thấy cuộc sống có chút thú vị rất nhanh anh đã xuất hiện ở công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông diệt tâm tổng tổng giám trong ổ cứng này có mười mấy phương án dự phòng của tôi hai người in ra rồi sàng lọc mấy ý hay rồi dựng thành kịch bản đi cảm cảm ơn châu tổng nếu như không có anh thì bọn tôi toang rồi xong xuôi anh lại bước vào phòng làm việc bật lửa châm một điếu thuốc mình lúc đó nói chia tay với ai nhỉ hôm nay lái xe là ai Người khóc trong video là ai? Hừm, bọn họ sẽ không thừa cơ biến mất chứ. Mẹ nó mình không nên nhanh chóng đến công ty mà. Đang suy nghĩ thì nữ tổng tài xinh đẹp bước vào. Sao thế? Sao mặt mất hồn thế này? Chưa tỉnh rượu sao? À, không phải, chỉ là lần đầu tiên say nặng như vậy. Lúc này nữ tổng tài đưa ra chìa khóa xe cầm đi. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn tôi? Tôi phải cảm ơn cô mới phải chứ. Đưa anh về thì anh phải cảm ơn tôi. Tôi mượn xe của anh, tôi cũng phải cảm ơn anh. Không có gì khó hiểu chứ. Cũng đúng nhỉ? À à mà phải rồi xếp. Sao lại ấp a ấp úng thế? Giáng vẻ hôm mưa gọi gió ngày thường của anh đâu rồi? Không không phải, cô có hiểu biết gì về Nhã Đình không? Anh anh là có ý gì? Không không có gì. À phải rồi, cô tình tôi có việc gì không? Ừm quên mất bố tôi. À không, chủ tịch muốn nói chuyện với anh, hả có chuyện gì đột xuất sao? Anh quên rồi. Hôm qua đã bảo với anh rồi đó, liên quan tới việc nội bộ tập đoàn muốn thăng chức cho một vài nhân viên lên làm quản lý cấp cao ấy, nói rồi nữ tổng tài đẩy đẩy trâu tường, anh mau đi đi. Nhưng anh lại đứng lại làm cho hai con thỏ khổng lồ của tổng tài đập vào lưng, lát nữa đừng có làm tôi mất mặt đấy nha. Rất nhanh sau đó hai người đã đến văn phòng chủ tịch, bố anh ấy đến rồi. Chào chủ tịch ạ. Ha ha, cậu thanh niên không cần phải thận trọng như thế, nào cậu mau ngồi đi. Sau khi cả ba yên tọa trên ghế sofa, vị tổng giám đốc thổi lửa đốt lên một ít nhang thơm, thơm quá đi, tinh thần sảng khoái nhiều luôn. Đây là gỗ hương tuyết lê kết hợp với trầm đấy bố tôi. Lúc đi làm thì phải gọi là chủ tịch. Vâng thưa chủ tịch ạ, chủ tịch hiếm khi dùng loại trầm hương này lắm đó. Ừm Mẫn Tuệ thường khen ngợi cậu trước mặt tôi rất nhiều lần, làm việc vừa đạt hiệu suất cao, vừa có danh tiếng trên thương trường, đúng là nhân tài hiếm có, đều đều là nhờ Châu tổng cho tôi cơ hội thể hiện, sao tôi có thể phụ lòng tin tưởng của cô ấy được, kế hoạch mách tinh mới gì gì kia, mấy ông già như tôi thật sự không thể hiểu được, thế hệ của chúng tôi chỉ có thể làm bạn với cổ hủ và lạc hậu thôi, sau này tất cả đều là thời đại của thanh niên các cậu rồi, cố gắng làm thật tốt nhé. Vâng ạ, cảm ơn chủ tịch đã nhắc nhở. Nếm thử ly cổ thụ đại hồng bào này đi còn có cả tên đó nữa ạ đây là hái từ mấy cây đại hồng bào cuối cùng còn sống ở vách núi võ di cửu sơn đấy hơn nữa còn là lớp lá trà đầu tiên được hái trong mùa đấy hiện tại trên thị trường bắn đều là trà đại hồng bào loại thứ phẩm được hái từ cây nhân giống thôi lúc này ông chủ tịch cầm lấy một ly trà đưa cho châu tường cảm ơn chủ tịch tiểu trần à đứa con gái này của tôi ưu điểm rất rõ ràng khuyết điểm cũng rất nổi bật làm việc cho nó cậu vất vả rồi thực ra vẫn rất tốt ạ à. chúng con là bạn đại học lại còn là cùng một xã đoàn Cô ấy làm hội trưởng 3 năm, thường xuyên gây chuyện sinh sự cho xã đoàn. Đã quen rồi nên mọi người biết ứng phó thế nào, hừm bớt nói vài câu đi. Nhưng mà xã đoàn không có cô ấy thật sự không làm được cái gì cả. Sao tôi chưa nghe cậu nói câu này bao giờ nhỉ? Mọi người đều có thể cảm nhận được, có cô trong lòng mọi người rất yên tâm. Ha ha thì ra Mẫn Huệ lại giỏi bày trò như vậy. Với cái tính xấu này của nó, tôi còn tưởng mọi người đều sợ nó. Nên mọi người mới để nó độc thân tới bây giờ chứ. Đâu có trong trường người theo đuổi Mẫn Huệ có thể xếp một vòng quanh trường đó là mắt nhìn của cô ấy quá cao, không nhìn nổi những người thô lỗ đó. Này này đây không phải là cuộc nói chuyện về thăng chức quản lý sao? Hai người lôi câu chuyện đi đâu rồi? Ha ha tiểu châu cậu có bạn gái chưa? Không đợi châu tường trả lời Mẫn Huệ đã đập bàn đứng dậy. Bố điên à, đây không phải là điều tra hộ khẩu nhà người ta. Nhìn thấy Mẫn Huệ phản ứng như thế ông chủ tịch chỉ biết điều cảm giấu ba chấm. Cũng chỉ có nó dám nói tôi điên trước mặt tôi thôi đó. Ha ha bị tôi chiều hư rồi. Nó tới giờ vẫn chưa được đứa bạn trai nào đưa về nhà cậu xem, bố, Châu Tường có bạn gái rồi, để con giới thiệu cho. Bạn thân con Nhã Đình bố cũng biết đó, biết chứ cô gái này rất giỏi, tuổi trẻ đã tạo dựng được danh tiếng trong đám giả khụ bọn ta rồi. Ý vậy tiểu Châu sao cháu không? Bố trên công việc Nhã Đình là Nhã Đình, Châu Tường là Châu Tường. Sao bố lại ghét với nhau, đừng có chen ngang bố muốn nghe tiểu Châu nói. Nhưng lúc này Châu Tường nghe nhắc tới Đình Đình sự việc lúc sáng lại hiện về. Làm anh ngẩn người ra một lúc, mãi đến khi Mẫn Huệ giật cùi trò vào người anh mới giật mình. Cháu cảm thấy độc lập trong công việc sẽ giúp bọn cháu có cơ hội hiểu nhau hơn, nhìn rõ đối phương mới có thể có nhiều ý tưởng táo bạo kinh ngạc hơn, à không bất ngờ hơn, đúng đúng, đàn ông nên có sự nghiệp riêng cho bản thân, công ty này là tôi và nó đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết, tôi mới thuyết phục hội đồng cổ đông đầu tư, các cô các cậu phải cùng nhau cố gắng để công ty ngày càng phát đạt. Ơ ờ, sếp, cô chẳng phải nói với tôi công ty này, nhanh quay về làm việc đi, rảnh rỗi thì bớt tọc mạch, anh đã sắp xếp công việc của ngày hôm nay chưa? Ồ, tôi đi làm ngay." Vừa nói, Châu Tường vừa đứng dậy cúi chào chủ tịch, chắc chắn sẽ không làm chủ tịch thất vọng. Nói xong rồi Châu Tường vội vàng rời đi, còn nữ tổng tài ở lại với ông chủ tịch, "Mẫn Huệ à, vài ngày nữa gia đình chú Trương sẽ tới nhà làm khách, con phải có mặt đấy." "Vâng ạ, à, đến thì đến ạ, à. con cũng đi làm đây." "Mẫn Huệ à, ngành video ngắn hiện giờ là một hồng hải, tình hình tài vụ của công ty hiện giờ rất nguy cấp, số tiền này đốt hết rồi, lần này con nhất định phải giúp bố đấy." Còn Châu Tường rất nhanh đã trở về phòng làm việc, mọi người đã đưa ra phương án chuẩn bị cho video sắp tới chủ đề bạn gái ngọt ngào nhất tiêu đề phải sửa nó không đủ hấp dẫn giá thành vật liệu dòng câu sơ này quá cao đối tượng tiếp cận quá ít đổi phương án khác lượng like của video trước sau lại giảm nhiều như vậy kịch kịch bản tôi cần cường điệu một chút kịch bản không phải là viết ra là dùng ngay cần có tích chữ sàng lọc nhiều lần nhưng mà lão đại kịch bản cũng cần kinh phí thực hiện mà dự toán bây giờ đã thu hẹp lại rất xích sao thế ư vậy để tôi đi tìm sếp tranh thủ xin thêm ít kinh phí họp xong trâu tưởng vào phòng nằm lên ghế nhìn vào tin nhắn của tiểu đình suy tư đây là lúc anh và đình đình vừa mới quen nhau chăn chọc mới nghĩ được tên ghi chú thích hợp nhất mà trong ký ức của anh thời đi học đình đình không có bất thường gì chỉ là cảm giác trên người cô ấy luôn ngập tràn sức sống và ánh nắng vô hạn lúc này trong đầu anh tự nhiên mọc ra một ý tưởng bạo dạn không thể tưởng tượng nổi đột nhiên tin nhắn điện thoại lại đến anh đang làm gì đấy châu từng định nhập gì đó nhưng rồi lại thôi cuối cùng phải dùng hai biểu tượng tức giận để trả lời ở bên kia đình đình không ngừng nhập văn bản nhưng 15 phút sau vẫn chưa đến xem ra cô ấy cũng rất khó xử đột nhiên có người đi vào Lão đại ăn cơm thôi, các anh ăn trước đi, tôi còn có chút chuyện. Đợi mãi không có hồi âm châu tường đành cầm ly lên làm ngụm nước, vừa nhấp môi thì tin nhắn điện thoại gửi đến. Không đợi được anh lật đật mở lên, tin nhắn không có chữ chỉ có một bức hình có chút mù mắt, làm cho ngụm nước trong miệng anh trực tiếp phun ra 9 mét. Em làm cái trò gì thế, xung quanh có người không? Hu hu người ta cũng không biết phải làm thế nào mà, bớt miệng lưỡi trơn chu đi, nghĩ kỹ xem tối nay phải giải thích thế nào, mau đi ăn cơm. Nhắn tin này mà bụng châu tưởng mới nhớ mình cũng đói cồn cào hết cả vừa định đi ra ngoài ăn cơm thì máy tính anh lại có tin nhắn từ quy quy xoa cái đầu heo của anh anh ăn cơm chưa chẳng phải vừa mới nói xong à cô là là người đang ở nhà sao đình đình lại gửi cho anh một bức ảnh selfie cosplay một bé thỏ chính là tôi đây bọn họ sao thích chụp hình tự sướng thế nhỉ tôi nhớ rất rõ trong hộ khẩu nhà em chỉ có một người vậy cô rốt cuộc đến từ đâu sao anh không hỏi người kia đến từ đâu mà lại hỏi tôi phải nhỉ chỉ là mình cảm thấy đình đình sáng nay ở bên cạnh mới chính là đình đình vậy có phải một trong hai người các cô xuyên không rồi không Đình Đình ở nhà cạn lời với cái ý tưởng điên rồ của Châu Tường, lão đại anh không mau qua đây thì đến xương cũng không còn đâu, được cảm ơn tới ngay đây, đợi mãi không thấy câu trả lời Châu Tường đành nhắn, đi ăn cơm đây, tối về sẽ hỏi tội các người sau cùng một biểu tượng cá mập. Có phải mình điên rồi không, chuyện khoa học viễn tưởng như thế thật sự sẽ xảy ra sao, nhưng nếu nếu thực sự có hai Đình Đình, chuyện này ít nhất cũng có thể giải thích tại sao Đình Đình lại có sinh lực dùng mãi không hết, lúc này anh nhớ lại lúc sáng ở trên xe, Đình Đình kể cho anh câu chuyện người chồng có hai bà vợ. Lúc đó anh còn chế nhạo người đó thật là ngu ngốc, bao nhiêu lại không phát hiện vợ là hai người, hiện tại nhớ lại thật là đáng giận, anh hiện giờ chỉ là muốn nhanh chóng về nhà dạy dỗ hai cô gái che giấu anh nhiều năm, cuối cùng vẫn phải là lấp đầy chiếc bụng đói, anh vội vã đi ra ngoài, nhưng thật sự không còn miếng đồ ăn nào, đồ khốn các cô các cậu chút đồ ăn cũng không để lại, hi hi bị anh mập càn quét hết đấy, bọn em có ăn nổi đâu, lão đại lát nữa phải giao thêm việc cho anh ta nhé, cái dề tôi còn không được miếng thịt nào, ai ăn thì tự biết, lúc này Mẫn Huệ đột ngột xuất hiện, mọi người đang làm gì thế hả? Xếp muộn thế này rồi sao cô, chẳng phải anh cũng chưa về sao, nhìn thấy xếp lớn thì mọi người trừ châu tường tìm cách tránh mặt, lão đại bọn em rút trước đây, thế nào chưa được ăn cơm mà, không sao không sao, vừa hay dạo này tôi cũng đang giảm béo, nhưng chiếc bụng anh lại phản chủ kêu ọp ẹp, khiến cho xếp tổng cười đến nỗi không nhặt được mồm, thôi để tôi đi lấy đồ ăn vừa mới đặt, dù sao một mình tôi cũng không ăn hết được, không cần đâu cô đừng lo, xem chuột tôi này tôi còn chống đỡ được, nhưng anh vừa mới gồng lên thì bụng lại kêu làm cho Mẫn Huệ cười muốn no luôn khỏi ăn cơm, anh tưởng tôi lo cho anh sao, chỉ là nếu như tổng giám của tôi vì muốn làm ra vẻ, mà không chịu bổ sung năng lượng đầy đủ, dẫn đến tinh thần kiệt quệ ốm yếu, từ đó hiệu suất công việc rớt cái dục, khiến cho công ty tổn thất nặng nề. Anh nói xem vị tổng giám này có phải rất đáng bị sa thải không, nghiêm trọng thế cơ à, hứ đương nhiên, đừng tưởng rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, trong thời gian đi làm anh là thuộc về công ty. Cấp trên cần anh báo cáo công việc, cấp dưới cần anh sắp xếp tổ chức, anh có chút tự giác nào về chức tổng giám của mình không vậy? Đúng đúng, vậy tôi không cần khách sáo nữa nhé. Rất nhanh Mẫn Huệ đã đem cho Châu Tường một hộp cơm. Anh ăn đi, chúc anh ngon miệng. Hộp đồ ăn của tiệm nào mà lại thiếu nữ thế này, anh đừng bận tâm điều đó. Mùi vị thế nào, mùi vị đậu bốn mùa cũng tạm được. Chỉ là thịt lợn hơi cháy, không có vị gì mấy. Cho đánh giá một sao, lần sau đừng gọi đồ ăn tiệm này nữa. Tôi nói cho cô biết một tiệm khác cực kỳ ngon luôn. Nghe lời góp ý mà Mẫn Huệ đứng hình luôn chắc hộp cơm là do cô làm rồi. Sếp cô bị gì vậy? Sao không ăn? Anh ăn trước đi, còn thừa để lại cho tôi cũng được sao sao mà thế được, nếu vậy cô ăn trước đi, còn thừa để lại cho tôi. Anh trước, tôi trước, rồi cứ như thế hai anh chị đẩy nhau một lúc, cuối cùng cả hai đành phải chia hộp cơm ra làm hai, tôi ăn chỗ này thôi, còn lại cho anh hết, ăn ăn ít thế sao được chứ, dạo này tôi đang giảm béo không được à, dù sao tôi cũng chỉ ăn ngần này thôi, anh không ăn thì ném đi, cô đã sinh như vậy đột nhiên lại bắt đầu giảm béo à, hay là cô có đối tượng rồi, là quý công tử nhà nào vậy, đột nhiên Mẫn Huệ đặt hộp cơm xuống bàn, này đừng tưởng tôi tốt với anh là anh có thể được nước làm tới nhá. Mau ăn cho hết rồi cút về phòng làm việc kiếm tiền cho công ty đi, kiếm tiền nghe rõ chưa hả? Thanh niên đang ngậm một mồm cơm tức quá phải nuốt chậm, được lắm cuối cùng cũng lộ bản chất bóc lột của tư bản rồi, lại muốn đè đầu cưỡi cổ tôi nữa đây à? Từ khi học đại học đã thế rồi, gì đó cũng là vinh hạnh của anh khi được đè đầu cưỡi cổ đấy có biết không? Hư được được tôi ăn cho sập nhà cô luôn, vừa nãy những lời bố tôi nói anh đừng để bụng nhé, sao sao có thể chứ? Cô độc thân lâu thế rồi, cũng đến lúc phải tìm bạn trai đi thôi bao nhiêu năm như thế cô vẫn không chấm được anh chàng nào sao cô thích người như thế nào nói tôi nghe tôi và đình đình tìm giúp cô đột nhiên mẫn huệ cầm đũa cốc vào đầu anh ai mượn anh lo hả lại ngứa đòn rồi phải không oai oái đừng đánh nữa lớn như thế rồi sao vẫn thích đánh tôi như hồi còn học đại học vậy hừm tôi thiếu người thích chắc nếu tôi muốn yêu đương chẳng phải thích chọn ai cứ việc thoải mái sao cẩn thận tôi chạy tới chỗ đình đình nói xấu anh đấy hè hè thôi mà tôi ăn cơm đây nếu không sẽ nguội mất sau đó châu tường chỉ biết câm nín ngồi lùa cơm vào mồm còn mẫn huệ lại tới chỗ tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng mở nắp rồi đưa tới cho anh này uống chút nước đi cảm ơn cảm ơn châu tường vừa nhai cơm vừa nói nhận lấy chai nước anh tu một phát hết hơn nửa chai nước của người ta tôi ăn no rồi cảm ơn sếp tôi đi làm việc đây hư anh mau lượn về làm việc đi mẫn huệ ở lại một mình định đem chai nước đi vứt nhưng nhớ tới châu tường đã uống nó nên cô liếm liếm thử miệng chai rồi uống hết số nước còn lại ấy vậy mà cô lại tưởng tượng ra cảnh được châu tường hôn mình điều này khiến cô vô cùng xấu hổ ôm mặt run lên Lúc này ở phòng làm việc của Châu Tường một cô thư ký đứng bên cạnh nói rằng, thời kỳ phát triển của video ngắn về vũ đạo sắp tới rồi, nói lại với các đồng nghiệp bên bộ phận quảng cáo, mau đắp thêm vài quảng cáo khác vào, đồng thời chuẩn bị lên kế hoạch cho video tiếp theo đi. Vâng ạ, từ bình luận có thể thấy được nhân khí của nữ phụ nhu vũ khá là cao, lấy cô ấy làm trung tâm cho phương án kế hoạch tiếp theo thử xem, đã hiểu, mọi người cũng đều nghĩ như thế. Trước đây lúc nói đùa còn thảo luận với nhau vài phương án hữu dụng nữa đó, tốt lắm vậy thì chỉnh sửa thành một văn án hoàn chỉnh đi sau đó quyết định tiếp, à gọi tổ trưởng tổ 2 đến đây, lúc này cậu quay phim đột ngột chạy vào lão đại, nguy rồi, cái gì có chuyện gì gấp à, khốn nạn một video gốc của chúng ta bị đạo rồi, video của chúng ta không hot, mà cái video đạo kia lại hát hơn chúng ta gấp 10 lần, bình tĩnh cũng đâu phải chưa từng gặp tình huống này, bảo bên bộ pháp vụ tới nhà đài nói chuyện, cung cấp chứng cứ nguyên tắc của chúng ta, yêu cầu gỡ video đó xuống, tăng mạnh cường độ giám sát, phải phát hiện ra manh mối để phản ứng nhanh hơn nữa. Chết tiệt, lần này khiến bọn họ tăng thêm được nhiều view mà không cần tốn sức rồi, tội gì mà phải tức giận, có vấn đề gì cứ giải quyết theo trình tự, hiểu hiểu rồi ạ. Nói rồi cậu quay phim đi ra ngoài để một mình châu tường ở trong phòng, hừng cứ mỗi lúc rảnh rỗi dáng vẻ của hai người bọn họ lại hiện ra rất rõ, trong đầu mình, bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi, không được mình phải tập trung làm việc, sau đó rất nhanh đã đến 8 giờ tối, châu tường đau lưng mỏi gối đứng dậy sách ba lô đi về, vừa ngồi lên xe hình ảnh hai đình đình lại xuất hiện trong đầu anh. Không biết khi đối diện trực tiếp với bọn họ mình phải hỏi gì đây, anh cứ ngồi nghĩ mãi về hai đình đình đến nỗi đèn xanh rồi mà vẫn không đi, làm cho một ông chú đi đến chửi cho anh vuốt mặt không kịp, sau khi xin lỗi anh vội vàng lái xe như bay về nhà, mở cửa ra đập vào mắt anh là hai đình đình đang rất thong thả xem tivi, các các cô vẫn còn tâm tình ngồi đó ăn bim bim xem hoạt hình nữa à? Hai đình đình đột nhiên ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, tôi phiền não suốt cả một ngày trời, đình đình vàng thì vẫn ngồi bình thản, còn đình đình xanh thì tỏ vẻ lo lắng một chút, tôi còn đau đầu không biết nên nói câu đầu tiên với các cô như thế nào. Lúc này Đình Đình vàng chạy lại ôm lấy tay Châu Tường, sau đó Đình Đình xanh cũng chạy đến ôm anh, cả hai đồng thời nói khẽ đừng tức giận mà, nhìn thấy sự dễ thương này anh cũng có chút bất giận, sau đó cả ba ngồi vào ghế đối mặt nhau, bọn bọn em cũng đã thương lượng rồi, nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định dùng cách này để làm hòa hoãn bầu không khí một chút, sau đó mới bắt đầu nói chuyện, đột nhiên cả hai đồng thời ngồi thẳng lưng rồi đồng thanh, bọn em nghiêm túc đấy anh có vấn đề gì thì cứ hỏi đi. Ơ ơ chuyện chuyện này tôi, thấy biểu cảm bối rối của của anh mà hai Đình Đình đồng thời phì cười lúc này mà vẫn còn cười được sao ngồi yên hết cho tôi hứ anh hỏi đi chứ nguy rồi nguy rồi cứ nhìn thấy hai đình đình trước mặt tim mình lại đập thình thịch như con ngựa đứt cương không khí trở nên im lặng bất thường nên đình đình đưa lấy một ly nước cho châu tường để giải tỏa nhưng ly nước lại quá nóng làm cho anh giật mình làm đổ nước lên người nóng quá ngay lập tức con họa mi của anh bị trụng nước sôi hai đình đình đồng thời lấy ngay khăn giấy tới hỗ trợ cho anh quả cà tím trong quần của anh lúc này từ trạng thái cong lại chuyển sang thẳng lại không sao không sao chứ nước nóng thế sao không cảnh báo tiếng nào vậy chị đang làm cái quái quỷ gì thế ai bảo anh ấy dùng tay đón lấy đáy cốc chứ chắc không bị bỏng hỏng luôn củ khoai đấy chứ mau nhìn xem có phải nó sưng lên rồi không mau mau cởi ra xem nào đi lấy chút mỡ heo đến đây á à không cần tôi tự làm được nói rồi anh chạy nhanh vào nhà tắm xịt vòi nước vào trong để giảm nhiệt cho củ khoai lăng luộc trông có vẻ như lúc này bọn họ cũng đang hoảng loạn giống như mình đột nhiên mình lại cảm thấy yên tâm không ít trong lúc anh đang thay quần thì cả hai đình đình đồng loạt đưa ra hai cái quần chip Mau thay quần đi, đừng để bị lạnh đó. Sau đó cả ba lại ngồi im lặng giữa phòng khách, họ hàng ở quê ngoại, có một ông chồng ngu ngốc bị hai người vợ của mình quay mòng mòng. Tôi đây là đang tự mắng mình rồi. Ha ha, em em nói với anh ấy rồi, không phải đã bảo là phải bàn bạc với nhau đã rồi hãy nói sao? Ai bảo tên ngốc đó vừa mới sáng sớm đã ôm người ta, rồi nói mấy câu khiến lòng người ta bối rối chứ? Không ngờ con heo này lại tự mắng mình là đồ ngốc. Hừm, đừng có đánh trống lảng, nghiêm túc một chút được không? Tối qua là hai người các cô cùng khiêng tôi lên giường đúng không? đương nhiên rồi anh như con heo một người khiêng sao nổi trước khi khiêng anh ra còn giúp anh kỳ đất nữa nhiều lắm đấy này heo anh tới hố cát uống rượu à cả người toàn mùi rượu hôi chết đi được tử lượng của anh như thế mà cũng dám uống lung tung à đúng thế đến quần lót cũng ướt hết cái thứ kia bọn tôi phải giặt lâu lắm mới được thơm tho đấy còn lưu lại hình ảnh chứng cứ đây này này các cô nhân lúc tôi ngủ mà chụp ảnh ra thịt của tôi như thế sao đình đình xanh vội vàng giải thích đều đều là ý kiến quỷ quái của em ấy hừ rõ ràng chị cũng chơi rất vui vẻ mà hừ lại lạc để nữa rồi bình thường sao không thấy hai người nói nhiều như vậy chứ đột nhiên châu tường đứng bật dậy bóp cầm của hai người xem xét răng miệng của cả hai đến cả cam hay bưởi cũng phải làm rõ cuối cùng lại xem bàn chân của hai người nhưng lại không thấy có gì khác biệt cả chẳng lẽ là đình đình tạo ra phân thân giống như ở trong phim sao hay hay là do nhân bản vô tính nghe mấy lời này mà hai chị em trở nên ngơ ngác thực ra cũng không khoa học viễn tưởng như thế đâu sự thật rất đơn giản trước đây có hai chị em sinh đôi từ nhỏ đã mặc đồ giống nhau để kiểu tóc giống nhau, đến đồ chơi cũng giống nhau, tất cả mọi người nhìn thấy hai đứa bé đó đều nói hai cô bé này thật xinh đẹp, tựa như cùng một người vậy, sinh đôi mà không giống nhau mới giờ hơi đấy, thế nên đột nhiên một ngày hai chị em nghĩ ra một cách, nếu đã giống như là một người, vậy tại sao phải cùng nhau học hành cùng thi cử? Ý ý của hai người là rõ ràng là ghen giống nhau, dung mạo giống nhau, bộ não cũng giống luôn, tại sao phải học hai lượt, thi cử hai lượt chứ? Đây chẳng phải là đang lãng phí một cuộc đời hoàn chỉnh sao? Đây đây là lỗ dịch quái quỷ gì thế? nếu là hai người riêng biệt vậy đương nhiên hai người đều phải học rồi ai nói thế nếu hai người biến thành một thì sao vậy chẳng phải là có thời gian nhiều gấp đôi người bình thường sao nói vớ vẩn gì vậy hai người sao có thể biến thành một ờ không phải chứ các cô ý các cô là không phải biến mà là đóng giả đầu đầu óc các cô có vấn đề đấy à anh anh cũng nói bọn em như thế nói rồi đình đình xanh ôm mặt khóc hu hu này anh đứng về bên nào thế hả dù cả thế giới nói chúng em anh cũng không được nói nhưng nếu là như thế bố mẹ sao có thể đồng ý được lần đầu tiên bố đã hung hăng mắng bọn em một trận tơi bời bọn họ nghĩ rằng đầu óc bọn em có vấn đề còn dẫn bọn em đến bệnh viện tâm thần nữa vậy hai cô làm thế nào mà chạy trốn được khỏi bệnh viện tâm thần vậy nghe vậy đình đỉnh vàng liền phi cho châu tường một đạp anh mới là bệnh nhân tâm thần thì có là tư duy của bọn em vượt trội hơn người bình thường đấy có biết không đây toàn là suy nghĩ cổ hủ phong kiến của bọn anh hủ bại lạc hậu bảo thủ là người sống thì có gì mà không thể chỉ có không nghĩ tới chứ chẳng có gì là không làm được cả đột nhiên đình đình vàng đưa chân ra ngứa quá gãi dùng đi đình đình xanh cũng không kém cả em nữa hai người muốn bốc mùi chết tôi đây à bọn em lúc nào cũng chăm sóc đôi chân cẩn thận không có hôi một chút nào anh ấy cười chúng ta kìa sao trước kia không nhìn ra anh ấy chẳng có lòng đồng cảm như thế nhỉ hứ hay là đá anh ấy đi lúc này châu từng trầm tư suy nghĩ chuyện này còn khó tin hơn cả chuyện cổ tích nhưng cuối cùng mình cũng hiểu tại sao lúc nào cũng cảm thấy không thích hợp lắm chắc đây là lần đầu tiên chúng ta công khai nói hết sự thật nhỉ hai người bọn họ cũng làm nũng cũng có mùi chân, chắc không phải là siêu nhân đình đình hoàn hảo mọi mặt đấy chứ, nhưng vẫn còn một chút vấn đề. Song sinh đóng giả là một người, vậy có nghĩa là bắt đầu từ lúc chúng ta yêu nhau, tôi vẫn luôn luôn cùng hai cô, đúng thế, hư đúng là để anh được hơi lớn rồi. Nói ra ngoài, đàn ông cả thế giới đều hâm mộ anh chết luôn cho mà xem, này đồ ngốc nói cái gì đó, em còn muốn nói ra ngoài cho người khác biết chắc, vậy vậy nụ hôn đầu của tôi là với ai, cả hai đều gãi đầu im lặng, vậy 10 ngày du lịch mùa hè đó, lần lần đầu tiên chúng ta vào khách sạn thì sao? hai chị em nghe đến đây vẫn lặng im à thảo nào lần thứ hai cô nói đột nhiên có chị nguyệt đến thăm thì thì ra đột nhiên đình đình vàng cười lên nếu không phải chị ấy thích anh trước em còn lâu mới để anh được lời to như thế còn lâu mới cho anh cơ hội làm tổn thương tình cảm của bọn em em ấm ức lắm đó hừ chẳng phải sau đó em cũng yêu anh ấy đến chết đi sống lại đây à hứ đó là em bị động khác với chị chủ động chứ chị chuốc vạ vào thân còn làm liên lụy tới em được lắm có giỏi thì em nói lại một lần nữa xem nè sao các cô lại bắt đầu cãi nhau vậy còn chẳng phải điều tại anh sao a à thế thì làm phiền rồi các cô tiếp tục đi đúng là để anh được hời lớn rồi nếu nói ra ngoài đàn ông cả thế giới đều hâm mộ anh chết luôn cho mà xem mà nếu không phải chị ấy thích anh trước em còn lâu mới để anh được lời to như thế em là em ấm ức lắm đó chẳng phải sau đó em cũng yêu anh ấy đến chết đi sống lại à hừ đó là em bị động khác với chị chủ động chứ chị chuốc vạ vào thân còn làm liên lụy tới em hừ được lắm có giỏi em nói lại một lần nữa xem nè nè sao các cô lại bắt đầu cãi nhau vậy còn chẳng phải điều tại anh sao hừ thế làm phiền rồi các cô tiếp tục đi hai đình đình lại đột ngột không cãi nhau nữa mà quay mặt đi bầu không khí đột nhiên yên lặng thế này khiến mình cảm thấy thật xấu hổ cuối cùng cũng hiểu ra chân tướng rồi nhưng lúc này cả ba có phải đều nghĩ đến một vấn đề giống nhau không các các cô anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi sao cứ phải úp úp mở mở thế từ để anh ấy nghĩ đã hai đình đình vàng thở dài rồi ôm gối mình phải nói thế nào đây mình biết mấy lời nói mình sắp nói sẽ quyết định hướng đi trong tương lai của cả ba sau khi tháo gỡ hiểu lầm mình không muốn mất đi đình đình trầm tư hồi lâu anh mới nói lên nếu nếu như là bạn bè thân thích của gì đó, anh ta và các bà vợ kia, các cô cảm thấy nên làm thế nào? Anh vừa nói xong đỉnh đỉnh vàng đột ngột sông phi đến đạp tắt tiếng con họa mi, heo ngốc heo đần heo chết bầm. Anh hỏi câu này là có ý gì hả? Nếu không phải anh nhất định muốn trở về, mọi chuyện có đến mức thế này không? Ý của cô là nếu không phải tôi trở về, các cô sẽ giấu giếm tôi cả đời sao? Phải thì đã sao? Ai bảo anh ngốc thế hả? Đừng đừng cái nữa, kiểu tóc giống nhau, gương mặt giống nhau, đến cả cam bưởi cũng giống nhau, đặt hai cô đứng đối diện tựa như là soi gương vậy ai nhận ra được chứ ô đừng đừng cãi nữa ồ thế à các cô giấu giếm tôi còn hùng hồn lý lẽ quá nhỉ hừ dù như thế cuối cùng người chịu thiệt vẫn là bọn em đình đình vàng ngồi ở phía xa nghe cãi nhau đến giận run cả người liền xông đến cốc cho mỗi người một cốc đừng cãi nữa em đã nói là đừng cãi nữa điếc cả rồi sao bốn bốn năm nay lần đầu tiên người ta cãi nhau đó không biết phải dừng thế nào mà anh anh cũng thế nghe giải thích mà đình đình xanh chỉ biết biểu cảm dấu ba chấm sau đó đột nhiên cả ba bật cười khiến bà hàng xóm ở dưới chửi hay như hát, này nửa đêm nửa hôm rồi còn cãi vã cái gì thế hả, con tôi còn phải làm bài tập về nhà đấy, tôi xin lỗi tôi xin lỗi, chắc là con của chị Chu ở dưới lầu sắp thi lên cấp 3 rồi, thế nên nhà họ hơi căng thẳng, hôm qua nói chia tay anh xin lỗi, vừa vừa nãy cãi nhau anh cũng xin lỗi, anh anh thật sự, anh muốn nói gì, sao lắp ba lắp bắp vậy, hì hì sau này sau này các em có thể tiếp tục sống cùng với anh không, nghe vậy thì hai đình đình đồng thời rơi nước mắt các các em khóc cái gì bọn em đợi câu nói này lâu lắm rồi câu câu gì cơ sau đó đình đình vàng đánh vào người anh đổ heo chết tiệt tới tận bây giờ anh mới phát hiện ra hai bọn em ngày nào cũng vừa mong trở lại vừa lo lắng sợ hãi xin lỗi cũng phải để anh chịu ấm ức rồi có lẽ may mắn cả đời của anh đều đã dùng hết rồi dù hiện tại có chết ở đây anh cũng không còn gì hối tiếc nữa hư cuộc sống thực sự của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu em không cho phép anh chết anh cũng biết vận may của mình dùng hết rồi đấy vậy giờ anh phải thật trân trọng bọn em đấy nhé đột nhiên mấy tiếng kêu ọp ẹp từ ba chiếc bụng đói phá vỡ tình cảnh này cảm xúc thả lỏng hơn liền nhớ ra tối nay bọn mình chưa ăn cơm nữa vậy thì bắt đầu nấu cơm thôi đồ ăn mua đủ cả rồi đó ok hôm nay căng thẳng quá cơm chưa em cũng chẳng nuốt nổi lúc hai đình đình định đi nấu cơm thì châu tường kéo lại hồi còn đại học vì muốn phục vụ bữa ăn cho các em nên anh đã luyện được tay nghề nấu ăn rồi thời gian sau giờ làm việc đều bị các em dành hết sau này anh vẫn muốn nấu ăn cho các em được thôi em muốn ăn canh đậu phụ đậu phụ kho lúc này vì hai món ăn mà hai đình đình lại cãi nhau canh đậu phụ, đậu phụ kho, canh đậu phụ. Lúc hai đình đình chuẩn bị lao vào choảng nhau thì anh vội vàng ngăn cản. Anh nấu hết nấu hết, mau mau dừng tay đi, nghe vậy hai chị em mới tách ra. Ha ha các em đúng là đôi song sinh kỳ lạ. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao có lúc các em thích ăn tôm, có lúc lại không thích ăn rồi, làm anh phải đau đầu mất một thời gian. Nói rồi Châu Tường mở tivi bật kênh hoạt hình lên, các em nằm nghỉ lát đi chốc nữa ra ăn cơm. Nhưng hai đình đình không chịu cứ bu theo anh nấu cơm, bóc cho anh ít tỏi đi. Được được để em, điều này khiến Châu Tường có chút hạnh phúc trong nháy mắt cả không gian đã náo nhiệt hơn rất nhiều những tiếng cười đùa này còn đáng quý hơn bất cứ thứ gì bầu không khí hạnh phúc hòa hợp như thế có phải tôi đang nằm mơ không nếu phải xin đừng bắt tôi tỉnh lại vui vẻ cùng ăn cơm như thế đây là lần đầu tiên từ sau khi tốt nghiệp đại học cảm giác thật tốt rất nhanh sau bữa cơm anh ở trong phòng ngủ cuối cùng vấn đề làm mình đau đầu bao nhiêu lâu nay cũng được sáng tỏ rồi ở trong không gian yên tĩnh này cảm giác chấn kinh lại ập tới lần nữa mình có thể nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim đang đập điên cuồng từ lúc bắt đầu chấn kinh thế này có rất nhiều vấn đề mình không kịp suy nghĩ kỹ càng tại sao trong video đình đình nói chuyện điện thoại với mình xong lại khóc đau lòng như thế mãi suy nghĩ anh không phát hiện hai đình đình đã đi vào phòng ngồi ngốc ở đó làm gì vậy anh vội vàng quay mặt lại các các em khuôn mặt anh lúc này lại đỏ bừng lên rồi cả ba ngồi im lặng trên giường cả một hồi lâu đột nhiên cả hai đình đình nắm lấy tay anh bọn em đã muốn thử từ lâu rồi cuối cùng hôm nay cũng có thể được như ý nguyện cái cái gì các em đang nghĩ gì vậy sao có thể như thế thế nào anh không muốn sao 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 lại không muốn chứ nhưng ngượng miệng nói ra lắm, thực sự không ngờ bọn em lại nghịch như vậy đó, đáng ghét nói cứ như người ta là đồ con gái háo sắc vậy. Đình đình vàng đột ngột nhe răng thỏ ra cắn lấy tay anh, cắn cắn nhẹ thôi, đừng tưởng bọn em là kiểu phụ nữ tùy tiện nhá heo, phù giấu răng in vào hết rồi, bọn em chỉ như thế với anh thôi, thôi ngủ sớm đi, mai hai người còn phải đi làm đó, rất nhanh cả ba cùng nhau đi ngủ, nửa đêm anh thức giấc lại không thấy hai đình đình đâu, quay sang cửa sổ thì thấy hai cô đang ngắm trăng, khi hai đình đình đều quay lại thì cả hai đồng thanh nói xin lỗi lại còn khóc nữa bọn em không còn cách nào khác đột nhiên châu tưởng bật dậy nhìn qua nhìn lại nhìn thấy hai đình đình đang ngủ rất ngon không ngủ được anh đành ra ngoài châm điếu thuốc chết tiệt sao cứ phải nằm mơ thấy giấc mơ thế chứ rất nhanh trời đã sáng tiếng mấy cô chú bán hàng rong đánh thức tất cả mọi người bánh trưng bánh giò đây bánh trưng bánh giò đây khi anh thức dậy thì đã thấy đình đình đang chuẩn bị bữa sáng nhìn thấy đình đình giấc mơ hồi tối lại hiện về trong đầu anh nhìn thấy anh đứng ngẩn ra đình đình hỏi thăm sao vậy có chỗ nào không thoải mái hả không phải vừa mới ngủ dậy nên vẫn hơi mơ màng thôi anh đi đánh răng rửa mặt cái là tỉnh ấy mà nói rồi anh đi vào nhà vệ sinh vừa mới mở cửa thì đã thấy đình đình vàng ở trong đó điều này khiến anh có chút ngại em chưa xong chờ tí đã châu tưởng ôm đầu than thở sao sao đều ra hết cả vậy rất nhanh sau đó cả ba đã ngồi vào bàn ăn sáng vẫn thật sự không thể tin nổi mình lại gặp phải chuyện như thế đột nhiên anh nhớ ra điều gì a à, phải rồi hai người các em ai là chị ai là em vậy còn nữa nhã đình là tên thật của ai cuối cùng anh cũng nghĩ tới câu hỏi này rồi à em còn tưởng anh không thèm để tâm nữa chứ em không nói cho anh biết cho anh tò mò chết luôn, thế coi như là trừng phạt anh. Điện thoại anh lúc này đột nhiên có tiếng tin nhắn đến, là tin nhắn của sếp, Mẫn Huệ dục anh rồi à? Có đâu chồng em làm việc gì cũng đều cẩn thận rõ ràng mà. Mau ăn đi, anh vừa được thăng chức kiểu gì chả bận tối mặt, phải cẩn thận mọi chuyện nhé, để người muốn và ghen tị với anh đấy, phải phải đình đình kinh nghiệm đầy mình của anh, anh sẽ cẩn thận mà. Rất nhanh Châu Tưởng đã xong bữa sáng chuẩn bị đi làm, hôm nay công ty có chút chuyện gấp, anh đi trước đây các em cứ từ từ mà ăn, cố gắng làm việc nhà nhớ về sớm đó sau đó nửa tiếng đã thấy anh xuất hiện ở công ty lão đại có chuyện gì vui thế khác hẳn vẻ nhăn nhó đau khổ mấy hôm trước lúc này cậu quay phim và cô trợ lý cũng đang nói xấu anh gì đó này này thèm đòn phải không vẫn còn tâm trạng trêu tôi nữa hả có phải chế ít việc quá cần tăng thêm lượng công việc không lão lão đại em đã cố gắng lắm rồi còn thêm việc nữa sẽ quy tiên vì lao lực đó xem cậu kìa bảo mọi người vào phòng họp đi cùng nhau vạch ra phương án cho hạng mục tiếp theo a à, phải rồi tiểu bàn kế hoạch hợp tác quảng cáo của công ty với ngôi sao an l đang hot kia đâu nghe thế cậu béo lấy lên một mẫu thiết kế đưa cho châu tường ngôi sao an lơ thực phẩm chức năng trắng mềm đủ đầy lão đại xếp bảo chuyện này tạm hoãn lại đã cái gì sao phải hoãn lại tuyên truyền phát sóng đều liên hệ hết rồi sao tự dưng lại hoãn để tôi đi hỏi xếp xem như thế nào lão lão đại lẽ nào thật sự giống như mọi người đang đồn công ty sắp dập rồi rất nhanh anh đã đến phòng của sếp lúc này mẫn huệ đang nghe điện thoại cái gì chẳng phải đã đàm phán ok hết rồi sao tôi cũng chuẩn bị hợp đồng xong rồi sao lại có thể như thế được có tinh thần tuân thủ nguyên tắc không vậy lúc này anh chậm chậm bước đến, cứ như thế nói cho đối phương biết, trong hôm nay hẹn lúc nào rảnh hai bên gặp nhau nói chuyện một lát, bên kia trả lời điều gì đó khiến Mẫn Huệ tức giận, cái gì chưa chắc đã rảnh, tôi không cần biết, đây là việc của cô, hẹn ngay cho tôi, lát nữa tôi sẽ bay đến đó, cứ như thế đi, đợi khi Mẫn Huệ cúp máy anh vội vàng hỏi, xếp đây đây là có chuyện gì vậy, Mẫn Huệ xoa xoa cổ một lát rồi đứng dậy, thu dọn đồ đạc, theo tôi đi công tác, gì công công tác, buổi họp sáng còn chưa họp mà. Còn ngây ra đó làm gì nhanh lên, nói rồi Mẫn Huệ bước ra ngoài hừ trước đây mà nghe sếp nói như thế có lẽ mình đã nhảy nhót luôn rồi nhưng hiện tại đầu óc chỉ suy nghĩ được mỗi chuyện của đình đình hơn nữa nếu mình đi công tác sẽ ảnh hưởng đến các em ấy trong lúc anh đang trầm tư thì tiếng mẫn huệ vọng vào châu tường tới tới ngay đây khi anh vừa mở cửa ra thì lại va phải mẫn huệ đang lấp ló bên ngoài làm cả hai ngã sóng xoài xuống đất hơn nữa tay của anh lại đặt lên cặp loa của mẫn huệ á à, sếp sếp tôi xin lỗi hừ đỡ tôi dậy đi nghe vậy anh vội vàng đỡ lấy tay cô xếp vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Hạng mục làm sao thế, lên xe rồi nói, anh xuống hầm lấy xe đi, chúng ta lập tức đến sân bay, rất nhanh châu tưởng cùng Mẫn Huệ đã ngồi trên xe, xếp xảy ra chuyện gì thế, ngôi sao nữ an lơ muốn hủy hợp đồng, cái gì chẳng phải đã bàn xong hết các điều khoản rồi hả, sao cô ta có thể như thế chứ, không biết thế nên mới phải lập tức bay tới đó xem thế nào, việc ký kết với cô ta rất quan trọng, đó là mấu chốt vòng vốn tiếp theo của chúng ta, mấy ngôi sao đang hot này thật sự rất đáng ghét, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có, mà xếp chuyện đàm phán hợp đồng đáng lẽ cô phải dẫn theo bộ phận thương vụ đi chứ trong chuyện này tôi có làm được gì đâu hừ làm vật may mắn đây là lý do vớ vẩn gì vậy hồi đại học cứ mỗi lần tổ chức hoạt động hay thi đấu gì đó anh đều có thể mang lại sự may mắn cho tôi đây đây đều là sếp lãnh đạo giỏi thôi tôi nào có công dụng như thế anh không phải đương sự thì biết cái gì nghe vậy châu tường biểu cảm ra một dấu hỏi chấm lớn thôi được rồi không đùa nữa thực ra tôi dẫn anh đi cùng là vì muốn gia tăng khả năng thành công thôi có một tổng giám nội dung như anh đến để giới thiệu sách lược nội dung, thứ mà chúng ta đo ni đóng giày viết riêng cho cô ta, thì còn rõ ràng hơn tôi giải thích nhiều. Vâng đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nghe vậy Mẫn Huệ phì cười, xếp cô cười là tốt rồi, sau này ai dám lấy cô chứ, bộ dạng nghiêm nghị cứng nhắc của cô có thể đâm thủng cả nóc xe đấy, hừ anh lại ngứa đòn rồi phải không hả, cẩn thận tôi nói xấu anh với Đình Đình, cho cô ấy đá anh luôn đấy, xếp tha cho tôi đi, bao nhiêu anh chàng đẹp trai, bá đạo tổng tài theo đuổi cô, xếp hàng dài chờ cô lựa chọn kìa. Hồi đại học cô là nữ sinh có mị lực nhất đấy, được xưng tụng là thợ săn nam thần. Bao nhiêu hot boy của trường đều bị cô đả kích cho mất sạch tự tin luôn. Nói nói vậy. sao tôi không biết, ha ha cô không biết cô được yêu thích đến mức nào đâu. Bọn họ suốt ngày đến tình tôi kể khổ đây này, hại tôi phải uống say mềm với họ không biết bao nhiêu lần. Anh hy sinh vì tôi nhiều như thế mà tôi lại không biết, có phải tôi nên cảm ơn anh thật cẩn thận không? Ha ha đúng thế tôi không ngại hy sinh vì sếp mà. Nghe vậy Mẫn Huệ có chút ngại ngùng, nhưng mà sếp à, cô rốt cuộc thích mẫu người như thế nào vậy? tôi và đình đình tìm giúp cô hiện tại đàn ông tốt mà độc thân hiếm lắm chớp mất cái đã bị giành hết rồi lúc này mẫn huệ trở nên im lặng thở dài rồi trầm tư một lúc thấy vậy anh liền chuyển chủ đề xếp yên tâm đi bất luận công ty gặp phải chuyện khó khăn tới mức nào tôi cũng vẫn sẽ ủng hộ cô hừ tâm trạng tốt thế anh làm hòa với đình đình rồi à sao sao cô biết cái bộ mặt như chết trôi của anh hai hôm trước chỉ thiếu mỗi viết mấy chữ đang cãi nhau với vợ lên thôi hôm nay anh lại có tâm trạng vui vẻ đùa cợt tôi là biết ngay anh đang ngứa đòn rồi rõ rõ ràng thế sao, vậy rốt cuộc là làm hòa hay chưa, không sao nữa rồi không sao nữa rồi, nói cho anh biết, Đình Đình là chị em tốt nhất của tôi, nếu như anh dám làm cậu ấy đau lòng, tôi sẽ khiến anh phải nếm mùi đau khổ, cô nói như thế rồi tôi nào dám chứ, sau một lúc nói chuyện thì xe của hai người đã đến được sân bay, rất nhanh hai người đã ở sảnh chờ check in, sếp thì đọc tài liệu còn nhân viên thì bấm điện thoại, phải sắp xếp chuyện bố mẹ và cô chú muốn tới thăm cẩn thận mới được, nghĩ rồi anh lấy điện thoại nhắn tin cho Đình Đình. Hôm nay anh đi công tác với sếp chắc phải mất vài ngày, cuối tuần bố mẹ với cô chú tới, em đặt khách sạn cho bọn họ ở mấy hôm chờ anh về, soạn xong anh lại copy tin nhắn nhắn bên Quy Quy một tin nữa, anh gửi qua cả Quy Quy và WeChat à, sao không gửi tin nhắn luôn đi, ừ nhỉ tôi quên mất, đột nhiên Châu Tường giật mình, này đây có được coi là xem trộm chuyện riêng của người khác không hả, từ lúc nào cô có sở thích quái quỷ này thế, vớ vẩn, tôi chỉ thấy anh mở WeChat xong lại mở Quy Quy, ai thèm xem nội dung tin nhắn của anh là gì. May may quá sợ chết đi được, nếu bí mật của đình đình bị bại lộ, mình không biết sẽ phải thu dọn tàn cục thế nào nữa. Hải tôi chẳng phải bị xếp tư sản là cô lôi đi công tác sao? Cuối tuần này bố mẹ tôi tới đây, nên tôi gửi tin nhắn cho cả họ và đình đình, bảo đảm họ đều nhận được. Cái cái gì? Cô chú sắp tới đây sao? Chắc không phải bọn anh định định, chắc là do các ông bà đều về hưu cả rồi, ở nhà mãi cũng chán nên muốn hẹn nhau tới chơi thôi. Vậy sao làm tôi giật cả mình? Còn tưởng hai người sắp đính hôn, tôi chuẩn bị mất một cái phong bì dày nữa chứ. Lúc này tin nhắn từ quy quy và WeChat đến cùng một lúc, anh rút kinh nghiệm liền giấu giấu mà xem một mình. Sĩ càng thể hiện tình cảm càng chia tay sớm đó, mau chuẩn bị sẵn sàng đi, lát nữa dốc toàn lực đàm phán cho tôi. Ô sở kê xếp, có chuyện gì mà gấp vậy, còn phải đi mấy ngày lận, anh cũng không mang theo quần áo để thay mà. Một nhân vật hợp tác với công ty muốn hủy hợp đồng, bên quy quy tin nhắn cũng y chang chuyện gì mà gấp thế, anh còn không mang theo quần áo mà. Hừ sao Mẫn Huệ có thể sai khiến người đàn ông của đời em như thế, để em tính sổ với cô ấy. Châu từng lại copy câu trả lời kia dán qua bên quy quy, anh copy xong dán qua lại hai bên, vừa vui vừa tiết kiệm sức lực nhỉ sau đó lại là một bức ảnh tự sướng của đình đình đang mở quy quy lẫn quy chat sắc mặt của anh lúc này có chút thay đổi thì ra bình thường bọn anh đều chơi như thế sao quỷ háo sắc lúc này lại có tiếng mẫn huệ từ phía sau đình đình đúng là bị anh dạy hư rồi xếp sao cô lại xem trộm nữa rồi còn không phải tại anh không chịu để ý thời gian sao anh xem người ta đã xếp thành hàng dài hơn vạn lý trường thành rồi kìa loa cũng thông báo đến giờ lên máy bay rồi vậy mà anh chỉ chăm chăm nhắn tin nói rồi mẫn huệ nhanh chân rời đi châu tưởng cũng vội vã chạy theo nhưng không thoát khỏi cái điện thoại Chuyện gì vậy, người đi làm đâu, chẳng phải bọn em một người dùng WeChat, một người dùng QQ sao? He he, bọn em đều là đăng nhập hai cái cùng lúc, chắc chị còn đang bận nên chưa xem tin nhắn đâu. Sao bọn em không nói sớm cho anh, làm anh cứ phải gửi hai lần liền. Lêu lêu anh cũng có hỏi đâu, thôi anh phải lên máy bay rồi, chuyện của bố mẹ bọn em nhớ sắp xếp nhé. Vừa nhắn xong, thì Mẫn Huệ lại cốc vào đầu anh một phát rồi lôi cổ anh đi thật nhanh, muốn ngọt ngào thì đợi tới lúc về nhà lại ngọt ngào tiếp, trong thời gian làm việc mà dám làm chuyện tình cảm, có phải anh ăn gan hùm rồi không? đợt này về xem tôi xử lý nhã đình thế nào nhé sếp bỏ bỏ tay ra đi tôi tự đi được như này trông có ra gì không cơ chứ mọi người đang cười nhạo chúng ta kìa lúc này mọi người đang không ngừng chụp ảnh tình cảnh này này cháu ở ngoài cũng nên để chút mặt mũi cho đàn ông chứ nghe lời người lớn mẫn huệ vội vàng thả tay ra cô cô ơi cô hiểu nhầm chúng cháu chỉ là lý nha lý nhí gì sau lưng thế hả còn không mau đi theo tôi tại anh hết đấy làm tôi bị người khác hiểu lầm bộ dạng tức giận của mẫn huệ khiến anh có chút khó xử vẫn như hồi xưa không khác gì hết sau đó một lúc thì cả hai đã lên được máy bay, từ khi lên đại học hội trưởng, à không sếp đã như vậy rồi, để hoàn thành nhiệm vụ của câu lạc bộ, rõ ràng bên ngoài mặt rất bá đạo, thích bắt nạt người khác, nhưng luôn lủi thủi một mình, không ngừng dốc sức ghi chép, điều chỉnh ý tưởng đưa ra phương hướng cho mọi người, thấy anh đang ngẩn người mẫn huệ liền hỏi sao thế, không không sao, tôi đang nghĩ lại thời đại học, đại học à, mới tốt nghiệp được 2-3 năm, mà sao cảm thấy như lâu lắm rồi vậy nhỉ, đúng đúng vậy, chuyện cũ luôn hiện ra trước mắt, không thể ngờ được, lúc ở đại học cô là hội trưởng của tôi tốt nghiệp xong cô lại là sếp của tôi cảm giác lúc nào cũng bị cằn nhằn vậy có phải thấy xui xẻo lắm không cũng hơi hơi đấy cậu nói cái gì nhưng mà được làm việc trong tay của sếp trong lòng cảm thấy yên tâm có mệt mỏi thì cũng thấy thoải mái nghe lời này mẫn huệ có chút thẹn thùng đột nhiên điện thoại của anh có người gọi đến phá vỡ câu chuyện có phải đình đình kia không nhỉ phải cẩn thận không được lỡ mồm nếu không sếp nhận ra mất alo sao thế đình đình anh đi công tác rồi sao gấp vậy à đúng vậy bọn anh lên máy bay rồi nãy em bận họp giờ mới thấy tin nhắn yên tâm đi, chuyện của bố mẹ em sẽ bố trí hợp lý. À, mà bên em đã điều tra một chút, cô gái này khá khó nhằn đấy anh cố gắng nhé. Ừ, anh sẽ cố, vất vả cho mọi người rồi, gì mà mọi người thế? Tiếng mẫn huệ vang lên làm anh giật mình, xếp làm làm tôi hết hồn hà. Ai bắt anh nói chuyện kỳ quặc lại còn nói to, mấy người yêu mấy năm rồi, lúc đợi máy bay nói chuyện chưa đủ sao, giờ lên máy bay rồi mà vẫn quyến luyến. Tôi nói đình đình là vất vả rồi, và xếp cô cũng vất vả rồi, thế nên mới nói là mọi người, là mọi người vất vả đó. Mẫn Huệ đột ngột chia tay ra, mang đây tôi nói vài câu với Đình Đình. Đình Đình hội trưởng muốn nói chuyện với em, em chú ý chút nha. Vâng vâng anh, rất nhanh Châu Tường đưa điện thoại cho Mẫn Huệ. Alo Nhã Đình, hai người sao thế? Tình cảm là chuyện tốt, nhưng cậu lương rắc đầy đường rồi. Hai người đang lo cho cậu độc thân tôi đây bị đói chết sao? He he sao thế được, chỉ là hai người đi công tác gấp quá. Châu Tường chưa chuẩn bị quần áo khăn mặt gì hết. Mùi như vậy thì sao gặp idol được chứ? Đúng nhỉ, tôi tôi không nghĩ đến chuyện đó tôi cũng mặc bừa thôi mẫn huệ từ lúc đi học cô đã thế này rồi làm chuyện gì cũng cẩu thả không nghĩ chu đáo lát nữa xuống máy bay nếu không gấp thì thay quần áo đi nhé quần áo của châu tường mặc hai ngày rồi vốn dĩ tôi định hôm nay giặt cho anh ấy được rồi lát nữa tôi sẽ mua quần áo rồi về thanh toán với công ty sau hai người cố lên nhé tôi cũng biết việc này rất quan trọng với hai người nên tôi chúc hai người thuyết phục thành công nhé cảm ơn đình đình cô thật tốt lúc này cô tiếp viên thông báo máy bay sắp cất cánh vì an toàn của quý khách và mọi người xin quý khách hãy tắt điện thoại và thắt dây an toàn một tiếng sau thì cả hai đã đáp xuống một nơi khác vừa xuống mẫn huệ đã gọi điện thoại hẹn xong rồi à sau nửa tiếng nữa ư không được lùi lịch lại hai tiếng không một tiếng rưỡi đi không được đâu bên họ lịch trình nghiêm lắm khó lắm tôi mới hẹn được người ta hạng mục hợp tác của chúng ta không nhỏ vậy thì lùi lại một tiếng đi nhưng nhưng mà xếp xe vừa gọi đến rồi mau lên hứa anh là giám đốc thương mại của công ty chuyện nhỏ vậy mà không giải quyết được sao được rồi thế nhé một tiếng sau tôi sẽ đến đó đúng giờ, nói rồi mẫn huệ tắt điện thoại thở dài. Rồi cô đến chỗ châu tưởng đang mở cửa xe đợi sẵn. Hai người có phải đi minh ra quán không ạ? Gần đó có một tiệm đồ nam Louis Vuitton với một tiệm lắp ư ta. Châu tưởng anh search xem gần đó có khách sạn nào ổn không? Không không phải đi đàm phán công việc sao, tìm khách sạn làm gì chứ? Tất nhiên là để đi tắm rồi, còn làm gì chứ? Xếp cái cái này, sao vấn đề gì, hai vị gấp gáp vậy sao? Đương nhiên là gấp chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi, nghe vậy anh tài xế lái xe chạy đi thật nhanh, 5 phút sau đã tới shop quần áo, hoan nghênh quý khách, quý khách cần gì ạ, tôi tự xem được rồi, cô giúp lựa đồ cho anh đằng sau kia đi, nghe vậy cô phục vụ liền quay sang châu tường, chào anh ạ, hân hạnh được phục vụ, mời anh qua phía này, bạn gái anh đi chọn đồ rồi, không không cô ấy là sếp của tôi, tôi với cô ấy đang đi công tác, xin xin lỗi anh, chỉ là tôi thấy hai người đẹp đôi quá, không sao không sao. Lúc này Mẫn Huệ nói lớn, Châu Tường đứng đó lê mề làm gì còn không mau lên, tôi chọn tôi chọn liền đây sếp, Hừ may mà Sếp chưa nghe thấy không là ngượng chết mất. Tuy anh nghĩ như vậy nhưng thực ra Mẫn Huệ đã nghe thấy nên có chút đỏ mặt. Sau một hồi lựa đồ thì Mẫn Huệ lựa được một bộ ưng ý, vừa thay ra đã hỏi ngay Châu Từng bộ đồ này thấy sao? Âu oh, Sếp đẹp quá like, mạnh luôn, nhìn như là đại minh tinh vậy. Còn Mẫn Huệ nhìn thấy đồ của anh chỉ biết cảm thán, anh định đi dã ngoại hay cắm trại thế? Anh thấy có hợp không? Thế thế này không được sao? Không phải chỉ cần mặc đồ sạch và mới là được hay sao? Anh đó từ trước tới giờ vẫn vậy, trong hoàn cảnh nào phải ăn mặc ra sao anh cũng không biết anh với đình đình yêu lâu như vậy rồi sao không học chút cách thẩm mỹ phối đồ của cô ấy tôi tôi đâu biết gì đâu cô ấy toàn mua đồ cho tôi mà sáng dậy mặc gì cô ấy đều chọn sẵn ra cho tôi anh đúng là tên ngốc mà bị đình đình chiều hư quá rồi thì đàn ông con trai như tôi cũng không có yêu cầu cao về ăn mặc cho lắm suy nghĩ nhiều về vấn đề này thì thà tôi dành thời gian để lên kế hoạch cho dự án mới không tốt hơn hay sao hư đúng là không thể nói chuyện với anh được nói rồi mẫn huệ nắm cổ anh lôi đi qua đây làm làm gì thế sếp, đợi anh chọn xong quần áo thì cũng đến mùa quýt, tôi sẽ chọn cho anh để anh biết thế nào là gu thẩm mỹ. Sau đó 20 phút Mẫn Huệ lựa cho Châu Tường mười mấy, mấy bộ đồ, nhưng điều không hợp khiến cô đành phải thốt lên. Tại sao anh lại khó phối đồ thế nhỉ? Sao Đình Đình có thể làm được điều này chứ? A à, sếp nếu như vậy thì hay là nhờ Đình Đình chọn giúp tôi luôn. Nhanh mau lấy điện thoại ra gọi video đi, tôi cũng hết cách rồi. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, chất rồi quên mất không báo cho họ biết rồi. Nhỡ như là người kia ở nhà bắt máy thì sao? Vừa mới nghĩ thì Mẫn Huệ đã giật lấy điện thoại. Xếp chờ chờ đã, chờ đợi cái gì, đang phải chạy đua với thời gian đấy. Đến đây thì anh chỉ biết câm nín, cầu trời phù hộ, bắt máy đúng người nha. Châu Tường vừa cầu nguyện thì Đình Đình ở nhà lại bắt máy. Có chuyện gì thế Mẫn Huệ? Đình Đình đang giờ làm việc, sao cậu lại ăn mặc như thế? Nhận ra có điều bất ổn Đình Đình liền vội vàng nói chờ chút, tôi quay lại ngay, bình thường cô ấy hay mang đồ ngủ đến công ty à? À thì dạo này không biết tại sao, không mặc đồ ngủ là cô ấy không ngủ được, chắc chắc là có vấn đề ở đây đó, khi nào về tôi đưa cô ấy đi khám sau vậy vậy sao, lúc này đình đình đã quay lại, hai người đang nói xấu tôi sao, đâu có đâu có sao thế được, có cho anh cũng chẳng dám, nói đi có chuyện gì. Sau đó Châu Tường kể lại câu chuyện chọn quần áo làm đình đình phì cười, ha ha mẫn huệ, mua quần áo cho anh ấy là phải có bí quyết cả đấy, những đồ mà có size tiêu chuẩn kia không được đâu, anh này đó hả, chân dài hơn so với tỷ lệ cơ thể, nên mặc là phải mặc to hơn một size, còn nữa nếu như đi đàm phán công việc thì anh ấy mặc vest không hợp đâu, mặc sơ mi là được rồi, tốt nhất là thắt thêm cả vạt nữa. Giày thì đừng mua dáng thời trang quá, anh ấy đi không quen, dáng giày đơn giản phù hợp với anh ấy hơn, còn nữa tên này bị hôi chân, nhớ thay cả tất mới nhé, tốt nhất là chọn loại tất giấy cho thoáng. Anh anh đâu có bị hôi chân, em đừng có nói xấu anh chứ. Sau đó Đình Đình lại miêu tả 7749 bộ đồ cho Châu Tường, mẫn huệ cô xem thế nào nhé, xem anh ấy mặc thế có được không? Được đúng là cách ăn mặc của anh ấy chẳng ra sao hết, đúng vậy đó để lo việc ăn mặc cho anh ấy chúng tôi. À không, tôi cũng đau đầu lắm, mà anh ấy có biết cảm kích đâu lần nào đi mua sắm cũng kêu mất thời gian phiền phức đàn ông đúng là không hiểu được nỗi khổ của chị em phụ nữ chúng mình phải mất bao nhiêu thời gian để lo đủ thứ trong nhà nghe lời phàn nàn của đình đình mẫn huệ ớn quá nên trả điện thoại cho châu tường dừng làm ơn hạnh phúc thì về nhà tự sâu nhé tôi tôi chưa nói xong mà mẫn huệ giật lại điện thoại bảo đang gấp lắm phải đi giải quyết công việc bây giờ rồi đợi khi nào về thì tôi sẽ ngồi nghe cô phàn nàn cả ngày tôi tắt máy đây nói xong cô liền ném điện thoại cho châu tường khiến anh hú vía thanh toán còn quần áo cũ thì gói lại cho tôi này boss, chỗ quần áo này để tôi tự trả, nói ít thôi, đây là khoản chi tiêu trong quá trình đi công tác, về thanh toán với công ty sau. Sau đó Mẫn Huệ dẫn Châu Tường đến gặp khách hàng, uống trà ngồi đợi mãi nhưng vẫn không thấy ai. Châu Tường nhìn đồng hồ thì đã một tiếng đồng hồ trôi qua, anh quay qua nhìn rồi bảo boss, chúng ta gấp gáp đến đây như vậy mà họ dám đến muộn, quá đáng thế cơ chứ. Chị sếp ung dung đáp lại cậu hãy bình tĩnh, đàm phán thương vụ giống như chiến trường vậy, cô ấy thị uy và cũng đang thăm dò chúng ta, nhưng lại tỏ ra không quan tâm cô ấy chỉ là hot mạng thôi cũng không phải là đẳng cấp lắm mà chúng ta lại có video lưu lượng đứng vị trí thứ tư trong ngành điều kiện mà chúng ta đưa ra so với các nhà cạnh tranh khác thì là thoải mái thoải mái nhất rồi nếu như cô ta xem xét muốn hợp tác với chúng ta thì sẽ xuất hiện ngay thôi hoàn toàn không giống với dáng vẻ cute ngọt ngào sâu nhan sắc như hình trên áp phích nhỉ kiểu hát mạng như cô ta tinh tế hơn nhiều so với những minh tinh lưu lượng dựa mặt kiếm cơm khác cũng có thể hiểu họ vừa là idol cũng vừa là thương nhân tinh tế lát nữa anh ngồi nghe rồi chăm chú quan sát học hỏi thêm nhé Tuân lệnh xếp, này nha, không phải là tôi ưu ái gì anh đâu, anh biết càng nhiều thì tôi càng dễ bóc lột, gì cơ, còn chê tôi cố gắng chưa đủ sao, muốn vắt kiệt sức tôi hả, đình đình không đồng ý đâu nha, người khác muốn còn không có được cơ hội bóc lột như này đâu, anh phải cảm ơn tôi mới đúng. Châu Tường đột nhiên lại nói cảm ơn sếp, thật đấy, lời nói này khiến chị sếp vô cùng ngạc nhiên, làm gì mà phải nghiêm túc vậy. Châu Tường nói tiếp, sau khi tôi tốt nghiệp, tôi khi đó còn đang rất mở mịt, tìm được vài công ty nhưng không chịu được kiểu văn phòng chính trị nếu không phải boss cho tôi cơ hội thì sao tôi có chỗ để dốc sức làm việc chứ tôi cảm ơn cô tận đáy lòng đừng đắc ý quá chẳng qua do hồi đại học tôi sai bảo anh quen rồi cũng biết ức chứ tôi chả phải là người từ thiện đâu được rồi vì công ty vì mọi người trong đoàn hội vì boss châu tưởng tôi đây cho dù có vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ xí đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ tăng lương cho anh lương của cậu chỉ dựa vào thành tích công việc thôi châu tổng tưởng rằng cô sẽ nổi trận lôi đình rồi chứ không ngờ rằng cô vẫn ngồi đây để nói chuyện yêu đương nhỉ? Hai người bất ngờ nhìn lại phía sau thì chính là An Lơ, chị xếp tức giận đứng dậy đập bàn, cô nói vậy là sao? An Lơ bước về phía Châu Tường, "Hi, này anh, tôi rất thích phong cách ăn mặc của anh đó, chắc là quần áo mới mua đúng không? Đúng là có tâm ghê." "He he, tạm tạm thôi." Đột nhiên An Lơ cầm lấy tay anh, "Nhìn anh e thẹn như vậy chắc không quản nổi Châu Tổng đâu nhỉ?" Thấy hành động của cô, anh liền giải thích, "Tôi có bạn gái rồi, tôi, tôi là" nhìn châu tổng thở dài an lơ hỏi châu tổng cô muốn làm tiểu tam hay sao đúng là giàu trí tưởng tượng mà chỉ cần tạo sống một chút thôi nhất định sẽ mang về được một loạt lượng follow like và xe đó dựa vào nhan sắc của anh và chủ đề này tôi dám khẳng định trong vòng vòng một tháng lượng fan sẽ lên đến hàng triệu mẫn huệ tức giận bảo này đủ rồi đấy an lạc nhi đừng có mà dở trò với người của tôi nắm tay đủ chưa hả cuối cùng cũng chịu thừa nhận là người của cô rồi à cô đến là để đùa cợt với chúng tôi hay sao châu tường có thưa sếp hi hi xin lỗi nha xin lỗi nha mình nói chuyện chính thôi nào châu tường thầm nghĩ quả nhiên là hát gơn dùng ngực để cạnh tranh trong thị trường mạng đây mà đây đúng là một thân hình trời phú an lơ hỏi có gì muốn nói thì nói đi lát tôi còn có mấy buổi chụp ngoại cảnh nữa đó nói thẳng đi điều jenji trong hợp đồng đã nêu rõ rồi đó giám đốc sáng tạo của chúng tôi đã đưa đoàn đội đi công tác cả nửa tháng nội dung và phương án quảng bá chúng tôi đã lên kế hoạch xong cung cũng đã đồng ý rồi tại sao lại hủy hợp đồng vậy an lơ ngang ngược nói chưa ký tên đóng dấu trên hợp đồng thì không bị coi là vi phạm hợp đồng đâu nhỉ châu tổng hợp tác cũng phải giữ chữ tín chút chứ vì chuyện này công ty đã phải điều động tất cả tài nguyên bao nhiêu người phải bỏ công sức vì cô đừng nói nghe vĩ đại thế chứ không phải là vì tiền vì tiền bạc cả sao tuổi đời của một hát mạng chỉ có vài năm mà thôi công ty bền vững và hát mạng tràn lan tôi và công ty tôi khó khăn lắm mới giành được chút tiếng tăm đương nhiên cũng muốn đại hóa lợi ích chứ mọi người hợp tác là vì lợi ích chung nếu không có chúng tôi các cô cũng không phát triển như vậy đâu những công ty đứng thứ nhất thứ hai trong ngành người ta cũng chẳng thèm dòm ngó đến cô đâu ngoài chúng tôi ra thì còn ai nữa nhưng mà là do có người đưa ra điều kiện tốt hơn với tôi mà hai người nghe vậy thì khá bức xúc cô thấy vậy châu tường vội nói xếp uống ngụm trà đã đừng nóng giận tôi và cô đều biết rõ về nhau chẳng lẽ cô không sợ người khác gạt cô ư ừ, tôi à cho dù tôi đúng là kiếm cơm nhiều mặt cũng không có đầu óc tính toán lắm nhưng tôi cũng biết thân biết phận của mình mà, một bên thì tôi quen biết, còn một bên lại ra điều kiện quá tốt nên làm tôi khó mà từ chối. Vậy cô muốn như thế nào thì nói thẳng ra đi, hay là mọi người gặp mặt nhau rồi nói chuyện đi, ai làm tôi hài lòng thì tôi sẽ ký với người ấy, được không? Cô không nghĩ nếu đàm phán không thành công thì sẽ mất cả chỉ lẫn trai sao, cũng đâu phải không ai có thể thay thế được cô, vậy thì coi như tôi không may mắn đi. Chị sếp lúc này phải im lặng tầm khoảng 3 giây rồi hỏi hẹn vào lúc nào, ngày mai, xếp đập tay xuống bàn tỏ vẻ tức giận đi thôi châu tường châu tường chưa hiểu ý của sếp liền gãi đầu thế là chị sếp liền kéo anh đi trong ngỡ ngàng mai gặp lại nhé anh dai vừa bước ra khỏi cửa thì chị sếp đi thật nhanh sếp sếp kệ tôi tôi đi tôi đang bực mình đấy thế là châu tường im lặng không nói không rằng theo sau mẫn huệ đi được vài bước mẫn huệ quay lại hỏi này sao anh không hỏi tại sao tôi bực mình vừa quay lại thì giày cô bị kẹt nắp cống rồi đồ nhào về phía sau may mà châu tường đỡ kịp nguy hiểm quá sếp cô không sao chứ anh vội lôi chiếc giày cao gót lên thì phát hiện giày gãy mất rồi Cô liền tháo luôn chiếc giày bên chân còn lại ra rồi đi lại thùng rác bên cạnh. "Sếp, cô, cô làm gì vậy?" Mẫn Huệ vừa vứt giày vừa hét to khốn nạn. Tiếng hét của cô khiến mọi người xung quanh đều phải chú ý đến cô. Lúc này Mẫn Huệ bảo đi thôi, đi tìm. Chưa đợi sếp nói xong, Châu Tường hỏi quá nét phải không? Tôi tìm xong rồi, anh cũng hiểu biết phết nhỉ? Chứ sao nữa? Tôi đã theo cô bao nhiêu lâu như vậy rồi cơ mà. Có lần nào mệt mỏi bực dọc mà sếp không tìm cách để giải tỏa chứ, còn kéo chúng tôi đi đánh đột kích, liên minh huyền thoại nữa nè. Tôi và Đình Đình đều được cậu dẫn dắt thành cao thủ có phải đã phiền đến hai người rồi không? Châu tưởng gãi gãi đầu rồi bảo tôi đồng hành đến cùng, bây giờ chọn đột kích hay liên minh huyền thoại? Mẫn Huệ nhìn anh cười tít mắt rồi nói đến lúc này rồi thì đương ưng nhiên là, à hiểu hiểu, đột kích tiến lên nào, đang đi thì Mẫn Huệ bị trẹo chân. Xếp sao thế, để tôi xem nào, vừa cúi xuống thì Mẫn Huệ ngượng ngùng bảo không, không có gì, đi thôi, thấy cô đi cả nhắc trong đau khổ. Châu tưởng không thể nào đứng im liền chạy lên đỡ tay cô, chị xếp đã nghiện mà còn hay ngại giả bộ hỏi anh, anh đang làm cái gì thế, giày mới mua bé quá làm chân tôi đâu ghê. Cố đỡ tôi một chút nhé, Mẫn Huệ liền quay lại quát anh ngốc à, lúc mua tại sao không nói với tôi, vậy thì tôi mở lòng tốt để đỡ anh vậy, đánh đột kích xong thì đi đổi ngay đấy nhé, nhưng mà nhìn cảnh này thì không biết ai đỡ ai à, một lát sau họ đã tìm được quán nét, này bao vây qua đó đi, này châu tường ok rồi đó, mau vào vị trí, vào vị trí, sức mạnh bên đó lợi hại quá, xếp có hai quả dưa khủng ghê, im mồm, tôi làm sao biết được chuyện gì vừa xảy ra, chắc là lại vướng phải bắt gì rồi. Tôi ném lựu đạn khói nhé, chết nè, xông lên nào, dẹp hết sạch nào cẩn thận đằng sau có địch bao vây, chém nó, chém nó đi chứ, này, má, lại thua rồi, chuyện quái gì vậy? lại hại tôi bị nổ vỡ đầu rồi, châu tường, trình độ của anh kém đi hẳn rồi, sếp, cô còn nói nữa, lần nào cô kéo theo tôi xông lên đằng trước tấn công, thì đình đình ở đằng sau dọn dẹp cho chúng ta, đâu, đâu có, tôi cũng có chiến lược chứ bộ, trực tiếp tiến về lãnh thổ của địch, làm loạn hành động của chúng, hay ra, khi còn ở đại học là sếp đã đứng đầu đưa quân kéo lên tấn công, chắn được nhiều đạn nhất, còn tôi thì theo mỗi mình cô tiến về phía trước. Đình đình thì phụ trách dọn dẹp chiến trường, chiến lược tấn công hình tam giác đó, xếp bắn thế đã chưa? đã rồi đi thôi. Vâng thưa xếp, vừa bước ra khỏi phóng thì châu tường bảo, xếp có đi đâu thì đi nhưng mình đổi giày trước đã nhé. Cô như vậy thu hút sự chú ý lắm. Cô nhìn mấy người xung quanh kìa. gì, nói cứ như là tôi đi vào là sẽ không thành tâm điểm chú ý nữa hay sao ấy? đúng đúng đúng, xếp đi hay không đi thì đều là tâm điểm cả. Anh muốn chết đúng không? Dám soi mói lời tôi nói nữa hả? À không dám, không dám. Lúc Mẫn Huệ đang thử dây ép thì anh lại hỏi sếp cái cô lạc an nhi đó tại sao bỗng dưng lại có chỗ dựa vậy nhỉ cô ta không sợ ma không sợ mất quan hệ giữa chúng ta hay sao công ty khác mà cô ta nói kia có thể ra giá cao cho cô ta được chứ mẫn huệ không trả lời câu hỏi vừa rồi mà hỏi anh thấy đôi giày này thế nào cô vẫn còn tâm trạng để xem giày ư không mau nghĩ cách đối phó đi gấp thì có ích gì chuyện đâu còn có đó đôi này thì sao cũng được vậy lấy tôi đôi này tôi đi luôn quẹt thẻ cho tôi sau khi thanh toán tiền xong mẫn huệ bảo đi thôi đi gặp người này trước hả đi gặp ai cơ cái tên bán đứng công ty đó hả có người bán đứng công ty là giám đốc thương mại anh ấy tại sao lại làm vậy chứ chỉ có tôi anh và anh ấy biết tình trạng và con át chủ bài của công ty thôi nếu không hợp tác được với an lạc nhi thì công ty sẽ không còn đường lùi nữa cho nên an lạc nhi mới có thể vô tư vì đã có chỗ dựa như vậy à vậy tại sao cô không nghĩ đó là tôi lại cãi à đi thôi chuyển cảnh tại quán cà phê tinh cửu khách giám đốc thương mại lúc này vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền đưa tay ra vẫy anh còn gọi sẵn đồ uống cho Mẫn Huệ, Châu tổng vẫn như cũ nhỉ, la tay thêm đường. Anh Châu, anh uống gì nhỉ? Tôi, không đợi hắn ta nói xong thì Châu tường liền từ chối, không cần đâu cảm ơn. Châu tổng, sao đột nhiên cô lại gọi tôi đến đây? Tôi còn đang đi tìm đoàn đội hát mạng nè. Châu tường ngồi cúi sầm mặt tỏ vẻ tức giận liền đứng dậy, chưa kịp làm gì thì lại bị xếp đưa tay ra y nói anh hãy bình tĩnh. Một lát sau Mẫn Huệ lên tiếng, nói đi, anh lấy được bao nhiêu tiền chiết khấu bên An lạc Nhi? Đến giờ thì anh ta không thèm giấu nữa mà tuôn ra luôn. Châu tổng bí mật thương vụ này sao cô có thể khám phá ra vậy đúng là anh thật ư mấy người có biết rằng thế giới ngoài kia thay đổi nhanh đến mức nào không chiến trường biển đỏ của trào lưu lĩnh vực clip ngắn trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi đã biết bao công ty mọc lên mấy người có biết hiện tại mỗi ngày có bao nhiêu công ty clip bị sập không cho nên đoàn đội chúng tôi mới làm việc tăng ca cả ngày cả đêm lên dự án thiết kế phải nỗ lực để duy trì công ty công ty cũng đã duy trì được cho đến bây giờ đó càng là biển đỏ thì sự nỗ lực của chúng tôi càng có giá trị sếp đã bỏ bao nhiêu công sức cho công ty thế mà anh lại bán đứng xếp, anh Châu tôi thừa nhận là anh rất giỏi, trong vài năm ngắn ngủi mà đã dẫn dắt đoàn đội, đưa lưu lượng clip lên vị trí thứ 4 trong ngành, nhưng mà anh đừng có giảng đạo lý với tôi, những nội dung kỹ thuật của các người chỉ là dập khuôn, mọi người đều là làm việc kiếm tiền cả, những con người xuất thân nghèo khó như chúng ta, muốn có sự nghiệp của riêng mình, chẳng lẽ không nên bắt lấy từng cơ hội hay sao? Vậy nếu như bây giờ tôi từ bỏ việc hợp tác với An Lạc Nhi thì sao? Anh nghĩ cơ hội của anh sẽ còn tồn tại hay không? Có mỗi chuyện còn con thế mà cũng không làm nổi nếu như cô bỏ cuộc thì châu tường và những người khác trong công ty phải làm thế nào cô không phải kiểu người đó nghe vậy châu tường tiếp tục đứng dậy lần hai nhưng lại bị sếp ngăn lại lần này thì cô không nhịn nữa mà trực tiếp cầm ly nước hất thẳng vào mặt kẻ bán đứng mình hôm nay tôi đã tin được một câu nói hiểu mình nhất chỉ có hai kiểu người một kiểu là người luôn luôn ở bên cạnh bạn còn một kiểu là kẻ thù đang âm thầm lặng lẽ theo dõi bạn anh nói rất đúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi công ty và mọi người anh ta vẫn ngồi ung um dung lấy khăn giấy ra lau mặt châu tường lúc này không thể kìm nén cơn tức đứng lên đấm một cái vào mặt khiến anh ta ngã sóng xoài ra đất cú đấm này là thay mặt cho sếp và mọi người trong công ty vẫn còn phần của riêng tôi nữa kiếm tiền tử tế bằng chính năng lực của mình không được hay sao loại cặn bã cặp kính này theo tôi hai năm cũng cần phải thay rồi châu tổng cô cũng có một tay sai đắc lực trung thành đấy nhỉ thật ngưỡng mộ anh cô dạy bảo kiểu gì mà hay thế châu tường nghe vậy thì liền đưa tay ra định đấm hắn thì mẫn huệ giữ tay cậu lại châu tường sếp tên khốn này ngông nghênh quá rồi để tôi dạy cho anh ta một bài học mẫn huệ bảo nếu đấm cú nữa anh sẽ thua tôi cũng sẽ thua, nói xong cô liền nắm lấy tay Châu Tường. Hành động này khiến cả hai người đàn ông đều bất ngờ, cô nói bắt đầu từ hơn 4 năm trước, chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi cửa ải khó khăn, toàn tâm toàn ý giúp đỡ ủng hộ nhau mới có được sự tin tưởng, để giao phía sau lưng mình cho đối phương, từ khi anh lựa chọn làm như vậy, anh đã mãi mãi không thể có được những thứ cô muốn, nói xong Mẫn Huệ kéo Châu Tường đi, đi về luôn hả sếp, như này thì hời cho hắn quá đấy, Mẫn Huệ nắm tay Châu Tường chạy ra ngoài thật nhanh, sếp, đợi đợi đã nhìn lại mới ngỡ là mình đang cầm tay anh cô liền ngượng ngùng rụt tay lại sao thế bực tôi vì đã ngăn anh đánh hắn ta à đâu có tôi phải cảm ơn cô đã ngăn cản tôi tiếc nhỉ đình đình không ở đây không thì giờ mình đã muốn đi ra biển chơi rồi còn nhớ kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học mọi người đi hạ môn cùng nhau không sao có thể quên được chứ điện thoại của châu tường bỗng đổ chuông không biết là ai nhưng có vẻ anh rất ngạc nhiên mẫn huệ quay lại hỏi sao thế sếp tôi đưa cô về khách sạn trước nhé tôi có chút việc riêng gấp lắm à Ừm, vậy anh đi trước đi tôi tự về được, tối bàn chuyện đối sách sau vậy. Nhưng chân của cô, có tin tôi dùng chân này đá bay cậu không? Cút được rồi, rõ. Sau đó Châu Tưởng quay lưng rời đi, mẫn huệ, tuy không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác vì người ta có là gì của mình đâu. Chuyển cảnh tới sân bay Hạ Môn, Châu Tưởng đã có mặt từ sớm. Anh cứ nhìn điện thoại rồi lại liếc ngang liếc dọc như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên từ phía sau vọng lại một tiếng lợn, quay lại thì chính là đình đình vàng. Sao, sao em lại đến đây, thì tại người ta nhớ anh đó mà nói tiếng người đi nghe vậy đình đình tỏ vẻ không vui công ty sắp xếp ngày mai phải đi hạ môn công tác công tác ngày mai công tác tại sao hôm nay đã đến rồi ngày mai đến lượt chị gái em công tác mà chị ấy ở nhà thu dọn hành lý nên em đến đây trước anh nhớ bọn em đâu có việc gì ở hạ môn đâu nhỉ sao tự dưng lại đến đây vậy cụ thể thế nào em cũng không rõ cửa gàng online cũng hết mức rồi chắc là có liên quan đến việc chuyển mô hình làm việc đợi đến mai thì biết thôi nghe vậy châu tường liền đơ người ra anh đang nghĩ gì vậy em không nghỉ ngơi đi còn chạy tới đây làm gì mai đến cũng được chứ sao đình đình liền quát vào mặt anh đồ ngốc người ta nhớ anh mà hay cho hồi trước không dám chạy ra như thế này nói xong cô lại ôm lấy tay anh nhõng nhẽo này em to gan chạy ra đây như thế này chẳng lẽ không sợ việc người khác phát hiện ra chuyện của hai người sao anh không nói em không nói thì có ai phát hiện được chứ ai bảo anh làm em nhớ anh như thế cơ chứ chẳng phải là lỗi của anh hay sao nếu như không phải đang yêu anh thì em cũng không nhớ anh như vậy có đúng không rồi 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 lỗi của anh không yêu anh thì yêu ai chứ nhỉ ai mà biết được là ai anh đi mà hỏi ai đó kia kìa, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây, tối xếp còn phải bàn công việc với anh nữa. Sao, chưa thỏa thuận được à, vậy về khách sạn đi, em chỉ cần ở với anh là được, bọn anh bàn công việc trước, rồi tối mình ra ngoài đi dạo sau, đang đi thì Châu Tường bỗng đứng lại. Anh sao thế Châu Tường, nếu như bị Mẫn Huệ phát hiện thì sao, yên tâm đi, vậy anh nghĩ mình trải qua mấy năm nay như thế nào chứ? Châu Tường lúc này nghĩ trong lòng, mình trải qua mấy năm nay như nào vậy trời? Trong lúc đang đi xe đình đình nhìn ra cửa sổ mặt mừng rỡ, lợn ơi anh nhìn kìa, nhìn thấy đảo cổ lãnh rồi, đúng thế, mùa hè năm ba đó đúng là khó quên thật, thời gian trôi nhanh quá, nháy mắt mà đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, chúng ta đã bước vào xã hội lâu phết rồi đấy, rồi sao anh có cảm nghĩ gì, cảm nghĩ sao, lúc này anh đưa tay ra nắm lấy tay đình đình, may mà anh có em, à không có các em ở bên cạnh anh, đình đình mặc kệ bác tài phía trước mà kéo anh lại thơm lên má, lợn ngốc à, buồn giàu không hợp với anh đâu, đột nhiên đình đình nhớ ra rồi hét lên a. Đúng rồi, đồ xấu xa này chính là ở đằng kia đó, tự dưng cướp đi nụ hôn đầu khi chưa được sự cho phép của người ta. Hưm, đó là sự cố ngoài ý muốn, anh cũng không cẩn thận, lần sau anh sẽ chú ý hơn, còn có lần sau cơ à? Giờ anh hôn các em thì lần nào cũng là nụ hôn đầu hết, đáng ghét giờ cũng biết dỗ dành cho người ta vui cơ à? Chứ sao? Tích lũy kinh nghiệm từ mỗi đoạn video tình cảm mà anh làm trên công ty đó, dùng để đối phó em quá là nhẹ nhàng luôn he he. Nghe vậy Đình Đình liền cắn một phát vào tay anh, này này em tuổi cho à, tự dưng lại thích đi cắn người. Trước đây em sợ bị bại lộ chẳng dám làm gì hết, còn giờ thì muốn thử từ lâu lắm rồi nè, đúng lúc này, thì Châu Tường đang cầm điện thoại của Đình Đình lại nhận được điện thoại của Đình Đình xanh, là người ở nhà đó, anh đợi gì chứ, để em, nói xong Đình Đình giật lấy điện thoại Châu Tường, này này chờ đã, này mấy đứa đây là nơi công cộng đấy, đợi về khách sạn thì hãy, Đình Đình vàng liền bắt máy, đến chưa? Đến rồi, lợn con cũng đến rồi nè, biết rồi đang ở đâu thế nhìn này nãy em còn hù anh ấy giật mình cơ bây giờ bọn em đang trên đường về khách sạn bộ quần áo này là chị chọn cho anh ấy có phải không nãy ở sân bay em suýt không nhận ra đó cô ấy đòi đến mà em không ngăn lại ư ừ, nếu như bị phát hiện thì phải làm thế nào à thì em cũng muốn lắm nhưng mà không ngăn được nó như trẻ con ấy chị ơi ngày mai mang bộ đồ bơi mới mua cho em nha chị cũng mang theo một bộ đi bộ em nghĩ mình đang đi du lịch hay sao mình là đang đi công tác đấy, thì mình phòng trước cũng có sao đâu, dù gì thì cũng hai năm rồi chúng ta chưa đi du lịch lần nào, dù sao cũng đến đây hết rồi, sao không nhận tiện luôn chứ, biết rồi, chúng ta đều đem đi hết rồi thì anh ấy sao mà thiếu được, mang hai cái quần mà hai đứa mình mua cho đi nhé, vẫn nhớ cái quần lót kẻ ca rồi đó, đúng rồi, chính là cái mà em mặc lúc mà ba đứa mình đi vào nhà nghỉ ấy. Này hai em ơi chuyện này có thể nói ở ngoài như thế này à, yên tâm đi, trước đây chúng mình cũng như thế mà, người khác cũng có quen biết gì chúng ta đâu chị đi dọn đồ tiếp đây, mai gặp nhé, ok mai gặp, lúc này đình đình lại khẩy tay về phái châu tường, em làm gì thế, này heo có phải anh đang rất mong chờ không, mong chờ gì chứ, anh có mong chờ cái gì đâu, anh ra đây để công tác mà, một lát sau hai người đã đi đến chuỗi khách sạn 8 ngày, vì ở gần phòng của sếp nên châu tường và đình đình phải lén lút để đi vào phòng, lát nữa nói bé thôi nhé em, tuyệt đối đừng để cô ấy phát hiện đấy, biết rồi, anh nói mấy lần rồi đấy, người ta đâu có ngốc, hai người kéo tay nhau đi từng bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động đến trước cửa phòng anh nói xếp ở ngay bên cạnh đấy, khẽ thôi, khóa phòng anh đây, hay ra làm gì mà phải lén la lén lút thế chứ, có gì mà phải, đúng lúc này thì hai người nghe thấy tiếng động từ cửa phòng xếp, nên đình đình biến mất luôn trong vòng một giây, châu tưởng khi này không hiểu đang làm trò gì, vội đưa tay ra chào xếp, anh về rồi à, ở ờ, xếp, anh đang làm gì vậy, đúng, đúng vậy, tôi tôi về rồi đây, anh làm cái gì vậy, sao ấp a ấp úng thế, đâu, đâu có đâu, thấy nghi ngờ cô định xông vào phòng thì anh ngăn lại, xếp cô làm gì vậy, trong này chắc chắn có trò gì đó không thì anh cản tôi làm gì này châu tường chẳng lẽ anh lén lút đem gái về phòng hay sao hả sao có thể chứ sếp cô nghĩ tôi là loại người gì vậy tôi là người như thế sao mẫn huệ lợi dụng thời cơ dẫm lên chân anh rồi xông vào phòng cho bằng được ôi sếp lúc này đình đình đang đứng ở sau cánh cửa cũng phải nín thở mẫn huệ vào nhìn quanh mà không thấy ai sếp lát nữa họp tôi phải sắp xếp lại tài liệu đúng lúc này cô lại nhặt được tấm tờ rơi giới thiệu các em gái cô liền quay qua bảo ra ngoài công tác tôi phải canh chừng anh thay đình đình nhưng đừng có mà đi công tác được mấy ngày mà anh đã vật vã quá mà lôi mấy ảnh gái này ra nhé sếp cô nói gì thế tôi là loại người như vậy sao nếu tôi là loại người đó thật cô và đình đình còn tin tưởng tôi nữa chắc tôi cứ phòng trước thế tôi phải chịu trách nhiệm với đình đình anh nghỉ ngơi cho khỏe đi lúc khác bàn bạc đối sách sau vâng thưa sếp cô cũng thế nghỉ ngơi cho khỏe nhé mẫn huệ vừa rời đi thì anh vội cài then chốt cửa lại hai đứa nhìn nhau thở phào rồi cười hích hích heo nguy hiểm quá đúng là nguy hiểm thật sao anh cứ cảm thấy chúng ta đang làm chuyện xấu thế này đây là bí mật riêng của ba chúng ta Ừm, tới bây giờ anh vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Vậy anh có muốn biến giấc mơ này tươi đẹp hơn không? Tươi đẹp là như thế nào anh không tưởng tượng ra được. Ví dụ như thế này thì sao? Đoạn này chắc mấy cưng không muốn xem đâu để tôi xem dùng cho nha. Ý, em đi tắm cái đã, phải xịt thơm một chút nhé. Đáng ghét, người ta vốn đã thơm sẵn rồi nhé. Phải phải phải, anh chờ em nhưng em phải mau lên đó. Vậy thì anh ngoan ngoãn nằm yên đi, đừng bỏ qua một chi tiết nào đấy nhé Châu Tường. Đúng lúc này thì ngoài cửa vọng lại tiếng gõ cửa cộc cộc. Sao lại có tiếng phụ nữ vậy hả? này mau mở cửa ra, cả hai khi này đều hốt hoảng. Làm sao bây giờ anh, em mau trốn đi, nói xong đình đình liền quay đầu chạy, nhưng lại bị anh kéo tay lại, anh làm gì vậy, còn đôi giày, thế là đình đình vội sách đôi giày chạy một cách rất nhẹ nhàng. Châu Tường thì cứ bảo tới ngay tới ngay đây, sao giờ mới mở cửa hả, anh làm gì ở bên trong, nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của Châu Tường, chị xếp giả bộ nhắm mắt lại, anh làm gì thế, sao lại ăn mặc thế này đi ra mở cửa, xếp, chẳng phải cô gọi cửa như đòi mạng đấy sao, tôi đang chuẩn bị đi tắm mà quần áo thay sáng nay đều được giặt sạch sấy khô rồi tôi tiện đường mang tới cho anh luôn nhưng mà không đúng vừa nãy rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng phụ nữ sao có thể chứ sếp chắc cô nghe nhầm rồi từ xưa tới nay anh chẳng bao giờ biết nói dối cả cô bước lại gần sếp cô muốn làm gì tôi tôi phải đi tắm hừ tôi phải có trách nhiệm với đình đình giám sát đốc thúc công việc đàng hoàng mẫn huệ đi vào phòng kiểm tra thì phát hiện tivi đang mở cái gì mà ra mết anh anh đang xem cái quái gì đây hả xếp giọng nữ mà cô nghe thấy chắc là trong bộ phim này đấy biến thái ghê tởm sao tôi không biết anh lại thích xem mấy loại phim này nhỉ nếu tôi mà biết còn lâu tôi mới để đình đình và anh ở bên nhau xếp cô không hiểu rồi nào có ai yêu đương mà không xem mấy thể loại này cơ chứ tôi và đình đình vẫn thường xem cùng nhau mà sau này cô yêu đương rồi cô sẽ biết thôi có khi cô còn nghiện hơn tôi đấy chứ nói láo còn còn lâu tôi mới xem nhá biến thái anh dạy hư đình đình rồi nói xong mẫn huệ bước ra khỏi phòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cô lại thò đầu vào hỏi này anh che khe cửa làm gì vậy ờ sếp cô còn không mau trở về đi tôi phải đi tắm rồi mẫn huệ quyết tâm vào kiểm tra lại lần nữa liền quát tránh ra sau đó đá vào chân anh đẩy anh ra một bên đẩy cánh cửa vào thì phát hiện một con rán trên tường nhà làm gì có ai cơ chứ sếp đang nghĩ gì vậy sao tôi có thể làm chuyện có lỗi với đình đình được cô cứ đi hỏi mọi người mà xem có thằng đàn ông bình thường nào mà không xem mấy thứ này chứ hừ tôi đi đây anh cứ từ từ mà xem biến thái đình đình hỏi khẽ đi chưa vậy đi rồi vừa nãy dọa em suýt chết may mà anh thông minh nhanh trí Đáng ghét, chuyện xem phim đen này mà anh cũng nói cho Mẫn Huệ biết cả rồi, sau này còn không phải bị cô ta cười nhạo chết luôn sao, bàn chân xinh đẹp này em phải chăm sóc cẩn thận chứ, đáng ghét, người ta còn chưa tắm mà, được rồi mau đứng lên đi, lát nữa mà cảm lạnh thì chỉ có anh khổ thôi, em sao vậy, hay là chúng ta tắm chung đi, ý kiến hay, đi thôi, đột nhiên Mẫn Huệ đẩy cửa vào, Châu tưởng lúc nãy tôi cầm nhầm chìa khóa rồi, lúc này ba người sáu con mắt nhìn nhau, nhã, nhã đỉnh các người, cô nhìn lầm người rồi ở đây không có ai cả đình đình vừa nói vừa chạy vào phòng tắm đóng cửa lại mau mở cửa anh còn chưa vào mà này hai người kia qua đây hết cho tôi nghe vậy hai người càng hú hồn ai có thể giải thích hiện tại là chuyện gì đây không hai người im lặng không nói gì một lát sau đình đình bảo tôi tôi mẫn huệ chỉ tay vào đình đình rồi bảo tôi đã bảo là có người trong phòng rồi mà giấu tôi làm gì hả mẫn huệ cậu nghe tôi giải thích đã e hèm anh nói đi châu tường phải phải cứ nghe cô ấy giải thích đã bớt dở trò này đi bình thường cậu đi làm chẳng phải bận đến tối tăm mặt mũi à sao giờ lại rảnh rỗi mà chạy tới đây hả? Người ta nhớ cậu thôi mà, ồ, nhớ tôi mà còn trốn tôi à? Người, người ta muốn cùng con heo này tặng cậu một điều bất ngờ đó, còn chưa nghĩ ra phải xuất hiện thế nào? Phải phải, vừa nãy bọn tôi còn đang bàn bạc bà cô ấy sẽ xuất hiện, để tặng xếp một bất ngờ lớn, ồ vậy sao? Nhưng sao tôi lại trông thấy hai người đang làm chuyện gì đó rất khó miêu tả nhỉ? Nghe câu này hai người mặt đỏ ửng, Mẫn Huệ đưa túi đồ lên, cầm lấy, cảm ơn, tiền mua áo quần tôi nhất định sẽ chuyển khoản trả cậu không được, vốn dĩ là chuyến công tác mà công ty sắp xếp, sao có thể để nhân viên trả tiền được, nếu chuyện ra ngoài mọi người sẽ nói tôi bóc lột nhân viên đấy, một tiếng là đủ rồi chứ, cậu nói sao cơ, thật sự không ngờ con nhóc cậu lại bị châu tường dạy hư rồi, hì hì, sau này tôi sẽ lén dạy lại cho cậu, tôi không có hứng thú với mấy chuyện này đâu nhá, lát nữa cùng ăn cơm tối nhé, ok con dê luôn, sau khi Mẫn Huệ ra khỏi phòng thì đình đình khóa trái cửa lại, ghé sát tay thử xem Mẫn Huệ đã đi hay chưa, sau khi biết Mẫn Huệ đã đi thì hai người lại thở dài, đúng thật là biết vậy đã chẳng trốn làm gì lúc này châu tường kéo lấy chân đình đình rồi bế cô lên anh anh làm gì đó chẳng phải chỉ có một tiếng thôi sao đừng bỏ lỡ thời gian mà anh muốn làm gì vậy mau đi tắm đi người anh hôi chết đi được nói nhỏ nhỏ thôi sợ gì dù sao cũng có ai nghe đâu đi nào còn chưa lấy quần áo chuyển cảnh lúc này ba người đang cùng nhau ăn tối mẫn huệ chợt hỏi cậu không phải là người sẽ nghỉ làm không lý do lần này đến đây có việc sao thực ra là ngày mai tôi phải đến đây công tác Vừa hay bọn cậu cũng ở đây thế nên tôi mới tìm đến trước một đêm, chủ yếu muốn cùng mọi người tụ họp với nhau, chẳng phải công ty em là công ty điện lực à, ở đây cũng có nghiệp vụ á, cụ thể thì em cũng không rõ lắm nhưng gần đây công ty đang lên chiến lược, hình như muốn thử hình thức mới gì đó, người phụ trách nghiệp vụ lâm thời lần này đã chỉ định em đi cùng, khá là gấp nên chưa kịp thông báo gì hết, nhớ những ngày tháng hồi đại học quá, sau khi tốt nghiệp vẫn chưa được đi du lịch thoải mái lần nào, cậu đó đúng là khó phân biệt, có lúc thì yên lặng tự kỷ, có lúc lại bướng không chịu được người không biết còn tưởng cậu là hai người hoàn toàn khác đấy nghe câu này châu tưởng chuột dạ làm rớt luôn con sò đang nướng he hè chỉ là gấp không chắc thôi mà lợn chân tay anh vụng về quá đấy mẫn huệ anh ấy không làm hỏng đồ của công ty cậu chứ ha ha tôi có theo sát đào đâu ra cơ hội làm hỏng của công được nếu làm hỏng trừ thẳng vào lương của anh ta luôn tôi nào dám thiết bị ghi hình toàn là bảo bối đấy tôi còn phải hầu hạ chúng nó từng ly từng tí cơ anh có ý gì ý anh là bọn em còn không quan trọng bằng thiết bị ghi hình sao đương nhiên không phải rồi cái gì mà bọn em đương nhiên rồi có phải đối với anh mà nói em và mẫn huệ còn không bằng thiết bị ghi hình không này hai người đấu khẩu sao lại lôi cả tôi vào thế mực chín rồi nè sếp cô ăn đi cảm ơn lúc này châu tường hỏi đình đình ăn tôm không vì hai chị em có một người không ăn được tôm mẫn huệ nói châu tường cái này thì tôi phải nói anh đấy nhé hai người yêu nhau lâu như thế rồi mà đến việc cậu ấy thích ăn cái gì anh cũng không biết sao giống như sếp vừa nói cô ấy đó thay đổi thất thường có lúc ăn có lúc không ăn thế nên tôi phải hỏi cô ấy trước đình đình vội đáp ăn đương nhiên là ăn Em muốn ăn mấy con cơ, thế là anh liền bóc ba con tôm đưa cho Đình Đình, nhân lúc còn nóng em ăn đi. A, à, anh đút cho em đi. Được rồi, được rồi. Đột nhiên từ phía sau có giọng nói hỏi ý sao các người cũng ở đây? Trùng hợp quá tôi đến đây để hóng gió nè. Ngày mai phải đến quay một video quảng cáo cho nhà hàng này. Sao lại có thêm một người nữa thế? Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Đình Đình bảo cô không biết tôi đâu. An Lạc Nhi không ai mời nhưng cũng kéo ghế lại sát Châu từng ngồi. Đình Đình liền bảo này, chúng tôi đang ăn cơm với nhau, cô ngồi đây làm gì hả? vừa hay tôi cũng hết bận rồi, có ngại cho tôi ăn trực một bữa không? Mẫn Huệ lập tức đồng ý, được thôi hoan nghênh. Mọi người không cần phải nghiêm túc thế đâu mà, hiện tại cũng đâu phải đàm phán công việc. Đương nhiên ngồi càng nhiều người thì càng vui rồi, a ha đổi đổi chỗ, thơm quá bận bịu suốt ngày chả được ăn gì, tôi đói chết đi được. Tổng giám tôi muốn ăn sò nướng, Châu Tường ngồi chịu trận nãy giờ thì giật mình. Ồ ờ, chờ một chút, hư đúng là đồ mặt dày. Trong tình cảnh này Mẫn Huệ chỉ biết thở dài khiến cho Lạc Nhi nở một nụ cười mỉm. Còn anh đang bỏ lên bếp nướng mấy con sò, thơm quá nướng sò cần kiên nhẫn lắm đó. Tổng giám không chỉ xây dựng nội dung video hay, mà tay nghệ nấu nướng cũng rất tuyệt. Tạm tạm thôi, nướng sò chỉ cần 5 phút là xong. Này này mấy người các anh quen nhau thế nào vậy? Tình cảm như thế khiến người khác hâm mộ chết đi được. Chúng chúng tôi, anh chưa kịp trả lời thì tay đình đình đã chặn lại. Đây là chuyện giữa chúng tôi. Sao phải nói cho một người ngoài đột nhiên chạy tới ăn trực như cô biết? Lạc nhi giả vờ không quan tâm ngồi ăn sò nhồm nhòm. À ngon quá, các cô cũng ăn đi, nguội rồi sẽ không thơm nữa. Châu Tường lúc này dùng tay ra hiệu cho Đình Đình cố nhịn một chút, thế là cả hai thi nhau ăn, xem ai ăn được nhiều hơn, thêm hai xiên mực nữa. Tôi cũng thế, nhìn thấy cảnh này Mẫn Huệ không nhịn được mà bật cười. Rất nhanh sau đó cả hai ăn không nổi nữa, no quá. Hôm nay ăn hơi nhiều, lại phải mất mấy ngày hạn chế calorie rồi. Si cũng không biết ai tự chạy đến ăn trực, cũng đâu người nào thèm dành với cô. Đình đình thôi nào, hai người cần gì phải sấm sét đùng đùng như thế. Nói rồi Mẫn Huệ dùng chân đá vào người anh, anh khuyên gì đi chứ châu tường chỉ biết ngồi im nhìn vẻ mặt giận dỗi của đình đình vậy tí nữa có hoạt động gì không cô vất vả cả ngày rồi về nghỉ ngơi sớm đi thôi mai còn làm việc hay là chúng ta chơi trò nói thật và mạo hiểm đi giờ này bãi biển vắng người chơi trò này là thích hợp nhất rồi tôi không hứng thú với mấy lời nói thật của cô muốn chơi cũng chỉ có ba người chúng tôi chơi thôi lúc này lạc nhi nở một nụ cười rồi nói nếu các người muốn biết là ai đã ra điều kiện cho tôi thì chơi trò nói thật và mạo hiểm này, tôi sẽ nói thật cho các người biết, thế nào có dám chơi không, nghe vậy đình đình đập bàn đứng dậy, chơi thì chơi ai sợ ai chứ, rất nhanh mọi người đều đã xuất hiện ngoài biển, nơi đây khiến mọi người có chút hoài niệm, lần trước chơi nói thật và mạo hiểm, là lần đến đây du lịch mùa hè nhỉ, anh phải cảm ơn tôi đây, nếu không phải như thế, đình đình nào bị anh theo đuổi dễ dàng vậy được, đáng ghét nói cứ như người ta dễ theo đuổi lắm ấy, may nhờ có sếp tổ chức chơi trò đó, đúng là phải cảm ơn cô rất nhiều, xì xem như anh vẫn còn lương tâm lúc này có một người đem theo một đống đồ dao tới, đến đến rồi đây, không phải chơi trò chơi sao, sao vẫn, chơi trò chơi sao thiếu đồ xiên và bia chứ, nào nào mọi người tự lấy nhé, nói rồi Lạc Nhi tự động lấy lên một lon bia khui trước, làm một hơi ấy vậy mà hết cả lon, ê quá chúng ta bắt đầu thôi, Lạc Nhi lấy đại một cái xiên que bẻ ra làm đôi, mỗi một lần người nào rút được cây đũa ngắn nhất, thì phải thực hiện thử thách của người rút cây đũa dài nhất, lần tiếp theo sẽ là người thua cầm đũa, không vấn đề gì chứ. Lúc này ba người kia lại không có chút động thái gì, mấy người không rút sao vậy tôi rút trước nhé khi đình đình thốt lên này sao có thể như vậy thì lạc nhi đã xòe tay ra lấy cây ngắn nhất ai ra xui xẻo quá biểu cảm trên khuôn mặt mọi người có chút khó hiểu như như vậy cũng tính sao đâu có ai quy định là không được trực tiếp lấy luôn que ngắn đâu tới nào thắng thu sao cũng chịu thấy vậy đình đình bóp bóp tay đi lên hừ hừ cô cô nương tay thôi nhé cô thể trước đi hả thế làm gì ở đây không có máy quét nói dối đâu chỉ có thể thể thôi không thì chơi kiểu gì chứ tôi an lạc nhi xin thể nếu như tôi nói dối thì cả đời tôi sẽ không cua được trai đẹp lời thề này khiến cả ba người còn lại khờ luôn không được cái này không đủ nghiêm trọng hừ tôi là một người trọng nhan sắc mà như thế còn không nghiêm trọng sao ai mà biết được cô có phải giả vờ hay không vậy vậy cô nói đi ví dụ như cả đời không được ở bên cạnh người mình yêu chẳng hạn châu tường và mẫn huệ đồng thanh cái đó hình như hơi nghiêm trọng rồi thì phải sao nào dám hay không tôi biết ngay là cô sẽ đình đình chưa nói xong lạc nhi đã đưa tay lên tôi an lạc nhi xin thề trò chơi nói thật lần này nếu như tôi nói dối cả đời tôi không thể ở bên cạnh người mình yêu không bao giờ hối hận, nào bắt đầu đi, Đình Đình suy nghĩ một lúc, là công ty nào bỗng dưng xen vào, nghe xong câu hỏi Lạc Nhi chỉ im lặng không nói, nếu như không nói thì cô sẽ bị phạt, vừa nói Đình Đình vừa xoay người tìm kiếm điều gì, đột nhiên cô phát hiện ra một ông chú béo, hết sức thô lỗ vừa nhổ lông mũi vừa đánh rắm thối cả một khu, hôn anh ta 30 giây, hừ cô là đồ xấu xa, đây là cô muốn chơi mà, sao trách tôi được, mang bia ra đây, nghe vậy Châu tưởng lấy lên một lon bia, Lạc Nhi làm một hơi uống cạn rồi cười, nhớ bấm giờ nhé nói rồi lạc nhi vội vàng chạy đi hôn người đàn ông kia khiến cho đình đình và châu tường đứng hình mọi người thấy được cảnh nóng thì đứng chụp hình quá trời sau 30 giây 24 châu tường hét lớn hết giờ rồi cô em xinh đẹp à ad quy chat nhau nhé đừng đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó thực ra công ty anh sắp ra mắt thị trường rồi đó được thôi vậy đợi đến khi nào ra mắt thì mình liên lạc nhé bye nói xong lạc nhi tung tăng chạy về giật lấy cái điện thoại nhìn vào rồi hét lớn á hu hu vượt hơn 30 giây rồi ư đó là nụ hôn đầu của tôi đó lời nói này như xét đánh ngang tai mọi người nụ nụ hôn đầu xin lỗi đình đình không thôi không sao coi như phần thưởng ngoài vậy anh ấy còn hâm mộ tôi con nói sẽ giới thiệu tôi cho hàng nghìn bạn bè trong nhóm của anh ấy lời to rồi nghe vậy châu tường cùng đình đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn mẫn huệ cũng mém tí là sặc bia bắt đầu cảm thấy kích thích rồi đó tiếp tục đi nào mẫn huệ ngồi im từ đầu tới giờ mới lên tiếng không thể không nói rằng cô rất lợi hại an lạc nhi cô đã thu hút được sự chú ý của chúng tôi thế rồi cả bốn người lại thay nhau rút thăm đáng tiếc quá không phải chiếc này nha he he anh cũng không phải lúc này chỉ còn lại đình đình và mẫn huệ tại tại sao lại thế này ha ha đến lượt tôi nhé nào nào thì chơi vậy a à, đợi đã đợi đã chưa thể mà hừ thề thì thề sợ gì tôi xin thề lần chơi thử thách lời nói thật hay hành động này nếu như tôi nói dối thì tôi sẽ không bao giờ được ở cùng với người tôi yêu nhất trên đời sẽ không nuốt lời trong lúc đình đình thề thốt thì mẫn huệ suy nghĩ hồi lâu châu tưởng dạo gần đây hai người có gì đó không đúng lắm cảm giác đang giấu tôi chuyện gì đó vô cùng quan trọng Vậy điều đó là gì đình đình, nghe đến đây đình đình hết sức bối rối tôi tôi, dừng dừng còn chưa nói hình phạt nữa cơ mà, xét đều là người nhà cả nên là nhẹ tay thôi nhé. Vậy vậy thì, Mẫn Huệ ậm ừ một lúc thì đột nhiên lóe lên có rồi, vẫn nhớ trò mà chúng ta chơi ở đây từ thời còn học đại học, hình phạt mà cuối cùng đình đình không chịu làm đó, ha ha là cái gì, là cái gì, đủ chuyện chuyện của chị em bọn họ, nói thế nào được bây giờ, nhưng mà hình phạt kia cũng có chút, muốn muốn như vậy thật sao, ánh mắt của đình đình hướng về châu tường, này lợn làm thế nào bây giờ cô ấy đang ra ám hiệu cho mình sao ý cô ấy là gì nhỉ có cách nào để vừa không nói dối mà vừa nói được cho qua chuyện không này em nói gì thế anh nhìn không hiểu này hai người nhìn nhau ám hiệu gì đấy lúc này đình đình đang ngồi ôm gối thì đột ngột đứng dậy mẫn huệ tôi chọn hành động này đừng miễn cưỡng bản thân chứ hay là mình đổi hành động đi tôi từ chối ha ha chuyện nhỏ nhìn tôi đây hư lúc đó mình dám chơi thì giờ mình dám chơi mẫn huệ bọn tôi không cố ý giấu gì cô nhưng chuyện này có chút đặc biệt sau này có cơ hội tôi sẽ nói với cô nói rồi đình đình chạy thật nhanh về hướng bậc thang ở trên bờ cô ấy chạy nhanh như thế để làm gì chứ rất nhanh đình đình đã đứng trên bậc thang hô to nếu như mấy người đã chất vấn chân thành như thế thì tôi sẽ từ bi nói với mọi người rằng vì một thế giới không bị phá hoại để bảo vệ hòa bình của thế giới quán triệt sự tà ác của tình yêu và hiện thực vai phản diện vừa đáng yêu vừa hấp dẫn tôi như con thoi ở đội hỏa tiễn trong giải ngân hà ngày mai với một màu trắng xóa đang chờ các người đám đàn ông nhìn thấy đình đình làm trò hề thì không ngừng chụp hình hay quá sao lại không hét lên thứ lang ha ha cô có top top không để tôi follow sau khi làm trò con bò xong thì đình đình chạy về ha ha lợi hại lợi hại rất có phong cách đấy cô không làm ai đổ thì hơi phí đấy tuyệt lắm anh cũng không nghĩ em lại lợi hại như thế đấy đột nhiên đình đình giật lấy chai rượu của châu tường đáng ghét anh cũng cười nhạo em à em cạn đây tùy mọi người được rồi được rồi đừng quậy nữa hai người đều là đồ ngốc nào nào đúng là càng ngày càng thú vị đấy rút nữa không ba người còn lại đồng thanh đương nhiên ha ha đến lượt tôi hỏi đình đình em ổn chứ hừ hừ ai rút được cây ngắn nhất mẫn huệ cầm cây ngắn nhất trong tay khuôn mặt tái mét đình đình điệu cười của cô đáng sợ quá tôi xin thề lần chơi hành động hay lời nói này nếu tôi nói dối cả đời này tôi sẽ không được ở bên cạnh người mình yêu thương sẽ không nuốt lời mẫn huệ từ khi bắt đầu học đại học cô đều tránh xa những lời tỏ tình của đám con trai lời nói thật là rốt cuộc cô thích mẫu người như thế nào câu hỏi này khiến cho mẫn huệ có chút bối rối im lặng trong mấy giây nếu cậu chọn hình phạt thì nó sẽ là là cô phải tỏ tình với người con trai đứng đầu danh bạ của cô ngay lập tức mẫn huệ lấy điện thoại bật danh bạ lên số đầu tiên lại là đồ ngốc ai ai đó tôi xem nào tránh ra đây là chuyện riêng tư cá nhân nào nào nhanh bắt đầu đi tôi từ bé đã sống xa bố mẹ họ đều bận vì sự nghiệp trong nhà chỉ có một người chăm sóc tôi đó chính là bảo mẫu ăn sinh nhật một mình làm bài tập một mình cố gắng thi điểm cao là để nhận được sự khen thưởng của bố mẹ biết đâu bố mẹ sẽ có thể đưa tôi đi ăn cơm cùng nhưng mà kết cục đều là bố mẹ hôm nay bận họp nói đến đây khóe mắt mẫn huệ có chút rươm rướm thứ mà tôi muốn chỉ là một người có thể ăn cơm cùng tôi lúc mệt thì có thể cùng tôi trò chuyện, có thể vô tư mỉm cười trước mặt người đó, có thể dựa dẫm vào nhau, giúp đỡ hỗ trợ nhau, luôn là người có thể ở cạnh bên. yêu cầu này còn nhiều hơn cả những người có nhà có xe, có xính lễ người mấy vạn đó. nói không chừng thì cô có thể độc thân suốt đời. hừ, tôi nguyện độc thân suốt đời. nghe câu chuyện bi thương làm người ta có chút động lòng. đình đình chạy đến ôm lấy mẫn huệ, cô không được độc thân suốt đời. cùng lắm thì mình ở cùng nhau, hi hi biểu cảm gì thế không biết. này hai người như vậy không sợ anh chàng này ghen hay sao? tình cảm giữa bọn họ tốt lắm như hai chị em ruột vậy tôi quen rồi đúng là anh khở quá mà đúng đúng vậy tình cảm giữa tôi và đình đình còn lâu dài hơn thời gian mà họ yêu nhau nữa đấy sao anh ấy ghen được chứ nói rồi mẫn huệ cười lớn ha ha hay quá chơi tiếp nào cạn ly đệch từ lúc nào mà quan hệ giữa bọn họ lại tốt lên vậy con gái đúng là đáng sợ quá rất nhanh mẫn huệ đã cầm lên mấy cái que cho ba con người kia rút tại sao lại thế này ha ha đến lượt tôi hỏi rồi hừ tại sao lại là mình nữa chứ đình đình đang cảm thán chợt thấy anh đang đâm chiêu thì đấm yêu một cú này, anh đang có ý đồ gì xấu xa hả? Này đình đình cô đừng có mà uy hiếp để anh ấy nương tay nhé. Hừm tôi cũng chẳng cần nương tay, dở chiêu ra đi, nếu như anh dám bêu xấu em khi nào về nhà anh chết chắc. Lúc này Lạc Nhi cầm đưa cho Châu Tường một chai bia, cảm cảm ơn cô, hừm xem anh uống say rồi ai thèm quan tâm anh không? Tôi có đặt phòng ngay bên cạnh đó, nếu mà như thế thì để tôi. Cút cút ngay, Mẫn Huệ và Châu Tường thấy cảnh này chỉ biết thở dài, mình có nên hỏi chuyện lúc gọi video kia không? Mà hỏi trực tiếp thì chắc không ổn. Vậy vậy phải hỏi sao đây, suy nghĩ hồi lâu Châu Tưởng đứng dậy uống hết chai bia, tôi nghĩ xong rồi, nào nào mau nói đi, hình phạt sẽ là ra đứng trước mặt đám đông ở bờ biển và hét rằng tôi là lợn, hừm anh tại sao có thể làm vậy, anh là con lợn của em, em ở bên cạnh anh chẳng phải chúng ta là đồng loại sao, phản đối phản đối, đây chính là nương tay rồi, còn câu hỏi là, em còn nhớ tháng trước, khi mà anh quyết định sống cùng em suốt quãng đời còn lại, thì quãng đời còn lại của anh đã bắt đầu rồi, này lợn sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này, Tháng trước vào buổi tối ngày 14, khi anh gọi điện cho em em có vui không? Mình mình hỏi vậy có phải hơi khó hiểu không nhỉ? Người khóc có phải cô ấy không? Hừ anh ăn gian, sao lại hỏi câu dễ như thế chứ? Khi mà em quyết định sẽ ở bên anh suốt quãng đời còn lại thì quãng đời này của em đã được bắt đầu. Anh nói rằng từ giờ về sau, mỗi năm sẽ đều nói lại với em một lần và năm nào anh cũng làm được. Hừ đó không phải là, đúng vậy đó chính là lời thoại trong bộ phim đó. Con lợn sao em có thể không vui được chứ? Anh thì sao? xem ra hình như không phải cô ấy, chẳng lẽ là cô chị ở nhà hay sao? Sao thế? Không không có gì, sau này anh sẽ luôn tiếp tục làm điều đó. Anh nói là phải giữ lấy lời đấy nhé heo. Ừm đương nhiên rồi, tại sao nhỉ? Tại sao lại khóc thương tâm như vậy? Trong lúc Đình Đình đang tự đầu vào vai anh thì Lạc Nhi có vẻ cay cú đứng dậy. Này đây là trò chơi mấy người rắc cầu lương là không hay đâu đó. Nói rồi Lạc Nhi ngồi xuống lấy bia ném cho Mẫn Huệ. Thiệt là khó chịu mà, chơi trò này mà còn bị ăn gian. Nào hai chúng ta cạn đi, này này tại sao tự dưng lại uống nữa vậy? tôi cũng muốn uống, tôi cũng muốn uống. Này mấy người kiềm chế lại chút nhé, nãy giờ uống khá nhiều rồi đấy. Câu nói này của Châu Tường đã quá muộn, Đình Đình đã say từ lúc nào. Này lợn câu hỏi này mà anh cũng hỏi được ở đây à, người người ta ngại lắm đấy. Lại còn hứa rồi nữa chứ, đáng ghét, không đúng nếu như không phải cô ấy, thì tại sao cô ấy biết được chứ? Trong lúc Châu Tường suy nghĩ việc làm Đình Đình khóc thì ba người kia không ngừng cụm lon. Tiếp tục một hai ba rô, ba nãy không phải là không muốn chơi nữa hay sao? Sao giờ lại thích chơi rồi à? Kệ tôi chứ bắt đầu thôi nào nói rồi đình đình xoay sang chỗ anh này anh nghĩ gì thế á à, chuyện chuyện gì vậy anh về rồi hãng say có được không chơi trò chơi rút rút mau lên này này người con trai hơi tí lại ngơ người ra thì có gì là tốt đẹp chứ nghe lời này đình đình vội vàng nắm lấy áo của châu tường tốt hay không dùng thử mới biết được nhưng cô lại không có cơ hội để biết đâu nghe đình đình nói mẫn huệ cười không nhặt được mồm còn lạc nhi đứng hình luôn nào nào bắt đầu thôi rất nhanh sau đó mọi người tiếp tục chơi rất nhiều hình phạt được đưa ra hôn lấy soái ca hút thuốc, hôn lấy hôn để hôn con người ta phải bỏ chạy, sâu ra cặp loa siêu to khổng lồ, cuối cùng là làm hình nộm cho mọi người đắp cát, lại còn trang trí bằng một cây gậy giữa hai chân, ba đứa con gái làm xong thì cười lăn cười bò, một buổi tối vui vẻ cứ thế trôi qua, Đình Đình và Châu Tường không ngừng cho mọi người ăn cẩu lương, rõ ràng hiếm lắm mới có cơ hội thư giãn và vui chơi như này, nhưng trong lòng mình vẫn có chút thấp thỏm, hôm nay em muốn được ôm ngủ đó nha, mình bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc là có chuyện gì chắc là do tác dụng của rượu thôi nhỉ đình đình ôm lấy tay trâu tường mơ màng ngủ tôi vui quá vui quá tôi và chị tôi nghe vậy hai con người kia giật mình hỏi chấm anh vội vàng dùng tay bịt miệng đình đình lại con bé này cứ uống rượu vào là lại nói linh tinh cái gì cũng dám nói mẫn huệ cùng lạc nhi ngồi cạnh có chút ngẩn người lạc nhi đột ngột bỏ lại chỗ anh vậy thì tôi càng muốn nghe đấy cô cô định làm gì đừng qua đây đột nhiên có người nắm lấy tay lạc nhi ngước mắt nhìn lên thì ra là mẫn huệ ai già cô không muốn biết hay sao người làm truyền thông như chúng ta không phải rất thích gây sự tò mò cho người khác sao tay mẫn huệ lúc này lại bóp chặt đau đau quá không hỏi là được chứ gì sau tình huống ấy thì mọi người lại ngồi quanh đống lửa lạc nhi ngồi uống bia còn mẫn huệ có chút tức giận đây đúng là lần đầu tiên mình thấy sếp như vậy này đừng có uống một mình ở bên cạnh ma men đình đình lại rủ lạc nhi cũng tới tấp sếp hai người này hình như có vẻ say rồi mẫn huệ mở điện thoại lên xem giờ rồi nói không còn sớm nữa về thôi chơi chơi thêm một ván nữa đi, si chẳng vui gì cả, chơi cả buổi tối luôn đi, hay thêm một lần nữa đi, thêm một lần nữa đi, ôi đau hết cả đầu, mai lại còn phải đi đàm phán công việc với sếp nữa. Lúc này đình đình trong say nói với Lạc Nhi, cô chắc cũng không có bạn bè gì hết nhỉ, điều này làm cho anh và Mẫn Huệ như phát hiện ra điều gì, còn khuôn mặt của Lạc Nhi bỗng dưng rơi vài giọt nước mắt, nhưng rất nhanh cô lại quay mặt sang cười gượng, hình hình như là như thế thật. Vừa định cảm động với Đình Đình một chút thì lại thấy chân cô đặt lên đầu mình, bẩn chết đi được chân thối của cô để đó từ lúc nào vậy vẫn vẫn để đó mà, đình đình sao em lại như thế hả, còn uống nữa ư, vừa nói anh vừa giật chai bia trong tay đình đình, mau xin lỗi ngay, tôi tôi xin lỗi mà, người ta không phải muốn ngăn cô ấy làm khó mấy người sao, nói rồi đình đình lại ngã vào lòng châu tường, còn lạc nhi ngồi cô đơn một mình thì đột nhiên đứng dậy, nếu như mọi người chơi ván cuối cùng, cho dù có đến lượt tôi hay không, thì tôi đều trả lời câu hỏi của mấy người, thế nào thế nào dám chơi không, hừ được thôi nhưng lát nhớ dọn vỏ lon với xiên que đem đi vứt nhé, không để trên bãi biển, sau đó mọi người một que lại bốc khuôn mặt mẫn huệ mở to nhìn vào quay ngắn nhất ha ha lần này tôi được hỏi rồi thật là may mắn câu hỏi cuối cùng thì nên là gì được đây hỏi gì có tính kích thích chút nhỉ lạc nhi như con lật đật suy nghĩ câu hỏi bất ngờ cô nói lớn có rồi nói xem người cô thích là như thế nào đi nhớ là phải hứa trước nhé nghe câu hỏi xong khuôn mặt đình đình và châu tường ở bên cạnh tỏ vẻ rất mong chờ mẫn huệ ở bên này thì ấp úng tôi tôi đừng vội đừng vội còn chưa nói hình phạt nữa mà hi hi nếu như mà không muốn trả lời thì thì lột quần của anh ấy ra sao sao cơ này không được bắt nạt con lợn của tôi đổi cái khác đi nữ tử hán lời đã nói ra khó mà rút lại hi hi với cả quyền quyết định ở cô ấy mà cô ấy cũng có thể lựa chọn trả lời câu hỏi mà dù gì cũng thế rồi cũng đâu ai giám sát được đâu nhỉ cô thấy có đúng không nếu như không muốn nói thì coi như trả lời bừa thôi cũng được mà dù sao thì cũng đâu ai biết được lúc này mẫn huệ đứng dậy trước khi nói thì mau dọn chỗ rác này trước đã rõ thưa đồng chí rất nhanh sau đó mỗi người một túi thay nhau lụm lon này này sao châu tổng nói gì mấy người cũng làm vậy bởi vì mỗi khi làm gì đó cô ấy đều xông pha lên phía trước mà ha ha bởi vì người ta thích mẫn huệ nhất đó đáng tin giống như chị gái vậy điều này khiến cho lạc nhi có chút kinh ngạc cô ấy và xếp thân nhau như chị em ruột vậy đó giống giống chị gái sao tuyệt thật đấy này này mấy người tính tám đến bao giờ rác chưa dọn xong đâu đấy xin xin lỗi ạ đột nhiên lạc nhi nhìn sau lưng mẫn huệ rồi cười khúc khích cái cái gì thế lộ quần chip chip ra rồi kìa a ha mẫn huệ quần của cô là là loại gen sao mẫn huệ bị chọc liền lấy tay che lại không không được nhìn châu tường vội vàng bịt miệng đình đình lại được rồi em bớt nói đi được rồi đó sếp cô ấy uống say rồi cô đừng để ý là gen gen cơ đấy đúng là có mắt thẩm mỹ đó thú vị nhất là cô rồi cái này là mặc cho ai xem vậy sao nào dám nói không hay là không thể nói bị lạc nhi dí quá mẫn huệ lùi về sau thì lại đạp phải lon bia ngã xuống làm cho chiếc váy ướt hết cả châu tường vội vàng cởi áo đưa cho cô sếp cô không sao chứ mẫn huệ có chút ngại ngùng cảm cảm ơn tôi không sao sau khi dùng áo che người lại mẫn huệ lại tiếp tục nhặt lon có cái gì mà không thể nói chứ ba người kia hào hứng vảnh tai lên mà nghe thì bị cô nhắc nhở mau đi dọn tiếp đi không thì tôi sẽ không nói nữa ba người kia vội vàng làm theo người đó ít nói ít cười cái này đâu có tính tôi hỏi là trông anh ấy thế nào mà mẫn huệ suy nghĩ một lúc dáng người không cao cũng không thấp mặt cũng không đẹp cũng không xấu là kiểu người như như đang hay thì lại có tiếng điện thoại cắt ngang của ai đó giờ này mà còn gọi điện đến mau tắt máy đi đình đình vội vàng rút điện thoại ra ý là là tôi nè, nói rồi đình đình lại rơi điện thoại lên, là tôi mà, hình trên điện thoại là đình đình ở nhà gọi đến, lúc này châu tường gấp gáp chạy tới ôm lấy đình đình, anh làm gì thế, em phải nghe điện thoại mà, đột nhiên châu tường hôn lấy đình đình, lúc này hai người còn lại mở to mắt mà nhìn đình đình phát cầu lương miễn phí, hôn xong châu tường giật lấy cái điện thoại, làm gì vậy chứ em phải nghe điện thoại, lúc này châu tường tắt điện thoại rồi bế đình đình lên tay, xem ra cô ấy uống say thật rồi chúng ta về thôi, nói xong châu tường bước đi thật nhanh đợi đợi tôi với, nay nay còn chưa trả lời xong cơ mà, cô dọn rác xong rồi thì nhớ vứt đi nhé, gì không chơi với các người nữa. Rất nhanh sau đó cả ba người đã ở trên xe về khách sạn, Đình Đình nằm trên đùi Châu Tường ngủ không hay biết gì, Đình Đình không sao chứ, không sao chỉ là cô ấy quẩy nhiệt tình nhất mà tử lượng lại thấp nhất thôi, xếp cô đúng là tử lượng đỉnh đấy, chỉ là cô ấy tử lượng kém nhất thôi, càng say càng khùng, lại còn tự gọi video cho mình nữa, à à đúng là như vậy thật, đột nhiên một bàn tay khua ra trước mặt anh tôi muốn muốn hình phạt điều này làm cho mẫn huệ cười rất thoải mái còn châu tường chỉ biết ôm đầu biểu cảm lúc này đình đình đột ngột che miệng ôm bụng cô ấy cô ấy sắp nôn đó tài xế dừng xe mau dừng xe nghe vậy bác tài liền dậm chân ga rồi tấp vào lề đường cửa xe vừa mở ra thì đình đình đã ngã nhào ra đường đình đình cô không sao chứ mau đỡ cô ấy dậy không sao chứ có cần tôi chưa kịp dứt lời thì châu tường bảo xếp nãy cô bị rượu làm ướt hết rồi cô về trước tắm rửa đi tôi ở lại với cô ấy về sau nhưng mà, mai chẳng phải là cần đi đàm phán công việc ư? Ừ, chuyện này tôi lo được, cô yên tâm đi về trước đi. Thấy vậy Mẫn Huệ cũng không còn cách nào khác, "Được, hai người về sớm nhé." Ừm, sau khi bước lên xe, Mẫn Huệ nhìn hai người qua chiếc gương một lát, rồi mới bảo bác tài lái xe đi. Châu Tường khi này đã dìu Đình Đình đến bên ghế, "Ngoài công viên và chạy đi mua nước cho cô." Đình Đình mở chai nước mãi mà không ra nên Châu Tường bảo, "Nào đưa đây cho anh, em nhìn em xem, không phải trước đây tự khoe mình là còn vác được thùng nước hay sao? Còn giờ sao có chai nước mà vặn mãi không được thế?" Không phải là tại vì em uống rượu rồi sao? Nhóm ba người chúng ta từ lúc đi làm đến giờ lâu lắm rồi mới tụ họp, người người ta thấy vui chứ. Nghe vậy Châu Tường nghĩ đình đình nói vậy nghe cũng phải. Rõ ràng cảm giác mới tốt nghiệp cách đây không lâu, giờ nghĩ lại cũng thấy thật sự là rất lâu rồi. Nhưng mà em không chỉ uống một chút thôi đâu. Ban nãy may mà anh phản ứng nhanh, không thì không biết kết cục như nào nữa, cho nên người ta mới không rời xa được con lợn này đó. Hai người lúc này tự dưng lại nhìn nhau một cách yêu yếm, ngượng ngùng, đình đình liền sát lại rồi hôn lấy Châu Tường. Này em làm gì vậy, bao nhiêu người qua đường kìa, người ta chỉ muốn hôn anh tại giờ này phút này nơi này thôi mà, kệ người khác đi, hơi thở em toàn mùi rượu. Sao nào anh không thích ư, ừ, thích chứ, sao mà không thích được, đình đình lại ghé sát tai Châu Tường rồi thốt ra những lời đường mật, lợn ơi em yêu anh, nghe câu này Châu Tường có suy nghĩ yêu một lúc hai chị em thế này có ổn, không nhỉ, thấy Châu Tường đờ người gia đình đình liền hỏi anh sao thế, không sao, em có tự đi được không, không đi được đâu, em muốn anh cõng cơ, thế là Châu Tường vội vàng khụy gối xuống lên lưng đi anh cõng em về. Lợn ơi, đây là lần đầu tiên anh cõng em đó. Châu tưởng quay lại hỏi sao cơ thì lại bị Đình Đình chiếm trọn đôi môi. Sau đó Đình Đình hét to đây là vé xe, mau xuất phát thôi, ngồi vững nhé anh xuất phát đây, bịch bịch, rẽ trái, rẽ trái, đằng trước có một chiếc ổ gà chú ý, chú ý, nhìn anh đây, chạy được một lúc thì Châu tưởng mệt muốn đứt hơi nên cứ thở phù phù. Thấy vậy Đình Đình bảo cho em xuống đi, Châu tưởng vẫn gắng ngượng không, không sao, đi một lúc sẽ ổn thôi. Thanh niên này đúng là dại gái số 2 không ai số 1, lợn ơi về em sẽ giúp anh mắt xa xem như phần thưởng nhé được thôi lúc này đình đình rút điện thoại ra thấy cuộc gọi nhỡ của chị gái liền bấm gọi lại này này em làm gì thế em gọi cho chị em tút tút 3 giây sau chị gái bắt máy lên thì châu tưởng bất ngờ hơn khi thấy cô chị mặc bộ đồ ngủ hai chị già sao nãy dám cúp máy của chị có phải là đã làm chuyện gì không thể tả nổi không hi, hi chị đoán xem kiếm chế chút đi đừng nhiễu quá còn lợn mai còn phải đi đàm phán công việc với mẫn huệ nữa đấy em biết rồi Châu Tường sầm mặt nói này, hai người không biết bận tâm gì hết hay sao? Hai người vẫn không để ý đến câu nói của anh. Á à, chị không nói em cũng quên mất. Đúng rồi, mai đi công tác phải làm gì biết chưa? Không rõ nữa mai đến sân bay rồi hỏi sau vậy? Đến lúc đó chị sẽ đi cùng. Lúc này Châu Tường cười phá lên a à, mình hiểu rồi. Hai chị em cùng hỏi hiểu gì chứ? Hai người đều đồng bộ thông tin như vậy ư? Ừ, anh vẫn luôn suy nghĩ sao hai em lại đóng vai một người mà không bị lộ chứ? Không như vậy thì bị lộ lâu rồi, bọn em vẫn đóng vai một người được mà. Vậy, vậy việc đó của anh và hai em, hai em đều như vậy ư ừ, nếu nếu như không nói là dễ bị lộ lắm đình đình chị lại bảo vậy mau nói đi bà nãy hai người làm gì rồi ha 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 chị à chuyện này tuyệt đối chị không tưởng tượng được đâu em nói chị nghe nè mẫn huệ cuối cùng cũng nói ra người mà cô ấy thích rồi nha sao sao tự dưng lại nói những chuyện này vốn dĩ là đã định về rồi nhưng cuối cùng lại bị an lạc nhi kéo lại chơi trò nói thật hay hành động kết quả là chỉ có em ấy chơi vui nhất còn uống rượu say nữa em ấy suýt thì ấn nghe máy khi em gọi video đến đồ ngốc, bình thường đều cẩn thận lắm mà, sao bây giờ gan lại to thế? Tại anh ấy hết mà, bình thường cứ thấp thỏm lo sợ bị phát hiện, bây giờ đã thế này rồi thì thả lỏng thư giãn một chút mà, cho nên vấn đề không phải ở em mà là ở con lợn này. Ai dô em tuổi cho à? Này này hai người đang ở trên đường đấy tém tém lại chút, chuyển cảnh sáng hôm sau tại khách sạn, lúc này quần áo vứt trên sàn nhà, còn hai người thì đang ấp nhau ngủ ngon lành. Châu Tường tỉnh dậy thấy u là trời cô em này ngủ gì mà ngang ngược quá, anh vội đặt chân cô ra chỗ khác rồi kéo chăn đắp cho đình đình cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của sếp, sau đó anh cẩn thận gấp áo quần của Đình Đình gọn gàng, rồi lên đồ đi gặp khách hàng, lúc này Đình Đình tỉnh giấc, anh phải đi rồi à, Châu tưởng đi đến hôn lên môi cô rồi bảo em ngủ thêm đi, vâng, cố lên nháy lợn, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Mẫn Huệ, chào sếp, Mẫn Huệ lúc này mặt căng đét trà thèm hỏi thăm tối hôm qua hai người thế nào, chỉ nói đi thôi, rõ thưa sếp, trở về phía Đình Đình, khi này cô vẫn đang ngủ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại Đình Đình vội cầm lên bắt máy, alo, cô giật mình bật dậy sao cơ điện thoại anh ấy hết pin rồi ư ừ, con lợn ngốc này hay là nói với mẫn huệ nhỉ chị không dám chẳng lẽ em dám sao tính tình của chị ấy thì không bùng nổ luôn mới lạ vâng vâng em qua đây đình đình vội mặc áo quần rồi ra quầy lễ tân hỏi cho hỏi ban nãy có phải có một người con trai và một người con gái đi khỏi đây không ạ đúng vậy đi được một lúc rồi đình đình lo lắng không xong rồi phía bên này mẫn huệ và châu tường đã đến điểm hẹn anh vừa bước qua cửa sổ thì cô gái trẻ liền nhận ra hai người đến rồi à ở đây ở đây Xin lỗi cô là, mới xa nhau một buổi tối mà sao đã không nhận ra tôi rồi. Phong, phong cách này không đúng lắm nhỉ. Hi hi, hôm qua có trang điểm một chút, mà hôm nay thì có đại soái ca đến thì tôi cũng phải ăn mặc tử tế một chút chứ. Người đâu, nói là sắp đến rồi, hai người uống chút trà đi còn tôi uống cái này. Thấy an lạc Nhi vậy châu tường liền nghĩ đúng thật là hot mạng. Phong cách, hành vi và thần thái này đúng là thu hút ánh nhìn. An lạc nhi khi này đơ ngươi ra khi thấy anh chàng đẹp trai và đỉnh đỉnh ở đây ở đây châu tường và mẫn huệ cũng không khỏi ngạc nhiên đình đình khi này liền khép nép đình đình sao em lại sau đó châu tường nhìn chàng trai kia với ánh mắt hình viên đạn đi tới chỗ đình đình nắm lấy tay cô hỏi chuyện này là sao vậy em mẫn huệ và thanh niên kia cũng khá tò mò ra ngoài nói đi ở đây không tiện lắm mấy người cứ nói chuyện nhé chúng tôi có chút chuyện cần trao đổi một chút tôi quay lại ngay nói xong cô kéo châu tường ra ngoài an lạc nhi thấy anh đẹp trai liền hớn hở mời trà anh uống trà nhé vừa mới pha xong đấy cảm ơn em mẫn huệ cũng ngạc nhiên thì ra là anh chuyện này là sao vậy em vừa xuống máy bay thì mới biết định gọi điện nói với anh thì điện thoại anh lại tắt nguồn nên tính bảo đưa em xuống nói với anh kết quả là anh đã xuất phát rồi hôm qua cõng cô ấy mệt quá anh đúng là dịu dàng quá em ấy có ý nghĩ kỳ quái gì anh cũng chiều được nó không phải các em làm kinh doanh mạng à sao lại đi theo an lạc nhi này cụ thể thế nào thì em nói với anh sau mình quay về đó trước đã đây là kế hoạch của tổng bộ công ty anh không được giận em đâu nhé, đồ ngốc này sao mà anh giận được chứ? Phía bên này chàng thanh niên hỏi sao mà cô có vẻ như không ngạc nhiên lắm, nếu như không phải bố tôi đột nhiên muốn tôi đi gặp gỡ tụ họp với nhà anh, thì bỗng dưng nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này của anh chắc tôi cũng sẽ bất ngờ đấy. Lúc này Châu Tường và Đình Đình cũng đã trở về phòng, Mẫn Mẫn Huệ đang không biết nói thế nào thì Mẫn Huệ cười hi hi nha đầu ngốc, cô làm cái gì thế, mau ngồi xuống đi. Đình Đình bước qua phía An Lạc Nhi rồi đưa tay ra, xin chào lần đầu gặp mặt, nghe xong Mẫn Huệ kiểu, ủa, ủa sao lại là lần đầu, châu tường giật mình chết rồi hôm qua hai người bọn họ chưa báo cho nhau biết an lạc nhi cũng sững người cái gì mà lần đầu hôm qua gây to rồi nói rằng an lạc nhi thay đổi tạo hình nên cô ấy không nhận ra hôm hôm qua không được không được cô chị sáng nay là đi cùng với tên này ư nếu như nói chuyện hôm qua thì sẽ lộ hết chuyện hôm qua xảy ra với cô em an lạc nhi bảo có phải là tôi không đợi lạc nhi nói xong châu tường liền đập xuống bàn khiến mọi người hoảng hốt anh cầm lấy tách trà rót ra ly rồi mời mọi người uống trà vì lần gặp đầu tiên. Này này sao mà anh cũng, hi hi tôi thuộc trường phái Coca. À vâng, mau uống, mau uống đi, chào hỏi cũng chào hỏi rồi. Bắt đầu đi, Châu Tường thở dài ôi nguy hiểm quá, may mà chuyển chủ đề kịp, không thì có chuyện lớn rồi, Mẫn Huệ lên tiếng bây giờ vào chuyện chính đi, được thôi mọi người nói đi tôi nghe nè, nói thật nhé An Lạc Nhi rất quan trọng với chúng tôi, nếu như anh cố chấp tranh giành với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trả giá cao nhất cho cô ấy trong phạm vi năng lực, Mọi người xem xét đi, cô cứ nói hết đi. Mẫn Huệ nói tiếp nếu như các anh có ứng cử viên thay thế cho An Lạc Nhi thì chúng tôi có thể giúp các anh hợp tác với người đó. Nếu như vậy thì tại sao hai người không đi chọn người khác thay thế cho An Lạc Nhi? Chúng tôi có tính toán riêng của mình. Cảm ơn Trương tổng, tôi nói thay cô nhé, bởi vì mấy người không còn thời gian bắt đầu lại từ đầu nữa. Ví dụ như ấm trà này, pha nhiều nước thì vị cũng sẽ nhạt dần đi, vậy thì phải khai chiến rồi. Anh không sợ đấu đến cùng thì kinh phí sẽ càng nhiều sao? Thanh niên kia bảo không cần khai chiến vẫn còn sự lựa chọn tốt hơn cô có muốn nghe không anh cứ việc nói lúc này đình đình khuôn mặt ủ rũ quay qua lấy một tập giấy từ trong túi sách ra rồi đưa cho mẫn huệ và anh người yêu hai người lúc này vẫn chưa hiểu vấn đề cầm lên tờ hợp đồng thì đình đình nói tổng bộ của tập đoàn chúng tôi lên kế hoạch mua lại công ty của hai người cả hai ngạc nhiên hỏi cái gì mẫn huệ cố nén cơn tức đây mới là mục đích chính của các người phải không chiến lược của tập đoàn là muốn đi tới mô tích kinh doanh mới qua video ngắn và live stream quảng cáo công ty của anh chị là đối tượng phù hợp với tiêu chí lưu lượng và giá thành của chúng tôi nhất, nhưng nếu tôi từ chối thì sao? Còn anh Châu tưởng đúng chứ? Châu tưởng nghĩ trong lòng, dám giả vờ như không quen biết, đúng là giả tạo. Từ lúc công ty thành lập, anh đảm nhận tất cả các hạng mục và chính sách kinh doanh của công ty, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi và đã đưa lưu lượng đứng top 4 trong ngành, đây không chỉ hoàn toàn dựa vào đầu óc, vẫn còn phải dựa vào sức lực, tinh thần kinh nghiệm, lòng tâm huyết thì mới có thể làm được như vậy, thật sự một nhân tài hiếm có, Châu tổng thật là có mắt nhìn người cả mẫn huệ và đình đình đáp cùng lúc chuyện châu tường hỏi anh muốn nói gì thanh niên kia bỏ tiếc rằng anh cho dù có như vậy thì cũng không thể gánh vác nổi tương lai của công ty này đâu hắn đưa ra biểu đồ rồi nói tiếp top 3 trong ngành mạng xã hội họ vào ngành sớm quy mô tài chính lớn còn mấy người vào ngành muộn tài chính có hạn có thể vươn lên top 4 thì đúng là không dễ dàng gì nhưng một nửa cuộc chiến tranh giành lưu lượng trong giới live stream quay video này đã kết thúc rồi bây giờ đã đến lúc bắt đầu cuộc chiến còn lại vấn đề tài chính sẽ được đưa lên hàng đầu đáng tiếc doanh nghiệp ngoài top ba nếu muốn dựa vào đầu tư bỏ vốn để duy trì đều không có tương lai đột nhiên đình đình đưa chân khẩy khẩy vào chân châu tường mẫn huệ tức giận hỏi vậy tôi và đoàn đội của tôi thì sao đình đình đáp tập đoàn đã khai thác hoàn chỉnh đoàn đội kinh doanh rồi vấn đề cô nên suy nghĩ không phải là làm sao có thể hạn chế tối đa tổn thất của bố cô ư ý của anh là đội ngũ đã theo tôi bao nhiêu năm nay cuối cùng không có được gì trong tay ư điều đó cô có thể xem xét thêm lúc này mẫn huệ đứng dậy bảo tôi đi vệ sinh một lát đình đình cũng xin phép đi theo sau khi đi vệ sinh xong đình đình đã gặp mẫn huệ và xin lỗi mẫn huệ xin lỗi cô tưởng rằng mẫn huệ sẽ rất ghét mình nhưng không mẫn huệ xoa đầu đình đình và bảo đồ ngốc cô nghĩ gì vậy chứ sao lại đi xin lỗi tôi quyết định này của tập đoàn tôi tôi hoàn toàn không biết gì hết mẫn huệ lại cười cười công là công tư là tư mẫn huệ đưa tay lên nhéo má đình đình rồi bảo nếu như cô biết rồi mà còn lén lút nói với tôi thì cái đó mới làm tôi tức giận nghe rõ chưa nào đau đau cô đó lúc nào cũng như phân thân hôm qua còn chơi nhiệt tình thế vậy mà hôm nay lại e thẹn thì cũng giống như lời cô nói thôi công là công tư là tư mà vậy rồi hai người tính thế nào mẫn huệ trần trừ không nói lời nào đình đình giải thích lần này công ty gọi tôi đến đây là muốn sắp xếp tôi trao đổi với an lạc nhi xem ra là họ có dự tính trước rồi nếu như bán công ty thì vốn đầu tư của tập đoàn được hồi lại đối với tôi mà nói thì đây có thể là một kế sách không nguy hiểm mẫn huệ nói tiếp nhưng đoàn đội đã đồng hành từ khi sáng lập công ty tới giờ sẽ bị đào thải châu tưởng bọn họ đã nỗ lực vất vả với tôi bao nhiêu lâu như vậy để rồi lại phải bắt đầu từ con số 0. Nếu như không chấp nhận việc cạnh tranh giá cả với các cô, thì đến cơ hội cạnh tranh anh chết tôi còn của chúng tôi cũng chẳng có nữa. Mẫn Huệ hỏi Đình Đình, là cô thì cô sẽ làm thế nào? Đình Đình ngập ngừng trả lời tôi, tôi, bỗng nhiên từ sau vọng lại đương nhiên là sẽ mua rồi. Hai người quay lại thì là An Lạc Nhi, An Lạc Nhi không biết vào đây thay đổi từ lúc nào không hay. Cô nói họ làm việc ở đâu mà không phải là làm chứ, ai mà không thiếu tiền được chứ, chuyển cảnh về phía hai chàng trai. Lúc này thanh niên kia hỏi Châu Tường không do dự nữa sao? Châu Tường không hiểu hỏi lại, anh nói cái gì, cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật của bọn họ. Nghe vậy Châu Tường tái xanh mặt, hai tay run run cố nắm lấy chiếc quần rồi hỏi lại anh đang nói cái gì. Thanh niên kia im lặng 3 giây rồi bảo rằng chuyện cô ấy là hai con người. Châu Tường đập tay lên bàn hỏi tại sao anh lại biết được, có một câu thơ dùng để miêu tả anh và Mẫn Huệ. Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử Sơn Trung, sở dĩ không biết hình dạng bên ngoài của núi Lư Sơn vì bản thân đang ở trong núi đó, và tôi với tư cách là người bàng quan dù bên ngoài khó có thể nhận ra nhưng đúng là có hai tâm hồn hoàn toàn khác biệt chỉ cần để ý một chút là có thể phát giác được có điều gì đó không đúng quan sát kỹ thêm một chút kể cả họ có cẩn thận như thế nào thì cũng sẽ đến lúc không giấu được thôi ví dụ như là đêm hội năm đó hừ ý anh là gì chỉ vì muốn giải đáp bí ẩn sau thân phận của họ mà đã khiến cậu bỏ qua việc vốn dĩ đã có vấn đề hay sao nghĩa là sao đúng lúc hai người đang căng thẳng thì an lạc nhi mẫn huệ và đình đình quay trở lại mọi người đợi lâu rồi nhỉ khung cảnh lúc này bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường một lát sau an lạc nhi lên tiếng anh đợi lâu rồi phải không trương tổng xin lỗi nhé con gái đi vệ sinh mất hơi nhiều thời gian xíu không sao đợi phụ nữ là chuyện đương nhiên trương tổng hỏi mẫn huệ cô suy nghĩ thế nào rồi lúc này mẫn huệ im lặng không nói lời nào vài phút sau mẫn huệ đứng dậy đập bàn bảo châu tường châu tường liền đứng dậy hô có nếu bắn công ty đi để bao nhiêu công sức các anh cố gắng bao lâu nay tan biến thành bọt biển anh có hận tôi không châu tưởng trả lời dứt khoát không ạ dựa vào độ thấu hiểu của anh đối với tôi anh nghĩ tôi sẽ bán công ty đi không châu Tường lại nói dõng dạc không ạ nghe được câu trả lời này mẫn huệ có vẻ rất hài lòng cô liền nhoẻn miệng cười vậy anh nói xem mình nên làm gì châu tưởng nắm chặt tay rồi tự đấm vào ngực mình nói rất tự tin cây chuyển thì chết người chuyển vẫn sống chỉ cần sếp không từ bỏ thì tôi sẽ theo sếp đến cùng cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu đình đình nghe người yêu nói vậy có chút buồn còn mẫn huệ thì rất vui vì có một người trung thành theo mình tốt lắm khi khởi nghiệp có một chuyện quan trọng hơn tiền đó chính là một người bạn đồng hành tài giỏi cùng bạn vượt qua mọi khó khăn thiên kim bất hoán nói nhăng nói cuội vẫn chưa đi đến hồi kết trương tổng hỏi đây được coi là kết luận chưa anh thấy chúng tôi là những người sẽ đùa cờ tùy tiện như vậy ư bố cô và chủ tịch sẽ không để cô dễ dàng đưa ra quyết định như vậy đâu nhỉ tôi châu mẫn huệ ra bất cứ quyết định gì đều không thể tùy tiện đã vậy chúng tôi còn có lá bài chưa lận đừng có tưởng là anh có thể nhìn thấu được công ty tôi tôi và đoàn đội của tôi châu tổng đúng là một cô gái tài giỏi mẫn huệ lúc này hỏi nhã đình cô còn có việc gì không thấy vậy trương tổng bảo vốn dĩ sắp xếp cô ấy qua đây là để trao đổi chuyện thu mua với cô còn giờ thì cô ấy hết việc rồi nghe câu nói này đình đình vẫn chưa hiểu ý không đợi phản ứng của cô mẫn huệ bảo tốt lắm còn bây giờ là đến thời gian nói chuyện riêng tư nói xong cô kéo lấy tay đình đình đi đi dạo phố thôi vậy là ba người rời khỏi đây lúc này chỉ còn lại an lạc nhi và trương tổng an lạc nhi lên tiếng trương tổng tiếp theo là đến chúng ta nói chuyện rồi nhỉ được anh đẹp trai như vậy lại con ép phong độ điểm đạm chắc là cũng không mặc cả đâu nhỉ. Sau khi Mẫn Huệ kéo ra ngoài Đình Đình đứng lại ngoài lan can rồi nhìn về phía trước, khuôn mặt toát lên vẻ buồn rầu, cả Mẫn Huệ và Châu Tường đều thấy lạ. Châu Tường liền hỏi em sao thế, Đình Đình vẫn im lặng. Thấy vậy Mẫn Huệ hỏi có chuyện gì thì cứ nói thẳng, người nhà với nhau cả mà, cho dù tôi nói như vậy thì cũng thấy có lỗi với con lợn lắm, nhưng xét về góc độ của tôi thì tôi thấy rất vui. Đình Đình ngẩng mặt lên hít một hơi rồi quay lại nói, nhưng mà với góc độ của thương nghiệp thì tôi lại thấy Mẫn Huệ đã ra một quyết định sai lầm. Lợn ơi em nói vậy anh có giận em không? Đồ ngốc đừng có hỏi những câu như vậy, yêu nhau lâu như vậy rồi, làm sao anh có thể không hiểu các em chứ? Nói xong câu này thì cả ba đều đứng hình mất 5 giây. Mẫn Huệ thốt lên há, để chữa cháy cho tình huống chớ trêu này Châu Tường liền khóa môi đình đình ngay trước mặt Mẫn Huệ, vì không muốn ăn cơm chó nên Mẫn Huệ liền hỏi hai người làm gì đó. Ngoài bãi biển đã như vậy rồi, ngoài đường còn như thế nữa, có phải hai người xem nhiều phim quá rồi không? Theo phản ứng đình đình hỏi phim, phim gì cơ khiến Châu Tường đỏ hết cả mặt cô giả mất trí nhớ cũng nhanh đấy thôi bỏ đi không nói nữa yên tâm đi tôi cũng không phải là người kích động không suy nghĩ như hồi trước rồi tiền không phải trên trời tự dưng rơi xuống đâu nhưng mà tôi tuyệt đối cũng không để một tên ngốc nào đó và bao nhiêu cố gắng từ trước đến giờ bỗng dưng biến mất đâu đi thôi mẫn huệ cô đúng là vẫn như trước nếu tôi là con trai thì tôi sẽ yêu cô đó sau khi đi một trung tâm thương mại thì hai cô nàng vẫn không thấy chán ngược lại châu tường đi theo sách đồ thì quá mệt mỏi anh liền ngồi xuống ghế rồi bảo hai người đi đi tôi không đi nổi nữa rồi Thấy vậy hai người bốn mắt nhìn nhau, một lát sau Mẫn Huệ hỏi nhỏ vào tai Đình Đình, hai người không phải hôm qua làm chuyện đó còn chưa đến nửa tiếng hay sao, sao đã nhanh mất sức như vậy rồi? Đình Đình nghe xong mà đau lòng vì hôm qua nào có phải mình đâu cơ chứ, Châu Tường sợ Đình Đình giận liền lấy lại khí thế, "Tôi tôi xong rồi, chúng ta đi thôi. Ở đây cũng gần hạ đại đó, chúng ta đi dạo thế giới mua sắm ở tháp đôi đó đi, sau đó chúng ta đi núi chùa Nam Phổ ăn đồ chay nữa, cô thấy thế nào Đình Đình?" "Được thôi, tôi muốn đi từ rất lâu rồi mà chưa có cơ hội, vậy sao?" sao tôi nhớ là mình đã từng đi rồi mà nhỉ lại là những chuyện đình đình không biết nên cả cô và châu tường rất bối rối đình đình liền giả vờ bảo ấy ấy tôi vừa nói cái gì vậy cái cái này đình đình em làm sao thế châu tường nói nhỏ bảo đình đình giả vờ choáng đi đình đình lập tức trở thành diễn viên ưu tú ôi choáng quá đi cô bị làm sao thế đúng đúng vậy mình bị sao thế nhỉ em bị làm sao thế này choáng quá choáng quá ai bảo hôm qua em uống nhiều quá còn ăn nhiều xiên nướng nữa bụng dạ khó chịu cả tối may mà hôm nay em còn dậy để đi đến sân bay được đấy à đúng vậy bụng bụng em khó chịu quá đi bụng khó chịu quá cô đau bụng mà ôm đầu làm gì đình đình ôi ôi châu tường vội đỡ đình đình em xem em bụng đau dẫn đến thiếu máu rồi đau đầu đó sau này còn dám như vậy nữa không hả không em không dám nữa hai người sống thật là châu tường tôi thấy anh biết quan tâm đến người khác nên mới giới thiệu đình đình cho anh rồi giờ anh nhìn xem anh để cô ấy thành như này à là tại tôi vô tâm anh ấy đối với tôi rất tốt là tại tôi ưng bướng thôi cô lại nói đỡ cho anh ấy rồi mẫn huệ tức tối quay đi ta tìm quán nào ăn cơm thôi hai người nhìn nhau cùng một suy nghĩ ôi làm loạn hết lên rồi hai người còn đứng đó làm gì vâng vâng đi thôi thấy đình đình vui vẻ bước đi cô liền quay lại hỏi không phải cô đau đầu à nghĩ đến được ăn cơm là tôi đợi không nổi đồ ngốc này để anh cõng em vâng lúc này châu tường dặn đình đình là hãy giả vờ một chút vâng em biết rồi nói rồi đình đình lại hôn lên má khiến mặt anh ửng đỏ thấy thế mẫn huệ lại hỏi sao mặt đỏ vậy mới cõng một lúc mà mặt đã đỏ lên rồi không sao chuyện nhỏ mà chỉ là hơi nặng xíu thôi đáng ghét người ta còn lâu mới nặng nhá một lát sau ba người dừng chân ở một quán ăn mẫn huệ hỏi mọi người muốn ăn gì nào mọi người cứ chọn đi tôi thế nào cũng được đình đình nhìn vào menu rồi chọn thịt xào ớt đậu sốt cà chua với cả tôm chiên hành châu tường giật mình sao thế anh không thích à bộ không phải em không ăn được tôm sao anh nghĩ gì vậy hôm qua không phải cô ấy vẫn ăn nhiệt tình đó thôi à đúng vậy cả đình đình và châu tường lúc này bỗng cảm thấy khó hiểu ngay lập tức đình đình bảo gọi thêm chút đồ uống trong lúc hai nàng gọi đồ ăn thì châu tường lại suy nghĩ là mình nhầm hay sao chẳng lẽ cô em gái không thích ăn tôm ư ừ. một người thích ăn tôm một người không ăn mà nhỉ đây là chuyện vô cùng nhỏ nhặt mà mình cần phải để ý như vậy sao có phải mình đã bỏ sót thứ gì đó không nhỉ cảm giác quen thuộc ấy cứ hiện lên trong đầu mình là cái gì mải suy nghĩ mà không để ý đến mẫn huệ đang gọi mình nãy giờ sau khi cô hét toáng lên thì anh mới giật mình hỏi sao vậy tôi hỏi anh uống cái gì nước dừa hay là trà thanh nhiệt tôi tôi châu tường cầm điện thoại đứng lên mặt bần thần châu tường anh đang làm cái gì đấy cứ như người trên mây vậy có phải anh ăn linh tinh rồi đau bụng không á à, đúng 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 tôi đau bụng quá hai người ăn trước đi xí nhiều chuyện mặc kệ anh phục vụ cho tôi gọi đồ đình đình khi này nhận được tin nhắn của anh đọc xong cô đứng dậy nói với mẫn huệ là châu tương đi vệ sinh quên mang giấy để tôi mang cho anh ấy nói xong cô liền chạy ra ngoài một lát sau thấy đình đình quay lại một mình mẫn huệ hỏi châu tường đâu tại sao lại đi lâu thế vừa hai lúc này đồ ăn cũng được đem ra đình đình bảo bây giờ mình ăn trước đi ủa không đợi anh ấy sao chắc phải lâu lắm đó tôi đói quá rồi mình ăn trước đi quay qua phía châu tường khi này anh đang bắt taxi về với đình đình em trên xe anh không quên hỏi đình đình đã đỡ đau bụng chưa đúng là nói cái gì thì dính cái đó anh mua thuốc tiêu hóa với thuốc tiêu chảy rồi anh sắp đến rồi đây em uống chút nước ấm trước đi không được uống nước ngọt đâu biết chưa vừa xuống xe Châu Tường liền tức tốc chạy vào khách sạn nhưng vừa vào sảnh thì thang máy bị hỏng nên anh quyết định chạy lên cầu thang bộ rất nhanh Châu Tường đã tới phòng đẩy cửa vào liền gọi Đình 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 đâu rồi em nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh anh mở vào thì thấy Đình Đình đang nôn trong đó em sao rồi Đình Đình đỡ hơn chưa hự hự đỡ đỡ một chút rồi Châu Tường lập tức bế Đình Đình lên để anh bế em lên giường nằm à lợn ơi anh tốt quá anh đi pha thuốc cho em nhé nói xong châu tường kéo chăn đắp cho đình đình nhưng khi vừa quay đi thì đình đình kéo tay anh lại em cũng đỡ chút rồi chỉ là thấy dạ dày hơi khó chịu thôi anh xoa bụng cho em đi ôi anh cũng đến phục em nó nói xong châu tường đưa tay xoa xoa lên bụng đình đình ở đây à vâng anh xoa lên bên trên một chút vậy như này có được không dạ lợn ơi tay anh ấm quá mà anh đàm phán công việc thế nào rồi châu tường ậm ừ rồi cười cười trả lời hỏng rồi nghe vậy đình đình liền bật dậy sao cơ đồ ngốc này nằm hẳn hoi đi giờ anh mới phát hiện hai đứa bọn em đúng là hai người khác nhau hích đều là do anh không nhạy bày nó mãi mà không phát hiện ra châu tường bỗng rụt tay lại thì đình đình bảo anh đừng dừng lại tiếp tục xoa cho em đi vậy sau đó thì sao nữa ạ chị ấy nói tổng bộ muốn mua lại công ty của anh sao đúng thế nhưng mà sếp anh đã từ chối rồi đình đình nghe vậy hai mắt trợn tròn bật dậy hỏi sao cơ nằm yên nghe anh nói nốt đã sếp vẫn muốn chiến đấu cùng bọn anh một phen nhưng mà tình trạng tài chính của các anh hiện giờ chị với mẫn huệ đang làm gì rồi ạ nãy thì đang ăn cơm được một lúc rồi chắc lát họ còn đi dạo phố nữa đó đình đình vội vàng đứng dậy mang tất này này em làm gì vậy mau nằm xuống cho anh không được không được mau mau cho em uống thuốc sao tự dưng em lại gấp gáp như vậy hôm qua là thời gian của chúng ta hôm nay phải đến lượt chị ấy rồi lát nữa em sẽ thay thế chị ấy để hai người ở lại đây châu tường bỗng dưng nghĩ gì đó này anh đang nghĩ gì thế không không có gì để anh đi pha thuốc cho em sau khi uống thuốc xong đình đình gọi châu tường lấy cho mình chiếc áo khoác Áo khoác gì cơ? Trong vali của chị gái đó, bộ mà giống hệt bộ chị ấy mặc hôm nay. Có cả chiêu thức này nữa à? Anh tưởng à, bọn em cũng khó khăn lắm đấy, cố gắng để đóng vai một người là một chuyện vô cùng, vô cùng vất vả. Đúng thật nhỉ, không thì sao trong thời gian 4 năm mà anh không phát hiện ra, còn nói nữa, thời gian qua mà anh không bất thường, làm bọn em khó chịu nên mới bại lộ đó biết chưa? Lúc này Châu Tường nhớ tới lời Trương tổng nói phát hiện chuyện hai chị em liền hỏi chẳng lẽ không ai phát hiện bọn em là hai người khác nhau ư? Ừ? Sao có thể chứ? đến anh và bạn thân đều không phát hiện ra người khác sao phát hiện nổi em nhìn em xem đã như thế này rồi đình đình vừa bước đi vài bước thì trẹo chân cũng may châu tường kịp thời chạy tới đỡ hay là để anh dẫn em đi ăn gì trước hồi lại sức rồi tính chứ em nhìn em xem đã như thế này rồi đình đình nói dứt khoát không được em một ngày chị một ngày em nhất định phải đi em đang nói gì vậy mau đi đi em uống thuốc rồi không sao đâu trên đường đi em mua chút đồ ăn lót dạ là được mà Thấy vậy Châu Tường cũng không còn cách nào phải đưa cô ấy đi, tới nơi đình đình hỏi là ở đây sao. Nãy cô ấy tranh thủ gửi định vị cho anh trong lúc thử quần áo, theo cô ấy gửi thì là trong tiệm quần áo nữ ở tầng 3. Đình đình lập tức ném miếng bánh mì cho Châu Tường, biệt hiệu nhiệm vụ, nhị công chúa đến thay đại công chúa bắt đầu, mau đi thôi. Châu Tường nhìn thấy ảnh của đình đình chị và Mẫn Huệ thì đứng lại, anh trần trừ gì nữa, mau lên, Châu Tường chợt nghĩ về hai chị em, ừ đây, đến đây. Sau khi vào trong họ phải thập thò mà tìm, nhìn thấy họ chưa, chưa, chẳng lẽ là gửi sai định vị rồi nhìn quanh một lượt châu tường phát hiện họ ở đối diện phía bên kia kìa thế nào rồi em nhìn thấy chưa đình đình chị và mẫn huệ đang đi về phía họ lúc này đình đình em hốt hoảng họ đến rồi phải làm sao đây châu tường kéo lấy tay cô rồi bảo đi theo anh đừng nhìn về phía họ chạy thôi vừa chạy qua thì mẫn huệ cảm thấy có gì đó nên quay lại ý hình như đình đình hỏi sao vậy cô xem có buồn cười không nãy tôi nhìn thấy cô với châu tường chạy qua đây đấy đình đình biết ngay là hai bọn họ đã tới nên cố tình kéo tay mẫn huệ làm sao có thể chứ chắc cô bị hoa mắt rồi vậy sao cô gái đó mặc bộ đồ y hệt cô luôn còn cậu con trai thì cũng ăn mặc giống châu tường đình đình hốt hoảng rồi lấy lại bình tĩnh ha ha trên thế giới này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao thật mà để tôi đưa cô đi xem nói rồi mẫn huệ kéo lấy tay đình đình chạy theo á à, thôi không cần đâu đi xem thử một tí thôi châu tường và đình đình em lúc này đang trốn ở phía trước nhìn lại thì thấy hai người bọn họ đang tới thôi chết họ qua đây rồi sao cơ vừa may châu tường và đình đình em trốn kịp nên mẫn huệ không nhìn thấy xem ra tôi hoa mắt thật rồi chắc chắc vậy tôi đã nói mà lúc này đình đình chị nhìn thấy cô em đứng ở sau cánh cửa nên tái xanh mặt cô sao thế đình đình thấy đình đình nhìn về phía cánh cửa mẫn huệ lập tức quay lại nhưng không thấy gì đình đình lấy lại bình tĩnh nếu đã nhìn nhầm rồi thì chúng ta đi nơi khác dạo đi nếu đã đến rồi thì ở đây luôn đi đồ ở đây cũng được lắm cùng xem đi châu tường và đình đình trong này thì chỉ sợ mẫn huệ phát giác trong lúc Mẫn Huệ chọn váy thì Đình Đình em lại thò đầu ra vẫy tay với chị gái, chị gái đưa tay ra hiệu bảo trốn đi, trốn đi. Ngốc nghếch, sao hai người lại đến đây? Đang mải nhìn về phía hai người thì Mẫn Huệ quay lại hỏi cô thấy bộ này thế nào, có đẹp không? Đình Đình lại một phen hết cả hồn. Cô chỉ vào bộ đồ có áo khoác vét bảo ngực cô to quá, tôi cảm thấy bộ này phù hợp với cô hơn. Mẫn Huệ liền quay ra nhìn xuống bộ ngực của mình rồi nâng nó lên. Cô thở dài rồi hỏi to lắm sao, sau đó cô chỉ tay vào ngực Đình Đình rồi bóp thử, tí, cô cũng có kém tôi đâu cơ chứ mẫn huệ vội cầm chiếc đầm mà đình đình chỉ lên xem phía sau em gái và châu tường lại mở cửa ra vẫy tay châu tường nói ra hiệu nhanh đưa sếp đi đi cô em bịt miệng châu tường lại em đưa lợn đến đây rồi em đến thay chị cô chị thì chả hiểu ý cô em cô chị lại ra hiệu hỏi mọi người đang nói gì vậy trốn đi trốn đi mau thấy đình đình có hành động lạ mẫn huệ lại hỏi cô đang làm gì vậy lúc này cả hai lại tiếp tục thoát nạn một lần nữa nguy hiểm quá ban nãy suýt nữa thì một lát sau đình đình hỏi họ đi chưa vậy Châu Tường liền nằm xuống nhìn qua khe cửa phía dưới thì thấy họ đứng ngay phía ngoài, Châu Tường giật mình ngồi dậy, anh làm gì vậy? Họ ở ngay đối diện, phía ngoài Mẫn Huệ chọn mãi cũng ưng một bộ váy nên cô liền bảo bộ này cũng được đó, đúng vậy, Mẫn Huệ đứng ngoài soi gương làm cho hai bọn họ thót tim. Ôi ai mà não úng nước thế không biết, lắp gương ngay cửa thay đồ, phía ngoài Mẫn Huệ ướm ướm trước gương thì Đình Đình liền nhân cơ hội đẩy Mẫn Huệ qua phòng thay đồ bên cạnh. Cô mau đi thử đi, tôi muốn xem cô mặc nó lên sẽ như thế nào, vậy sao? Tôi chưa nghĩ xong nữa, vào mặc thử đi mà. Nhớ đâu rất hợp với cô thì sao? Đình Đình lúc này mới thở nhẹ cả người, cô tới bên khu quần áo chọn một chiếc áo màu hồng tới phòng thay đồ hai người họ đang trốn rồi nói nhỏ. "Là em đây, mở cửa đi." Khi cửa mở ra cô chị nhìn thấy cảnh hai người ép sát vào nhau nên có vẻ không vui, "Mấy người làm cái trò gì vậy? Em đi mà hỏi em gái ý." Phía bên Mẫn Huệ sau khi thay đồ bước ra cô liền gọi Nhã Đình, "Ơ, ờ, người đâu rồi?" Ba người đứng trong lúc này nín thở, "Tôi tôi đang thay đồ, cô chọn đồ như nào thế, để tôi vào ngắm cho." À tôi sắp xong rồi, ra liền đây. Sao rồi Mẫn Huệ? Bộ này tôn dáng cô quá đi, chỗ cần thon thì thon lại, chỗ cần tôn thì lại được tôn lên hết. Cô là tay săn đàn ông đó à, chuẩn bị mặc để cho ai xem đây? Mẫn Huệ cầm vào chiếc áo hỏi có đẹp thật không đấy? Để tôi soi gương thử. Lúc này Đình Đình lại bị kéo vào trong, Mẫn Huệ quay lại chẳng thấy người đâu. What the fuck Đình Đình cô đâu rồi? Tôi tôi thay bộ khác đã. Mẫn Tuệ cô cũng thay bộ khác xem sao. Phía trong sau khi kéo em gái vào, Đình Đình hỏi Châu Tường không phải anh đang chăm sóc em gái sao? sao lại cùng em ấy ra ngoài làm chuyện điên khùng thế này, anh cũng nói thế rồi, nhưng em ấy cứ nhất định muốn thay thế em, ngang bướng lắm anh không ngăn được. Vừa nói tay anh vừa chỉ trúng chỗ hiểm của đình đình em, làm cô xém nữa thì thốt lên vì sung sướng, cũng may là cô chị bịt mũi lại, đồ ngốc mau đi về cùng lượn đi. Không đâu, em muốn đi dạo phố với mẫn huệ cơ, rốt cuộc là tại sao, em không biết tình trạng của mình bây giờ sao. Em đỡ rồi không khó chịu nữa rồi, ái ra, ối, còn cãi bướng à, em đang nghĩ gì vậy, Lúc này Mẫn Huệ đứng ở ngoài chờ lâu quá liền gọi to cô sao thế đình đình. Cả ba người cùng trả lời không sao mà quên mất mình đang trốn, ba người lúc này run bẩn bật. Mẫn Huệ hỏi tiếp sao lại có cả tiếng của đàn ông trong đó, đình đình cô đừng lo, tôi vào ngay đây, vừa định mở cửa thì đình đình kịp xuất hiện hi Mẫn Huệ. Cô bị sao vậy, trong đó có đàn ông ư, bên trong còn có người, làm gì có, cô nghe nhầm rồi, làm sao có thể vừa nói Mẫn Huệ vừa đẩy cửa vào trong. Chưa kịp nhìn xem thì đình đình vội đẩy cô ra, nhanh, nhanh đi tính tiền đi, tôi cũng phải mua bộ này sau đó lại đến tiệm tiếp theo nữa chứ cô gấp gì chứ châu tường và cô chị lại một lần nữa thoát chết chúng ta ngồi đây đợi thêm một lát nữa đi sau vài phút châu tường mở hé cửa ra xem họ đi chưa anh đi rồi đi rồi hai người qua loa quá đi làm em hú vía châu tường cầm lấy tay đình đình rồi bảo nhân lúc này đi mau thôi đình đình bước ra cô nhân viên vừa chào hoan nghênh lần sau thì ngạc nhiên chẳng phải cô mới đi rồi sao hai người thầm hiểu lại nhìn nhau cười chuyển cảnh sau khi ra khỏi cửa hàng quần áo Châu Tường hỏi Đình Đình em có muốn đi đâu dạo không? Cứ đi như vậy thôi, chợt Đình Đình nhìn thấy thứ gì đó rồi kéo tay Châu Tường đi, có rồi để em dẫn anh đi, đi đâu mới được chứ, vào đại học hạ môn dạo. Đi vào cổng thì chú bảo vệ bước ra bắt xuất trình thẻ sinh viên mới cho vào, Châu Tường bắt lấy tay chú bảo vệ, ôi chú chú còn nhớ con không, ông chú dừng lại khoảng 3 giây, cậu, cậu là, Châu Tường vỗ ngực con là khóa 14 đấy, lúc đó bọn con thường trốn học ra ngoài, bị chú bắt được mấy lần chú quên rồi à, vậy sao, tôi đã bắt được không ít người rồi. Cậu là, đúng đúng, bọn con chính là hai người trong số đó, lần này bọn con mới tốt nghiệp nên muốn quay về trường cũ chơi, chú cho bọn con vào đi dạo đi." Nói xong Châu Tường chỉ qua Đình Đình như có ý gì đó, Đình Đình hiểu ý lập tức sử dụng mỹ nhân kế, "Đúng đúng vậy, anh bảo vệ là người tốt nhất trên đời đấy." Nói rồi Đình Đình dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn chú bảo vệ, "Thôi được đi đi, mấy đứa tốt nghiệp rồi vẫn còn nhớ tới trường lớp cũ, chuyện tốt mà, nhưng trước khi trời tối phải đi ra nhé." "Vâng chúng cháu cảm ơn chú, từ bao giờ mà anh biết nghĩ kế sách vậy?" Trước đây khi còn học ở trường anh cứ ngu ngơ ngây thơ vậy mà, thì con người ai cũng phải tiến bộ chứ, trường đại học xã hội anh cũng sắp tốt nghiệp rồi ha ha. Đây gọi là linh hoạt trong mọi tình huống he he, gọi là lươn lẹo thì có, đột nhiên chú bảo vệ hô vang này hai đứa, nhiều nhất là nửa tiếng nhé, chú phải đóng cổng rồi về làm vài chai nữa, hai đứa là cặp đôi thứ năm trong hôm nay dùng chiều này rồi đó. Bị bắt bài châu tường và đình đình nhìn nhau rồi cười khúc khích, hi hi, cảm ơn chú ạ à, bọn cháu sẽ ra đúng giờ, cảm ơn xong anh nắm lấy tay đình đình đi nhanh, mau vào thôi rất nhanh cả hai đã vào trong khuôn viên của trường ở đây sinh viên năm nhất thôi đã rất tươi xanh mơn mởn năm hai thì đang nỗ lực tìm tình yêu năm ba thì đã mất đi niềm tin vào cuộc sống đau khổ nhất là năm bốn vừa mới ra trường thì lại suy thoái kinh tế xin việc nờ lần chưa được chỉ có sinh viên đã tốt nghiệp là ổn định dẫn bồ thăm lại trường xưa trải nghiệm lại những món ăn của căn tin trường em muốn ăn gì nào em cũng không biết nữa lâu rồi em cũng chưa ăn cũng đúng sau khi tốt nghiệp không phải bận công việc thì cũng làm biếng ở nhà rất ít cơ hội ra ngoài ăn những thứ này thì anh chọn giúp em đi, cả hai đang tình cảm thì có tiếng của đám đông. Này chị ơi chị đi làm rồi chứ hả, còn về đây ôn lại kỷ niệm rắc cơm chó ư. Chê bọn tôi là cậu độc thân chứ gì, muốn thể hiện tình cảm thì đi ra khu vực của những người có người yêu nhé. Sao sao các cô không gọi đồ ăn ngoài sao đến. Sĩ đều bị bọn cùng phòng muốn thoát pha tống cổ ra đó, mỗi lần 20 phút, thôi tìm chỗ nào đó khác đi, đây là lãnh địa của cậu độc thân rồi. Hai 20 phút sau, bị đàn em nó xỉa sói như thế thì châu tường vội vàng gọi đồ ăn mỗi thứ một phần rồi nhanh chóng kéo đình đình chạy đi vừa ra sân trường thì cả hai dừng lại thở dốc sinh viên bây giờ thẳng thắn như vậy sao chẳng bù cho chúng ta hồi xưa hi hi chỉ có anh là trì trệ như khúc gỗ ý sau đó cả hai lai nắm tay nhau đi dạo một chút đi mình ôn lại kỷ niệm thời còn đi học đi được một lúc thì châu tường lấy từ trong túi ra một que xoài lắc em ăn đi không anh bón cho em thì em mới ăn ừ được thôi em cảm nhận nhé nói rồi châu tường cắn lấy một miếng sau đó anh kéo mặt của đình đình lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn đồng thời đưa miếng xoài trong miệng cho đình đình khoai muốn chết nhưng đình đình giả vờ đỏ mặt quay đi đáng ghét ha ha chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi mà em quên rồi à hồi năm tư lúc trước khi tốt nghiệp anh với mấy anh em đang đánh liên minh khát nước nên muốn uống gì đó bỗng em đến rồi bón cho anh bằng miệng lại còn cắn anh nữa kể xong châu tường lại ôm lấy đình đình bây giờ có phải là lúc anh nên tính lãi với vết cắn đó không nhỉ nói xong anh lại định hôn lấy đình đình nhưng lại bị cô đẩy ra khiến anh bối rối em em sao thế không sao ạ, à. em hơi mệt rồi mình về đi." Trong khoảnh khắc này Châu Tường chợt nhận ra, biểu cảm này bỗng chốc giống với Đình Đình trong cuộc gọi video đó rồi. Cô ấy chắc chính là cô chị, nhưng mà tại sao chứ? Rất nhanh sau đó hai người đã ngồi trên taxi trở về, trên xe Châu Tường không ngừng hướng ánh mắt về Đình Đình đang nhìn ra cửa sổ. Anh định nắm lấy tay cô kéo vào lòng thì bất giác cô lại rụt tay lại, đột nhiên lúc này điện thoại Đình Đình khác lại gọi đến, Đình Đình vội vàng tắt máy. Đợi khi taxi về đến khách sạn thì lập tức mở cửa đi ra mà không nói lời nào. Châu Tường vội vàng chạy theo đình đình nhưng lại bị chút tài xế kêu lại, này anh gì ơi trả tiền trả tiền. A à, xin lỗi tôi trả ngay đây, xong xuôi anh vội vàng chạy theo đình đình, lúc này ở trên một chiếc xe khác cũng vừa về khách sạn Mẫn Huệ nói với đình đình. Vừa nhìn thấy một bóng người rất giống Châu Tường, làm sao có thể, anh ấy đi chơi một mình rồi không về nhanh vậy đâu, nói rồi đình đình ôm lấy Mẫn Huệ đánh chống lảng. Mẫn Huệ cô thấy bộ quần áo này cũng phù hợp với con lợn đó nhỉ, cô đó chiều anh ta quá sinh hư rồi, hư phải chiều anh ấy mới sinh hư được. Nếu như sau này dám làm tôi đau lòng, sẽ cho anh ta biết khó chịu khi mất đi tôi là như thế nào." Lúc này ở bên trong Châu Tường vừa đuổi theo kịp Đình Đình đến thang máy, lúc thang máy đi xuống vừa mở ra, Châu Tường vội vàng nắm lấy tay cô kéo đi vào một thang máy khác đi lên. "Em làm sao vậy? Từ ban nãy anh đã thấy có gì đó bất thường rồi." Khi thang máy lên được tầng 3, đột nhiên có một thanh niên bước vào, Châu Tường liền quát đi chuyến sau đi, thanh niên biết có biến thì lật đật bỏ chạy mất dép, còn Châu Tường cúi mặt nhìn Đình Đình thì thấy cô đang khóc. "Sao sao anh lại gắt gỏng với người ta như vậy?" trước giờ anh có như thế đâu bốn mắt cứ nhìn nhau như thế hồi lâu thì thang máy mở ra đình đình vội vàng bước ra phòng bao nhiêu một nghìn ba trăm linh năm rất nhanh cả hai đã đi đến phòng của mình khi đình đình bước vào châu tường ôm lấy người cô hôn lên môi trao đổi enzym một lúc sau thì anh cũng buông cô ra nước mắt hai con người sắp trực trào anh anh xin lỗi sao sao anh lại phải xin lỗi có phải đã làm gì khiến em khó chịu không đã yêu nhau lâu như vậy rồi anh chưa từng thấy em khóc một cách đau lòng như vậy bây giờ như thế rồi cả lúc ở buổi tất niên của tập đoàn cũng vậy tại sao chứ lúc này đình đình lại ẩm ử ừ. em em không không sao anh lại biết thế vấn đề chính là tại sao em lại buồn em có thể nói cho anh biết không rốt cuộc là tại sao chuyện này giống như một chiếc gai đâm vào tim anh vậy anh chỉ hy vọng những ngày ta bên nhau em có thể hạnh phúc anh anh có phải là một tên ngốc không suy nghĩ lâu như vậy mới nghĩ ra có phải em vì em gái nên đã hy sinh hạnh phúc của mình không em thật sự yêu anh hay là em ở bên anh chỉ là vì em gái mà thôi lúc này đình đình ôm lấy châu tường không phải không phải đâu em yêu anh mà châu tường đưa tay lên lau nước mắt cho đình đình ngốc nghếch không phải lỗi của anh thật sự không phải chúng ta bây giờ như vậy không phải rất tốt sao nếu như ở bên anh khiến em thấy đau khổ thì sao chúng ta cùng đi bên nhau đến tương lai được nghe lời này đình đình có chút ngẩn người chỉ cần anh biết chúng em đều yêu anh trong tim đều có anh không được sao những vấn đề khác chúng ta đều sẽ khắc phục được nếu như không thể mở rộng nội tâm thì sao mà khắc phục được giữa những người yêu nhau không phải nên thật lòng với nhau sao còn em gái em thì sao cô ấy cũng không biết à đột nhiên đình đình ôm lấy tay châu tường đừng nó không biết tuyệt đối không để nó biết vậy rốt cuộc là vì sao có phải có chỗ nào của anh chưa tốt không hoặc là anh đã làm chuyện gì khiến em đau lòng sao bây giờ anh sẽ trừng phạt bản thân mình vừa nói xong châu tường đưa tay lên tát vào mặt mình đình đình há hốc chặn tay anh lại anh làm cái gì vậy anh thừa nhận cho dù biết được các em là song sinh anh cảm thấy mình đã chiếm được món hời lớn có người đàn ông nào không ngưỡng mộ anh chứ nhưng nhưng anh vẫn u sầu nhiều hơn vui vẻ nói không muốn mất đi hai em có phải anh tham lam quá không cảm động sau lời nói này của anh đình đình ôm hôn lấy châu tường sau một lúc thì cả hai cũng buông ra anh hứa đi hứa điều gì cơ anh hứa đi tuyệt đối không được nói với em gái chuyện chuyện này có liên quan gì đến em ấy đình đình không trả lời mà chỉ nói lớn anh hứa đi châu tường nhìn khó hiểu một chút thì mới đưa tay lên anh hứa những chuyện sau này anh tuyệt đối sẽ không nói cho em ấy biết nếu như anh nuốt lời thì cả đời này ta sẽ không được ở bên nhau nữa sau lời hứa ấy đình đình bất ngờ nói lớn em yêu anh em rất yêu anh điều này làm cho châu tường ngẩn người một lúc tự dưng em lại nói những điều này là sao anh anh có yêu em không em nói cái gì vậy đương nhiên là anh rất yêu em rồi nói rồi châu tường đưa tay lên vút ve gò má đình đình em yêu dáng vẻ của anh khi anh làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc yêu dáng vẻ của anh khi khiêng những tấm gỗ hôm ngày hội của trường bận luôn tay luôn chân yêu dáng vẻ anh nhạnh cơm sặc cơm trước mặt em yêu dáng vẻ anh ôm lấy em. Hưng nhìn ánh mắt nóng hầm hập của cô ấy, mình bỗng dưng nhận ra điều gì đó, mình mình đúng là tên ngốc mà, liệu người anh yêu là em ấy hay là em, hay hay là người mà chúng em đang đóng vai. Câu hỏi này khiến Châu Tường ngẩn người ra, những kỷ niệm mà em và em gái khi ở bên anh bất kể là của em ấy hay là của em, nhưng nhưng mà kể cả có như vậy. Em cũng hy vọng em cũng có thể sở hữu một vài thứ rất quan trọng, là những kỷ niệm chỉ thuộc về em với anh, em ấy không biết, người khác cũng không biết, chỉ có em biết, chỉ có anh biết mà thôi, chỉ thuộc về em và anh rõ ràng không phải em muốn đóng vai người khác em hy sinh cuộc sống của em và cùng em gái trở thành một người em không trách em ấy thật sự không trách em ấy nhưng mà em cũng muốn sở hữu những thứ thuộc về em mà thôi những kỷ niệm đáng quý của em và anh những thứ em oán trách chỉ có như vậy thôi cũng không được sao nghe lời thú nhận này châu tường ôm lấy đình đình anh xin xin lỗi anh thật sự không biết anh thật ngốc mà anh đúng là tên ngốc nói rồi anh lại hôn đình đình đột nhiên có tiếng từ bên ngoài đình đình cô làm gì thế muộn rồi như vậy cô còn muốn đi đâu đình đình buông vội vàng châu tường chạy ra mở cửa thì thấy mẫn huệ ở bên ngoài mẫn huệ mở to mắt không giấu nổi sự bất ngờ đình đình lập tức chạy đi thật nhanh mẫn huệ chuyện này tôi sẽ giải thích với cô sau mau đi tìm em gái thôi châu tường cũng vội vàng chạy theo sau đình đình đập cửa thang máy gọi lớn em ơi nhưng bên trong đình đình chỉ lặng im nhấn nút đi xuống tầng một châu tường hối hả nhấn mở thang máy nhưng không có kết quả cuối cùng phải chạy đi bằng thang bộ vừa xuống chỗ lễ tân anh hỏi lớn ban nãy có cô gái tóc ngắn nào chạy ra ngoài không ạ à? á à, không phải cô ấy ư họ không hải là cùng một người còn người kia đâu ạ à? vậy thì chạy ra ngoài cửa rồi anh vội vàng chạy đi miệng không ngừng gọi đình đình mải mê chạy đi kiếm đình đình mà suýt chút nữa anh bị xe đâm cho lên bảng đền số rất nhanh sau đó mọi người tìm kiếm xung quanh khách sạn nhưng không thấy đình đình em đâu mới đi cách đây không lâu không thể không tìm thấy được có khi nào cô ấy bắt xe đi rồi không lúc này châu tường lấy điện thoại ra gọi thử bắt máy đi mau bắt máy đi đợi một lúc thì đột nhiên có tiếng alo ở bên kia anh gọi được rồi sao châu tường gật đầu được rồi xịt xịt alo đình đình em đình đình chị lúc này bắt máy lên nói gọi nhầm máy rồi gọi số quy quy kìa khiến cho khuôn mặt anh sượng chân sau đó châu tường cố gắng gọi bằng quy quy thì đình đình em không bắt máy mẫn huệ lúc này mới lấy điện thoại ra để tôi nhưng kết cục vẫn không gọi được điện thoại của tôi mà cũng dám tắt máy à đúng là to gan rồi mà phù sao bây giờ cô ấy đi đâu được chứ cái hạ môn này trước cũng là đến vào kỳ nghỉ hè đột nhiên mẫn huệ nói mau đi thôi đi đi đâu cơ chứ đến nơi trước đây đã từng đến chứ sao nói rồi mẫn huệ vẫy một chiếc taxi người anh em à cậu có phúc ghê đó nha có phải muốn đến chỗ nào để nghỉ ngơi không nhỉ bây giờ chúng ta đi đâu trước nhỉ để tôi nghĩ xem chỗ nào có thể đi được cả ba ngồi nghĩ một lúc mất 10 phút thì bác tài xế gợi ý này người anh em à gần đây có mấy cái nhà nghỉ đấy trong đó có đầy đủ combo luôn nếu như không chọn được thì để tôi chọn cho bảo đảm mấy người cả đời không thể nào quên luôn nay chú đừng có cả chớn này bác Tài ông nói linh tinh gì thế, chúng tôi là đi tìm người, định mệnh mấy người cũng biết tôi đang nói linh tinh đấy hả? À? Ngồi lâu như thế rốt cuộc là có đi hay không? Tôi còn phải kiếm tiền mua sữa cho con nữa đấy, bị chửi cho hai con người kia giả vờ bấm bấm điện thoại để một mình Châu Tường chịu trận, xin xin lỗi đi đảo cổ lãng tự trước đi. Sau đó trên đường đi cả ba chỉ biết ngồi im lặng với những suy nghĩ riêng, chỉ có chú tài xế là tích cực tư vấn, người anh em cậu chắc chắn hôm nay không ở khách sạn chứ? Người bình thường thì tôi không nói đâu, bên trong có nhiều đồ chơi lắm đó cậu dẫn theo hai cô gái xinh đẹp này vào trải nghiệm xem thế nào. Đảm bảo đi rồi còn muốn đi nữa, bác tài anh có thể lái xe đàng hoàng không, chúng tôi đang vội. Ha ha tôi vẫn đang lái đàng hoàng mà, người anh em, suy nghĩ xem sao, tôi không lấy tiền hoa hồng đâu nhé. Đây là lòng tốt của tôi thôi, này này lái xe cho đàng hoàng đi, nếu không bà đây quay lại lời ông nói. Rồi úp lên tiktok cho cả nước hay, cộng thêm tiêu đề tài xế taxi dẫn mối, á à, đừng đừng người đẹp, tôi câm miệng tôi câm miệng sắp đến rồi. Sau đó rất nhanh ba người đã đến được cổ lãng tự, chia nhau ra tìm đi, anh đi lên bên trên. Nói rồi Châu Tường chạy đi, lúc này Mẫn Huệ mới mở miệng này đình đình, đi đi tìm em gái trước đi, quay về chúng tôi sẽ nói với cô mọi việc. Ừm vậy tôi sang phí bờ biển tìm xem, sau đó mỗi người một hướng chạy đi, còn Châu Tường mới nhớ lại lời nói trước đây. Anh thật sự hiểu được bọn họ sao, cuối cuối cùng thì cũng hiểu ra rồi, hóa ra là như vậy, mình thật sự quá ngốc. Tại sao đến bây giờ mới phát hiện ra, mình vẫn luôn tự cho rằng, người mình yêu chính là người mình yêu. Không không phải, chỉ là mình không dám đối diện, nếu như bọn họ là hai người, thì thật sự mình nên chung sống với họ thế nào đây? Suy nghĩ một lúc thì anh cũng chạy được lên tới đỉnh, Châu Tường cố gắng hét thật lớn đình đình, nhưng không có gì hồi âm cả. Anh yêu em lần nào cũng đều là thật lòng, chỉ là thêm một chữ cắt vào mà thôi, tại sao trong miệng lại biến thành trầm trọng như vậy? Từng mảng ký ức với đình đình không ngừng ùa về, luận em yêu anh, anh yêu em không, thật sự yêu em sao? Thật sự yêu mà, đã yêu từ rất lâu trước đây rồi, nếu như có ngày anh phát hiện người anh yêu không phải em, nhưng em vẫn rất yêu anh thì phải làm sao, sao sao lại thế được chứ? Anh là loại người lăng nhăng như vậy sao? Hừ anh chính là một con lợn ngốc, hừ mình đúng là một thằng ngốc mà, nhiều năm như vậy lại không phát hiện ra có gì không đúng. Trong lúc ngẩn người thì Châu Tường phát hiện một bóng đen chạy vụt qua, anh vội vàng chạy theo ra phía sau bức tượng Đình Đình em, nhưng con mắt anh lại phải mở to. Trước mặt là một cô gái đang bị ong chích vào chân nên nhờ bạn bắt hộ, tìm mãi nhưng Châu Tường vẫn không thấy Đình Đình anh đành đi xuống chỗ cũ nơi Mẫn Huệ và Đình Đình chị đang đợi sau rồi hai người có tìm thấy không bãi biển tiệm tạp hóa đều là những nơi trước đây đã đến nhưng đều không có lúc đến hạ môn các cô còn đi những đâu đình đình và châu tường suy nghĩ một lúc nhật quang nham cửa hàng lưu niệm trình thành công còn có cửa hàng văn nghệ nhỏ ở đường nam hoa nữa à còn có bảo tàng dương cầm đột nhiên đình đình đứng dậy đi về phía mẫn huệ em và mẫn huệ đi đến nhật quang nham và đường nam hoa đường nam hoa hơi xa đó hay là để anh đi anh đến tiệm dương cầm đi nhanh đi đi liên lạc bằng điện thoại sau đó ở bảo tàng dương cầm châu tường vội vã chạy đến đúng như suy nghĩ của đình đình chị vừa đến châu tường đã thấy đình đình ngồi ở đài phun nước mình nên nói thế nào đây suy nghĩ hồi lâu anh từ từ tiếp cận sao sao em lại chạy đến đây vậy anh đến rồi lợn châu tường mở to mắt nhìn về phía đình đình thì thấy chân của cô xây sát không ít chân chân em làm sao vậy anh anh đừng đến đây em em sao vậy đứng ở đó đi không được động đậy cũng không được nói vừa rồi em cứ luôn nghĩ anh có đến không anh có xuất hiện không em rất sợ anh không tìm thấy em lại sợ anh tìm thấy em châu tường nghe lời này mà tay nắm chặt còn đình đình vừa nói nước mắt trên mặt đình đình vừa lăn anh anh em nói là không được nói mà rõ ràng là chị ấy thích anh trước em ghét anh lắm cuộc sống tự do tự tại của chúng ta đều bị làm loạn cả rồi còn để anh chiếm được món hời to lớn ơ em em không được phát ra âm thanh cũng không được thở nghe vậy châu tường thật thà bịt mũi lại lợn ngốc anh muốn nín thở cho chết mình à ư ừ, ư ừ, đến đây ngồi chỗ này khi châu tường vừa ngồi xuống đình đình vội vàng gác chân lên đuổi anh em cũng từng buồn vì anh có yêu em hay không nhưng em lại nghĩ đến chuyện cho dù em và chị đóng giả thành chúng em thì vẫn là chúng em mà chỉ cần em và chị và anh ở bên nhau mãi mãi cho dù không bị phát hiện chẳng phải cũng rất tốt sao bởi vì em rất rõ ràng rằng em yêu anh anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất khiến em và chị đau lòng như vậy vừa nói đình đình vừa lấy chân đạp vào anh đàn ông thối lợn thối nhưng anh đột ngột bắt lấy chân cô anh làm gì vậy đều là bụi bẩn châu tường nhìn thấy đôi chân bị tổn thương có chút đau đớn lợn ngốc lợn xấu lợn thối anh có chỗ nào tốt chứ tại sao lại khiến em và chị yêu anh như vậy còn khiến chúng em đau lòng nữa chứ đều là lỗi của anh lúc này anh ôm lấy đình đình vào lòng xin lỗi xin lỗi rồi cả hai cùng khóc em đã nói là không có anh nói rồi anh còn nói anh còn nói anh anh chỉ lo cho mình khó chịu lại không biết rằng đã đưa đến tổn thương cho các em anh thật sự xin xin lỗi câu này làm cho đình đình khóc to hơn hu hu khóc rất lâu đình đình đã ngủ trong vòng tay của châu tường tự lúc nào cả hai cứ ngồi như thế thời gian chầm chậm trôi Bỗng một cơn gió lạnh lướt qua khiến cho Châu Tường hắt xì một tiếng đánh thức Đình Đình đang say giấc, "ủa em ngủ mất sao?" "Ừm, anh không nỡ đánh thức em." Lúc Đình Đình mơ màng dụi mắt thì thấy áo Châu Tường đắp trên người mình, tuy cũng có chút cảm động nhưng cô lại đột ngột hất Châu Tường ra rồi nhảy xuống đất. Nhiệt độ xung quanh hơi thấp làm Đình Đình có chút run rẩy, Châu Tường vội vàng chạy xuống định kéo Đình Đình lại, "Em làm gì vậy? Không được đến đây, em muốn ở một mình, không được đến tìm em. Anh về tìm chị em đi." Anh đứng ngẩn người một lúc, "Tuyệt đối tuyệt đối không được đến đây." Nếu không em em sẽ mềm lòng mất, đã nghe thấy chưa? Châu Tường suy nghĩ rồi thở dài, ừm nghe nghe thấy rồi. Lúc này Đình Đình nở một nụ cười khiến anh có chút khó hiểu rồi xoay người chạy đi trên đôi chân trần. Chẳng hiểu sao anh cứ ngồi như thế nhìn Đình Đình rời xa khỏi tầm mắt, sau đó ở quảng trường nơi đã hẹn gặp nhau. Châu Tường lững thững đi về phía Đình Đình và mẫn huệ, sao anh lại đi lâu như vậy? Không tìm thấy à? Không biết chỉ biết lặng im không nói gì. Đình Đình nhìn vào ánh mắt của Châu Tường thì hiểu ngay liền hỏi, không không đi theo sao? anh không trả lời vào vấn đề chính mà chỉ nói chúng chúng ta về trước đi em gái không sao đâu nói rồi anh lại thẫn thờ đi về đình đình cũng vội vàng đuổi theo đột nhiên có một tiếng quá lớn đứng lại hết cho tôi mẫn huệ lúc này đã biến thành một con quỷ dữ đi tìm cùng mấy người một buổi tối bà đây đã nhịn hết nổi rồi anh cùng đình đình quay lại nhìn thấy bộ dạng ác nữ của mẫn huệ cả hai khiếp hãi lập tức xoay người đi làm làm sao đây làm sao ai biết làm sao quay lại đây cho tôi lúc này một ngọn dị hỏa bạo phát trên người của mẫn huệ cảm nhận được đình đình vội vàng xoay người lại báo cáo tôi quay quay lại rồi anh ấy chưa quay em em hại anh rồi châu tường anh có quay lại không đình đình lúc này nở một nụ cười còn châu tường lập tức xoay người 180 độ nhìn vào ánh mắt của yêu nữ mẫn huệ anh có chút bối rối gãi gãi đầu sau đó đưa tay véo mông đình đình một cái khiến cô nhảy dựng lên đến khi đáp xuống đất thì đã thấy châu tường nằm lăn dưới đất chạy loang quang mệt quá tôi ngất một lát đình đình cô không muốn nói gì đó với tôi à đình đình bối rối lấy chân đạp đạp vào người châu tường đế giày cao gót đâm vào mông anh làm anh nhíu hết cả cơ mặt còn bên này mẫn huệ dùng ánh mắt băng lãnh nhìn vào đình đình làm cô biến thành một bộ dạng nhút nhát à à thì chưa kịp phát âm mẫn huệ đã đi đến nhìn chằm chằm vào đình đình khiến cô run bần bật cô cười cái gì à thì à thì bất ngờ mẫn huệ véo hai má đình đình trong các cô ai là chị em tốt nhã đình của tôi là bạn thân tốt nhất của cô sao tôi lại không biết cô vẫn còn một chị em gái hình như châu tưởng cũng biết mà chẳng lẽ chỉ có tôi là không biết vậy mà mấy người lại lừa gạt tình cảm của tôi sao uổng công tôi thật lòng thật dạ với mấy người có phải các cô không hề coi tôi là chị em không mẫn huệ không phải chúng tôi cố ý che giấu cô đâu cô cô nghe tôi giải thích tôi không nghe tôi không nghe chẳng phải cô rất muốn biết sao bởi vì tôi đang rất tức giận đột nhiên đình đình ôm lấy người mẫn huệ tôi xin xin lỗi mà mẫn huệ bị tác động bất ngờ đồng thời nhìn thấy bộ dạng què quặt của châu tường nằm dưới đất mẫn huệ bỗng bật cười che giấu mọi người chúng tôi cũng rất khổ sở vì vì vậy mẫn huệ đột ngột hất tay đình đình ra được rồi được rồi tôi hết giận rồi còn ôm nữa thì người nào đó sẽ ăn giấm chua đó. Nói rồi cô đi lại đạp lên mặt châu tường, này đừng diễn nữa diễn xuất của anh rất tệ, sau đó ở ngoài bãi biển, đình đình ngồi kể lại hết những chuyện xảy ra từ trước đến giờ. Làm cho Mẫn Huệ há hốc, đã đã nói hết rồi Mẫn Huệ, cô vẫn trách chúng tôi sao, lúc này Mẫn Huệ đặt trái dừa trên tay xuống bàn rồi nắm lấy tay đình đình. Ngốc một phát có thêm một người chị em tốt, tôi còn vui mừng không kịp ấy chứ, đình đình rất cảm động liền ôm lấy Mẫn Huệ, châu tường lúc này mới an toàn thở được một hơi chỉ là cho tên ngốc nghếch nào đó được lợi rồi, một củ cà rốt cho hai cái hố, hai cô gái tốt nhất thế giới đều bị anh ta cướp đi rồi, xếp sao cô có thể bỏ qua bản thân mình như vậy, cô cũng rất tốt mà, đúng vậy anh ấy nói rất đúng, xí mấy người biết thế là tốt, nhìn anh ngu ngốc như vậy mãi cũng không phát hiện ra, chắc chắn đã khiến các đình đình của tôi chịu không ít tổn thương, này này tôi cũng là người bị hại mà, nếu không phải thận của tôi làm việc năng suất thì thì, đình đình ở bên cạnh đỏ hết cả mặt liền lấy một que bạch tuộc đấm vào mồm anh, anh đi chết đi ăn đồ của anh đi con lợn ngốc ừm ừm cảnh này làm cho mẫn huệ phì cười hắn ta hôm qua còn nói đã xem phim nhật bản tình cảm với hai cô đó cô cũng xem rồi à kể cho tôi với nói rồi mẫn huệ bình thản ngồi xuống uống nước rửa để lại đình đình biến thành ác nữ véo bầm dập chân của châu tường đều là em gái xem với anh em em lại không thể để bị lộ nên cũng cũng bị ép xem rồi nói rồi đình đình tung tuyệt chiêu khiến châu tường la lên thảm thiết chẳng trách có lúc thì rầm rầm rỗ rỗ không tim không phổi có lúc lại thẹn thẹn thùng thùng tôi còn tưởng cô bị tâm thần phân liệt nữa chứ rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến em cô đau lòng chạy đi vậy lúc này hai người kia im lặng nhìn nhau đều đều là lỗi của tôi không phải không phải là tôi được rồi được rồi một người là lính đắc lực của tôi một người là chị em tốt của tôi lần này tôi sẽ giúp đỡ tên ngốc này vốn dĩ đã đần độn trong chuyện tình cảm rồi nếu không phải làm việc thành thật chăm chỉ chịu khó còn có chút não thì sao tôi có thể nhìn chúng anh ta được á đủ đủ mình lỡ mồm đang nói cái gì vậy mẫn mẫn tuệ cô thì hai người đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi nhìn chúng là một cấp dưới nhẫn nhục chịu khó thôi. Đâu giống mấy người rõ ràng là có bốn con mắt mà mù hết luôn, lại coi như bảo bối. Ha ha sếp nói đúng lắm, tôi cũng cho rằng mình sau này không phải là ế thì cũng phải đi xem mắt đấy. Không ngờ còn có người thích tôi, thấy giá trị bản thân bị hạ thấp đình đình liền thụi cho châu tường một cái câm miệng. Đúng vậy đình đình có thể nhìn chúng người ngốc như anh, thì anh đúng là được ông bà gánh sấp mặt đó. Đúng rồi đình đình, rốt cuộc các cô ưng anh ta ở điểm nào. Vấn đề này đúng là tôi chưa nghĩ đến thật, chắc là vì thành thật và ngốc nghếch trong thời gian thử thách cũng nên đến đây mẫn huệ không có gì để hỏi nữa thì đứng dậy thời gian không còn sớm nữa ngày mai còn phải lên máy bay quay về mau đi thôi rất nhanh sau đó cả ba lên xe taxi để quay về cuối cùng thì cũng về phòng trong lúc đứng mở cửa thì mẫn huệ nhắc nhỏ đình đình tôi mệt rồi hai người đừng có gây ra động tĩnh gì lớn quá đấy nhé hai người kia chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt gãi đầu mà thôi sau đó mẫn huệ vào trong thì lập tức đi tắm nhưng suy nghĩ không ngừng hai đình đình ư hai con người khác nhau sao còn đình đình vừa vào thì đã vội hỏi em gái đã nói những gì tắm xong đã rồi nói em cũng mệt rồi đình đình keo lấy vạt áo của anh hỏi rằng có phải em gái rất giận em không châu tường quay lại nắm lấy tay cô rồi ôm lấy yên tâm đi không có chuyện gì đâu sẽ không có chuyện gì đâu anh đảm bảo nghe vậy đình đình ngừng khóc bây giờ có thể yên tâm đi tắm rồi chứ nói rồi châu tường đứng dậy cởi áo đột nhiên đình đình thốt lên chúng ta cùng cùng tắm đi nghe vậy anh rất nhanh đã vác đình đình trên người anh anh làm gì vậy thả em xuống chẳng phải em nói cùng tắm sao rất nhanh sau đó quần áo được cởi ra, hai người đã ngồi trong nhà tắm, đột nhiên Châu Tường nắm lấy chân của Đình Đình kéo lại. Anh anh làm cái gì vậy? Anh nhìn vào đôi chân của Đình Đình chua xót ngốc nghếch, đêm hôm chạy xa như vậy, chân đã đau thành như thế rồi, còn không kêu tiếng nào, tưởng anh không nhìn ra à? Anh xin lỗi, cái cái gì? Là anh quá ngốc, không phát hiện ra các em là hai người sớm hơn. Xin lỗi vì không biết nỗi khổ trong lòng các em, xin lỗi vì những mệt mỏi của anh mà anh cho là đúng đã khiến các em đau lòng anh là bạn trai của các em lại không khiến cho các em cảm thấy hạnh phúc từ trong tim anh xin lỗi nghe lời này đình đình bật khóc rồi lao đến ôm lấy châu tường lợn ngốc không cho anh nói xin lỗi là chúng em không tốt giấu anh lâu như vậy không những thế em còn khiến anh và em gái khó chịu thật xin lỗi ngốc nghếch anh cũng có rất nhiều lời muốn nói với em đình đình đột nhiên châu tường phát hiện đình đình đã ngủ tự lúc nào rất nhanh anh đưa đình đình đi vào trong giường trong cơn mơ màng cô không ngừng nói em gái chị không có ý đó em em nghe chị giải thích đi em nghe chị giải thích đi mà rất nhanh một buổi tối trôi qua châu tường vừa mở mắt thì đã thấy đình đình thay đầu gần xong chuyến bay của anh và mẫn huệ vẫn còn chút thời gian anh ngủ thêm đi nhưng châu tường lại ngồi lặng im sao sao anh không nói gì đêm qua anh nghĩ đi nghĩ lại anh bây giờ không thể tự tin nhìn vào mắt em nói với em anh yêu em được với em gái em cũng vậy bất luận là em hay là em gái hay là người mà các em đóng giả thành người anh yêu là người vẫn luôn sống cùng với anh cùng vui với anh cùng tạo nên những giây phút khó quên bên trong này có em chân thực cũng có em gái chân thực đột nhiên nói xong anh đi ra quỳ trước mặt đình đình anh là châu tường bạn trai của em quãng đời sau này xin hãy sống hạnh phúc cùng anh nghe vậy đình đình ôm mặt khóc lớn rồi ôm lấy châu tường chỉ cần anh biết là em em còn có thể sống cùng em gái em chết cũng cam lòng vậy sau này anh nên gọi em và em gái thế nào trước đây các em tên là gì chỉ cần anh có thể nhận ra chúng em thì vẫn như trước đây đi có lẽ bọn em đã nghe quen rồi nghe lời này châu tường ôm lấy đình đình anh ở nhà đợi em về Vâng anh nhớ nhé, nói xong Châu Tưởng tiễn Đình Đình đi trước, đợi khi Đình Đình đi rồi anh lại nằm lên giường suy nghĩ chuyện đời chuyện tình. Rất nhanh sau đó anh cũng đến sảnh chờ ở sân bay, đột nhiên có mùi cà phê trước mặt làm anh giật mình, làm gì thế còn chưa tỉnh ngủ à, cảm ơn cô. Nói rồi anh nhận cốc cà phê nhấp môi, đêm qua lại giày vò Đình Đình rồi, cà phê trong miệng anh chưa kịp nuốt trôi thì phải trực tiếp phun ra. Sếp cô nghĩ gì vậy chứ, tôi đang nghĩ chuyện của công ty, ồ anh có ý nghĩ gì, tôi muốn nghe ý kiến của sếp trước. Cô định làm thế nào? anh cũng biết tôi đấy, bình thường đều là quyết định trước, sau đó mới nghĩ xem làm thế nào. Vì vậy lần nào cũng là chúng tôi phải chùi mông cho cô, vậy thì lần này anh định chùi thế nào, đương nhiên là dùng giấy rồi, chẳng lẽ còn dùng tay à? Nhảm nhí đương nhiên là dùng, não mẫn huệ lúc này mới lốt kịp khuôn mặt trở nên đỏ ửng. đã lúc nào rồi mà anh còn đùa nữa, buông tay buông tay ra, đau chết mất, ai bảo anh nói lung tung, nói mau, được được cô ngồi xuống đây đi, bây giờ công ty chi ra vượt quá xa thu nhập, nguồn thu nhập là quảng cáo lúc có lúc không. Cứ tiếp tục như vậy cùng lắm là 3 tháng, nguồn vốn của công ty sẽ thấy đáy, giống như tên khốn đó nói cạnh tranh lưu lượng giữa các video đã đến giai đoạn sau. Tài chính của chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí hoàn toàn không có tiền, vậy bây giờ chúng ta thử lưu lượng kèm hàng đi. Kèm hàng ý anh là, chúng ta không có nguồn hàng thương mại điện tử giống họ, hơn nữa kèm hàng có nguy cơ rất lớn, nếu như xuất hiện vấn đề về chất lượng sản phẩm, phần đầu có lợi hại đi nữa cũng có thể xong đời trong một đêm, vậy mới nói livestream bán hàng như này, sếp tôi nhớ đến lúc cô mới kéo tôi đến đây nhớ về chuyện đó làm gì lúc đó cô nghiêm túc nói với tôi muốn tôi cùng cô làm video ngắn cô nói đó là nguồn gió là vũ đài để chúng ta thể hiện tôi rất cảm động nên đã đi cùng cô kết quả thì sao trong công ty ngoài mấy cái máy tính ra cả một gian phòng ngoài tôi và cô đều không có gì hết tôi tôi cũng là mới chuẩn bị lúc đó thôi chẳng qua người đầu tiên tìm là anh mà thôi xếp phong cách làm việc của cô vẫn là quyết định trước rồi chuyện gì đến lại tính tiếp sau tôi đã quen rồi sau đó còn chẳng phải là sắn tay áo lên làm Đình Đình thỉnh thoảng cũng sẽ đến giúp đỡ, tường cũng là tự mình ra tay quét sơn, bàn làm việc cũng là tự mình đến chợ đồ cũ lựa cái rẻ vừa rẻ vừa tốt, ánh mắt lựa đồ của cô đúng là rất giỏi. Còn phần tôi tự học cắt ghép, phối âm hậu kỳ, cô phụ trách đi khắp nơi lôi kéo đầu tư đi thuyết trình. Video đầu tiên ra đời của chúng ta chỉ có bốn like cầu Cô và Đình Đình, lúc đó tôi còn tưởng vẫn còn một người là thật khiến tôi cảm động. Kết quả lại là đây là điều ngạc nhiên lớn nhất từ khi tôi sống đến giờ. Đúng là được lợi cho anh rồi. Sau này chúng ta trình bày nghiên cứu nhiều lần video mới ra hiệu quả có cao có thấp lại đối diện với chuyện bị đạo nhái làm truyền thông đúng là đi từng bước đều là hố lúc đó nếu không phải anh cản tôi thì tôi đã xách mã tấu đi chém người rồi sau đó món đầu tư đầu tiên đã tới chủ tịch cũng nhìn thấy thành tích của chúng ta lại tăng thêm đầu tư tại sao tự nhiên lại nhớ đến những chuyện này tôi muốn nói sếp cô có quyết định như vậy thì cứ kiên định mà nói ra còn tôi sẽ liều mạng đi thực hiện chỉ đơn giản vậy thôi đình đình nghe mấy lời này có chút ngẩn người nhìn châu tường sau đó quay đi nhỏ vài giọt nước mắt nói thật nếu như chủ tịch thật thúc đẩy sáp nhập hai tháng trong vòng hai tháng trên cơ sở duy trì lưu lượng hiện có của công ty cậu có thể cân bằng thu nhập và chi tiêu của công ty không anh nghe vậy thì suy nghĩ một lúc hai tháng sau sao không được à cô tin tưởng tôi đến vậy sao nghe câu hỏi này mẫn huệ ngẫn người ra sao vậy sếp bây giờ đến lượt cô do dự rồi à tôi vẫn còn nhớ lời cô nói trong hội học sinh cô quên rồi à lời tôi nói trong hội học sinh nhiều lắm làm sao tôi biết là câu nào đừng có úp mở nữa cô nói nếu như ngay từ đầu đã ôm tâm trạng sẽ thua đi làm vậy thì còn làm làm cái gì nữa trực tiếp nhận thua không phải thoải mái hơn à vậy vậy thì sao vì vậy mọi người cố gắng làm đi nhất định sẽ thành công đừng nghĩ cái gì hết lúc này đình đình nhìn châu tường không chớp mắt đột nhiên cô lại ôm ngực run rẩy xếp cô sao vậy sao mặt đỏ thế chắc chắc là gì nguyệt ghé thăm rồi nói xong mẫn huệ lấy ra một vật thể lạ chạy đi tôi tôi vào nhà vệ sinh một chút ánh mắt châu tường nhìn theo bóng dáng của mẫn huệ với vẻ mặt khó hiểu còn cô vội vàng chạy đi vào nhà vệ sinh lại đột ngột đóng cửa khóc một mình khóc xong cô quay lại rồi lên máy bay với châu tường như chưa có chuyện gì cả hai đang ngồi im lặng thì châu tường hỏi sếp sao có chuyện gì à quá khứ của mấy người chúng ta đều là thật đúng không đột nhiên một cánh tay đập vào đầu của anh đa sầu đa cảm không phải là phong cách của anh nhanh quay về làm tên ngốc không tim không phổi kia đi cho dù cô nói như vậy tôi cũng không để anh nói hết câu mẫn huệ ghé sát vào mặt anh rồi dùng tay chỉ vào ngực mình thật hay giả cho dù đầu óc đang loạn cũng hãy nghe âm thanh ở đây, nơi này sẽ không nói dối đâu, không lừa được người khác, cũng không lừa được bản thân. Nhớ khi xưa Lưu Bị có câu nói nổi tiếng thứ thứ, đang định giảng đạo thì não mẫn huệ lốt không kịp câu nói kia liền ho ho vài tiếng, kệ nó là thứ mấy. Tôi cần phải ngủ để dưỡng nhan, có chút chuyện này thôi đừng làm phiền tôi, rất nhanh sau đó chuyến bay cũng về lại mặt đất, Châu Tường vội vàng bắt taxi trở về nhà. Vừa xuống xe anh đã phóng đi thật nhanh, nhưng khi qua một tiệm hoa thì anh vội vàng dừng lại, Bà chủ bông này bao nhiêu tiền? Sau khi chọn được một bông thật đẹp anh tức tốc chạy về, đứng trước cửa nhà đầu anh loạn nhịp. Sáng sớm em gái gửi tin nhắn nói đã về rồi, vừa vào là tặng hoa cho cô ấy sao? Đầu suy nghĩ tay hoạt động anh mở cửa rồi chạy vào thật nhanh, nhưng không thấy ai cả, phòng ngủ không có, phòng vệ sinh không đúng, chợt anh nhớ lại căn phòng 4 năm nay chưa vào, anh vội vàng chạy đến, miệng nó mình thật ngốc, đứng trước căn phòng anh đập cửa mấy lần nhưng không có phản hồi, Châu Tường tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy Đình Đình đâu, đúng lúc này thì anh nhận được điện thoại, vội bắt máy alo đình cô chị liền hỏi em gái đã về chưa chưa em ấy nói gì với em không em ấy không nói gì cả vậy em bao giờ thì quay về mọi chuyện cơ bản đã xong rồi chắc là mai về châu tường chỉ ừm rồi im lặng sao anh lại không nói chuyện em nhất định phải nhớ ăn cơm đấy ừm khi tắm đừng dùng khăn của khách sạn ừm sẽ không có chuyện gì đâu có anh ở đây rồi vậy anh tắt máy nhé trước khi đi công tác em có mua đồ ăn vặt trong tủ lạnh rồi anh bớt ăn đồ ngoài lại ừm Châu Tường cầm bông hoa cắm vào bình rồi đi tới mở tủ lạnh ra xem. Nhìn vào đây Châu Tường thấy Đình Đình thật chu đáo, còn ghi chú từng loại đồ ăn, nhắc nhở anh không được lãng phí đồ ăn và không quên nhắc đợi em về. Mới học được món gà nấu nấm, Châu Tường xúc động rất nước mắt, đang định lấy chút đồ ra ăn thì nghe thấy tiếng cửa, Châu Tường vội vàng đóng tủ lạnh rồi hào hứng chạy ra mở cửa. Cứ tưởng là cô người yêu Đình Đình nhưng vừa mở cửa thì một cô gái lạ ôm chàng lấy anh, Châu Tường cũng phải hét lên, cô cô là ai vậy, thả ra, thả tôi ra. Cô gái lập tức hỏi anh đợi em đã lâu rồi đúng không? Có nhớ em không? Châu tưởng đẩy cô ra ngoài cửa rồi đóng lại. Cô đi nhầm nhà rồi bà chị. Lần sau có ôm ai thì nhìn cho kỹ càng. Nếu không thiệt thòi sẽ là cô đó. Này anh làm gì mà ghê vậy? Cô gái tiếp tục gõ cửa. Cô đừng gõ nữa. Còn gõ nữa tôi báo cảnh sát đó. Thấy cô gái vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Châu tưởng mở cửa ra. Đã nói là cô đi nhầm nhà rồi mà. Bây giờ em cho anh thêm 30 giây cơ hội nữa. Lập tức nhận ra em. Nếu không thì anh xong đời rồi. Ừ vốn dĩ còn định cho anh một bất ngờ không ngờ đàn ông ai cũng như nhau suy nghĩ một lát sau châu tường ú ớ hỏi cô cô là cuối cùng cũng nhớ ra rồi à tiểu tường châu tường có lẽ đã nhận ra cô gái hoảng hốt anh liền chạy vào phòng rồi đóng cửa lại tại sao cô lại xuất hiện ở đây lập tức đi khỏi đây đi biến mất đi cho tôi cô gái ở bên ngoài chả biết ngại là gì cô liền hô hào mọi người hàng xóm ơi tầng trên tầng dưới người sống ở đây lúc nhỏ đã lập kỷ lục đáy dầm liên tục vì không muốn bị sỉ nhục nên châu tường vội mở cửa ra kéo cô vào phòng hành lý của em còn ở bên ngoài châu tường lại phải ra ngoài kéo hành lý vào cho cô ta thấy bông hoa cô cầm lên người không quên khen ngợi bông hoa xinh đẹp quá không phải là chuẩn bị cho em đó chứ châu tường giật lại đừng có động chạm linh tinh sao cô lại xuất hiện ở đây sao vậy dì hai và dượng hai không nói gì với anh à em về nước rồi về nước thì về nước tại sao lại xuất hiện ở đây người ta phải đến đây làm việc chân ướt chân giáo là lẫm không quen dì hai đã vỗ ngực nói trước mặt mẹ em sẽ giao phó toàn bộ em cho anh này này hai chữ toàn bộ này là cô tự thêm vào đúng không? He he anh đúng là hiểu em. Để chị hôn cái đi." Nói rồi cô ép sát vào người Châu Tường nhưng bị anh đẩy ra, "Cô sống ở đây không tiện đâu." Cô gái kéo anh lại ôm, "Có chỗ nào không tiện?" Châu Tường sợ quá lập tức đưa tay niệm thần chú, "Áp ma biến đi." "Hi, anh vẫn cứ giống với hồi còn nhỏ. Tôi sẽ đưa cô đến khách sạn gần đây, cô cứ ở đó trước đi, tôi trả tiền, đợi cô tìm được phòng rồi lập tức chuyển đến nó." "Tại sao chứ? Có gì không tiện chứ? Ở cùng với bạn gái tôi." Cô nói tiện sao, nhưng mà cô ấy đã đồng ý rồi mà. Cô cô nói gì, sao lại như vậy? Chính là cô ấy đã nói địa chỉ cho em, người bình thường ai sẽ đồng ý chuyện này chứ? Cô đã làm gì với não của cô ấy rồi? Sao anh cứ luôn nghĩ người ta xấu vậy? Đó là lúc nhỏ, còn bây giờ tôi lớn rồi, không còn là món đồ chơi bị cô giày vào hồi nhỏ nữa. Cô gái lại hỏi anh và bạn gái cãi nhau đúng không? Sao sao cô biết? Ồ, bạn gái tự nhiên biến thành hai người, đúng là chuyện mà đàn ông toàn thiên hạ đều ngưỡng mộ ha, có thể buồn bã vì chuyện này thì chỉ có tiểu tường thôi cô, sao cô lại biết được, chẳng phải cô mới về nước sao, cái mũ nghiên cứu sinh tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học này không phải đội cho vui đâu. Thẩm vấn tâm lý học chị đứng đầu đấy, chị đã khiến em gái tự giác tự nguyện nói toàn bộ ra với chị, châu tường tức quá, ô, ô. Cô gái chỉ vào ngực anh bảo không liên hệ được với em gái lại thể thốt với cô chị rằng mọi chuyện đã có anh, hoàn toàn không biết phải làm sao đúng không, nơi này của cậu hoảng loạn lắm đúng không, ô. Cô sao mà biết, nói xong cô gái kéo vali đi, này cô, cô làm gì vậy, đã nhiều năm không gặp rồi mà em họ thân yêu lại muốn đuổi chị đi đương nhiên chị phải đau lòng mà rời đi rồi khoan khoan đã thiệt cho chị còn đem một tin tốt đến cho cậu nữa cậu lại đá chị như giày rách tạm biệt chị sẽ đi khỏi đây khoan đã tin tin gì vậy là đình đình nói gì với cô sao cô nàng liền sử dụng yêu sách chị lúc còn đi du học bị mắc một loại bệnh chỉ cần trong lòng buồn bã thì sẽ mất trí nhớ bây giờ trong lòng chị thấy buồn quá là tin gì được nhỉ châu tường lập tức bảo chị ở lại đình đình đã đồng ý rồi thì tôi đương nhiên cũng đồng ý ai bảo chúng ta là người thân chứ ai thân thiết với cậu chứ chúng ta là họ hàng chi thứ ngoài ba đời rồi là loại có thể kết hôn đó châu tường toát mồ hôi cầu xin cô tha cho đàn ông trên đời này đi ai cưới được cô người đó sẽ đi thẳng xuống địa ngục à, à vừa mới nhớ ra lại đột nhiên quên mất rồi lúc này châu tường liền đẩy vào lưng cô về phía trước cậu làm gì vậy đừng đẩy chị chị không muốn làm bóng đèn của nhà cậu đâu sau khi cô gái ngồi xuống ghế châu tường quỳ xuống vái bà chị xin lỗi tôi sai rồi nhanh nói cho tôi biết đi ừ cậu sai ở đâu chẳng chẳng lẽ phụ nữ khi hỏi về phương diện đúng sai đều giống nhau à tôi sai là sai ở chỗ đã sinh ra ở trên thế gian này chọc chị họ thân yêu của tôi không vui kiếp sau đầu thai nhất định sẽ duy trì khoảng cách nửa vòng trái đất với cô nghe câu này cô chị liền cười phụt ha 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 đúng là một bảo bối ngoan đúng là cậu đã trưởng thành rồi đến lời xin lỗi cũng học được cách mang gai nữa lúc này cô cầm điện thoại lên đọc thì thấy mọi người có cuộc hẹn ăn cơm ôi hỏng bét rồi sao vậy sắp muộn rồi chắc mọi người chưa về chứ cái cái gì gì hai và mọi người còn có nhà đình đình đang đợi đó nữa cô nói cái gì sao cô không nói sớm vừa gặp đã muốn đuổi người ta đi có cho người ta cơ hội nói không cô vừa dứt lời châu tường quay đầu phóng thật nhanh chị họ thấy thế thì hỏi cậu biết ở đâu sao sao mà vội vàng thế không đợi cô nói thêm châu tường nắm lấy tay cô kéo đi nay cậu cậu làm gì vậy người ta còn đang độc thân bớt diễn vai thiếu nữ đơn thuần lại đi mau trên đường đi châu tường lại hỏi trong tâm lý học yêu là gì cậu đúng là đã hỏi đúng người rồi có nhiều kết luận lắm cậu muốn nghe cái nào Ờ ừ, cái gì mà cái nào tâm lý học chủ nghĩa hành vi chính là tuyến genito tiết ra một lượng lớn dẫn đến một loạt phản ứng hóa học hình thành cá thể sinh ra xúc động genito sinh ra ảo giác đổi cái khác trong định luật Bieber của tâm lý học nhận thức lust là kích thích là cảm giác mới mẻ yêu là bình đẳng là trách nhiệm châu tường lắc đầu cũng không đúng còn nữa không đàn ông theo đuổi tình yêu bắt nguồn từ mặc cảm Oedipus phụ nữ theo đuổi tình yêu bắt nguồn từ mặc cảm Electra cuối cùng đều là đi tìm cảm giác an toàn thoát khỏi cảm giác cô độc và tình cảm phức tạp lúc sinh đôi sao người lớn hai nhà lại cùng đến vậy trùng hợp thế không phải là không không phải sao có thể chứ mẹ tôi nói bố mẹ nghỉ ngơi rồi rảnh rỗi lắm hẹn nhau cùng đi chơi thuận tiện đến thăm chúng tôi hay giả con người mà sống rõ ràng quá lại thiếu đi chút bất ngờ giống như tôi vậy còn phải tạo ra bất ngờ vẫn là cậu tốt hơn lúc nào cũng giống như đang ngồi tàu qua núi vừa sợ mà vừa ham cô cô muốn nói cái gì bác tài sắp đến chưa vào lúc này tiểu Tường có thể lộ ra vẻ mặt này đúng là một người đàn ông tốt, đúng là ngưỡng mộ họ quá. Châu Tường nhìn xa xăm về phía cửa sổ hỏi tôi nên làm gì, lúc chơi game mắc cửa nếu biết cách đánh thì tên ngốc cũng dễ dàng qua được ải, nhưng tôi lại ghét nhất là người gian lận. Vì vậy chị đây sẽ không giúp cậu qua ải đâu. Tôi đâu có gian lận, đây được gọi là giúp đỡ, là giúp đỡ đó bà chị." Cậu lại hét vào mặt tôi rồi, tôi lại mất trí nhớ rồi. Đừng nói chuyện với tôi nữa." Vậy là hai người im lặng cho đến lúc tới nhà hàng Kitsu, bước vào nhà hàng hai người cũng chẳng nói lời nào cô chị họ bước đi lên trước châu tường theo sau nhưng đi được vài bước cô dừng lại châu tường không biết bước lên vừa chạm vào mông cô cô liền quay lại chửi châu tường đáng ghét trước mặt nơi đông người lúc này châu tường mới nhìn thấy ôi định mệnh cái quái gì thế này cô cô im đi đều do cô tại sao đột nhiên lại dừng lại chứ cô làm gì vậy chật chật quả nhiên háo sắc từ nhỏ nhìn thấy rồi đúng không nghe vậy châu tường quay mặt giả bộ bước bước xuống sau đó phóng lên phía trước anh quay lại nhắc nhở lát nữa đừng có làm loạn thêm đó Đến trước cửa phòng Châu Tường thở dài để lấy dũng khí, chị họ lại lập tức mở cửa ra, Châu Tường vội hét lên khoan đã, cô chị vẫn quyết tâm đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào cô liền chào hỏi, mọi người đã đợi lâu lắm rồi nhỉ, con đưa nam chính tới rồi. Châu Tường nhìn qua một lượt khá bối rối, Đình Đình đứng dậy chạy về phía trước cứ ngỡ làm ôm anh nhưng hoàn toàn không, cô chạy qua phía chị họ cười nói ân cần, chị văn sao giờ chị mới tới. Chị họ nói nhỏ vào tai Đình Đình nhưng không biết là nói gì khiến Đình Đình cười khoái chí, chậm quá để mọi người chờ mãi. Tiểu Chu mới đi công tác về chắc mệt lắm nhỉ, nhanh tới đây nào. Không mệt, không mệt, cũng bình thường thôi ạ. À. Đình Đình quay qua bảo còn không vào đi, à ừ, mọi người lúc này nói cười vui vẻ, một lát sau châu tưởng hỏi nhỏ. Em đến thăm bố mẹ sao không nói với anh một tiếng, Đình Đình giận dỗi không thèm trả lời, hừ. Sau đó Đình Đình lơ luôn người yêu quay qua hỏi chị Văn, nước ngoài có chỗ nào vui chơi không? Có chứ có chứ, để chị kể cho em nghe về giáo đường có chôn cất Newton nhé. Lúc này một giọng nói khác cất lên, Tiểu Chu dạo này công việc thế nào? Châu Tường cười cười trả lời, à, cũng giống như thường ngày thôi ạ, à, nhiều việc lắm. Cháu vừa mới tiếp nhận thêm một đống việc kinh doanh nên việc lại nhiều hơn chút. Tốt lắm, làm việc nghiêm túc, dám làm dám chịu. Bình thường nghe Đình Đình khen cậu nhiều lắm, tinh khí con bé nhà chúng tôi nắng mưa thất thường, chắc đã dứt không ít phiền phức cho cậu nhỉ? Lúc này Châu Tường nhìn thấy ánh mắt muốn nổ tung của Đình Đình liền quay qua trả lời, sao có thể chứ? Cháu yêu cô ấy còn không kịp mà. Tốt lắm, tốt lắm, bảo bối của chúng tôi nếu như cậu dám ức hiếp nó thì lão già tôi đây không đồng ý đâu ông xui cứ yên tâm nếu như thằng nhãi này dám bắt nạt đình đình thì tôi là người đầu tiên không tha cho nó đúng vậy đúng vậy con bé này hôm qua vừa về đã đến thăm chúng tôi ân cần lại hiểu chuyện đã vậy còn biết ăn nói tốt lắm bảo bối của tôi mẹ đình đình khi này bảo nhìn tình cảm của hai đứa nhỏ tốt như vậy thời gian bên nhau cũng không ngắn hay là để hai đứa xác định đi đến hôn nhân đi chọn ngay tốt kết hôn hai nhà chúng ta làm thông gia chân chính luôn nghe vậy cả đình đình và châu tường đều ngạc nhiên hai người nhìn nhau với vẻ ngượng ngùng rồi lại quay đi mẹ của châu tường cũng vỗ tay tán thành tốt quá tôi cũng vừa định nói như vậy chúng ta đúng là ý tưởng lớn gặp nhau ông suy ra nghĩ thế nào ha ha cái câu ông suy ra này nghe thân thiết quá đột nhiên bố đình đình ho khụ khụ làm mọi người lo lắng bố không sao chứ châu tường cũng lo lắng hỏi chú không sao chứ không sao không sao bệnh cũ thôi tôi còn có thể nghĩ gì được chứ cứ xem ý tứ của hai đứa nó đi mẹ châu tường hỏi đình đình con thấy thế nào thằng nhóc nhà cô có hơi ngốc thật nhưng được cái thành thật khuyết điểm cũng không ít nhưng được cái chuyên chú là một mẫu chồng tốt đấy đình đình ậm ừ trả lời con 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 không biết nghe vậy mọi người đều ngạc nhiên đình đình quay mặt bước về chỗ châu tường lúc này lại suy nghĩ vốn dĩ nên là một chuyện vui vẻ thuận theo tự nhiên vậy mà mấy ngày nay lại cứ xảy ra nhiều chuyện như vậy rõ ràng đã thế này rồi còn giả vờ ra vẻ như không quan tâm cái gì hết hơn nữa cho dù muốn kết hôn thì sẽ phải đối mặt đáng chết tại sao lại cứ chọn vào lúc xấu nhất thế này mình mình nên làm gì đây mọi người lúc này đều im lặng lúc này mẹ châu tường chỉ trích cái thằng ngốc này con muốn làm gì hả cô con dâu tốt như vậy mẹ muốn đón về làm dâu liền ngay lập tức luôn con con muốn mẹ tức chết à các con không còn nhỏ nữa qua năm là 30 tuổi rồi đình đình cũng rơm rớm nước mắt đột nhiên đình đình đứng dậy bảo đúng không sai từ từ nên từ từ đình đình con sao vậy vừa rồi còn đang tốt đẹp mà có phải thằng nhóc này đã làm chuyện gì khiến con tức giận không để cô dạy dỗ nó lại không sao không có chuyện gì hết con cũng muốn từ từ nói xong đình đình chạy đi đình đình con, tiểu đình con, con làm gì vậy? Không sao để nó đi đi, con gái chúng ta như vậy chẳng phải do ông chiều nó quá. Nếu không phải, hừ, mọi người đừng lo. Để con đi xem thử, chuyện này, chuyện này, con không mau đi xin lỗi đi, con làm cái gì vậy? Châu tường nuốt nước mặt trả lời. Con, lúc này thì bố đình đình bảo tiểu chu, có ạ, à, đi ra đây với chú. Vâng, chuyển cảnh lúc này bố đình đình và châu tường đang ở trên sân thượng. Cả hai cùng hít khí trời một lát thì bố đình đình đem thuốc ra mời châu tường hút thuốc. Chú! con không hút thuốc chú cai thuốc lâu rồi bình thường chỉ gửi cho đã thèm chỉ là lúc này cực kỳ muốn hút một điếu con đừng nói với gì đấy nhé vâng chú chú cũng cho con một điếu được không lúc này bố đình đình nói tiếp lúc con bé này về tôi đã biết nó không bình thường rồi châu tường bất ngờ hỏi cái cái gì ạ người từng khóc mắt không giảm sưng nhanh như vậy đâu con bé ngốc này còn ép ra khuôn mặt tươi cười một bên còn muốn nỗ lực vừa vụng về muốn nhà thông gia vui vẻ chú và dì chỉ là không muốn vạch trần nó mà thôi xin lỗi chú con con, bố đình đình lúc này không kìm nổi nước mắt, chú, chú sao vậy? không sao, không sao, tiểu chu, có, con biết chuyện của hai đứa nó rồi à? dạ con, con, hay ra, hai con bé không khiến người ta yên tâm này khiến chú và mẹ bọn chúng luôn lo lắng trong lòng. con con, con phát hiện từ lúc nào vậy? con mới phát hiện cách đây mấy ngày trước thôi ạ. À? tiểu tử thối, đúng là để cậu được hời lớn rồi. hai đứa bảo bối tốt như vậy của nhà chú không thể không bị thằng nhóc như cháu chiếm hết rồi. chú, con yêu đình đình cho dù biết bọn họ là hai người cũng rất rõ ràng biết được bản thân là yêu. Nhưng mà, con cứ nói tiếp đi, nhưng mà con không biết phải trả lời họ thế nào, họ là hai con người, hai con người độc lập, con cũng mới biết bọn họ là hai người, đối với con mà nói. Đột nhiên bọn họ trở nên rất quen thuộc nhưng cũng lạ lắm, con có thể nói chuyện bình thường với hai cô ấy, hai cô ấy buồn bã con cũng tự nhiên buồn theo, hai cô ấy vui con cũng sẽ vui. Đến khi cô chị hỏi con, rốt cuộc người con yêu là ai, con con không biết phải trả lời như nào, con cũng đang nghĩ nếu như con vô tâm một chút hoặc là miệng lưỡi chân chu một chút nói vài lời ngọt ngào dỗ họ vui vẻ là được yêu để ý mở miệng là có nhưng con con không làm được mọi thứ đều quá đường đột nếu như bảo con phải giả vờ như chưa có gì xảy ra tiến thêm một bước với họ con sẽ sâu sắc cảm thấy mình có lỗi với tình yêu của họ cho con nếu nếu như con không có cách nào cho cả hai người họ một câu trả lời khiến họ cảm thấy chân thực và hạnh phúc từ tận đáy lòng con thật sự không thể tùy tiện cùng với cô ấy hai cô ấy đi về phái trước được rồi chú chú sao vậy không sao đã lâu rồi chú không hút thuốc nên bị sặc thôi đợi có một ngày cậu có con gái rồi giây phút nhìn nó nhẹ nhàng mở mắt bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cậu trong não của một người làm bố sẽ không tự khống chế được mà xuất hiện rất nhiều ý nghĩa không hy vọng đứa nhỏ này chịu một chút vết thương nào chúng lớn rồi có gặp phải cha nam không hoặc là mê mệt nó sợ nhất là tính cách khốc liệt càng không có bản lĩnh càng to miệng hét hò chú và mẹ nó vẫn luôn lo lắng Sợ chúng vì sợ khiến chúng tôi lo lắng nên chỉ báo tin vui không báo chuyện buồn, sinh con trai thì không có chuyện này đâu. Tôi ấy, vốn dễ tính nếu như đàn áp vừa nãy không khiến tôi hài lòng thì sẽ đấm cậu một đấm thật mạnh, sau đó đưa hai cô con gái bảo bối của tôi về. Nhưng mà ánh mắt chọn người của con gái tôi cũng không tệ, tiểu tử thối, cậu không sai, bắt đầu từ cái chuyện trái luân thường đạo lý mà hai nha đầu điên kia làm thì xác định sẽ gặp phải chuyện này, không phải với cậu thì cũng có thể với người khác, tâm trạng của người bố nuôi con gái khác hoàn toàn với con trai một lão già như tôi không mong muốn đại phú đại quý chỉ hy vọng các con gái có thể hạnh phúc đến già ít nhất là mỗi lần chúng nó nhắc đến cậu khuôn mặt luôn mỉm cười sán lạn trong lòng lão già này vừa khó chịu lại vừa được an ủi nghe những lời này châu tường cảm thấy thật xúc động cậu liền nói thật to con sẽ khiến hai cô ấy hạnh phúc tiểu tử thối đúng là cậu được hời rồi con 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 gái lớn không giữ được hy vọng các con có thể có thể cụ khụ đàn ông phải chủ động một chút chú không đợi được nữa rồi vâng chú dỗ chúng nó rồi lần sau phải sửa lời rồi chuyện này nhớ giữ bí mật chú không muốn nghe gì cảm giảm đâu vâng nhưng mà chú hút ít thuốc thì vẫn tốt hơn đồ ngốc tôi còn tưởng chúng ta có chung một chủ đề nói chuyện rồi chứ châu tường lúc này như hiểu ý liền cười thầm một lát sau hai người trở về phòng nói chuyện hơi lá yêu xin lỗi mọi người nhé không nhìn thấy đình đình châu tường chợt buồn vừa ngồi xuống bố đình đình bảo không sao không sao hai đứa còn tốt lắm yêu đương làm gì có ai không mâu thuẫn cãi nhau vậy sao mà gọi là cuộc sống được đúng không đúng vậy đúng vậy những người già như chúng ta đừng chen vào chuyện giận nhau của mấy đứa nhỏ nữa quay về để đình đình xử lý nó không tiện hỏi nên châu tường khi này nhắn tin cho chị họ hỏi đình đình thế nào rồi nhận được câu trả lời lần này cậu khiến con bé đau lòng lắm rồi châu tường càng sợ cô ấy sẽ buồn tôi không có ý đó chị không giúp tôi giải thích à đồ chơi yêu quý yêu đương với hai cô gái tốt như vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy lạc lõng nhất thời không có gì muốn nói này bây giờ chị đang ký sinh ở chỗ tôi đó nói mau nếu không tôi ném chị ra ngoài đột nhiên chị họ kêu á ôi gì con vừa mới về không hợp múi giờ cho lắm đau đầu quá đi sao thế nha đầu này tường tường nhanh đưa chị con về nghỉ ngơi đi dì đã đồng ý với bố mẹ nó phải chăm sóc cho nó rồi cái đầu cứng như đầu bò thế làm sao mà ôi không được rồi không được rồi con con chóng mặt quá hai gia đình đều đứng lên nhìn vào châu tường lúc này anh không thể làm gì hơn Được, tôi đưa cô về trên đường đi châu tường hỏi cô nói đi có điều kiện gì bây giờ đã vào quy củ rồi nhỉ một vấn đề chính là đồng ý một yêu cầu của tôi vô điều kiện câu nói vô lý này khiến châu tường vô cùng tức tối ồ cô trước mặt cậu là một người phun điểm lý luận chuyên gia cấp cao đã từng nghiên cứu hồ sơ lưỡng tính hàng ngàn ví dụ về lý luận tâm lý học tình cảm rồi đấy điều kiện này không quá đáng chứ tôi không biết phải nói từ đâu đầu óc loạn thành một cục hay ra tiểu đường của chúng ta là một người con trai có trách nhiệm sở dĩ muốn từ từ là vì muốn làm rõ ràng tình cảm và hồi ức với hai chị em các cô mới có đủ tự tin nói với hai chị em cô là cậu ta có thể rõ ràng biết được hai cô ai là ai cũng có đủ tự tin để nói rằng cậu ta yêu hai người cậu ta mới dám tiếp tục bước tiếp với hai người cô cô nói rồi sao cô biết được em gái có phản ứng gì tôi vừa muốn nói vậy kết quả em gái đã mở lời rồi nói tạm thời không muốn về nhà ở không cho phép cậu liên hệ với cô ấy cũng không cho phép đi tìm hay à phiền quá rõ ràng đã biết vấn đề là gì đối diện với vấn đề rốt cuộc thích ai mình hoàn toàn không thể trả lời được sau này mình phải đối diện với bọn họ thế nào. Thậm chí hai người họ ai là ai mình cũng chưa biết rõ ràng, giống như người lạ thân quen nhất làm bạn sớm chiều vậy, đúng là khiến người ta cảm động quá. Quỷ khóc nhè đã từng bị tôi cười đùa, đã biến thành một người đàn ông có lòng trách nhiệm như vậy rồi, sao, sao cô biết được? Bởi vì giác quan thứ 6 của phụ nữ và học lực với văn bằng chắc chắn đấy, vấn đề thứ nhất trả lời đã xong, nghe những lời đó châu tưởng nghĩ trong lòng, tôi tin cô mới lạ. Chị họ nói tiếp tôi còn tưởng vấn đề đầu tiên phải viết thành cuốn luận văn dài để phát huy một phen, Hai a, à, cô, cái này không tính. Thực ra mình không biết tên gọi hai cô ấy là gì, rốt cuộc ai mới là Đình Đình hay là đều không phải, quen gọi Đình Đình rồi lại dùng tên khác để gọi. Thật sự làm sao được, bọn họ có buồn hay không? Hai a à nghĩ đến đây, rõ ràng chỉ là một vấn đề nhỏ như tên gọi, nhưng sao lại cảm thấy nếu gọi ra lại có một cảm giác lạ lẫm không tên, khó đối phó đấy, như vậy thật là khổ não. Tôi, xịt, đừng hỏi, nếu không sẽ là vấn đề thứ hai rồi, đúng vậy. Rõ ràng chỉ là vấn đề gọi tên thôi nhưng tại sao lại khó như vậy? Những điều này thể hiện cậu thật sự rất yêu bọn họ, lại rất tôn trọng bọn họ. Còn sợ bọn họ vì vậy mà buồn mới nghĩ kỹ và nghĩ nhiều như vậy, đồ chơi của mình lại đi yêu người khác, cảm giác buồn bã quá. Hừ cô bớt nói chuyện huyên thuyên đi, được rồi vấn đề thứ hai đã trả lời xong, này này tôi còn chưa hỏi mà, chẳng lẽ cậu đang hỏi bác Tài à? Bác Tài anh cho cậu ta một ý kiến đi, nghe suốt dọc đường hình như hai người đang nói đến chuyện gì đó gây gớm lắm, mặc dù không hiểu nhưng có vẻ lợi hại lắm huynh đệ tôi có sẵn vài xị rượu ngon trong xe rảnh rỗi vô sự hay là tìm nơi nào đó gọi phần mồi tiếp tục nói chuyện tôi mời lúc này châu tường bịt miệng của chị văn lại đại ca đừng quan tâm lời người này nói cô ta não có vấn đề tôi đang trông coi cô ta đưa cô ta về phòng bệnh ấy mà bị sỉ nhục chị văn đạp mạnh đế giày vào chân châu tường làm anh la hét thảm thiết rất nhanh taxi cũng đến được khu nhà của châu tường bà chị không ngừng chọc chú tài xế bác tài cho số liên lạc đi tôi có một nghiên cứu về ảo tưởng lưỡng tính quần thể tương tác xã hội mạnh ngày khác hẹn anh uống trà nhé được được thôi hôm nào dành tôi đi với cô bác tài mặc kệ cô ta cô ta có bệnh nặng lắm bác đừng cho là thật ư ừ, ư bỏ tôi ra bỏ tôi ra thôi hai cô cậu đi nhanh hộ tôi đi rất nhanh sau đó chị văn cùng châu tường đi lên nhà của mình vừa mới lên thì đã gặp đình đình ngoài hành lang đình đình em a à, chẳng phải cô nói sẽ trốn đi sao sao lại cô ấy cô ấy là chị gái cô cô là chị họ sao ư ừ, đúng rồi sao cô biết lúc này đình đình lấy điện thoại ra mở gì đó cho cả hai người xem chị họ của heo đến Muốn ở nhà mình một thời gian, hôm nay mọi người sẽ cùng đi ăn cơm, chuyện còn lại chị hỏi anh ta đi. Lúc này Đình Đình hỏi xảy ra chuyện gì rồi, làm cho Châu Tường đứng ngẩn người ra. Trong lúc ấy bà chị đã đi một mạch vào trong để hai người lại. Hai người định buồn bã ở đó đến khi nào? Em không phải mai mới về sao sao lại không ở được nữa, vừa hay còn có máy bay nên em đã về trước, nhanh mở cửa đi. Mấy lời riêng tư đi vào rồi nói, ở bên ngoài làm gì, sợ hàng xóm không nghe thấy à? Nghe vậy Châu Tường vội vàng chạy đến mở cửa đáng ghét sau khi quay về là không ngừng nhét cơm chó vừa vào trong bà chị liền nằm lên ghế sofa dãy đành đạch khát quá khát quá Này đừng tùy tiện nằm trên sofa nhà người khác như vậy nói rồi anh đi vào trong tủ lạnh lấy nước không được rồi không được rồi vừa xuống máy bay đã bị mấy người giày vò không ngừng sắp mệt chết rồi còn phải treo hai cái quả bóng bự chẳng nặng trịch này lắc lư một ngày nghe vậy châu tường chỉ biết đứng hình thôi cô im mồm mà uống nước đi rất nhanh chị văn cầm lon nước tiger uống một hơi ánh mắt hướng về phía đình đình và châu tường hai người chắc có nhiều lời muốn nói ở phòng khách lắm nhỉ tôi không làm bóng đèn nữa nghe vậy đình đình ngượng đỏ mặt còn bà chị kiếm chuyện để tránh mặt nóng quá nhà tắm ở đâu ở đây chị họ chị đi tắm đi trong bình nước nóng có nước nóng lúc này bà chị đi về phía đình đình đưa tay lên vuốt cằm của cô vị cam trong sáng tươi mát hy vọng được người yêu quý chú ý đến đáng yêu quá khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái nói xong bà chị liền ôm lấy đình đình hôn vào má đình đình chỉ biết đứng im chịu trận còn châu tưởng tức muốn nổ hai con mắt cô ta ở nước ngoài quá lâu rồi nghe nói nam nữ đều ăn được này cô đừng có ý đồ gì với hai cô ấy đó vậy thì một người được không vừa hay giải quyết được vấn đề của mấy người chị đây mặc kệ là nam hay nữ là thủy tinh hay bách hợp đều có chuẩn bị kiến thức sẵn sàng cho bọn họ đây chính là mị lực trời cho đó rốt cuộc là cô có tắm không là muốn tự mình vào hay muốn tôi nhốt cô vào à cậu chưa từng nghĩ đến à nếu như cậu một người chị đây một người không khéo chị đây hưng phấn còn có thể phát triển quan hệ này thành ba đánh một đấy Thế nào cậu có hưng phấn không? Rất kích thích phải không? Đừng có đưa cái thói quen ở nước ngoài về đây, nhưng mà ở đây chỉ cho phép chế độ một vợ một chồng đó. Thôi thôi cô đi tắm hộ tôi cái, cô thật sự đang móc mỉa lung tung đấy. Vậy tôi đi tắm đây, nói rồi bà chị chạy vội vào phòng tắm không quên ngó ra cà khịa. Này hai người làm gì thì nhỏ tiếng thôi đó, nếu không người ta sẽ không chịu nổi đâu. Điên máu Châu Tường đóng mạnh cánh cửa nhà tắm lại. Này này đồ thay của tôi còn chưa kịp lấy mà. Lúc này Châu Tường quay ra chỗ Đình Đình đang ngồi, nhìn thấy chân cô vẫn còn mang giày anh vội vàng ngồi xuống tháo giày của đình đình đem đi cất rồi đem hai đôi dép đi trong nhà lại chỗ đình đình hôm nay anh với em gái đã gặp bố mẹ rồi sao ừ gặp rồi đã xảy ra chuyện gì bố mẹ hy vọng chúng ta đính hôn em gái để anh quyết định đúng không nhưng anh lại muốn từ từ em gái tức giận bỏ đi rồi sao sao em biết em gái nói với em à lúc này đình đình đưa điện thoại cho châu tường hôm nay có bố mẹ có cả cô chú với chị họ của heo mới đi du học về còn có heo thối ăn cơm chuyện khác chị hỏi hắn đi ngày mai em đi làm không về nữa, sao sao cô ấy lại đổi hình đại diện rồi. Nó đó, mỗi lần anh chọc nó không vui, nó không thể nói chỉ có thể đổi ảnh đại diện thành cái này lúc nói chuyện với em, vì vậy em đại khái có thể đoán ra. Châu Tường thở dài một tiếng rồi nói, em em sẽ giận anh sao, đình đình lắc đầu kịch liệt rồi ôm hôn vào môi Châu Tường, không đâu bởi vì em biết anh đang nghĩ gì. Nghe lời an ủi từ đình đình anh vô cùng xúc động ôm chầm lấy cô, trước đây anh cũng luôn làm hai em không vui sao, ưm ừ, thỉnh thoảng cũng có chứ, có thể nói với anh không được thôi để từ từ em kể chính là ngày sinh nhật của chúng em nửa năm trước em gái ôm anh rồi hỏi anh có yêu nó không anh nói yêu chứ thật sự yêu em sao yêu thật sự là yêu mà nó hỏi anh nếu như có một ngày anh phát hiện nó rất rất yêu anh nhưng người anh yêu lại không phải nó anh sẽ làm sao sau đó nó lại bảo anh đi mua rất nhiều nến nhiều nến vậy để làm gì em muốn thế đấy anh có đi không đi đi anh đi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nhanh đi sớm về sớm sau đó em gái chạy thật nhanh vào phòng em đây heo ra ngoài rồi có chuyện gì vậy em hỏi con heo ngốc đó nếu như người anh ta yêu không phải là người anh ta nghĩ thì anh ta sẽ làm sao chị biết anh ta nói thế nào không vậy em muốn anh ấy phải nói như thế nào em em cũng không biết nữa nhưng mà em chỉ là em chỉ là thôi phiền quá đi thật là phiền phức tại sao con heo này lại nghiễm nhiên đối xử tốt với chúng ta như vậy còn khiến chúng ta khó chịu như thế chứ heo thối heo đáng ghét heo xấu xa vừa nói em ấy vừa đổi ảnh đại diện chị sao chị không khó chịu chút nào ngốc nghếch cũng chẳng phải heo yêu quái nếu như anh ấy biết mọi chuyện, chúng ta phải làm sao đây? Hư còn như nào được chứ, anh ta phải vui vẻ mới đúng, đổi thành người bình thường, đương nhiên là vui còn không kịp, chị đã từng nghĩ rất nhiều lần. Nếu như chúng ta nói với anh ấy sự thật thì sẽ ra sao, nhưng nhưng chị cảm thấy mình nghĩ không ra dáng vẻ anh ấy vui mừng, e là sẽ có dáng vẻ khổ não, hả sao như thế được. Không được anh ấy phải vui vẻ, mà còn phải cực kỳ vui vẻ, lúc tìm em gái ở cổ lãng tự, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện sự việc đó, lúc lúc đó anh cảm thấy lạ chúng ta ở bên nhau lâu như vậy tại sao còn hỏi câu hỏi lạ lùng như thế cần em và em gái giải thích không anh anh muốn nói trước mặt cô ấy ừm em cũng nghĩ nên như thế đột nhiên châu tường cúi xuống bên lấy đỉnh đỉnh lên tay anh anh định làm gì vậy vậy thì em thì sao anh có khiến em không vui không em em thì đương nhiên thỉnh thoảng cũng có nói với anh đi anh muốn biết sự tủi thân của các em đột nhiên có tiếng của bà chị họ vang lên vấn đề này sao có thể hỏi cô gái mình yêu trước mặt được cậu đúng là một thằng trai thẳng như khúc gỗ nhìn thấy bộ đồ của chị Văn Đình Đình tá hỏa, sao cô lại ăn mặc như vậy ra ngoài, còn không mau cút vào đi. bị cậu đẩy vào vôi vàng, tắm xong thì đương nhiên là không có đồ thay rồi, chỉ đành lấy khăn này che tạm lại thôi, lực bất tòng tâm thôi. chị chị họ để tôi lấy cho chị. lúc này bà chị đi theo Đình Đình lại còn tháo khăn ra dọa Châu Tường, éch éch nhanh vào trong thay đi, chẳng phải có đồ che rồi sao? ẩm ý cái gì vậy? đó mà gọi là che sao? ngược lại càng thêm càng thêm, à chẳng lẽ cậu có phản ứng rồi? không phải chứ vậy mà cậu lại có ý đồ với chị cậu có cái rắm ai mà có phản ứng với cái lưng hùm eo gầu đó chứ thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa rất nhanh sau đó chị họ đã thay xong một bộ áo bà ba đình đình nói tối nay cô ngủ ở đây còn dám làm chuyện thiêu thân gì tôi sẽ ném thẳng cô ra ngoài cậu mà làm thế với chị của mình được sao như cô đã nghe rồi đấy cậu đã thay đổi rồi hung dữ với tôi quá thôi cô nghỉ đi tôi đi ra ngoài sau khi đóng xong cửa phòng anh lại quay về phòng ngủ của mình đình đình cũng vừa tắm xong đang chải tóc anh sắp xếp xong rồi à ừm xong rồi sao vậy chị ấy lại làm gì anh à thật là cứ đè vào lúc này mà gây thêm loạn đừng nói vậy tính cách của chị ấy rất đáng yêu mà em cảm giác chúng ta có thể chung sống rất tốt em tuyệt đối đừng để cô ta lửa từ trong xương tủy cô ta là một con ác ma dày vào người khác từ cơ thể đến tinh thần bây giờ lại học thành chuyên gia tâm lý học từ nước ngoài càng thêm thâm sâu không đoán được không không khoa trương thế chứ tuyệt đối phải tin tưởng anh tuổi thơ bi thảm của anh chính là chứng cứ sống chân thực nhất thôi mau đi ngày mai anh còn phải đối mặt với một đống việc với mẫn huệ đó ừ được nói xong anh leo ngay lên giường đình đình đang chờ sẵn chú gì và bố mẹ của anh còn muốn ở đây chơi vài ngày ừ mong là họ sẽ vui vẻ chú đã biết chuyện của chúng ta rồi ừ thế sao em nói chú gì sẽ đối xử với anh như thế nào đây hai hai cô con gái đều như vậy với anh trong lúc châu tường nói chuyện thì đình đình đã ngủ từ lúc nào chúc ngủ ngon nhé em yêu rất nhanh sau đó trời đã sáng tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi đình đình ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường vừa đi xuống nhà bếp cô đã thấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong làm cô nở một nụ cười có vẻ hạnh phúc, thơm quá, có đồ ăn sáng rồi sao, ưng ừ, chị mau đến ăn đi, tiểu tường đâu. Đi làm rồi, thời gian này anh ấy bận lắm, lúc này chị Văn đã ngồi vào bàn ánh mắt nhìn thẳng vào đình đình. Chị chị nhìn gì vậy, sao em không lo lắng chút nào vậy, em gái trong lòng đều là buồn bã và lo lắng đó, lúc trước khi anh ấy chưa biết. Em thường sẽ lo lắng, bọn em luôn lo lắng đóng thành một người, người ngốc nghếch như anh ấy có khi nào sẽ bối rối thậm chí. Thậm chí có thể khiến bọn em chia tay, ưng ừ, có khả năng đó thật nhưng chỉ cần lúc anh ấy nói hãy tin tưởng anh ấy, em liền tự nhiên an lòng. Anh ấy nhất định sẽ làm được, cậu ta có khả năng này từ bao giờ vậy, lúc lúc bọn em học năm 2, khi đó chúng em còn chưa ở bên nhau. Có một lần em có chuyện với bạn em, vật liệu xây dựng giảng đường học thuật công nghệ mới đâu, chiều nay phải dùng rồi sao còn chưa tới. Cô liên hệ kiểu gì vậy, tôi tôi đã gọi điện liên hệ rồi, bọn họ nói đã xuất phát rồi mà, nhưng mà bị tắc đường rồi. Đây không phải lý do, chúng ta đã vỗ ngực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ với phía trường rồi, cô nói phải làm sao đây tôi tôi sẽ liên hệ lại đừng lo lắng để tôi nghĩ cách sau sau đó thì sao mau mau nói đi chính là vào lúc chúng tôi đang trao mày ủ rũ anh ấy thật sự đã đưa vật liệu tới anh ấy không biết kiếm đâu ra cái xe ba gác liều mạng chạy đi ba chuyến vận chuyển vật liệu dùng để xây dựng về lúc ấy em rất rất là cảm kích ha ha chỉ là có một phần sức lực ngốc ai cũng làm được đúng vậy thật sự là ngốc anh ấy vận chuyển vật liệu xong dáng vẻ thở phì phò đầu đầy mồ hôi nằm trên đất đến giờ em vẫn nhớ rõ ràng rồi sau này còn có vài chuyện đều như vậy mỗi lần em gặp khó khăn anh ấy đều xuất hiện không biết từ bao giờ em đã có cảm giác như vậy chỉ cần là chuyện anh ấy đồng ý thì không có chuyện gì là không làm được vì vậy mà em liền thích cậu ta luôn lúc này đình đình lại im lặng không trả lời cúi mặt xuống còn chị họ lại đột ngột đứng lên ưỡn người hư bát cơm chó này không hề ngon tí nào hôm nay em định làm gì em em muốn đi gặp bố mẹ còn cả cô chú nữa lúc này chị văn đột ngột áp sát đình đình hai đứa nhóc lanh trí sao lại nghĩ ra cách tốt như vậy có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn người khác gấp đôi làm việc học tập sinh hoạt ba điều không sai chuyện chuyện này không biết liệu tiểu tường có đáp ứng nổi hai đứa không chúng chúng em đều có kiềm chế kiềm chế dục vọng là khởi nguồn của đau khổ phương diện này em vất vả hơn em gái này thôi chị ngủ thêm lát nữa lệch múi giờ phiền quá nói xong chị họ lại đi vào phòng đừng gọi chị dậy nhé vâng chị cứ ngủ ngon lúc này ở công ty châu tường đang ngồi đối diện với mẫn huệ ý tưởng của video ngắn bị sao chép tràn lan lưu lượng đang giảm xuống chế độ thay đổi không rõ ràng nếu muốn nhảy vọt từ phía nội dung chỉ có thể tranh thủ thời gian đón trước xu hướng như vậy không phải là cách một ý tưởng tốt nhưng đoàn đội sau lưng lại là đại hòa kia thì không giám sát được một khi số liệu lộ ra chúng ta sẽ bị sao chép đúng chính là vấn đề này hơn nữa lưu lượng bán hàng không chỉ sẽ tiêu hao sự tín nhiệm của người nổi tiếng mà chúng ta đã bồi dưỡng ra gặp phải đối thủ cạnh tranh ác ý bôi đen tìm blogger rất mũi dư luận thì càng khó xử lý vẫn là không có cách à đúng là không dễ dàng Lưu lượng phải dùng tiền kéo lên, xuất bao khoản lại biến mất, rốt cuộc phải làm sao đây, nhưng mà vẫn có cách đó, mau nói mau, chúng ta làm được người khác cũng làm được. Cách cướp thời gian chúng ta không chiếm ưu thế, muốn thắng phải làm chuyện người khác muốn làm mà không dám làm. Ý anh là gì? Livestream sinh tồn hoang dã. Lĩnh vực này còn chưa ai làm, đúng vậy đạo gia và xác gia làm sinh tồn hoang dã đều là ghi hình, hiện giờ bọn họ bắt đầu lên trời rồi, đúng là không thấy ai làm livestream này nữa. Đúng rồi đấy, nhưng nhưng mà sinh tồn hoang dã cần năng lực sinh tồn hoang dã rất mạnh còn cần kiến thức xử lý khẩn cấp trong thời gian ngắn sao mà chọn được người phù hợp chứ xếp cô cứ để tôi đi anh ư không được tại sao lại không được quá là nguy hiểm đạo ra xuất thân quân nhân cho dù là vậy ông ấy cũng đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm không thể kiểm soát không cẩn thận là sẽ mất mạng ngoài đi học ra thì anh còn chưa ra khỏi thành phố nữa xếp tôi không phải là người hữu dũng vô mưu đâu tôi đã nghĩ rồi huấn luyện cường hóa trong một tháng đồng thời tìm kiếm địa điểm chủ đề trước khảo sát địa hình và thời gian livestream cùng chủ đề nội dung nhờ cô nội dung sinh tồn này nhất định những người khác không thể đạo được tôi không đồng ý nếu như anh xảy ra chuyện gì tôi tôi phải làm sao nghe câu nói này châu tường hỏi chấm làm làm sao mà ăn nói với hai chị em đình đình được đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa đình đình vội vàng ngồi xuống vào đi xếp lão lão đại có chuyện rồi mau nói đi lão vương biên đạo đột nhiên nói muốn nghỉ việc nghe vậy châu tường và mẫn huệ đồng thanh cái gì đang làm bình thường sao lại nghỉ hạng mục anh ta làm có phản ánh rất tốt mà để tôi đi hỏi như thế nào, xếp cô đừng vội, để tôi xem thử, rất nhanh Châu Tường đã đi ra văn phòng, Lão Vương đã thu dọn đồ đạc gần xong, Châu Tường chạy lại nắm lấy tay anh ta, Lão Vương anh đang làm gì vậy, Lão Lão đại tôi, huynh đệ cùng phấn đấu với nhau bao năm qua, có gì mà không thể nói chứ, rốt cuộc là có chuyện gì, còn có gì để nói chứ, những người làm công như chúng ta không phải là bia đỡ đạn sao, công ty sắp bị thu mua rồi, chúng ta cũng sắp bị đuổi rồi, còn ở lại đây có ý nghĩa gì chứ, ai ai nói với anh như thế, còn ai nói nữa lúc cậu và sếp đi công tác đối phương đã đến bàn bạc chuyện thu mua với chủ tịch rồi mọi người đều biết chính vì muốn tranh chút thể diện nếu như bị đuổi tôi tôi thả tự mình đi còn có chúng tôi lão vương tổ biên kịch đi cùng với anh mọi mọi người lúc này mẫn huệ xuất hiện ôn ao cái gì muốn tạo phản à có tôi và châu tường ở đây ai cũng đừng hòng làm gì công ty ngay cả chủ tịch cũng không được nói như vậy rồi mà anh vẫn muốn đi sao nhưng nhưng trong công ty đều đang đồn nếu như không bán công ty đi thì cũng không chống đỡ được bao lâu nữa chúng ta đi chung đường từ một phòng làm việc nhỏ đến giờ trải qua bao nhiêu khó khăn chẳng phải đều chống đỡ được hết sao bây giờ khác rồi hiện giờ tốc độ phá sản của công ty video ngắn còn nhanh hơn tốc độ lật sách những người đi đầu đều chúng ta cũng là đi đầu những điều này đều là do mọi người cùng nhau làm ra tôi thật sự im miệng ngay cho tôi tôi có một tấm phiếu quyền phủ quyết của công ty vì vậy tôi không đồng ý thì đừng hòng có ai muốn đuổi người ở đây đi cái giọng điệu này của mẫn huệ khiến cho cả căn phòng đều đứng hình đây chính là mẫn huệ mà mình quen chưa từng thay đổi khiến người khác bằng lòng tập hợp bên cạnh cô ấy đó là vì sự phóng khoáng trong nội tâm của cô ấy lo lắng cho mọi người mới khiến cho mọi người tin tưởng cô ấy như vậy đã nghe thấy chưa hơn nữa chúng ta có đối sách mới rồi muốn nói từ bỏ vẫn còn sớm lắm lão lão đại có cái gì mới vậy mau nói đi đã sắp đi rồi còn hỏi gì nữa bí mật thương nghiệp không đi nữa không đi nữa sếp và lão đại đều đã thổ lộ vậy rồi tôi còn gì để nói nữa nguyện đi đến cùng không để lại tiếc nuối thấy lão vương chịu ở lại mọi người ai cũng vui đột nhiên có một cô thư ký đến nói chu tổng chủ tịch tìm anh và tổng giám rất nhanh châu tường cùng mẫn huệ đi đến phòng của chủ tịch chủ tịch có chuyện gì chúng tôi còn có một cuộc họp quan trọng vừa nói xong thì ánh mắt mẫn huệ mở to vô cùng ngạc nhiên trước mặt là đình đình đang ngồi ở bên trong trong giây phút mẫn huệ cùng châu tường ngẫn người gọi đình đình thì đình đình đã chủ động đứng dậy tiến về phía hai người rồi giơ tay xin chào em em đang làm gì vậy châu tường đưa tay ra định bắt lấy tay cô thì đình đình rụt tay lại lần này tôi được tập đoàn phi dương phái đến để tiến hành xúc tiến việc mua lại văn hóa liên ức công ty con của quý tập đoàn thu mua ư bố con nói muốn bán công ty lúc nào chứ nói mấy lần rồi ở nơi công cộng thì đừng gọi bố như vậy mẫn huệ không quan tâm lời nói này nữa mà trực tiếp tiến về ông chủ tịch con không đồng ý thu mua đây là quyết định của hội đồng cổ đông con cũng là cổ đông chưa bàn bạc với con sao có thể là quyết định tại tại sao lại đột ngột như vậy sếp chẳng phải đều từ chối sao công ty các em định làm cái gì nơi đàm phán tôi đại diện cho lợi ích của công ty đừng có ý đồ thăm dò bí mật thương nghiệp với tôi ss đù đù mong chủ tịch chu nhanh phản hồi hy vọng hai bên chúng ta có thể thúc tiến hợp tác nhanh nhất để hai bên cùng có lợi đây là quyết định của đa số cổ đông video ngắn không phải là lĩnh vực tập đoàn quen thuộc phải cắt nghiệp vụ này đi nếu như chủ tịch đã nói như vậy rồi vậy thì tôi cũng nói rõ ràng với các ông tỷ lệ cổ phần của tôi ở công ty có một phiếu quyền phủ quyết chỉ cần tôi không đồng ý công ty tuyệt đối không được bán mẫn huệ sao con lại không hiểu chuyện như vậy chứ nơi công sở đừng gọi tôi như vậy nghe câu nói này của mẫn huệ mà ông chủ tịch đứng hình còn phía này đình đình lấy ra một tờ giấy chuyện của chu tổng không đáp ứng điều kiện thu mua của chúng tôi trương tổng đã phản hồi với tầng quyết sách của tập đoàn chúng tôi rồi vì vậy lần này chúng tôi mang theo thành ý và điều kiện mới đến vậy vậy thì nói ngay xem chu tổng không hài lòng lắm với việc xử lý nhân viên sáp nhập tập đoàn là nghiệp vụ tư sản quý tập đoàn cần loại bỏ gấp báo giá mà tập đoàn đưa ra rất phù hợp cũng đã đạt thành thống nhất sau khi bàn bạc với chủ tịch chu không sai không sai cứ tiếp tục nói chủ tịch hóa ra ông lén lút tiếp xúc sau lưng chúng tôi từ lâu rồi à tôi là chủ tịch của cả tập đoàn. Tôi làm gì cần báo lại với cô sao, những chuyện khác tôi mặc kệ, tôi mới là CEO của công ty này, xếp xếp kiểm chế kiểm chế. Đợi một lúc sau khi Mẫn Huệ bình tĩnh lại thì mới ngồi đối mặt với Đình Đình để đàm phán. Cô nói đi, xin chào Chu Tổng, tập đoàn bằng lòng thu nạp nhân viên nòng cốt của công ty. Chẳng phải các cô đã nói đã đào tạo được một đoàn đội khác được cho là rất mạnh mẽ về nội dung sao, tập đoàn chúng tôi có hai phương án, một là chuyển vị trí cung cấp chúng tôi có thể điều bọn họ đến phòng hành chính quản lý nhân sự còn có một số vị trí bên ngoài bảo bọn tôi người chuyên đi làm nội dung đi làm hành chính hậu cần sao thứ hai chính là hạ cấp chuyển vào đoàn đội hoạt động nội dung của tổ chức tập đoàn mọi người vẫn có thể làm công việc của vị trí này sau đó lúc nào cũng soi mói tìm lý do đuổi đi cuối cùng mục đích của mấy người sẽ đạt được hoàn mỹ đúng không đương nhiên là không có thể mời cô nói lại lần nữa không đột nhiên châu tường đập bàn đứng dậy chủ tịch hai tháng thôi tôi và sếp sẽ cân bằng thu chi của công ty lúc này mẫn huệ âm thầm kéo tay của châu tường phương án đó chúng ta còn chưa quyết định sao anh lại ô ô có làm được không bố im dùng chút đi ngành video ngắn này cho dù làm cái gì thì cũng có thể bị đạo bất cứ lúc nào đoàn đội mà tập đoàn đào tạo được nếu như muốn muốn đánh bại mọi người chỉ cần phái người nhìn chằm chằm các anh rồi sao chép thì các anh hoàn toàn không thể thắng cuối cùng đua tiền đua tốc độ đua lượng video ra còn nữa hot mạng ràng buộc có tiềm chất vậy thì làm những việc mà người khác không đạo được đi hoặc là không dám đạo hư trên đời này còn có nội dung gì không đạo được chứ sao chép ý tưởng cải biên đều không phải chuyện khó đây đều là anh nói đó hư livestream sinh tồn hoang dã cho dù copy từ lúc bắt đầu kế hoạch chọn nhân vật đến huấn luyện và tìm địa điểm tổ chức đoàn đội hậu cần cho dù bây giờ nói với tất cả mọi người thì chúng tôi vẫn đi trước một bước đến lúc này ông chủ tịch mới nở một nụ cười chuyện nguy hiểm như vậy thì đâu dễ tìm được người đột nhiên đình đình nhận ra điều gì nhìn chằm chằm vào người châu tường rồi nói không được chuyện nguy hiểm như vậy sao có thể qua loa đại khái được chứ hừ đây là đàm phán thương nghiệp đoàn đội của chúng tôi quyết định làm gì tại sao cô lại phản đối chứ nếu như quý công ty đã có quyết định như vậy thì tôi sẽ quay về báo lên tổng bộ tập đoàn tạm biệt chủ tịch chu nói xong đình đình cùng thư ký của mình rời đi lúc này chỉ còn lại ba người ở lại văn phòng ông chủ tịch mới hỏi nói đi hai người định chơi trò gì mới chẳng phải ông không có hứng thú sao là người phụ trách của một tập đoàn đầu tiên tôi là một thương nhân phải suy nghĩ đến lợi ích của cả tập đoàn và các cổ đông sau đó mới là bố của con ở phương diện này con cũng giống vậy là người phụ trách của một công ty khởi nghiệp đầu tiên tôi phải suy nghĩ đến việc dẫn các anh em cùng nhau phấn đấu của tôi tiến về phía trước sau đó mới là con gái của bố nói xong mẫn huệ dẫn theo châu tường rời đi lúc này có một cô gái tóc xanh đi vào phòng của chủ tịch tiểu trần cô theo dõi tiến độ của dự án của tiểu châu đi dạ vâng chủ tịch à mà chủ tịch phía những cổ đông khác thì sao thông báo đi kế hoạch thu mua tạm thời lùi lại như như thế thì còn vấn đề gì sao dạ không không có ạ à. trong lúc này mẫn huệ cùng châu tường trở về phòng làm việc anh thật sự đã nghĩ kỹ muốn làm rồi sao không xem xét đến những người phù hợp với nhân vật khác à yên tâm đi sếp tôi có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian anh còn có kỹ năng đó sao sao tôi không biết hi hi đó là bí mật hơn nữa cho dù tìm được người phù hợp thì người đó hiểu cách điều động quần chúng sao cách làm nóng không khí cách khai thác chủ đề nữa muốn làm tốt tiết mục thì phải chuẩn bị năng lực của nhiều phương diện mới có thể làm tốt tiết mục đột nhiên có tiếng gọi mẫn huệ từ sau lưng làm hai người quay lại đình đình không phải em về rồi sao sao lại đột nhiên đình đình đi đến ôm lấy tay mẫn huệ bây giờ là thời gian cá nhân tôi tìm bạn thân có việc sao nào tôi có chuyện muốn nói với cậu mau đi theo tôi có có chuyện gì mà vội vậy a à, cậu cậu là em gái à Ừm ưng đúng rồi đấy cậu đi nói chuyện với anh ta đi tôi cũng không mong anh ta làm như vậy tôi không đi cậu đi đi sao vậy mọi người vẫn chưa làm lành à không phải là chuyện đó mới quay lại có hai ngày hai người lại xảy ra chuyện gì nữa đình đình lúc này là im lặng không nói vậy cậu nói phải làm sao đột nhiên đình đình lại thay đổi thái độ ép mẫn huệ vào tường chỉ tay vào người của cô mẫn huệ các cậu định làm gì ôi tôi livestream sinh tồn hoang dã chuyện nguy hiểm như vậy sao cậu có thể đồng ý cho anh ấy đi làm tôi cũng đâu có đồng ý nhưng không ngờ anh ấy lại tự chủ trương nói ra không được không thể để anh ấy làm như vậy livestream sinh tồn hoang dã đúng là một phương án rất có sức cạnh tranh đúng là rất có khả năng khiến các cậu trở về từ cõi chết nhưng nhưng thật sự quá nguy hiểm sao cậu biết anh ta muốn tự mình đi đột nhiên đình đình ngồi xuống rồi nói lúc heo thối tỏ tình với chị chị rất là vui nhưng mà mình thì không thích cái tên đầu gỗ đó chút nào làm như kiểu quan hệ với ai cũng tốt làm ấy tôi ghét anh ta lắm hơn nữa nếu như không cẩn thận bị lộ ra thì cuộc sống khó khăn lắm mới có hiện nay của chúng tôi sẽ đi tong vì vậy tôi liền nghĩ ra làm sao để cắt đuôi anh ấy luôn chọc cho anh ta điên lên để ghét đình đình chẳng trách có thời gian tôi cảm thấy kỳ lạ có lúc cô cực kỳ tốt với anh ta có lúc lại chọc điên anh ta khiến anh ta đau đầu lắm không biết đã khiến cô không vui ở điểm nào hóa ra còn có một màn này không phải hai người đồng thời thích anh ta chị tôi thích anh ta trước còn tôi thì không vậy thì mau kể mau kể tiếp đi tôi đột nhiên lại quên rồi lâu rồi ai mà nhớ được không sao tôi ngồi chờ nhớ lại với cậu ngày lễ lao động năm đó tôi nghĩ ra một cách khiến anh ấy tức giận lúc đi dã ngoại tôi cố đi lạc chúng ta đi rất sâu rồi hay hay là quay về đi nếu không trời tối sẽ lạc đường đó khó khăn lắm mới đi được đến đây đi vào thêm chút nữa đi có lẽ sẽ có nhiều bất ngờ hơn đó đi thêm lát nữa lúc này anh ấy đeo ba lô đồ đã mệt muốn xỉu nhưng vẫn rất tốt đưa túi cho anh anh xách cho đi xa lắm rồi đừng để bị mệt lúc quay về lại đi không nổi ngay lập tức tôi đưa túi sách cho anh ấy rồi chạy đi đi mau đừng đi nhanh quá trong bụi cây có nhiều rắn lắm lúc đó tôi cứ nghĩ đi thêm một lúc nữa sau đó mượn cớ đi tiểu rồi tự mình về trước vứt anh ta lại ở đó đợi anh ta không tìm thấy tôi khi quay về nhất định sẽ rất tức giận cái cái đầu của cậu sao lại nghĩ ra chuyện tà ác như vậy chứ đổi lại là tôi thì chắc chắn sẽ đánh đòn cậu một trận hừ người ta biết sai rồi mà sau đó sau đó thì sao sau đó luật hoa quả không chừa một ai quả báo đến rất nhanh vì cố ý đi bỏ anh ấy lại sau lưng nên tôi đi rất nhanh nên không may trượt chân một cái châu tường liền lao đến đỡ lấy tôi rồi cả hai cùng rơi xuống dưới vực sau đó sau đó thì sao lúc đó từng khoảnh khắc anh ấy cứu lấy tôi cứ lặp đi lặp lại anh anh sao rồi sao em lại liều lĩnh như vậy anh đã nhắc nhở em rồi nhất định phải cẩn thận nhất định phải cẩn thận người người ta đang quan tâm anh mà lúc đó tôi lại quay đi giả vờ giận dỗi nhưng châu tường lại ôm tôi từ phía sau cũng may em không sao nếu không anh sợ chết mất có lẽ bị cảm động bởi những hành động của anh ấy nên tôi đã khóc lên thật lớn nhưng anh ấy lại cản tôi không được khóc hư khóc mà cũng không cho muốn khóc cũng đợi về rồi hãy khóc được không bây giờ trời tối rồi hành lý dựng trại cũng mất rồi nếu như không đi nhanh ra khỏi đây thì chúng ta phải ở lại trong núi qua đêm đó nói rồi anh ấy đỡ lấy tôi rời đi nhưng đập vào mắt tôi là máu từ lưng anh ấy chảy rất nhiều không sao chỉ là vết thương ngoài da vừa mới gáy xong châu tường đột ngột ngã xuống đất heo heo anh sao vậy này đừng dọa em tỉnh lại đi lúc ấy châu tường chẳng nói năng gì cả tôi đành cởi áo anh ấy ra xem sao thì thấy một vết thương rất lớn ở sau lưng tôi vội vàng sẽ lấy chiếc áo duy nhất của mình để băng bó vết thương cho anh ấy sau đó kéo châu tường đến gần nguồn nước rồi cởi quần làm khăn để lau chùi cơ thể cho anh sau đó cả hai nằm nghỉ ngơi một lúc thì anh ấy đột nhiên tỉnh dậy heo heo anh tỉnh rồi đừng khóc như thế chứ anh vẫn đang rất ổn mà hu hu sao mà không khóc được heo ngốc em đã rất lo lắng cho anh đó lúc này châu tường kéo tôi sát vào lòng ôm chặt đột nhiên hai chiếc bụng đói kêu lên ủng ục anh không được cử động cứ ở đây em đi tìm thứ gì đó nhưng nhưng mà bây giờ anh là thương binh mọi chuyện phải nghe em nhưng chỉ vừa đứng dậy tôi lại trượt chân ngã vào người châu tường em em không sao chứ chân chân em không có sức lúc ấy vậy mà châu tường vẫn còn tâm trí để hôn tôi nhưng tôi đẩy ra ngay anh anh làm gì vậy em nghỉ ngơi đi anh đi tìm cho nhưng mà anh đang bị thương mà chỉ là vết thương ngoài ra lại có hộ lý tốt như em băng bó cho anh rồi anh không sao đâu lúc ấy tôi vô thức cảm động mà đã ôm hôn lấy châu tường thôi nghe lời anh đi đợi anh ở đây sau đó anh ấy khập khiễng rời đi tên ngốc đó tưởng mình không nhìn thấy anh ta đang chịu đựng đau đớn sao sau đó thì sao nữa sau đó chúng tôi tìm được hành lý và sống ở trong núi tròn ba ngày trên đường anh ấy lại nói với tôi không ngờ sinh tồn trong núi cũng không có gì khó sau này có cơ hội còn muốn thử nữa lúc này mẫn huệ véo lấy má đình đình đau đau mẫn huệ cậu làm gì vậy không ngờ cậu lại là em gái như vậy suýt nữa hại mình mất đi một người bạn tốt còn có một cấp dưới tốt người ta biết lỗi rồi mà sau khi quay về chị cũng mắng mình một trận heo cũng bị sốt mấy ngày bắt đầu từ lúc đó tôi đã quyết định quyết định cái gì mặc dù anh ấy thích chị nhưng nhưng tôi muốn yêu anh ta thật hung dữ cho dù anh ấy không biết mình là mình mình cũng phải khiến anh ấy nhớ trong người anh ấy yêu cũng có sự tồn tại của mình hừ không biết kiếp trước anh ta đã làm việc tốt gì mà khiến chị em cô đều yêu anh ta như vậy đúng vậy tôi cũng rất phiền muộn sao anh ta lại may mắn như vậy chứ thật không công bằng mà vì vậy lúc anh ta nói cậu đã nghĩ ra ngay là anh ta muốn tự mình làm sao đình đình im lặng không trả lời mà đột ngột nắm lấy tay mẫn huệ sinh tồn hoang dã sao có thể so được với lúc đó chứ mẫn huệ mình lo cho anh ấy lắm mình mình không muốn anh ấy có chuyện tôi cũng chưa đồng ý vậy mình về bàn bạc với chị đây nghĩ cách để tầng quyết sách đồng ý giữ lại toàn bộ đội sáng tạo như vậy không phải sẽ giải quyết được mọi vấn đề rồi sao có được không đương nhiên là không được rồi ơ ừ, không được tại sao chứ Cậu làm như vậy nếu để Châu Tường biết, anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Chuyện chuyện này mình chưa nghĩ đến, xin xin lỗi, nhưng nhưng mà chúng mình, sao vậy chuyện gì mà ậm ừ thế? Bố mẹ chúng mình tới rồi muốn chúng mình đính hôn, nghe lời này Mẫn Huệ có chút buồn, nhưng lại thay đổi thái độ rất nhanh đây chẳng phải chuyện tốt sao? Còn lấy được một phong bì lớn của mình nữa, có phải mình nên chia thành ba phần không? Chú gì hỏi mình nghĩ thế nào? Mình mới chịu tủi thân, đột nhiên hỏi chuyện quan trọng như vậy, nếu như mình đồng ý chẳng phải là nói mình đã tha thứ cho anh ấy rồi à? anh ấy vừa mới biết mình là mình, mình đã không so đo rồi, chuyện này cũng không thể để mình nói trước đúng không, nhưng cậu đoán xem anh ấy nói thế nào. Anh ta nói từ từ, mẫn huệ, mình vẫn luôn cảm thấy ngoài chị mình ra, thì cậu chính là người hiểu con heo này nhất, cậu nói bậy gì vậy đồ ngốc, đổi lại là mình vừa mới biết tình huống của các cậu. Mình cũng không nói ra miệng được, có phải anh ấy cảm thấy áp lực rất lớn không, dù dù gì chuyện này cũng có hơi đi ngược lẽ thường. Có có hơi thôi à, tìm khắp thế giới xem đây mà là có hơi hơi thôi ư, vì lười biếng mà hai người giả làm thành một người sau đó còn cùng yêu một người đó đó cũng là phúc khí của anh ta mà nghe câu này mẫn huệ đứng hình mất 5 giây vậy cậu muốn anh ấy phải làm sao mẫn huệ mình muốn đến nhà cậu ở vài ngày được không hửng được thì được nhưng mà tại sao đương đương nhiên là vì lúc này tiếng châu tường ở đâu gọi lớn xếp xếp đừng nói với heo là mình sẽ ở nhà cậu mình đi trước đây nói xong đình đình vội vã phi thăng chạy đi đúng lúc này châu tường đẩy cửa đi ra xếp sao vậy có chuyện gì à đình đình đâu rồi ừm đi rồi Chuyện gì mà vội vàng vậy? Châu Tường nhìn Mẫn Huệ định nói gì đó nhưng lại ôm đầu à đúng rồi, tôi vừa mới gọi mọi người lại, mọi người cùng thảo luận công việc cần chuẩn bị tiếp theo. Nhanh nhanh thế ư? Chẳng phải chúng ta vẫn chưa quyết định sao? Hơn hơn nữa chị em Đình Đình sẽ lo lắng cho sự an toàn của anh đó, sếp tôi không phải loại người ngốc nghếch vô mưu không có não, nhất định sẽ chuẩn bị vẹn toàn, giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất, mạng nhỏ của tôi còn có tương lai mọi người cùng nhau phấn đấu đều giao cho cô rồi đó sếp lời nói này như một lời động viên đối với mẫn huệ nên cô liền bắt lấy tay châu tường các anh đúng là biết cách thêm phiền phức cho tôi nếu như khiến tôi lo lắng mà sinh bệnh thì anh phải chịu trách nhiệm đó rất nhanh trời đã tối nhưng châu tường vẫn đang hăng say suy nghĩ kịch bản cho video tiếp theo thì đình đình đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa làm cho châu tường dừng hình thốt lên em gái em gái còn đang tức anh đó anh anh muốn nói chuyện với em gái nói thế nào nó còn chưa về nữa mà chỉ nói nó đã có chỗ ở mấy ngày tới sẽ không về em em sao lại đến đây em gái đã gửi tin nhắn kể lại chuyện hôm nay cho em rồi cô cô ấy nói thế nào có thể nghĩ cách khác được không em đừng cản anh các em lo lắng cho anh như vậy anh rất vui nhưng mà anh vẫn hy vọng các em có thể ủng hộ anh nhưng nhưng mà ngồi xuống rồi nói dứt lời thì đình đình liền ngồi lên người châu tường anh cho dù đi khỏi công ty này cũng chưa chắc đã tìm được một công việc tốt hơn hơn nữa bây giờ anh đang gánh trên vai là sự tin cậy của sếp sự tin cậy của các anh em phía dưới cùng với sự mong đợi của mọi người từ lúc mới đầu lập nghiệp vì vậy anh hy vọng nó sẽ thành công để có thêm tự tin để cùng các em sống tốt trong tương lai chuyện chuyện này liên quan gì đến tự tin đột nhiên châu tường rúc vào người đình đình anh anh làm gì vậy anh mau thả ra đi đây là công ty đó trước đây khi anh và em ở bên nhau anh đã suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này rồi mặc dù lúc đó không biết là các em là hai người anh hy vọng người có thể chung sống quãng đời còn lại với anh sẽ không phải lo lắng vì chuyện cơm ăn áo mặc có thể nắm tay đi cùng anh đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời mà đây là trách nhiệm của nam tử hán có người mình yêu cũng là trách nhiệm đối với sếp và đồng nghiệp trong công ty. Nếu như lần này anh rút lui thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, anh hy vọng các em sẽ tự hào về anh. Và anh có thể làm chỗ dựa vững chắc nhất cho các em. Như vậy sống một đời không còn gì hối tiếc nữa rồi. Anh nghĩ như vậy có phải tham lam có gia trưởng lắm không? Lúc này Đình Đình lại lùi xuống khỏi người của Châu Tường rồi quay người rời đi. Em em sao vậy? Chẳng lẽ anh không lo lắng lỡ gặp nguy hiểm thì đừng hòng tụi em thủ thân như Ngọc cả đời đó. Vì các em cho dù bất chắc anh cũng sẽ liều mạng sống tiếp. Anh không nỡ giao các em cho người đàn ông khác đâu đột nhiên đình đình đẩy người châu tường ra em sao vậy anh nói gì sai sao hừ em đi đây châu tường đứng im mà nhìn đình đình rời đi lúc này điện thoại châu tường lại có tin nhắn từ đình đình chị bố mẹ sắp về rồi em đi tiễn họ còn lúc này mẫn huệ đang ở trên xe đậu trước công ty nhìn thấy đình đình đi ra thì liền hỏi tại sao phải đóng giả thành chị gái thì mới nói chuyện được với anh ta anh ta còn chưa dỗ mình mà nhưng mà mình lại lo lắng cho anh ấy rồi thôi lên xe đi rồi chúng ta nói tiếp tôi đã quyết định ủng hộ kế hoạch của châu tường chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao tôi đột nhiên nghĩ đến ba người chúng ta trước kia à bốn người mới đúng những chuyện trước kia đã xứng đáng để chúng ta kiêu ngạo hình như đều là mình chỉ huy ở phía trước chị em hai người chấp hành theo sau còn châu tưởng khi sự việc gặp phải khó khăn khiến chúng ta bó tay chịu trói anh ta luôn chống đỡ chúng ta cuối cùng thành công thuận lợi chẳng phải lần nào cũng là anh ấy sao có phải chúng ta đều vì quá đắm chìm trong niềm vui mỗi lần thành công mà luôn bỏ qua kẻ ngốc luôn âm thầm phía sau lưng không nói nhiều lời lại luôn cố gắng hết sức hơn nữa cuối cùng luôn có thể đẩy chúng ta hướng về phía thành công đó sao nhưng nhưng mà lần này thì khác không có gì khác cả lần này đến lượt ba người chúng ta ủng hộ anh ấy có nguy hiểm vậy thì dốc hết sức giúp đỡ anh ấy giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất lần này hãy để chúng ta đẩy anh ấy về phía điểm cuối của thành công đi cả hai đang nói chuyện thì tiếng còi xe ở đằng sau cắt ngang bởi vì đèn xanh từ lúc nào mà hai người mãi tám chuyện rất nhanh sau đó cả hai đã về tới nhà của mẫn huệ đêm nay mình muốn ngủ với cậu không thế thì sao cậu còn muốn ngủ ở đâu đã lâu rồi không ôm cậu ngủ lần nào cũng ôm người ta chặt cứng, mình và bà chị xém chút là bị cậu bóp chết rồi. Đáng ghét lần này đổi lại là mình sẽ ôm cậu ngủ, này này ôm chặt quá lưng sắp gãy rồi, cả hai đang dẫn thì có tiếng của ai đó, về rồi à mẫn huệ, sao lại còn có tiếng của người khác, cậu mau mau buông ra đi, ô mẹ là bạn thân của con đến, đến nhà mình ở mấy ngày, ô con mau đến đây đi mẹ có chuyện muốn nói, rất nhanh mẫn huệ dẫn đình đình vào chỗ của mẹ mình, con chào cô ạ, à. chào con đình đình hoan nghênh hoan nghênh, có chuyện gì mà mẹ muốn nói vậy, mẹ đã chọn cho con một đối tượng. Điều kiện gia đình khá là môn đăng hộ đối với chúng ta, người cũng là đại tài tử ngành tài chính tốt nghiệp trường Harvard. Hẹn thời gian hai đứa gặp nhau đi, con rất bận không có thời gian đâu, thôi con lên phòng nghỉ trước đây, này này con đã 26 tuổi rồi. Con muốn khiến bố mẹ lo lắng đến khi nào, chuyện của con con sẽ tự lo, bố mẹ không cần quản đâu, có phải là giống như lời bố con nói. Con vẫn còn ý với cậu bạn học kia đúng không, á đủ ai ai vậy, mẹ mẹ nói cái gì vậy, tình cảm là chuyện cả đời của con con chỉ không muốn quyết định tùy tiện mà thôi công ty còn nhiều việc lắm đợi hết bận rồi lại nói mẫn huệ nói xong thì đi ngay lên phòng bật điện lên ôi đã lâu không ngủ cùng với cậu rồi lúc này đình đình phát hiện ra một viên ngọc trong bảy viên ngọc rồng ở trong phòng mẫn huệ đình đình nhanh nhảu chạy đến cầm lên lắc lắc rồi đặt xuống đây là quà sinh nhật mà chúng mình và con heo kia đã tặng cho cậu đúng không mình còn nhớ lúc đó khi heo chọn cái hộp âm nhạc này đã tốn nhiều công sức lắm nói rằng cái này nhất định cậu sẽ thích đình đình nói xong thì nhảy lên giường ôi đúng là thơm quá đi đã lâu không ôm cậu ngủ rồi lần này phải ôm cho đã cậu không sợ châu tường ghen à hư cứ muốn anh ta ghen nó lát nữa mình còn muốn tắm chung với cậu cho anh ta ngưỡng mộ chết thôi ha ha cậu đúng là mẫn huệ đang cười vui thì điều gì đó vô cùng bất thường xảy ra a à, cậu cậu làm cái gì vậy đúng là biến thái mà có gì đâu chỉ giúp cậu nhanh đi tắm để được ôm thôi mà nói xong đình đình lao tới cởi áo của mẫn huệ bỏ ra mình tự cởi được có phải cậu và châu tường đã xem phim tình cảm nhật bản nhiều quá rồi không sao lại học cái hư vậy chứ không thể chỉ có mình và bà chị hư được, phải kéo cậu xuống nước chứ hì hì, bỏ ra bỏ ra, mình vẫn là gái nhà lành đó, không bị cậu mê hoặc trở nên xa đoạn đâu. Ôi chao đừng nói như vậy mà, rất nhanh Mẫn Huệ đã thay đổi xong còn Đình Đình thì đã đi vào suối nước từ lúc nào rồi, chẳng phải cậu cãi nhau với Châu Tưởng sao? Sao vẫn có thể vui vẻ được như vậy? Tắm rửa là chuyện lớn trong cuộc đời như ăn cơm ôm ngủ vậy, vào lúc này thì nên thư giãn vui vẻ, trước đây cũng từng tắm chung với hai chị em cậu rồi. Như lần này biết được hai người là hai chị em cảm giác có chút kỳ lạ, đau chết mất người ta bảo dưỡng đôi chân này non mềm lắm đấy ồ dưỡng tốt như vậy làm gì đột nhiên đình đình hít một hơi rồi lặn xuống làm cho mẫn huệ ngạc nhiên cậu cậu làm gì vậy lúc này đình đình bất ngờ ngoi lên kéo chân mẫn huệ đến lúc mình hóng hớt cậu rồi bạn ơi bạn à mình nói sao cậu mãi không chịu yêu đương hóa ra là trong lòng đã có người rồi sao bọn mình lại không biết tiểu học cấp 2 cấp 3 hay là đại học thế cậu đừng nghe mẹ mình nói bậy lúc này đình đình đột ngột thọc lét mẫn huệ ha ha cậu làm cái gì vậy đừng có cù mình mà nhưng càng nói đình đình càng cù lét nhiều hơn ha ha cậu có nói hay không nói hay không không có gì để nói anh ta cũng hoàn toàn không biết mình thích anh ta mình cũng không phải không buông xuống được chỉ là vẫn chưa gặp được người phù hợp đến lúc này đình đình mới ngừng tay không ngờ cậu lại là em gái như vậy dám giày vò mình như thế cậu nói kỹ hơn tí nào người đàn ông nào mà dám khiến mẫn huệ của chúng ta ghi nhớ lâu như vậy cậu không nói hôm nay mình không cho cậu ngủ đâu đừng đừng mà mình sợ nhột thì biết cậu sợ nhột mà nếu không làm sao ép được cậu có nói không nào nhưng mà cậu phải thề không được nói cho bất cứ ai đi mình đình đình xin thề nếu như nói với người khác thì sẽ cô độc tới giả cũng không được nói với chị của cậu không nói không nói đây là bí mật nhỏ thuộc về hai ta cậu cậu có tin vào duyên phận không đương nhiên là tin rồi bọn mình và heo cũng coi như là một loại duyên phận đó trước đây chưa hề nghĩ đến sẽ rơi vào hoàn cảnh này có một loại duyên phận là chuyện mà cậu cho rằng nó có xác suất nhỏ nhất thế giới lại xảy ra trên người cậu cậu lại cho rằng đó là duyên phận kết quả cuối cùng lại phát hiện duyên phận chỉ đùa với cậu thôi nghe hấp dẫn mau mau nói lúc bố mẹ mình mới lập nghiệp cơ bản không quan tâm đến gia đình mới đầu mình cảm thấy rất cô đơn đến khi lên cấp hai cuối cùng mình cũng không chịu nổi mà phát tiết dựa vào cái gì mà lúc họp phụ huynh người khác đều có bố mẹ ở bên còn mình chỉ có một mình chứ mẫn mẫn huệ mới bắt đầu thôi cậu khóc cái gì chứ ngốc quá người ta nhiều tình cảm mà mình và chị cũng đều hy vọng cậu có thể tìm được một hạnh phúc thuộc về riêng cậu đến lúc đó hai nhà có thể ngồi đủ bàn mặt trực nữa sao đủ chẳng phải dư một người à, chị gái không thích chơi mạt trược, rõ ràng là cùng ghen tại sao mình thích, còn chị ấy lại không nhỉ. Không nói cái này nữa cậu mau nói đi, nhịn nhiều năm rồi cũng phải nôn ra ít chứ, nôn với người khác không bằng nôn với chị em tốt rồi đúng không? Sau đó có một thời gian mình chìm đắm trong game tự bạo tự phế, mình tự nhốt mình trong phòng, làm ổ trong phòng liều mạng chơi game, con ơi ra ăn cơm. Phiền quá đi con đã nói là không đói, con muốn thay máy tính, cái máy tính nát này là chết đi được, Tuy máy tính của tôi yếu nhưng trang bị của tôi không yếu, phun lam ám kim chảo tử đao, độ mai mòn 0.017, đệch còn có cả đầu kỷ niệm Long thư, đại lão phòng khoáng quá. Hừ đây là có là gì, đi theo tôi tặng chìa khóa, mở dương muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, các anh em đã nghe thấy chưa? Đi theo đại lão hạ đám tép diêu bên kia sông lên, trình độ của tôi lúc đó nhắm mắt cũng có thể hết sốt đối phương, giành được chiến thắng trong game hết sức dễ dàng. Chẳng trách hồi đại học, cứ rảnh cậu lại kéo bọn mình đi bắn game, không ngờ cậu cũng có lịch sử đen tối như vậy mình là bạn thân mà cũng không biết hừ hai chị em cậu giấu mình lâu như vậy cậu có tư cách gì nói mình éch éc mình sai không nói chuyện này nữa sau đó thì sao bạch mã hoàng tử của cậu còn chưa ra sân nữa sau đó à khi mình đang chìm đắm trong việc nạp tiền có một đám người vây xung quanh nịnh bợ rồi đến một hôm bố mở cửa xông vào chơi chơi chỉ biết chơi thôi không muốn học nữa à giáo viên đã gọi tận nhà rồi con đã không đi học một tuần rồi con ăn chơi lêu lỏng như vậy có còn là con gái nhà họ chu hay không đi học làm gì chẳng phải chỉ để lớn lên kiếm tiền thôi sao bố mẹ kiếm nhiều tiền như vậy rồi con còn đi học làm gì lúc ấy bố tức giận tát mình một cái tao không có loại con gái chỉ biết mê game như mày trong mắt bố mẹ chỉ có tiền có con hay không thì có gì khác chứ may may nói cái gì lúc đó ông ấy tức giận định đập nát máy tính của mình nếu như bố dám đập thì con sẽ không ở trong căn nhà này nữa từ nhỏ đến lớn bố mẹ đều không quản con bây giờ cũng không có tư cách quản cuộc đời của con con tự làm chủ lúc đấy bố mình mới chịu đặt máy tính xuống rồi rời đi còn mình thì lại tiếp tục chơi game vừa đeo tai nghe vào thì kênh chat lại có người nói xấu mình heo điên thắng lợi dựa vào tiền tích ra thì có ý nghĩa gì mình liền xem thử heo điên là thằng nào địch mợ còn tưởng là đại thần phương nào một tên tân thủ cũng có mặt mũi nói mình vậy sao tôi liền dùng nick chị quạ của tôi đáp trả một tân thủ ở đây thì không có tư cách hư có bản lĩnh không đập tiền mà solo không ok một với một dám chơi không ngốc quá cảm giác giống ai đó quá sau đó thì sao nữa tên gà mờ này đương nhiên chị đây phải dạy hắn làm người rồi sau đó mình tạo phòng hắn ta liên tục bị mình hết sốt nay chỉ có vậy thôi à muốn dạy dỗ người ta thì phải có thực lực chứ nhưng con heo điên đúng là heo điên thua rất nhiều lần nhưng hắn vẫn muốn solo tiếp sau đó hắn lấy lý do phải đi làm bài tập về nhà hẹn tôi hôm khác lại chơi tiếp trên đời này còn có người gà như vậy sao đó là do mình quá mạnh thôi hư đầu óc của cậu chỉ biết xông lên phía trước không có mình cũng xong đời đúng đúng cậu cũng giỏi lắm sau đó thì có gì nữa không tên này cứ quấn lấy mình cứ rảnh là lại gạ mình solo cậu nói xem cơ hội hành gà như vậy nếu như mình không chấp nhận không phải là lãng phí niềm vui à tít tít solo không nay cậu có thấy phiền không hả trình độ của chúng ta khác nhau đừng làm phiền tôi nữa chẳng có chút kích thích nào hết cậu giỏi lắm chị họ tôi nói phải học tập người giỏi giang hả giỏi sao đầu anh có vấn đề à cậu dẫn tôi theo đi ai cũng nói tôi gà chơi vài ván liền bỏ mặc tôi cậu dựa vào cái gì mà thấy tôi có tâm trạng dẫn cậu bởi vì cảm giác cậu rất rảnh cậu đang nói tiếng người hả ông đây còn là học sinh cấp 2, thật sao tôi cũng vậy nè tại sao cùng là học sinh cấp 2 mà cậu lại xuất sắc như vậy? Kệ tôi trời sinh ra đã như thế, mê đảo hàng vạn thiếu nữ, đàn ông công địch tôi cũng hết cách, thôi đừng chém gió nữa, bắt đầu solo đi. Á à, đù con gà này vẫn còn dám khiêu chiến, để tôi thỏa mãn cậu, sao cậu lại thích người ngốc nghếch như vậy được chứ? Ai nói chứ? Mình chỉ đơn thuần thích cảm giác được hành anh ta mà thôi, hả giận lắm, bức bối trong lòng hình như đều được giải phóng khi bón hành cho anh ta, sự việc cứ như vậy một tháng. Đợi anh ta online đột nhiên trở thành chuyện mong chờ nhất trong ngày, Tinh tinh có đó không? Sao giờ mới lên? Tôi lại nghĩ ra chiêu mới để hành cậu nữa rồi. Chỉ là lên nói với cậu một tiếng hôm nay tôi không chơi được. Sao vậy? Bài thi toán lần trước không làm tốt, tôi phải đi học thêm. Hừ, đi học có gì tốt chứ có thể thay cơm không? Thầy nói rồi học chăm chỉ ngày ngày tiến bộ. Lúc học thì học nghiêm túc, lúc chơi thì chơi hết mình. Hẹn lần sau nhé. Này này đừng đi mà tôi nuôi cậu. Cái quái gì thế? Cậu cũng cho tôi leo cây à? Các người đều khốn kiếp không ai nghĩa khí hết. Tinh tinh, đàn ông không để đàn ông nuôi được như vậy không tốt. Chúng ta có thể làm bạn tốt, nhưng mà cũng là học sinh cấp 2 tại sao cậu luôn online cậu không đi học à? Không sợ ăn trứng ngỗng bị bố mẹ đánh ư? Ô cậu còn bị bố mẹ đánh à? Chỉ khi nào thi cực kỳ tệ bố mẹ mới đánh tôi. Tôi thấy mình có hơi ngốc, cậu đúng là ngọc thật. Chơi lâu như vậy mà chưa thắng tôi lần nào, hừ tôi sẽ cố gắng. Học tập cần cố gắng chơi game cũng vậy, từ bỏ thì thua thật rồi. Cậu cũng phải học tập thật tốt đấy nhé. Chúng ta cố gắng học tập kiểm tra tốt, bố mẹ sẽ vui mà không mắng chúng ta nữa. Cậu cũng thảm quá có bố mẹ như vậy thì bố mẹ tôi tốt lắm mặc dù có đôi lúc hung dữ nhưng tôi yêu họ còn tôi thì không cảm thấy như thế chút nào hư nếu họ không yêu cậu thì cậu lấy tiền đâu ra mà nạp game bố mẹ kiếm tiền vất vả lắm mỗi ngày bố mẹ bận rộn làm việc chính là để chúng ta học tập thật tốt a à, chẳng phải cậu còn phải học sao còn không cút đi không thi đỗ đại học cậu chỉ có thể đi phụ hồ thôi à hóa ra cậu là nữ à tôi cứ tưởng cậu là một thằng con trai chứ kệ tôi lần sau bón hành cho cậu tiếp cứ như vậy cũng nhờ có anh ta mặc dù chưa từng gặp nhau lần nào bắt đầu từ lúc đó mình chú ý đến nếp nhăn và sự mệt mỏi trên khuôn mặt bố mẹ. Kể từ lúc đó mình đi học lại, bố mẹ con đi học đây, lúc ấy bố mẹ vô cùng ngạc nhiên. Alo, tài xế mau đến đưa Mẫn Huệ đi học, đã mang sách chưa? Đợi đã để mẹ đi làm ít điểm tâm ăn trưa cho con, không cần đâu con muốn ngồi xe của trường. Ồ như vậy thì tốt quá, tối nay bố mẹ sẽ về sớm hơn để cùng ăn cơm với con nhé. Cứ như vậy đến lúc cấp 3, hắn thật sự là một cái bao cát chút bực cực kỳ tốt. Mẫn Huệ cậu yêu qua mạng đấy à? không có tên đó lúc lên 12 đã để lại một câu rồi đột nhiên biến mất luôn, tôi phải cố gắng chuẩn bị thi đại học rồi, tạm thời không chơi game nữa tạm biệt. Hư người gì thế không biết đúng là bội bạc, từ đó cảm giác không ai để bón hành thì game không thú vị nữa, mình cũng chuyên tâm đọc sách thi đại học, sau đó sau đó thì sao? Sau đó trước khi quen các cậu lúc mình đi chơi nét, thì lại vô tình thấy con heo điên đó online, sao lại on rồi, thi trượt rồi nên bỏ mặc bản thân sao? Đầu ra đương nhiên là thi đậu đại học rồi, bây giờ là thời gian thư giãn, có thể yên tâm chơi game rồi còn cậu thì sao có học hành đàng hoàng không đấy nhảm nhí chị cậu tư chất siêu phàm tùy tiện cũng đậu được trường đại học thanh hoa đấy ngầu không ôi chao cậu làm gì vậy bị điên à một người bạn trong game với mình nhiều năm lại thi cùng trường đại học với mình mình cũng học ở đó thật là trùng hợp còn nói cái gì nữa mời vào phòng kéo chúng ta đi ha ha được có cô ấy dẫn chúng ta chúng ta có thể thổi kèn phản công rồi còn đợi gì nữa mau mời người ta đi nếu không người ta ọp thì lỗ to mau vào đi tôi và bạn cùng phòng đang chơi nè bị hành thảm luôn ok đến ngay chủ quan máy 18-19 cắm đêm mở combo nhé. Số số 7 cũng vậy, người này là một thành gỗ à. Duyên phận to lớn như vậy một đại mỹ nhân như vậy, mà lại không nghĩ đến chuyện hẹn cậu ra ngoài, mà lại kéo cậu đi chơi game. Đúng vậy đúng là một tên ngốc. Chuyện đầu tiên không nghĩ đến việc tìm mình, sau đó thì sao cậu cũng không hẹn anh ta à. Đồ ngốc như vậy chỉ coi mình như anh em sao mình có thể tự dính vào chứ. Cậu cũng là đồ ngốc sao, duyên phận đã đến như vậy mà còn dè dặt bỏ lỡ rồi chứ gì. Mẫn Huệ để mình giới thiệu cho cậu một cao nhân. Làm làm gì? cô ấy lợi hại lắm nam nữ đều hiểu cao thủ tâm lý học để cô ấy dạy cho cậu tuyệt chiêu của trai cướp anh ta về cậu bị khùng à anh ta kết hôn rồi sao mẫn huệ lắc đầu vẫn chưa cậu thích anh ta không mẫn huệ im lặng mau nói thật đi mẫn huệ lại không nói gì vậy chẳng phải được rồi sao tình yêu đều ích kỷ mà duy phận tu được từ kiếp trước thế này nếu như bỏ lữ thì cậu sẽ hối hận cả đời đồ ngốc có phải ngâm chân lâu quá rồi nên nước uống lên não rồi không nghĩ vớ vẩn cái gì rồi mình nói thật đó tâm động rồi thì hành động đi rất nhanh sau khi tắm cả hai lại lên giường ngủ, từ khi ở bên heo cũng đã lâu chưa ôm cậu và chị ngủ rồi, nhớ cảm giác mềm mềm này quá đi. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ đưa cậu nhập môn, cậu cậu làm gì vậy? Nói rồi đình đình chui vào trong chăn, buông tay buông tay mình phải ngủ rồi. Đừng đừng chạm vào đó nhột quá á. Hi hi chẳng phải cậu rất có cảm giác sao? Thôi thả mình ra đi, ha ha cậu sợ mình chưa. Đúng là phản rồi dám giày vò mình à, xem mình xử lý cậu như thế nào. A à, không dám nữa tha cho mình đi, lúc này ở nhà của Châu Tường anh vừa về nhà thì thấy Đình Đình đã ngồi đợi, về rồi sao, để em nấu mì cho anh, được thế em ăn chưa? Một mình ăn không có cảm giác, vậy anh cũng nấu mì cho em, hi hi được ạ. À. Sau đó Đình Đình và Châu Tường cùng xuống bếp nấu mì. Ủa sao của anh không có trứng, chỉ còn có một quả em ăn đi, thì anh ăn một miếng đi, a à, mở miệng ra nào. Rồi anh ăn rồi đó em mau ăn đi, anh dọn xong rồi qua, rửa chén xong Châu Tường ngồi vào bàn với Đình Đình, em gái nói gì với em rồi à? Ừm có điện thoại cho em rồi. Anh muốn tiếp tục thúc đẩy dự án này, anh có thể làm được đến mức quý trọng cơ thể của mình không vì chúng em, vì các em anh nhất định sẽ quý trọng bản thân. Hừ, em đã tải toàn bộ tư liệu có thể tìm được liên quan đến huấn luyện sinh tồn dã ngoại rồi, còn nữa em cũng tìm được giáo viên huấn luyện cơ thể được đánh giá tốt nhất trong thành phố rồi. Em đã đăng ký cho anh một lớp, anh không được lười biếng đâu đấy. Ừm, anh biết rồi, anh còn không mau ăn đi, mì sắp nở hết rồi. Rất nhanh sau đó Châu tường lại được rửa chén. Anh mau đến đây, em đã viết cho anh một kế hoạch sắp xếp công việc trong ngày. Châu Tường vừa đến đã ôm lấy Đình Đình từ phía sau hôn cho một cái, khoái gần chất nhưng cô lại hất tay vào người anh. Làm gì vậy nghiêm túc đi, anh nghiêm túc lắm, vì vậy mà không nhịn được mà muốn. Nói rồi anh lại hôn lấy Đình Đình, vừa mới định triển khai bước tiếp theo thì cánh cửa mở ra làm cả hai giật cả mình. Đập vào mắt là chị Văn đang cầm chai rượu uống ừng ực, tôi tôi về rồi, ơ ờ, ơ hai người về rồi à, dứt lời thì chị họ ngã lăn xuống đất. Mau mau tới hầu hạ bổn cung tắm rửa, này không phải chị đi tìm việc sao, sao lại uống say bí tỉ như vậy chứ, Tiểu Châu cậu thay đổi rồi không còn nghe lời chị nữa, không được chị phải dạy dỗ lại cậu mới được. Chị chị uống nhiều rồi mau tắm đi, em đỡ chị đi. Ô có chuyện gì vậy? Sao sao tôi lại ngửi được mùi của pheromone nữ nồng độ cao nhỉ? Cái cái này chỉ có khi động vật phát tiết mới tiết ra thôi. Nghe lời bà chị mà đình đình đỏ hết cả mặt, mũi chị là mũi chó à làm gì có mùi gì? Sao tôi không ngửi thấy? Không không hiểu đúng không? Không phải là nhờ việc ngửi đâu, pheromone này một khi có nồng độ cao, người xung quanh cũng sẽ bị lây nhiễm đó. Chỗ này sẽ đập mạnh lắm luôn có cái rắm chị tưởng tôi là con nít nên lừa sao cậu có muốn đến nghe tim đập để nghiệm chứng chút không mau mau ném chị ta vào nhà tắm đi cho chị ta tỉnh táo lại chị chị ấy nặng quá em ôm không nổi nữa heo mau tới giúp em đi ép đùa sao châu tường đành phải tới giúp đình đình bế chị họ một tay cô chị họ gian xảo liền vén váy lên khiến châu tường xịt máu mũi anh làm sao vậy heo anh bị cái gì đó biến thái vướng phải rồi mau khiêng chị ta vào đi em xử lý cho chị ta chút đi anh ra ngoài đây chị họ chị chị đừng động đậy nữa em không cởi ra được. Lúc này chị họ bảo em nhìn tên háo sắc nhà chúng ta kìa, làm nội tiết tố của chị em các em phát ra, đúng là tốt cho da mà, nhìn ra em ngày càng hồng hào trắng mị. Hắn cũng có chút bản lĩnh đó, lúc này đình đình ngượng đỏ cả mặt, em em xả nước đây, đột nhiên chị họ kéo đình đình lại bảo, chị nói cho em biết một bí mật nhé. Phe môn đàn ông là một thượng phẩm dưỡng sinh đó, để chị bày cho em cách kích hoạt phe môn đàn ông nhé, lúc này châu tường ở ngoài đã nghe thấy hết nên liền gõ cửa. Này nay đừng có dạy cho cô ấy mấy thứ quái lạ, chị đúng là ác ma hình người, tìm được công việc rồi thì có thể ra ngoài tìm phòng rồi đấy, mới tìm được việc, lương lại không cao. Tiền thuê nhà đắt lắm, đợi tôi được tăng lương rồi sẽ đi, hơn nữa có hai chị em đình đình ở bên, người ta mới có bạn. Nghe vậy Châu Tường đành bó tay, tôi đến cả Châu Tường và Đình Đình đều không ngủ được, cứ suy nghĩ những điều vẩn vơ, Châu Tường quay qua đan lấy ngón tay Đình Đình. Đình Đình liền hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì, em gái, em gái giả làm em đến khuyên anh, là chuyện nó biết làm, anh không có vạch rõ ra. Nó ấy, bởi vì chuyện trên núi lần trước nên lo cho anh. À, hóa ra lần đó đòi lên núi thám hiểm là em gái à? Đó. Nó làm sao? Thỉnh thoảng nó lại gặp ác mộng, nửa đêm khóc trộm một mình, chỉ sợ mất đi mất đi anh. Lúc này Châu Tường ôm Đình Đình vào lòng xoa xoa đầu, ngốc, vì các em, anh chắc chắn sẽ không để mình có chuyện gì, anh nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng. Nghe vậy Đình Đình liền yên tâm dựa vào lòng Châu Tường bảo em ở bên anh, chuyển cảnh, ngày hôm sau ở công ty lúc này Châu Tường cùng với Mẫn Huệ đang trao đổi công việc. Mẫn Huệ sau khi đọc bản kế hoạch liền chốt kèo, "Được, tôi quyết định ủng hộ phương án của anh." Châu Tường bất ngờ hả, "Anh sao vậy? Tôi còn nghĩ sẵn một bụng lời nói muốn thuyết phục sếp nữa đấy. Bây giờ cô nói như vậy, còn cho tôi nói gì được nữa? Anh không tò mò tại sao tôi lại quyết định như vậy à?" Châu Tường gãi gãi đầu, "Đây mới là bản sắc của sếp mà, bắt đầu từ lúc chúng ta quen nhau chưa từng thay đổi. Điều này thật tốt, đúng vậy, chúng ta quen nhau 4 năm rồi. Tôi không thay đổi chút nào sao? Sếp nói cho cô biết một bí mật, sao vậy?" Thực ra chúng ta đã quen nhau gần 10 năm rồi. Anh nói gì? Bằng bằng bằng, chiêu thức ngược cha, mỗi ngày một chiêu mới, Mẫn Huệ liền đập bàn tức giận. Sao anh lại? Ghi, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này á? Anh phát hiện ra từ lúc nào vậy? Cái gì? Sếp, cô cũng biết sao, làm sao có thể, nếu như tôi biết, còn chẳng tiếp tục ngược anh sao, niềm vui lớn vậy mà. Sao tôi có thể tha cho anh được, không phải tôi đổi nick rồi sao, sao anh phát hiện được, đổi ra chứ không đổi tính, cách đánh chôn đầu sông về phía trước đó của cô có khi cô nóng lên liền hét lớn trong khu hội thoại ngu xuẩn theo ông đây xông lên mẫn huệ hỏi nhận ra tôi rồi vậy sao không nói với tôi châu tường nói tiếp lúc mới học đại học có một lần đi nét tôi còn thấy cô online nữa đúng vậy kết quả anh bạn cùng phòng còn bảo tôi gọi cô đến cứu trận nhưng đánh xong thì cô đã ọp rồi tôi muốn hỏi cô ở đâu muốn đi tìm cô chơi thì cô lại ọp mất không trả lời tôi đó là vì vì sao à không không có gì sau đó tôi lại đi nét thêm vài lần mà đều không thấy cô online Đến khi đến hội học sinh, xếp dẫn theo đình đình cùng online, tôi nhìn đã nhận ra cô luôn. Vậy sao? Lúc này Mẫn Huệ quay đi, hai dòng nước mắt tuôn rơi hỏi vậy tại sao anh không nói với tôi? Cô đột nhiên đổi nick. Tôi còn nghĩ có phải là tôi đã đắc tội gì với cô không nên không không dám nói. Vậy tại sao bây giờ anh lại đến đây nói ra làm gì? Tôi không biết, chắc là vì chúng ta quen biết lâu rồi. Cộng thêm lúc nãy, lúc nãy bầu không khí khiến người ta cảm động, không tự giác đã nói ra. Vậy sao? Chỉ là ủng hộ anh thôi mà đã cảm động thành như vậy rồi à? Người đi liều mạng là anh, không phải tôi, Châu Tường Bảo có người tin tưởng, mà cảm giác đi dốc hết sức mình đó cũng tương đương niềm vui, nghe vậy Mẫn Huệ đứng dậy đưa tay ra, vì công ty, vì mọi người, vì sự nghiệp của chúng ta, tôi giao cho anh đó, hai người bắt tay hợp tác, sau đó Mẫn Huệ quay lại ngăn bàn lấy ra một quyển sổ và khoe, "Ten ten, tôi đã đặt mọi quyển sách liên quan đến sinh tồn dã ngoại rồi, còn nữa tôi cũng đã tìm được huấn luyện viên huấn luyện thể hình được đánh giá tốt nhất thành phố rồi, tôi đăng ký lớp cho anh phụ đạo một kèm một." Nhìn vào Châu Tường Ngơ chữ ở kéo dài, anh sao vậy à không sao không sao tôi sẽ toàn lực học tập mẫn huệ bước đi bỗng dừng lại bảo em gái cũng giúp đỡ chuẩn bị đó ừm he he mẫn huệ lại chỉ tay ra ngoài kêu anh cút đi cho anh nghỉ ngơi một ngày đến nhà tôi dỗ em gái cho xong tôi không hy vọng trước khi anh xuất phát còn có tâm sự trùng trùng sau đó châu tường liền chạy thật nhanh đến nhà của mẫn huệ tới trước cửa nhà anh cầm điện thoại lên suy nghĩ một hồi rồi quyết định vào bấm chuông cửa từ trong nhà vọng lại tiếng hỏi ai vậy chu tường tôi đến tìm người chu tổng nói với tôi rồi rất nhanh đã có người ra mời Châu Tường vào nhà, phía trong này Đình Đình đang nằm đọc sách cứ nghĩ là Mẫn Huệ về nên liền hỏi Mẫn Huệ, "Sao cậu lại về rồi? Sách cho heo đã đến chưa? Nhất định phải để anh ấy đọc hết đó. Tôi đã hẹn xong cho cậu rồi, tối nay theo mình đi gặp cao nhân lấy kinh." Mẫn Huệ sao cậu không nói gì? Nói xong Đình Đình quay lại nhìn mới biết đứng ngoài nãy giờ là Châu Tường. Nhìn thấy anh cô liền vọt xuống giường chạy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, "Anh, anh sao mà tìm được đến đây? Em mau ra đây đi." "Em không ra, em còn đang tức giận." em không muốn gặp anh vậy anh đi đây đi mau đi đi ừ châu tường ngay lập tức quay lưng bước đi nghe thấy tiếng đóng cửa đình đình liền mở cửa chạy ra heo ngốc anh đi thật à anh đúng lúc này thì châu tường ôm lấy cô từ phía sau anh anh không phải đi rồi sao sao anh lại trở nên xấu như vậy còn lừa người ta nữa cho dù là heo ngốc thì cũng sẽ tiến bộ mà thế này mà gọi là tiến bộ á gọi là khốn kiếp châu tường nói tiếp ở bên nhau lâu như vậy rồi anh làm tên khốn kiếp một lúc cũng được nghe vậy đình đình liền cắn vào tay châu tường một cái thật mạnh á à, châu tường lại đưa tay lên đầu cô xoa xoa anh chơi đều lại dùng chiêu xoa đầu hự hự ừ anh chơi đều đó vì biết em không chống cự lại được chiêu này mà vô lại heo xấu vô lại còn chiêu nào cứ việc tung ra em sẽ không bị anh dỗ dành đơn giản như vậy đâu châu tường lại đặt tay lên đầu đình đình thêm một lần nữa đình đình bèn ôm chầm lấy châu tường sao đột nhiên anh biết quá vậy sau này làm sao em tức giận được nữa vậy thì anh hư thêm chút nữa có được không anh anh châu tường không để đình đình nói thêm lời nào lập tức khóa môi đình đình lại khiến cô không còn cách nào chống cự vì mẹ bảo chống cự là bụng bự nên cô đành phải đứng im mà hưởng thụ nhưng cơ hội châu tường hỏi em còn giận không hứ thả em ra đồ hư hỏng đương nhiên là giận em không giống chị gái đâu em thù dai lắm đó vậy sao em còn giả làm chị em đến tìm anh sao sao anh nhận ra được bởi vì lúc đó anh đang nhắn tin với cô ấy ừ em còn tưởng anh có thể nhận ra chúng em vậy mà anh còn nhìn em diễn kịch một mình vừa nói đình đình vừa đấm vào lồng ngực anh châu tường lại bế cô lên tay anh đang cảm nhận sự quan tâm của em dành cho anh nói lời ngon ngọt đổi thành người khác nói ra chắc em nôn mất sao anh nói ra lại thoải mái như vậy chứ bởi vì anh biết lời anh nói đều là thật lòng anh thả em xuống đi châu tường thả đình đình xuống giường nhẹ nhàng vuốt chân nàng anh anh là tên hư hỏng vậy mà đi học nhiều trò như vậy để dày vò em à sau đó chả yêu tường giữ chân đình đình lại rồi mang dép cho cô đi theo anh làm làm gì muốn em tha thứ cho anh đâu thể chỉ có vậy hôm nay đi theo anh được không anh anh khỏe như vậy em em không muốn đi cũng không được vậy mau đi thôi đình đình nhân cơ hội nhõng nhẽo anh thay đồ cho em đi được được quần áo tắm thay cũng không mang theo đã chạy ra ngoài nếu như anh không đến tìm em thì em làm sao hừ em sẽ mặc đồ của mẫn huệ giờ em cũng đang mặc đồ của cậu ấy mà rất thoải mái thay đồ thế nào chắc mấy cưng không cần hướng dẫn nữa đâu nhỉ sau khi thay đồ xong châu tường nắm lấy tay đình đình đi thôi anh đưa em đi đâu vậy đã ra ngoài thành phố rồi Em đã lên thuyền giặc thì không xuống được đâu, ngồi yên đợi đó đi." Lúc này Đình Đình cứ một lúc lại liếc mắt qua nhìn Châu Tường. Sau khi bị phát hiện nhìn trộm Đình Đình còn quát anh nhìn gì, nghiêm túc lái xe đi. "Vâng." Một lát sau Châu Tường nói, "Mấy hôm nay ngoài thời gian làm việc ra anh đều nhớ lại, chỉnh đốn ký ức của chúng ta, làm gì, có phải thấy sướng lắm không? Ngoài những lời mà các em nói ra thì càng nghĩ càng loạn." Anh Sở Dĩ nói với bố mẹ muốn từ từ rồi tính chuyện đính hôn không phải là lo chuyện hộ khẩu, cũng không phải lo cuộc sống sau này nói tới đây châu tường dừng xe sao anh lại dừng lại điều anh lo là nếu như anh không phân biệt thì sao anh hồi đáp được cho hai em điều mà anh muốn nói tới đây châu tường dừng lại anh muốn gì anh anh không biết nói thế nào anh đình đình lại đấm vào lồng ngực châu tường rồi chửi xấu xa anh anh có lỗi với cô giáo dạy văn anh không biết phải nói thế nào không phải không phải là ý này anh muốn để em biết giờ này phút này tại đây người anh hôn là em hôm qua đóng giả cô chị là em tối qua ở cùng anh là chị của em Bây giờ người đang nói chuyện với anh là em, người anh đưa ra ngoài cũng là em, em có hiểu ý của anh không? Nghe vậy Đình Đình liền đánh dấu chủ quyền lên môi Châu Tường, sao em không để anh nói cho hết, em sợ anh nóng lòng quá lại cắn phải lưỡi. Anh còn không cảm ơn em, Châu Tường hai má ửng đỏ, ngượng ngùng, "Ồ ồ, cảm cảm ơn, ha ha đây mới là dáng vẻ mà heo ngốc nên có." "Còn không mau lái xe đi." Chuyển cảnh, rất nhanh hai người đã đến bên bờ biển xinh đẹp, đi dạo được một lúc Đình Đình khen ngợi, "Sao anh biết được nơi đẹp thế này?" vùng đất quý mà cậu béo phụ trách ngoại cảnh công ty anh cất kỹ nơi lúc nhỏ cậu ta chơi đùa lần này có dự án mới phải quay bây giờ thuận tiện lấy địa điểm luôn tốt thật nơi này không rộng lắm không phù hợp để phát triển thương nghiệp là một nơi hiếm có còn giữ lại được dáng vẻ nguyên sinh sau đó thì sao chỉ có vậy thôi sao châu tường lúc này nhìn bốn phía không thấy ai liền kéo đình đình ngồi xuống bên một cái hố cát nhỏ anh anh làm gì vậy châu tường lập tức đào xuống theo đó lấy ra một con cua ôi con cua nhỏ này đáng yêu quá Đình Đình đưa tay vào thì bị kẹp liền kêu lên á. Em không sao chứ? Đưa tay anh xem nào, làm gì có ai cầm càng cua như vậy chứ? Cũng chẳng phải em chưa đi biển bao giờ, cái cái này khác mà, cảm giác đẹp hơn những con cua khác. Loại cua cát nhỏ này mỗi con có khoảng 81 nhiệt lượng, dân gần biển đều bắt những con cua cát này giã nát làm tương cua, không chỉ ngon mà hạn sử dụng còn dài. Nói xong anh thả con cua về chỗ cũ rồi kéo tay Đình Đình chạy ra đến một tảng đá nhỏ. Anh làm gì vậy? Thứ này mặc dù rất đắng nhưng cũng ăn được. Đình Đình quay đi. Hừ đây mới là mục đích anh đưa em đến đây phải không muốn nói với em là anh có thể tìm được đồ ăn phải không chúng ta bắt thêm ít ba người cùng ăn nhé anh tưởng sinh tồn nơi hoang dã chỉ cần ăn là đủ à ở thì sao lỡ bị thương thì sao lại lỡ như tối đến gió lạnh thổi bị cảm lạnh phát sốt thì sao còn nữa nghe đến đây châu tường liền ôm cô vào lòng trong thời gian nghỉ hè ở trường gặp nguy hiểm trong núi là chúng ta đúng không sao đột nhiên anh lại nhắc chuyện này lúc đó anh hoảng lắm lúc thì em tốt với anh lúc thì lại ghét anh ngày đó đột nhiên am muốn anh cùng đi leo núi các anh em trong phòng liền nói bậy đủ loại gì mà có lẽ em muốn vứt anh ở trong núi tìm một lý do để chia tay hoặc là tìm một nơi không người trong núi rồi xử lý anh còn nhiều kiểu kỳ lạ lắm mấy anh bạn xấu xa kia của anh sao có thể nói em như vậy chứ lúc đó anh đi sau em thấy hoang mang lắm luôn cũng may cuối cùng em chỉ muốn đi leo núi với anh rồi nhớ lại lúc đó chắc là em rồi nếu như là chị em có lẽ cô ấy sẽ không hung dữ như vậy em em hung lắm sao châu tường tiếp tục có màn khóa môi với đình đình bây giờ nghĩ lại đình đình khiến tim anh lay động khiến anh yêu sâu sắc vừa có sự dịu dàng của chị vừa có sự bá đạo của em heo ngốc sao anh càng ngày càng biết tán tỉnh rồi khiến em và chị không thể buông anh ra được bắt đầu từ lúc đó anh đã nghĩ tương lai chúng ta cũng sẽ đi khắp nơi du lịch lỡ lại gặp chuyện như vậy nữa thì sao nếu như hết thức ăn còn không đi ra được thì phải làm sao vì vậy anh liền bắt đầu quan sát chỉnh lý làm sao phân biệt và thu thập thức ăn bây giờ đồ ăn trên núi dưới biển cơ bản anh đều tìm được thế nào anh cũng không phải loại không có nào làm bậy nhỉ ít nhất thì chuyện này nếu như không có tích lũy thì không thể làm được đâu không ngờ lần này lại dùng ở đây đình đình chật ủ rũ sau đó cô bảo em sẽ giống như chị và mẫn huệ toàn tâm toàn lực ủng hộ anh hoàn thành phương án này vừa nghe câu này châu tường liền cười toe toét anh đừng vui mừng quá sớm em còn có một điều kiện là điều kiện gì nào em muốn làm một bài kiểm tra nếu như trước khi xuất phát anh không đạt yêu cầu em em nhất định sẽ ngăn cản anh được được vậy ta đi thôi từ nay về sau hồi ức của em và anh chính là của em và anh rồi được em nói gì anh cũng nói được sẽ khiến em sinh ra thói quen ỉ lại anh heo ngốc cứ khiến em động lòng như vậy người ta cũng sẽ quen như vậy đó châu tường xoa đầu đình đình vậy thì quen thôi hai người tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy sau đó đình đình cởi áo ngoài ra bây giờ tâm trạng giống như không khí biển ấy cực kỳ tốt em muốn bơi anh cũng xuống đây bơi với em đi anh xuống liền đây sau khi bơi lội một hồi thì trên đường quay trở về nhà đình đình hát xì liên tục em lạnh sao hay là đóng cửa sổ đi em đừng để bị lạnh hừ ai bảo anh không đè quần áo lại bị gió thổi xuống biển luôn vui quá nên anh quên mất anh đúng là tên ngốc mà hi hi nể tình anh tối nay nấu ốc biển cho em với chị ăn không trách anh nữa ừm được chuyển cảnh đình đình chị đang ngồi làm việc thì đột nhiên nghe giọng em gái bọn em về rồi hai người về vừa nói xong thì nhìn thấy hai người quần áo không chỉnh tề nên cô mặt cô chị liền biến sắc chị sao vậy thấy chị gái không trả lời đình đình đưa ốc cho châu tường rồi bước tới ôm chầm lấy chị gái em xin lỗi chị cô chị thấy vậy liền thút thít chị mới phải xin lỗi em xin lỗi đã khiến em buồn rồi cô em lúc này lắc đầu liên lịa không có không có không phải như chị nghĩ đâu không phải em em chỉ là trước giờ luôn biết rõ tâm trạng của chị lại cứ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì hết chỉ cần có thể ở bên chị và con heo ngốc này mãi mãi em liền cảm thấy cực kỳ cực kỳ hạnh phúc vì vậy khi nghe chị nói ra nỗi khổ trong lòng em trước giờ không biết phải đối diện với chuyện này thế nào là em đã chiếm mất ký ức quan trọng mà chị muốn có mà em cũng vì muốn ký ức cất riêng của bản thân mà không nói cho chị em vẫn luôn không dám nhắc đến những chủ đề này giữ trong lòng lại cảm thấy khó chịu vì vậy vì vậy chị có thể tha thứ cho em không chị mới phải mong em tha thứ chị đấu kỵ với những ký ức của em và heo khiến tim chị đập mạnh lại ngưỡng mộ rõ ràng không phải là ký ức của mình lại vừa như là phải rõ ràng có thể ở bên em và heo mới là chuyện mà chị mong muốn hơn nghe vậy cả châu tường và cô em cũng bất ngờ nói thế nào nhỉ nói mãi cũng không thoát khỏi heo ngốc được sao hai chị em ta lại ngốc như vậy chứ đúng vậy sao lại ngốc như vậy chứ châu tường đứng trước mặt hai chị em hỏi việc này có thể trách anh sao cô em liền bảo vào lúc này nếu như là anh chàng có đầu óc linh hoạt sẽ nói thế nào không phải là phải khiến bọn em vui vẻ sao đây mới là heo mà chúng ta yêu châu tường lúc này đã hiểu vấn đề nên cười cười à cái này anh đi nấu cho hai em ăn cô chị không biết liền hỏi đây là gì hi hi đi chúng ta đến sofa nói chuyện. Nếu anh nấu không ngon thì bọn em sẽ trừng phạt anh đó, đúng không chị? Đúng, phải phạt nhưng mà hai người đi tắm trước đi. Cả người bốc mùi hôi quá, Châu Tường lập tức đồng ý, cô em cười cười rồi đưa tay vào bụng cô chị, em đang làm gì vậy? Chúng ta cùng đi tắm, khuôn mặt Châu Tường lúc này kiểu không tin đây là sự thật, lập tức tưởng tượng ra cảnh tắm cùng hai chị em trong cái bồn tắm mà xịt máu mũi hỏi lại thật sao? Chuyển cảnh đến phòng tắm, cô chị cầm chiếc áo lên người liền bảo mau lên đi heo ngốc, cả người mùi nước biển người thấy mặn chết đi được, mùi mặn cũng ngửi được à mũi em có vấn đề rồi trọng điểm là mùi mặn sao châu tường cởi quần dài ra đưa cho cô chị anh cởi luôn cả quần đùi đi em giặt luôn cho anh châu tường lúc này có vẻ ngượng ngùng liền quay đi anh anh tự làm được heo sao anh còn ngượng ngùng nữa vậy chuyện chuyện này có hơi kích thích trái tim nhỏ bé của anh vẫn chưa thích ứng kịp vậy thì mau làm quen đi em gái tắm trước đi nhìn em cũng cả người toàn là muối đó muối trên người chúng ta cũng đủ nấu canh rồi cạo ít xuống đi đừng lãng phí sau khi cởi quần đùi liền quấn chiếc khăn tắm lại ngượng nghịu nói anh anh xong rồi nào xịt nước cho anh trước rồi hãy vào còn không nhanh lên nước sắp lạnh rồi ô ngại quá khi này châu tường ngồi ở ghế hai chị em cùng tới trà lưng cho châu tường chị trà bên trên vậy em trà bên dưới châu tường toát mồ hôi anh liền hét to này hai em lập tức hai chị em dựa vào người anh cùng nói cảm ơn anh heo ngốc anh cũng muốn cảm ơn bản thân mình he he nghe vậy hai chị em lập tức quay ngoắt thái độ cô em nhéo vào chân anh rồi chửi anh nhặt liêm sỉ lên đi châu tường liền kêu lên đau quá bỏ tay ra cô chị phía sau cười ha ha đáng đời cái này là anh nói thật đó cả hai chị em lại cùng hô đồng thanh câm miệng vừa nãy anh nghĩ anh phải cảm ơn bản thân ấn hành ngốc như vậy dốc hết toàn lực để anh không mất đi các em anh anh rất vui thật sự rất vui hai em đúng là thần đồng bước đúng lúc cả ba đang vui vẻ thì chợt nghe thấy tiếng vọng phía ngoài ồ sao lại có thêm một đôi giày cả ba lúc này hốt hoảng em gái cũng về rồi sao người đâu đúng là nóng quá đi có phải hai chị em đang tắm không cho tôi tắm với ba người trong phòng lúc này ai cũng toát mồ hôi cửa cửa chưa đóng châu tường trong đầu đang nghĩ cái quái gì phải làm sao đây anh liền hét lên đừng ngay lập tức chị họ mở cửa vào ơ ờ sao hình như tôi lại nghe thấy giọng của tiểu tường nhỉ về rồi à em gái khi chị chị họ tiểu tường cũng có cách đấy chứ tôi còn tưởng cậu ta sẽ đau đầu đến mức phải tới chỗ tôi sinh công lực tất sát hai chị em lại đồng thanh nói chị họ bọn em tắm sắp xong rồi sắp đến lượt chị rồi gì mà nhanh vậy tắm chậm chút đi, cùng nhau tắm cho vui, chúng ta còn nói chuyện linh tinh luôn, vừa nói cô vừa lột áo ngoài ra, ơ chị, sao vậy, chắc không phải là không tiện đó chứ, tiện tiện, châu tường ở dưới bồn tắm nghe vậy không biết phải làm thế nào trong tình cảnh éo le này, cô chị họ có vẻ nghi ngờ liền hỏi hai người làm gì vậy, sao không tắm đi, cô chị dối quá bèn trả lời tắm chứ, còn chẳng phải đang lo nói chuyện với chị nên quên mất à, nhìn lại thì ối rồi ôi sao lại cầm vòi nước xịt vào mặt em gái thế này, chị chị xin lỗi em, vốn vốn dĩ là cũng phải rửa mặt mà em gái em đã lớn thế rồi mà vẫn cần chị gái rửa mặt cho thế, em bảo chị phải rửa thế nào, chị cũng tắm đi, để em giúp chị, nói xong cô em xịt nước vào người chị gái. Châu Tường ngồi trong bồn tắm thì cứ phải gọi là chảy máu mũi liên tục, làm hòa rồi, vấn đề cũng được giải quyết rồi. Thời cơ để mở rộng lòng mình ra, chân thành đối đãi với nhau như vậy, sao hai đứa không tắm chung với Tiểu Tường, mặc dù hai người một người điềm tĩnh, một người hoạt bát, như ứng trong tình cảm chắc đều có ý nghĩ đó nhỉ, chuyện chuyện này, bọn em sợ anh ấy chịu không nổi, vậy sao? chị thấy giày của cậu ta cũng ở trong nhà, mà lúc nãy ở phòng khách lại không thấy người đâu. Cậu ta đi đâu rồi? À vậy sao? Không thấy anh ấy sao? Hay là heo ngốc đã vào phòng ngủ để ngủ rồi? Chị, à đúng ha, hôm nay anh ấy cũng mệt rồi, có lẽ đã đi ngủ trước rồi, chị đâu có thẩm vấn tội phạm đâu. Sao hai đứa căng thẳng thế? Ngủ thì ngủ đi, hai chị em nghe xong quay qua nhìn nhau cùng trả lời đúng vậy. Chúng ta đâu có căng thẳng, chị họ nói tiếp thực ra hai đứa ngồi vai kề vai như vậy, giống như đang che chắn cho cái gì đó ý rất dễ khiến người ta liên tưởng đến chuyện có phải tiểu tường đang trốn sau lưng hai đứa hưởng thụ kích thích này máu mũi chảy như suối đấy bà chị này đã nói đúng lại còn nói to hai chị em lắp bắp nói làm làm gì có ai ha ha năng lực tưởng tượng của chị đúng là tốt hai đứa đúng là không biết đùa nếu như tiểu tường ở đây vậy chẳng phải chị sẽ bị lỗ nặng sao thế thì cậu ta sẽ thảm rồi à đúng ha đúng ha chị họ đứng dậy rồi bảo chị cũng vào tắm nhé lúc này hai chị em hét lên đừng mà ồ tại sao chúng ta đều là phụ nữ có gì mà ngại chứ, vì, vì, vì lúc nãy không cẩn thận em đã thả rắm trong nước rồi. À đúng, lỡ thả rắm rồi, lúc này châu tường dưới nước hai tay bịt mũi kín mít, ôi lại không nhịn được nữa. Chị họ lúc này mới chịu buông tha, được rồi, vậy chị ra ngoài xem tivi một lát, xả nước xong rồi gọi chị. Sau khi chị họ ra khỏi phòng hai người mới thở phào nhẹ nhõm, khi này châu tường đưa tay đẩy hai chị em ra rồi ngoi đầu lên kêu. Nghe thở chết mất, lúc này hai chị em liền bịt miệng châu tường lại, suyệt, chị họ còn đang ở ngoài đó, hừ, cô ta chính là một ác ma chắc chắn cô ta biết anh ở trong nước tuyệt đối đừng coi thường cô ta thời trẻ con của anh đã bị trí tuệ ác ma vượt xa nhân loại của cô ta hành hạ tơi bời anh còn ngốc nghếch để cho cô ta không ngừng giày vò nghe vậy hai chị em liền phì cười hai em cười cái gì em thì lại thấy đây coi như lần đầu tiên có ký ức không thể nào quên trong cuộc đời chung sau này của chúng ta ừ cái ký ức này chẳng tốt đẹp gì cả rõ ràng là không đánh rắm đều tại anh đó tại sao lại thở khí ra chứ ngại quá đi Cô chị họ lúc này đứng ngoài đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Sau khi tắm xong, Châu Tường liền nói chị họ là đồ xấu xa, suýt nữa khiến tôi ngạt thở chết, sao có thể nói chuyện như vậy với chị họ chứ? Có phải đã tạo bất ngờ cho ba người không? Hiệu ứng cầu treo có hiệu quả tăng tiến tình cảm siêu cấp đấy nhé, đừng có dùng từ chuyên môn tôi không hiểu. Nếu muốn ở đây thì đừng có giở trò nữa, mau đi nấu cơm đi, chị đây sắp đói chết rồi." Nói xong chị họ đứng dậy, đến lượt mình đi tắm rồi đang lúc cột tóc thì khắn tắm cô tuột ra châu tường trợn tròn con mắt nhìn liền bị hai chị em che lại sau khi choàng khăn tắm lại cô chị họ lại bảo đừng có gây động tĩnh quá lớn ba người đành cạn lời chuyển cảnh châu tường lúc này đang trổ tài nấu ăn sau một giờ đồng hồ các món ăn đã được bày biện trên bàn hai chị em ngồi ngoài chờ nhìn thấy dĩa tôm thơm ngon cô em chịu không nổi liền bốc một con để ăn vụng nhưng lại bị cô chị bắt bỏ xuống nên đành chấm mút ngón tay một lát sau châu tường đã nấu xong đến rồi chuẩn bị ăn thôi thơm quá đi anh giỏi nhất là nấu hải sản đó cô em chỉ vào dĩa ốc ý nói châu tường đút cho cô ăn châu tường hiểu ý liền cầm một con ốc lên khều ra bỏ vào miệng cô cô chị ngay sau đó cũng được anh khều cho một con vô cùng bất ngờ sau đó hai má ửng đỏ ngay lập tức hai chị em mỗi người một con đưa cho châu tường lúc này anh bối rối không biết phải ăn của ai trước cô chị họ ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng vui cười của bọn họ liền tắm nhanh rồi đi ra đã nói rồi đừng ồn ào quá vừa bước ra nhìn thấy bản đồ ăn cô lập tức thay đổi thái độ hoa thơm quá đi hai chị em quay qua bảo mới làm xong, mau đến ăn đi. Người thầy mùi thơm chị họ lập tức khen ngợi, tay nghề của Tiểu Tường trở nên tốt thế này từ bao giờ vậy? Rõ ràng là lúc nhỏ bị dầu trong nồi bắn có xíu cũng khóc mất nửa ngày trời. Châu Tường quay mặt qua một bên bảo đừng có lôi chuyện lúc nhỏ ra nói nữa. Tôi đã tiến bộ từ lâu rồi, đúng rồi, chị lúc nào chị rảnh vậy? Cuối tuần này, bây giờ chị đang làm quen với nghiệp vụ, bồi dưỡng tình cảm với khách hàng, sau này dễ làm ăn. Tôi đã nhìn thấy từng bó rau hẹ bị chị xếp hàng cắt. Đinh Đinh liền bảo chị Văn em có một người bạn có vấn đề trong tình cảm cần chị giúp đỡ vạch kế hoạch chị có thể giúp cô ấy được không được chứ tán gái tán trai đoạt tình đoạt ái hay là tình yêu cấm kỵ cần đẩy một cái hay là kéo lại một cái châu tường liền nói em đừng giới thiệu khách hàng lung tung cho chị ta chị ta có thể khiến sự việc loạn thành một đống thấy thế chị họ liền bảo phương diện chuyên nghiệp người ta rất có phẩm hạnh đó nha chuyển cảnh ngày hôm sau tại phòng họp công ty lúc này châu tường đang thuyết trình về dự án của mình cho mọi người dễ hình dung liên quan đến địa điểm trước thiết kế là hải đảo hoang dã sa mạc còn có rừng rậm cậu béo lập tức xung phong đi tìm hải đảo cậu muốn ăn hải sản thì có thì chẳng phải đi dò mìn trước cho anh chu sao mẫn huệ lên tiếng được rồi mọi người cuộc họp đến đây thôi mọi người theo kế hoạch đã định chấp hành việc của mình đi vâng sếp chu tường anh ở lại tôi có chuyện cần bàn được ạ à, sau khi mọi người đi hết châu tường hỏi sếp có chuyện gì dặn dò sao mẫn huệ nhìn anh một hồi rồi thở dài bảo bắt đầu đặc huấn đi đặc đặc huấn là sao sếp anh đi theo tôi hả à, đi đi đâu đi tập gym nghe câu này châu tường liền toát mồ hôi mẫn huệ nói tiếp thể năng sức bền đều là yếu tố quan trọng trong sinh tồn nơi hoang dã vì vậy bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày đều phải có giáo trình cùng tôi đi gặp pt cô ấy rất chuyên nghiệp cảm ơn sếp đã quan tâm tôi chỉ quan tâm đến nam chính của dự án này có phát huy ổn định cứu vãn công ty được hay không châu tường nhai răng cười tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ một lát sau cả hai đã có mặt tại phòng tập gym nhìn thấy mấy cục tạ mà anh cũng rén cô gái thân hình đồng hồ cát này lập tức chào mẫn huệ ngay lập tức mẫn huệ gọi chu tường ó chính là cô ấy tư nghiên pt chuyên nghiệp nhất thành phố xin chào cô gái lập tức đi tới châu tường xương cốt này ưu tú quá cô cô làm gì vậy chỉ là phương thức chào hỏi có hơi biến thái mẫn huệ mầm non tốt như vậy mà cậu lại che giấu lâu thế hình thể của anh mà luyện tốt chỉ dựa vào dáng người thôi cũng đủ khiến bao thiếu nữ chết mê chết mệt rồi mèo mẹ biến thái chỉ nhìn dáng người còn không mau làm chuyện chính đi tư nghiên lập tức nói vậy thì cởi đồ đi này này làm việc chính thì cần gì phải cởi đồ là để kiểm tra cơ thể đấy sau khi kiểm tra tư nghiên khen anh duy trì dáng người rất tốt tỷ lệ mỡ rất thấp bình thường có kiểm soát ăn uống và vận động không có cô ta vén áo rồi nói cơ bắp này cũng ngon đấy nhưng chân này lỏng lẻo quá đây là dáng người tốt được luyện ra từ việc vận động eo nhiều à châu tường gãi đầu chuyện này tư nghiên quay qua nói nhỏ với mẫn huệ cơ bắp của anh ta có đủ lực bạo phát chỉ là số lần sử dụng hơi nhiều bạn gái của anh ta có chịu được không vậy tôi tôi làm sao mà biết được lúc này cô gái đi tới vỗ vào châu tường theo phản xạ anh liền hỏi sao sao lại vỗ tôi kiểm tra cơ thể mới có thể đặt ra phương án huấn luyện cho anh được mông không đủ vểnh thậm chí có hơi lép cậu ép khô người ta quá nha mẫn huệ nếu như vận động thích hợp thì anh ta sẽ có một bờ mông cực kỳ quyến rũ đó này cái gì mà ép khô chúng mình cùng nhau lập nghiệp đương nhiên đều sẽ liều mạng mình cũng vậy thôi cậu liều như vậy mông cũng xẹp luôn rồi Hồi đó cậu cứ đến phòng gym là liều mạng tập sờ watt, suýt nữa thì luyện cho cơ bắp rã rời. Nếu không phải mình kịp thời mát xa thì hừ hừ, bây giờ cong như vậy đều phải cảm ơn mình giúp đỡ đó. Một cô gái ế như cậu lại rèn luyện cơ thể tốt như vậy là muốn lấy lòng ai đây? Mẫn Huệ nghe xong liền nhìn chằm chằm vào Châu Tường, rèn luyện cơ thể đương nhiên là vì liều mạng lập nghiệp cho tốt hơn, hơn nữa người mà Chu Mẫn Huệ muốn lấy lòng, đương nhiên chỉ có bản thân mình. Mình còn muốn hỏi cậu đây, cả ngày ôm lấy trung tâm huấn luyện chẳng có chút thịt thừa nào là muốn dụ dỗ ai. Này không phải đang kiểm tra sao sao lại cãi nhau rồi tư nghiên trả lời đương nhiên là để câu rùa vàng rồi cậu phải cầu phúc cho mình thoát kiếp ế muộn muộn nếu không sau này không có ai giống như mình có thể chỉ đạo chuyên nghiệp được cho cậu nữa đâu nói xong cô đẩy mẫn huệ cậu cậu làm gì vậy thay quần áo đi mẫn huệ cậu cũng làm đi tại tại sao mình cũng phải làm đột nhiên đằng sau vọng lại đương nhiên là làm cùng chúng tôi rồi quay lại nhìn thì là đình đình với chị họ đình đình vội kéo mẫn huệ ra mẫn huệ sao giờ hai người mới đến chúng mình đợi mọi người lâu lắm rồi đó Châu Tường thấy bà chị họ liền trầm mặt hỏi này, sao chị lại đến đây? Không phải chị mới đi làm sao, đã trốn việc đến đây rồi, vội vàng muốn đi loài nam nữ đồng chí nào đó rồi à, người ta nhiều việc làm đó. Nếu không phải em gái bảo tôi tới giúp thì làm gì có thời gian, đúng không? Chị họ đi tới tư nghiên rồi hôn cô ấy, Châu Tường liền hét à. Chị chị thật sự là nam nữ đều ăn sao, quốc gia còn có 30 triệu người độc thân đó, chị có từng suy nghĩ cho họ chưa? Đây là cách chào hỏi ngoài kia. Cô ấy và tôi đã quen nhau ở nước ngoài rồi, đừng hiểu nhầm tình bạn thuần khiết của chúng tôi đúng vậy thấy thế châu tường ôm đầu thở dài mẫn huệ hỏi cô ấy là ai đình đình lúc này giới thiệu đây là chưa kịp nói thì chị họ bịt miệng đình đình lại để chị tự nói cô là chu mẫn huệ đúng không không chờ mẫn huệ trả lời cô liền đi tới hôn mẫn huệ khiến mẫn huệ xém tí nữa thì ngã ngửa cũng may là châu tường kịp thời đỡ lại không sao chứ mẫn huệ lúc này khó chịu nhưng không biết nói gì châu tường lại chửi nay chị đừng có gieo rắc bậy bạ vào não xếp lúc này chị họ mới đưa tay ra xin chào tôi là chị họ của tiểu tường vừa rồi chỉ là chào hỏi thôi mẫn huệ quay qua châu tường rồi lắp bắp chị chị họ xin chào nghe nói cô bắt tiểu tường nhà tôi làm việc cực kỳ nguy hiểm lai chim sinh tồn hoang dã chuyện này nguy hiểm lắm đó nếu như có xảy ra chuyện gì tôi biết ăn nói sao với đình đình còn cả gì dựng của tôi nữa nghe vậy mẫn huệ bảo đây là sự nghiệp chung của chúng tôi chúng tôi cũng rõ ràng nguy cơ ở đây vì vậy lần này chu tường sẽ sung phong ở phía trước tôi và đình đình sẽ toàn lực ủng hộ anh ta ở phía sau chị họ lúc này lại đặt tay lên mẫn huệ khiến mọi người cũng phải quay qua nhìn chị họ chị làm gì vậy nơi này còn có nhiều người nhìn lắm đó tim đập vững vàng ổn định ánh mắt kiên định nói chuyện lưu loát tin tưởng ủng hộ đúng là tình nghĩa đậm sâu rất tốt tôi tin lời cô nói châu tường lại hét lên này làm gì có ai làm như chị chứ còn không lấy tay ra đi đừng có đánh mất mặt mũi của chu ra chúng ta nữa chị họ quay qua nói với mẫn huệ mau đi làm huấn luyện của cậu đi đầu gỗ chẳng biết gì về tình cảm phụ nữ như cậu sao mà hiểu được phương thức giao tiếp giữa phụ nữ với nhau nói xong cô cầm tay mẫn huệ rồi bảo nhìn đi đây gọi là nữ nữ bình đẳng châu tường liền che mắt lại bảo sếp chị ta là ác ma cô phải cẩn thận đừng dây dưa với chị ta nếu không đầu óc chị sẽ bị hỏng đó mẫn huệ lắc đầu không không đâu chị ấy rất tốt mà lúc này đình đình bảo chị họ chính là cao thủ tâm lý học rất giỏi mà mình nói đó nghe được câu này mẫn huệ lại nhìn về phía châu tường rồi quay qua suy nghĩ một lát sau mẫn huệ cúi mặt nói chị tôi tôi không cần không cần thấy vậy chị họ lúc này liền lôi mẫn huệ đi mẫn huệ nói tiếp đều là đình đình tự làm chủ sau khi hai người đó đi châu tường hỏi đình đình đang nghĩ gì vậy xếp sao thế đình đình quay lại bảo đây là bí mật của phụ nữ đúng lúc này tư nghiên bảo nói chuyện cũng tính giờ đấy nhé mọi người còn định nói chuyện đến bao giờ đình đình chạy tới làm thân bây giờ huấn luyện viên pt chị cứ giày vỏ anh ấy nhất định phải thay ra đổi thịt cho anh ấy luôn châu tường quay qua bảo anh cũng đâu phải luyện cơ làm chai sáu muối đâu em nhầm rồi à cũng chẳng xung đột dạo này phần hông của anh đã có ngấn mỡ rồi chẳng gợi cảm chút nào hết đi luyện hết cho em nghe vậy tư nghiên bật cười vậy thì mau bắt đầu thôi mục tiêu huấn luyện thì mẫn huệ đã nói với tôi rồi lấy mục tiêu sinh tồn nơi hoang dã để tiến hành rèn luyện cơ thể rất tốt vậy thì bắt đầu từ việc chạy chậm 30 phút đi đình đình ngạc nhiên hả chẳng phải nên luyện tập sức mạnh cơ bắp sao khi gặp dã thú có thể nhẹ nhàng giải quyết nó luôn chuyện này kệ cô ấy nha đầu này đôi lúc sẽ mất não sinh tồn dã ngoại đầu tiên cần phải nâng cao tố chất cơ thể tăng sức đề kháng cùng với năng lực thích ứng với hoàn cảnh khác nhau của cơ thể chứ không phải luyện ra một đống cơ bắp, tiêu hao protein của cơ thể, vì vậy vận động là bài học bắt đầu tốt nhất. Bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày đều phải tập luyện, đã nghe rõ chưa? Hai người cùng hô đồng thanh rõ, chuyển cảnh đến phòng thay đồ, Mẫn Huệ lúc này bảo chị họ, ánh mắt này của chị có hơi hơi. Tôi đang đợi cô thay mà, nhanh lên nhanh lên, Tiểu Tường và em gái còn đang đợi chúng ta đó. Được rồi, sau khi thay đồ xong Mẫn Huệ có vẻ ngượng ngùng vì bộ đồ bó sát chị họ liền chạy tới rồi bảo cơ thể rèn luyện tích cực của cô gái độc thân luyện phần mông vảnh quá đi phần eo cũng không có chút mỡ thừa nào nỗ lực giữ gìn hình tượng quá hen chắc chắn là người mà cô vừa ý luôn ở gần cô nghe câu nói này mẫn huệ liền giật mình quay đi đâu đâu có chị chị nói bậy gì thế ánh mắt xa xăm đây là biểu hiện chột dạ điển hình đó mẫn huệ lại chối lia lịa em em không có chột dạ gì chứ em em đi tập luyện cơ thể chỉ vì bản thân vui vẻ thôi vậy thì em nhìn vào mắt chị nói lại lần nữa xem mẫn huệ nhìn rồi lại liếc qua chỗ khác Em em còn chưa yêu đương, làm gì có ý trung nhân, độc thân và có ý trung nhân không phải cùng một chuyện. Em đang tránh né câu trả lời của chị, em đâu có, em vẫn luôn bận chuyện công ty làm gì có thời gian nghĩ những chuyện này. Nhưng chuyện này đâu có xung đột với chuyện ý trung nhân ở gần. À, vậy vậy sao? Nhưng mà em không có ý trung nhân. Nếu không em thế này làm gì mà độc thân được đúng không? Em còn không biết nói dối như chị nghĩ, là một người cực kỳ đơn thuần. Chị chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu lắm, vất vả lắm đúng không? Người mình thích đã lâu lại không ở bên cạnh mình hai a à, có đôi lúc trái tim bị cảm động quá mức sẽ rất muốn khóc trong lòng nghĩ rõ ràng là mình đến trước nhưng tại sao lại biến thành như vậy em gái lo lắng cho em lắm đó hai chị em họ cũng luôn hy vọng em có được hạnh phúc có bạn thân tốt như vậy chị đúng là ngưỡng mộ em đó đúng vậy em rất vui vì đời này có thể có bạn thân tốt như vậy em vậy mà bạn thân tốt nhất của mình lại là một cặp với người mình thích nhất đây đúng là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời còn thảm hơn cả chị mẫn huệ nói to chị chị nói gì khiến mọi người đều nghe thấy lát sau cô nhẹ giọng hỏi chị chị nói gì vậy Em không phải, nhìn vào mắt chị mà nói có phải em đã lo lắng đến mức quên mất chị làm nghề gì rồi phải không? Chị là người chỉ cần nhìn một cái là đã biết rõ ràng chuyện của hai chị em bọn họ đấy. Em có biết trên cơ thể người bộ phận nào là không đáng tin nhất không? Đương nhiên là miệng rồi. Ồ, ngoài miệng ra những bộ phận khác trên cơ thể đều cực kỳ thành thật. Vì vậy em cảm thấy nói dối trước mặt chị còn có ý nghĩa gì nữa không? Bây giờ em đã bằng lòng nói chuyện được chưa? Có gì đáng nói đâu, đây chính là vận mệnh. Hai a, à, đều tại chị dạy dỗ tiểu tường thành người ưu tú như vậy không có chị mấy đứa cũng không thể nào gặp nhau như vậy lúc này mẫn huệ bất ngờ hả lúc trung học người chị họ mà anh ấy nói chính chính là chị sao ừ ừ di dưỡng của chị quản giáo cậu ấy quá nghiêm khắc cộng thêm nhà cậu ta bẩm sinh đã là một gia đình rất đơn thuần vì vậy cậu ta từ nhỏ đã là đầu gỗ chậm phát triển chậm tiêu chính là một kẻ cứng nhắc nói chuyện cười với cậu ta có thể kéo dài mất mấy phút mới phản ứng kịp vậy sao đúng là anh ta không thay đổi gì cả nhỉ lúc đại học cũng vậy làm gì cũng cứng nhắc đúng vậy vì thế chị đã dùng mọi biện pháp cải tạo cậu ta mà không được tức đến mức chị phải đi học tâm lý học nhất định phải hiểu được cậu em ngốc nghếch này bị cái gì ha ha chị vì cái này mà đi du học sao vậy thì cũng chị họ nói tiếp vì vậy sức hút của cứng nhắc đối với lòng ham muốn thì đúng là sắc khí lớn làm rung động lòng người bây giờ chúng ta có thể mở rộng lòng mình nói chuyện thật lòng rồi vâng vậy thì nói thử xem em yêu tiểu tường nhiều thế nào mẫn huệ lấy hết can đảm để nói em yêu anh ấy rất yêu rất yêu không thua bất cứ ai trên đời này Mẫn Huệ nhìn qua chị họ thấy vẻ mặt trở nên không vui, chị, bây giờ mới là dáng vẻ chân thực của chị phải không? Em cảm thấy vẻ khoa trương phù phiếm trước đó đều là giả vờ, ôi bị lộ rồi, thất sách thất sách, không đúng. Sao em cũng hiểu, chẳng phải phụ nữ là nhà tâm lý học trời sinh sao, có chút gió thổi cỏ lay thôi là phát hiện ngay ra được, không giống như quần thể người đầu gỗ kia. Nếu như chị không nói bọn họ vĩnh viễn cũng không biết được, nếu em đã yêu tên đầu gỗ kia như vậy thì sao 4 năm đại học lại không có hành động gì, đó là một câu chuyện buồn bã khác. Duyên phận cứ thích trêu đùa, có phải ông trời đang xem câu chuyện cười của chúng ta không chị cọ cầm tay của mẫn huệ rõ ràng cảm giác loại người này không sai gì hết nhưng cứ khiến người quan tâm hắn phải đau lòng hơn nữa lúc hắn đau lòng buồn bã cũng sẽ khó chịu theo còn lo lắng cho hắn nóng ruột vì hắn cuối cùng vấn đề của hắn được giải quyết rồi vui rồi lại càng khiến người ta khó chịu hơn cảm giác này thật không công bằng em nói có đúng không trước đây em cũng nghĩ như vậy đúng là không công bằng quá không công bằng tại sao em lại vì anh ta vui mà vui vì anh ta buồn mà nóng ruột mà anh ta lại yên dạ yên lòng không biết chút nào chứ nhưng mà em đột nhiên nghĩ thông rồi có gì mà không công bằng nếu như không phải anh ấy chính trực như vậy nỗ lực hy sinh vì người khác như vậy giúp đỡ em và đình đình giải quyết vô số khó khăn và phiền não cùng với quan trọng nhất là anh ấy đã cứu vớt cuộc đời của em nếu như phải tính toán thì điều em làm còn lâu mới đủ vậy thì em tính làm gì đình đình muốn chị truyền lại bí pháp giành lại người mà mình thích cho em đó em gái ngốc còn có chị gái dịu dàng bọn họ đều nghĩ cho em em chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy em không muốn học cũng không muốn biết nhưng mà chị này tuyệt đối đừng nói chuyện này cho họ biết được không có lẽ đợi đến lúc em thật sự muốn thoát ế rồi sẽ đi xem mắt hơn nữa người theo đuổi em cũng không ít đâu trong số họ cũng có người ưu tú lắm em chu mẫn huệ nếu như muốn thoát ế cũng không có gì khó nói thật không đợi chị họ nói mẫn huệ liền bảo vậy thì em thà độc thân cả đời tâm lý học đấy có lúc cũng thật sự là một môn khoa học đau đầu có thể biết tại sao có lúc cũng chưa chắc chắn có thể kê thuốc đúng bệnh càng không thể ảnh hưởng đến duyên phận em nói có lạ không khi em biết Đình Đình là hai chị em có từng nghĩ đến chuyện nếu đã là hai rồi, tại sao không thể là ba chưa, tại sao không thể là bốn chưa. Nghe câu này Mẫn Huệ không thể ngờ được, mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ rồi đứng dậy bảo chị, chị nói chuyện lâu quá rồi, em phải đi luyện tập đây. Thôi được lần này tha cho em đấy, lần sau phải nói chị biết câu chuyện bỏ lỡ nhau thế nào của em với đầu gỗ nhà chị đấy. Chuyển cảnh. Đình Đình sau một hồi chạy bộ thì thở muốn không nổi, em em không ổn, không ổn rồi liền gục ngay tại chỗ. Còn chưa tới 10 phút nữa, em người ta đã lâu chưa vận động rồi đã đến cực hạn rồi chẳng trách tỷ lệ mỡ của cô tương đối cao cô sống hơi cong hơi sệ rồi đó nghe câu này đình đình liền bật dậy cái gì sệ không phải chứ rõ ràng tôi có kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên mà bởi vì heo rất thích châu từng nghe xong liền té ngã ngốc tại sao lại nói câu đó ở đây ừ chẳng phải đàn ông các anh thích nhất là cái này à anh có dám nói lúc bước vào không nhìn chỗ này không anh không hề cho dù có nhìn thì cũng chỉ là con mắt tự nhiên quét qua thôi anh cũng đâu có cách nào làm mờ PT được. Vậy có nghĩa là nhìn rồi, rõ ràng đã có em và. Châu Tường lập tức bịt miệng cô lại, em nghĩ cái gì vậy? Cái này cũng nói bậy được à, hai anh chị yêu đương làm trò cũng tính thời gian đấy nhé. À đúng đúng, tôi chạy ngay đây. Thấy thế đình đình tức quá chạy tới vỗ vào thật mạnh, này em lại làm gì thế, đốc thúc anh chứ gì, lời dặn của PT đó, còn 40 phút nữa nhất định phải chạy xong, đùa à bé. Rõ ràng còn có 20 phút, em muốn anh mệt chết à có 40 phút mà cũng không kiên trì được thì em không đồng ý cho anh đi đâu, cô cậu đến đây để giải cơm chó à? Hay là đến đây để tập luyện, sao giờ hai người mới đến, nói chuyện thế nào rồi, không không có gì, nói chuyện vui lắm, đã nói những chuyện gì thế? Lúc này Mẫn Huệ lại nhìn về phía châu tường, à, mình mình, chị họ liền chữa cháy giúp Mẫn Huệ, xịt, đừng tùy tiện hóng hớt bí mật giữa bác sĩ tâm lý và khách hàng của cô ấy nha. Ồ được, mọi người cùng nhau im lặng, lát sau chị họ đi tới chỗ châu tường, anh liền quay lại hỏi gì vậy, tiểu tường cậu phải rèn luyện cho tốt đó nếu không tương lai có thể sẽ ăn không tiêu này sao ánh mắt của chị lại giống như muốn ăn tươi tôi vậy được rồi đó từ trên xuống dưới của cậu có chỗ nào chị đây chưa nhìn qua có muốn chị nói cho họ nghe bí mật nhỏ của cậu không còn không mau đi tập luyện đi các cô đến đây làm gì vậy nô nô chị đây không phải đến vì cậu chị bị nha đầu chuyên bướng bỉnh phá phách kia kéo đến để quân sư giúp người ta làm quân sư chị lại muốn làm chuyện gì xấu rồi hừ sau này cậu sẽ biết thôi còn đình đình lúc này đang tập cơ hai con thỏ thì có tiếng ai đó ôi ai đã dạy cho em vận động mở ngực kiểu này vậy sai tư thế rồi mặc dù có thể nâng cao vẻ đẹp hình thể của thân trên nhưng cũng sẽ khiến cơ bắp tay thô cứng hơn không mềm mại chút nào anh là ai thế xin chào cô gái xinh đẹp tôi tên là gauda có hiểu sơ sơ về sức khỏe và thể hình hôm nay tôi và em có thể gặp nhau ở đây đúng là có duyên hay là để tại hạ dạy phụ đạo cho em nhé đảm bảo khiến em nhẹ nhàng tập được dáng người hoàn mỹ nhất trong thời gian ngắn nhất lúc này châu tường xuất hiện âm thầm vỗ vai gauda này anh trai cậu cậu là ai thế có quen nhau không anh cũng muốn học à tôi không có dạy cho nam đâu anh yêu lát nữa chúng ta đi ăn mì cay nhé rồi đến khách sạn tình yêu thuê phòng nghỉ ngơi một lát em đó lát nữa ăn ít thôi không bụng lại to lên đó đáng ghét người ta vì anh lúc nào cũng quan tâm đến cơ thể lắm đó nói xong đình đình nhìn về phía tóc vàng anh còn có việc gì sao không không có làm phiền rồi làm phiền cô rồi nói rồi thanh niên đầu vàng ăn được một tô cơm chó vội vàng quay đi để lại khuôn mặt của đình đình khá là đắc ý em đó khách sạn tình yêu mà cũng dám nói rõ ràng chúng ta còn chưa đi bao giờ vậy thì lát nữa đi thôi. còn gao đa vừa đi được một lúc thì lại thấy chị văn đang tập hắn liền tiếp cận ngay. cô gái cô rất yêu thích quyền thuật vận động sao. chị văn không quan tâm mà đá vào bao cát một phát thị uy làm cho đầu vàng vô cùng thích thú. tiểu tường à lại đây nào. tiếng gọi của chị họ làm châu tường phải chú ý. chị họ gọi anh kìa mau đi phối hợp với chị ấy đi. phu thật là phiền mà. tuy thở dài nhưng châu tường vẫn đi lại chỗ chị họ. em gái nóng bỏng gọi anh có gì không? chẳng phải anh lúc nãy? không phải sao anh lại? Lúc này chị Văn đi đến gần Châu Tường gác cái chân dài lên vai anh, anh yêu thế nào, chân của người ta chỉ có anh được nghiên cứu thôi đó, những người khác dám đến gần đều vào viện cả rồi. Hừ tôi không có hứng thú gì với cái chân bắp cày chắc chắn này của chị, đáng ghét rõ ràng anh thích dáng vẻ người ta đá anh lắm mà, nên người ta mới nỗ lực rèn luyện đấy. Nói xong chị Văn xoay người đá vào bao cát một phát nữa, uy lực của nó làm hai thanh niên đứng bên cạnh dừng hình, đổi lại là người khác như này thì đều đi làm phụ nữ hết rồi. Hai thanh niên trong vô thức đưa tay bảo vệ chú chim non nho nhỏ của mình, thế nào muốn gia nhập chúng tôi không? Không không cần đâu làm phiền rồi, nói xong gào đa bỏ chạy mất dép. Nhưng lại nhìn thấy Mẫn Huệ đang tập yoga tư thế hết sức gợi cảm, thanh niên yêu ngay từ vết nhìn đầu tiên, liền vuốt vuốt tóc cho đẹp trai rồi tiếp cận. Em gái à tư thế yoga này rất tiêu chuẩn đấy, biết tiêu chuẩn rồi thì tránh đi, tôi không cần người dạy, đừng lãnh khốc như vậy mà. Anh cũng từng học yoga một thời gian, cảm giác em giỏi hơn anh nhiều lắm, mong em dạy cho anh, anh bái em làm cô giáo. Hừ anh muốn tập thì tự đi tìm chỗ đi, nơi này rộng lắm đừng chen vào một chỗ chật trội lắm, không được em thấy đấy. Anh đã bày sẵn tư thế rồi phải kéo giãn gân cốt đã chứ, anh không đi thì tôi đi, nhưng chỗ này cho anh đó. Nói xong Mẫn Huệ đứng dậy bỏ đi, nhưng tóc vàng vẫn bám sau đuôi, anh đi theo tôi làm gì. Yoga tập hai người vẫn hơn một người, còn có thể giao lưu tình cảm nữa. Ở phía xa đình đình nhìn thấy Gao Đa tán tỉnh Mẫn Huệ mà cay cú, để cụ đúng là cha nam mà. Đi rắc thính khắp nơi, chẳng phải trên mạng nói phòng gym là nơi cha nam thường xuất hiện à, cuối cùng cũng được thưởng thức rồi em đi giúp mẫn huệ cô ấy kém nhất là đối phó với hạng người vô liêm sỉ đúng vậy lúc đại học có vài tên dai như đỉa đói bám theo mẫn huệ nếu như không có chúng ta giúp đỡ mẫn huệ đã muốn trốn trong nhà bỏ học luôn rồi ồ vậy làm sao để xử lý mấy con đỉa đói đó vậy anh ấy đóng giả thành người thu tiền cho vay nặng lãi nói bố mẹ mẫn huệ nợ tiền phá sản để mẫn huệ bán thân cho anh ta bắt mẫn huệ làm nô lệ của anh ấy nếu không sẽ bắt hết những người có liên quan đến cô ấy kết quả những kẻ nhát gan kia đều chạy hết không tệ vừa thể hiện được căn cơ vững chắc vừa liên quan đến tiền cực kỳ có hiệu quả đối với những kẻ trong não chỉ toàn tình yêu không có lòng trách nhiệm kia cái ý nghĩ tinh quái này chắc chắn tiểu tường nghĩ không ra đương nhiên rồi nếu không có em thì con heo này và chị em còn cả mẫn huệ nữa chắc chắn sẽ đau đầu chết vậy em còn đợi gì nữa mau đi giải cứu mẫn huệ của chúng ta đi đúng vậy tên này đúng là ghê tởm chắc chắn mẫn huệ đang phiền lắm đây đây không phải ở trường làm như vậy không tốt đâu chẳng phải chị nhiều ý tưởng quái quỷ lắm à đưa ra ý kiến đi tôi chẳng thèm làm không đến lúc cậu lại bảo tôi là ác ma đàn ông như cậu ở đây còn cần một cô gái nhỏ bé như tôi ra tay có xấu hổ không? Hai vậy thì vẫn chơi chiếu cũ à? Đúng đúng rồi đấy. Được rồi sau khi tốt nghiệp đã lâu chưa làm chuyện này rồi hy vọng không có vấn đề gì. Khi này ở chỗ của Mẫn Huệ đầu vàng không ngừng chém gió. Khó khăn lắm mới đụng phải phương diện yoga mà chúng ta đều có nghiên cứu sâu. Không giao lưu nhiều hơn thì chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến bộ sao? Anh phiền quá đấy tôi không có hứng thú với tiến bộ. Ha ha vậy thì tốt quá. Hay là chúng ta đi uống trà sữa đi, nói chuyện khác. Hừ anh đừng có quá đáng. Trong lúc tóc vàng không ngừng gạ gẫm Mẫn Huệ thì đột nhiên có giọng nói lớn, "Chu Mẫn Huệ, tôi cho phép cô nói chuyện với người đàn ông khác bao giờ vậy?" Hai con người đồng thời quay mặt về phía giọng nói thể hiện ra bộ dạng vô cùng ngạc nhiên, "Sao lại là anh? Cần anh lo à? Anh lại quấn lấy phụ nữ của tôi." Trong thoáng chốc Mẫn Huệ chuyển từ trạng thái ngạc nhiên cái gì sang một nụ cười mỉm, "Đại đại ca, em không có để ý đến hắn đâu, đều là hắn đang làm phiền em đó, cô gái bé bỏng đừng để hắn lừa, hắn ta là cha nam đó, lúc nãy còn ám muội với hai cô gái khác nữa cơ." Cô xem đi chính là bọn họ, cô tuyệt đối đừng để tên xấu xa này lừa gạt. Nói xong hắn đứng hình luôn khi nhìn Mẫn Huệ đang bị Châu Tường ăn hiếp, coi như em ngoan ngoãn ông đây nhắc nhở em lần nữa, số nợ mà bố mẹ em nợ ông đây có 9 con số, em được thế chấp cho ông đây đó, nếu như em dám có suy nghĩ khác, ông đây sẽ lập tức bức chết nhà em, còn bán cho ông Trùng Mai Thúy tam giác vàng đó ngay chưa? Đại ca đại ca em không dám. Em cũng đang nghĩ cách trả nợ đây, biết thì tốt bảo em đi làm bé đường, nên mới mở lớp yoga cho em. Để em luyện giáng người cho tốt kiếm ít tiền em lại cứ không chịu. Em nói xem em có ý đồ gì. Nói xong Châu Tường nhìn Gauda. Này có phải anh muốn bao cô ta không? Tôi tôi không có ý đó. Anh có mắt nhìn hàng đấy em này là cực phẩm đó nha. Chỉ cần anh có thể nhận món nợ nhà cô ta ông đây sẽ bán cô ta cho anh. Ơ đại ca anh hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ là một người yêu thích yoga với mong muốn hiểu biết thêm thôi. Không biết cô ta là người của đại ca. Đều là hiểu nhầm thôi. Tôi tôi còn phải tập luyện hai người cứ làm việc đi. Da vừa đi được mấy bước thì bị một cô gái chặn đường. Anh bạn thấy anh nhiệt tình với Jim và đánh đấm như vậy. Vừa khéo dạo này tôi đang luyện tây côn đồ. Thỉnh giáo anh vài chiêu được không? Thanh niên ngơ ngác hả chuyện chuyện này thì đã bị cô gái nắm tay kéo đi. Đừng khiêm tốn mà cùng nhau cọ sát đi. Rất nhanh cả hai đã đứng ở trên võ đài. Dạo này thường xuyên nhìn thấy anh. Khách hàng của tôi đều phản ánh rằng anh rất giỏi. Lúc này không được lùi bước đâu đấy. Aha vậy sao? Vậy thì đánh vài chiêu tôi sẽ thủ hạ lưu tình. Vừa nói xong thì một bàn chân tác động vào mặt Da làm cho thanh niên văng ra xa khuôn mặt cậu ta giờ cắt không ra giọt máu nào tên vua thả thính này đã đuổi mất mấy nữ khách hàng của bà đây rồi còn dám lộ diện ở đây đúng là ngứa đòn tóc vàng nhìn thấy bộ mặt đà nữ thì loạn trọng đứng dậy bỏ chạy bốn người châu tường đứng ở phía xa mà cười sung sướng lúc này mẫn huệ đang ôm tay châu tường nhận ra điều không đúng lập tức thả ra cảm cảm ơn cậu đã giúp chuyện nhỏ thôi sếp tôi còn sợ mình quên mất không ngờ kỹ năng diễn xuất vẫn còn đỉnh của chóp cảm giác lại quay về hồi đại học rồi đúng thật là đã lâu như vậy rồi mà mẫn huệ vẫn không đối phó được với mấy tên mặt dày đó cậu nhóc cậu giỏi quá ha cho cậu danh chính ngôn thuận được hời của ba mỹ nữ đâu ra ba người sao tôi chỉ thấy có hai lúc này mẫn huệ đã lùi ra thật xa đứng đỏ mặt nhìn thấy mấy người nói chuyện rồi cười thì nói tôi luyện nhiều rồi đình đình cậu luyện tiếp với châu tường đi đã nghe thấy chưa bà chủ của anh đã ra lệnh rồi còn không đi mau em phải trông coi anh thật kỹ đừng đẩy đừng đẩy mà để anh thở cái đã vừa nãy mới chạy liên tục mà sau nào có gì muốn nói với chị à chị sao chị biết ngôn ngữ cơ thể đấy những phàm nhân như các em hoàn toàn để biểu hiện ra lời trong lòng rồi chỉ là không nói ra miệng mà thôi chúng chúng ta đến phòng nghỉ rồi nói được vậy thì đi thôi rất nhanh cả hai đã ngồi xuống trước mặt là hai ly nước nghĩ kỹ chưa chị tại sao chị biết em em tại sao lại biết em yêu tiểu tường nhà chị lại còn muốn giúp em à mẫn huệ im lặng như một lời xác nhận bởi vì chị và tiểu tường là họ hàng xa ngoài ba đời kiểu có thể kết hôn được ấy nghe câu này mẫn huệ vô cùng ngạc nhiên cái gì bởi vì giúp em cũng là giúp chị Chị từ nhỏ không làm gì hết, thành tích cực kỳ tốt chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, vì vậy dì dựng của chị liền đưa cậu em họ ngốc nghếch kia tìm đến chị giúp dạy kèm, còn có chuyện này sao, chẳng trách em lại cảm thấy lạ. Châu từng có lúc ngốc nghếch như vậy mà sao lại thi được tận 985 điểm? Đúng vậy, đọc sách không còn khiến chị cảm thấy hứng thú nữa. Vì vậy dạy cho em họ ngốc nghếch này thành tài liền trở thành hứng thú lớn nhất của chị lúc đó. Lúc chị đi học không có bạn bè gì, chị chị giỏi lại xinh đẹp nữa, sao lại như vậy được? Đúng đúng. Vì vậy đa số thời gian của chị đều vất vả dạy dỗ cậu em này, tự học được nhiều phương pháp giáo dục đều dùng lên người cậu ta, mà cậu ta không cảm ơn chị chút nào, ngược lại ngày càng sợ chị, em nói có tức không, chẳng trách lúc trước anh ấy nói chuyện luôn nhắc đến chị họ. Lúc đó cậu ta vẫn là một đứa trẻ ngoan luôn nghe lời chị, nhưng lên cấp 3 liền thay đổi, nhìn thấy chị thì giống như nhìn thấy ác ma vậy, luôn nghĩ cách trốn chị, lúc đó chị tức lắm, thằng nhóc này rõ ràng là ở bên nhau lâu như vậy, lại đột nhiên tránh xa chị đương nhiên là rất tức, em hiểu cảm giác đó chứ cảm giác lúc đó chị không giải thích được rất kỳ lạ tên đầu gỗ đó lúc chơi game cứ luôn mồm nói chị họ nói chị họ nói sao lại đột nhiên tránh né chị được chị lúc trước hiểu đời quá sớm nơi này và nơi này cũng vậy tính tình lại hung vì vậy lúc đi học không có nhiều bạn bè cũng không phải là không có nhiều bạn bè mà là không có ai hết bọn con trai trong lớp thường rất thích nhìn lén chị nên thỉnh thoảng chị cũng cho bọn chúng mở mang tầm mắt một chút lúc ấy bọn con gái không ưa chị châu văn đừng có lẳng lơ với bạn học trong trường đúng vậy cả ngày chỉ biết làm dáng thật ghê tởm đúng vậy còn câu dẫn thanh mai trúc mã của bảo cầm nhà chúng ta đến thần hồn điên đảo vô liêm sỉ quá sữa bò thì nên ở trong chuồng bò cùng là con gái dậy thì tốt tôi cũng không biết phải làm sao nếu cậu đố kỵ thì phải ra tay từ trên người của bản thân cậu chứ đồ vô liêm sỉ đánh hay lắm đồ hồ ly tinh bị đánh rất đau nhưng chị vẫn cười cho bọn chúng điên luôn đánh không đủ chuyên nghiệp để tôi dạy cho cậu dứt lời thì chị đá luôn một phát vào con bướm xuân của đối phương khiến nó vô cùng đau đớn cậu cậu dám đánh tôi ôi chao cậu dám ra tay đánh người đánh con mụ này đi, được thôi vậy thì cùng xông lên đi. Đừng đừng đến đây, sao lại không ra tay, chẳng phải mấy người là chị em tốt à, bọn kia lúc ấy sợ quá mà bỏ chạy. Đồ du côn tôi tôi đi báo với giáo viên, ấu chỉ làm chuyện gì có lý tưởng hơn không được à, sau đó thì ở phòng giáo viên bà giáo không ngừng mắng chị, đều là học sinh cấp 3 rồi, hai năm nữa sẽ thi đại học còn đánh nhau ẩu đả, đây là giờ trò lưu manh. Giữa bạn bè thì có thâm thù đại hận gì mà em lại bắt nạt bạn như vậy? Đúng vậy giữa bạn bè với nhau có thâm thù đại hận gì chứ? mà lại khiến mình khiến các cậu thành thế này cậu nói thử xem cô chủ nhiệm bạn ấy lại muốn đánh em em đúng là du côn có biết không đây là chuyện học đường nghiêm trọng đi về gọi phụ huynh tới đây xin lỗi ngay bố mẹ em ủy thác cho em xử lý mọi việc ở trường có chuyện gì cứ nói với em là được không thể dạy được không thể dạy được bướng bình không nghe vậy mà em lại dám cãi lại giáo viên học hành cũng không đâu đến đâu tương lai em làm sao mà đứng được trong xã hội này nhưng mà thành tích của em đứng đầu lớp đấy Lúc ấy bà cô đứng hình mất 5 giây nhưng cũng rất nhanh lại xế chị tiếp, đứng đầu lớp khiến em kiêu ngạo à. Khóa em 10 lớp đó, a à cô nói đúng rồi, em cũng đứng đầu cả khóa đấy, chủ nhiệm tâm trạng của em rất khó chịu, em sợ em nghĩ không thông cái là không muốn thi đại học nữa. Đến lúc đó có khi nào sẽ gây khó khăn cho xếp hạng của trường không, có khi nào ảnh hưởng đến vinh dự của chủ nhiệm và toàn khóa không. Bà giáo lúc đó thì cũng cứng họng nhìn chị hù dọa bọn kia, nếu như cậu muốn yên ổn trôi qua cấp 3 thì đừng chọc vào tôi, cái đầu yêu đương này của cậu có thể hiểu không? hiểu hiểu vô cùng hiểu tốt ngoan lắm nói xong chị lại quay người bỏ đi em muốn làm gì tâm trạng không tốt về nhà nghỉ ngơi một chút sau đó chị trở thành người cả lớp không ai dám nói một câu nói xấu nào ngay cả tâm tư chỉnh đốn chị cũng không dám có ha ha chị chị lợi hại quá cho đến một ngày trong một ngày mưa tầm tã chị trở về nhà thì nhìn thấy châu tường văn văn về rồi à mau đến đây chào gì của con đi con con chào gì ạ à? cậu bé này là tiểu tường mau chào chị họ đi chào chào chị họ cậu nhóc ngoan lắm Văn Văn con là đứa học giỏi nhất trong nhà, em họ con lên cấp 2 thành tích không theo kịp. Dì muốn nhờ con dạy em ấy có được không? Được thôi nhưng mà học hành vất vả lắm đấy, em trai có quyết tâm không? Bố mẹ nói đầu óc em ngốc nghếch hy vọng em học hành cho tốt, chị chị hỏi em mà, em mong bố mẹ vui vẻ đương nhiên là, được được đấy dù sao con cũng nhiều thời gian gì cứ giao cho con. Cảm cảm ơn cháu, văn văn tiểu tường nhà gì giao hết cho con đó, rất nhanh chị đã kéo tiểu tường lên phòng. Đi đi theo chị vào đây, Lúc ấy chị cảm thấy đã tìm được một món đồ chơi thú vị, thế thế chị dạy anh ta thế nào mà có thể khiến người như anh ấy thi được 985 điểm vậy. Chị á à, chuyện đầu tiên dạy cậu ấy chính là chơi game, hả sao như thế được, đầu gỗ đứng đắn đó, bố mẹ cậu ta nói gì cậu ta sẽ làm cái đó. Muốn cho cậu ta mở mang đầu óc chị đã phải nghĩ ra rất nhiều cách, khó hơn học toán lý hóa nhiều, ngay cả chơi game thôi mà cũng đần chết đi được, giống như là đang làm bài tập vậy. Chẳng trách anh ấy gà thế còn luôn bị cho ăn hành, đổi thành em thì đã bỏ từ lâu rồi, Đúng vậy thế nên chị lại nghĩ ra đủ cách, ví dụ gõ đầu cậu ta để cậu ta thông suốt. Nghĩ cách dọa cậu ta đều đau cả đầu, chẳng chẳng trách anh ta lại sợ chị như vậy. Chị đã dồn hết sức lực lấy mục tiêu giúp nó nâng cao thành tích học tập đó. Khi đó ở tiệm nét 885, 20 giây nữa chị đến cửa A, bom từ lúc ném ra đến khi nổ là một giây, em phải rút chót trước bao lâu mới khiến chị bị thương nhiều nhất. Tiểu tường tính nửa ngày ra 2,20 giây, sau đó làm đúng theo lời chị ném ra nhưng kết quả là ném vào tường bật ngược lại banh xác mình luôn đã mấy lần rồi nguyên lý ném bom đơn giản cũng làm sai làm lại bà đây liều mạng với trí thông minh của cậu luôn đó mau thông suốt đi đầu óc cậu ta không thể tưởng tượng được nên chị phải đưa ra những bài học thực tế mỗi giây rơi một giọt nước muốn biết lượng nước trong bình đổ hết lên đất khi nào thì cần biết những thông số nào chị em sắp chịu không nổi nữa rồi đùng một cái cậu ta đổ hết xô nước luôn đã nhìn thấy chưa nước nhỏ lên đất phụ thuộc vào thời gian cậu đứng tấn mau thông suốt đi trôn cậu và hạt hướng dương vào trong đất cùng một lúc Tại sao cậu không thể mọc ra con người mà hạt mầm thì lại có thể mọc thành hoa hướng dương, hãy dùng cơ thể cậu để cảm nhận sự bất công của đất mẹ đi nhé, lắng nghe âm thanh của đất mẹ đi. Chị em hỏi rồi mà đất mẹ không trả lời, thảm đúng là quá thảm, đúng vậy giờ nghĩ lại thì đúng là thảm thật, nhưng mà làm thế nào nó cũng không mở mang đầu óc ra được. Đề toán chỉ cần sửa cách đặt câu là nó mù tịt luôn, khiến cả giai đoạn cấp 3 của chị phải dồn gần hết tâm huyết vào cậu ta, đến mức đạt được 100 điểm lần đầu tiên cả nhà ai cũng mừng. Thật cảm ơn cháu Văn Văn dạy dỗ con trai gì thành người rồi, rốt cuộc cháu đã dùng ma pháp gì, gì và dượng đã đánh rồi mắng rồi mà cũng không khai sáng được nó. dạ dạ đó là bí mật ạ. À. nào nào em phải cảm ơn chị thế nào đây. tiểu tường đứng như khúc gỗ hồi lâu thì lại hô lên có rồi. em cảm thấy chị không có bạn bè gì hết, nên sau này em sẽ thường xuyên đến đây chơi với chị để cảm ơn. lúc ấy chị cảm kích lắm nhưng vẫn quay đi. bổn tiểu thư nhiều bạn lắm đâu cần cậu chơi cùng. em em, sau này có vấn đề gì hãy tới đây. bình thường không có việc gì thì đừng đến làm phiền chị chị bận lắm. Nói xong chị đi vào phòng nhưng cảm giác lúc ấy nó lạ lắm, vậy mà chị lại bị tán đổ chỉ bằng một câu nói không chút lãng mạn, không chút cảm động nào như thế. Trong lúc Mẫn Huệ đang suy ngẫm câu chuyện thì chị Văn đột ngột áp sát, có phải cảm giác đã không còn hồi hộp và lạ lẫm với chị nữa rồi phải không? Đúng đúng vậy, tại sao nhỉ? Tin tưởng dựa vào trao đổi bí mật, có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách tâm lý giữa người với người, chị bây giờ đã đột phá phòng tuyến tâm lý của em thuận lợi rồi. Ngay lập tức Mẫn Huệ tránh xa chị Văn 3 mét, nhà tâm lý học đều đáng sợ như vậy sao? Sợ hãi cũng vô dụng chuyện đến nước này, cộng thêm thân phận chị họ của tiểu tường. Nội tâm em đã thuận theo chị rồi, sau này hãy ngoan ngoãn nghe chị sắp xếp đi. Chị chị họ chị muốn làm gì, nếu như chúng ta còn có chị em đình đình đều ở bên tiểu tường. Có phải là em cũng cảm thấy hoàn toàn chấp nhận được không? Em còn nghĩ chưa xong, hai người đang tâm sự mỏng thì đột nhiên có tiếng từ sau lưng. Thật là, sao hai người đến đây nghỉ sớm thế? Cả hai đồng thời quay lại thì thấy đình đình đang đỡ lấy châu tường rồi thả anh rơi uỳnh xuống đất. Sao sao vậy? BT nói vận động EzoBit bây giờ càng mệt càng hiệu quả, thôi cả người đầy mồ hôi thối hoắc, mau đi tắm đi, ùm um vậy anh đi tắm đây, đi đi mau đi. Thế nào, chị họ có lợi hại không? Ừm ừm chị ấy lợi hại lắm, đương nhiên chị mà lị, hai người đã nói chuyện gì thế? Nguyên tắc đầu tiên của chỉ dẫn tâm lý chính là bảo mật em đừng có tò mò. Chị đây đều là nghĩ cho hạnh phúc của mấy đứa, hy vọng mọi người đều có thể nhận được hạnh phúc mỹ mãn nhất, thôi nào chúng ta cũng đi tắm thôi. Nói xong chị Văn dẫn theo Đình Đình và Mẫn Huệ đi vào nhà tắm nào nào mau đi theo chị nè ba người vừa bước vào trong thì nhìn thấy châu tường đang cởi trần nhìn thấy cảnh này ba người đều có ba cảm xúc khác nhau mẫn huệ ngại ngùng lấy tay che lại nhưng có hai khe hở thật lớn để nhìn cho rõ còn chị họ thì vuốt cầm cười tinh quái chỉ có đình đình là quát lớn heo anh làm gì vậy ra ngoài mau anh anh xin lỗi anh ra ngoài ngay đây nói xong anh ngại ngùng bỏ chạy nhưng giây sau ba đứa con gái lại đứng hình khi thấy châu tường chạy ngược vô sao anh lại quay lại đây biến thái rõ ràng là các em biến thái thì có đây là nhà tắm nam anh nói bậy gì vậy anh tưởng bọn em mù à nơi này rõ ràng là chưa nói hết câu thì đình đình phải im bặt khi nhìn thấy logo nhà tắm nam là là cái gì sao lại như vậy chứ cũng may bên trong không có ai khác nếu không mấy em đều sẽ bị coi là nữ biến thái sao sao lại thế chứ rõ ràng lúc nãy sao lại như vậy chứ sao ba người chúng ta đều nhìn nhầm được đáng ghét chúng tôi còn chưa lấy chồng nếu như chuyển ra ngoài sau này còn nhìn mặt ai được nữa mẫn huệ em nói có đúng không ơ chị có quan hệ tốt như vậy với sếp từ bao giờ bởi vì chúng tôi có cùng chủ đề ở một vài phương diện, xếp cô chưa bị chị ta tẩy não chứ. Công lực của chị ta đã gần bằng lão ma đầu rồi, hư cậu nói chị mình như vậy à, thôi đi tắm còn đứng đây làm gì nữa. Rất nhanh ba người đã đi vào nhà tắm nữ, em trai còn đứng đó làm gì, ngẩn người ra cho người ta nhìn à. Rất nhanh mọi người đã tắm xong lên xe trở về, này chị họ, ngày mai chúng tôi đều rất bận chị kéo mọi người lại một chỗ để làm gì, mới về nước, để tôi làm quen với chị em tiểu đình hôm nay được làm quen với Mẫn Huệ rất là vui, ở nước ngoài gặp được chuyện vui thế này là phải mở party. Vận động lâu như vậy đã mệt chết rồi, lấy đâu ra sức mà mở party nữa, tiểu đình mau gọi chị em nữa đi, chúng ta thuê phòng bao cùng vui vẻ với nhau. Được à em gọi ngay, Mẫn Huệ em cũng không có vấn đề gì chứ, dạ em không có vấn đề gì. Rất nhanh Đình Đình đã lấy điện thoại gọi cho Đình Đình, hiện giờ em đang ở với Mẫn Huệ và chị họ, còn có con heo ngốc đó nữa. Chị họ nói tối nay thuê một phòng bao chúng ta cùng mở party đây là lần đầu tiên mọi người có thể quang minh chính đại tụ tập cùng nhau đó hả chị đi công tác rồi ngày mai mới được về ừ vậy thì thôi vậy để lần sau đại đình đang ở đâu chị ấy đi công tác đột xuất ở đường châu không kịp về chuyến xe cuối vậy à khó khăn lắm mới quay về có thể tụ tập với người thân yêu nhất vậy hay là đổi hay là để tiểu tường đi đón đại đình ba chị em ta chơi trước được đó được đó mấy cô nghĩ gì vậy đón về cũng được nhưng đại đình chắc chắn rất là mệt rồi khó khăn lắm mới có cơ hội tốt để cùng happy với hội chị em tốt Heo anh đi đón chị em đi ba chúng em tụ tập trước, sau khi chị họ về vẫn chưa có cơ hội chơi vui vẻ mà. Rất nhanh Châu Tường đã đưa mọi người đến quán karaoke, đừng có uống rượu đó, ngày mai còn có nhiều việc phải làm. Biết rồi biết rồi, mau đi đi không cần lo cho chúng tôi, đi đường cẩn thận, trong lúc lái xe anh gọi điện cho Đình Đình. Sao vậy heo, ăn no rồi à, bây giờ anh không được ăn uống thoải mái nữa đâu đó. Anh đang trên đường tới đón em, cái gì heo ngốc, đến đây cũng mất hơn 3 tiếng đó. Cả đi cả về cũng hơn nửa đêm rồi, nếu như không kịp thì anh sẽ ở lại với em luôn, chẳng phải ngày mai tiểu đình đi làm à. Được em đợi anh, lái xe cẩn thận nhé, ừ đợi anh nhé, lúc này ở trong quán karaoke. Nào nào hát lên nào, bấm bài ngày mai người ta lấy chồng đi, chị ở nước ngoài lâu quá rồi sao, bài này có từ lúc nào thế. Lúc trước khi hai chị em cậu ấy hát kara, có lúc thì hát rất nhẹ nhàng uyển chuyển, có lúc lại hát như người điên, bọn em đều tưởng cô ấy có khi nào là thiên tài không. Ha ha dù là ai cũng đều hát rất hay mà. Tiểu đình chị rất tò mò sao mà em lại có thể sống chung hòa hợp được như vậy với đại đình và tiểu tường nhà chị thế. Trong lòng không có gì cản trở à, không đâu, đúng là có không ít chuyện khó chịu vì đóng giả thành một người xảy ra, trước khi công khai cũng luôn giấu trong lòng. Cảm giác rất khó chịu, nhưng trước giờ chưa từng cảm thấy yêu cùng một con heo ngốc với chị gái sẽ có chuyện gì không vui, hài hòa như vậy sao. Hai người cùng yêu một người lại cùng sống với nhau, đó là cảm giác gì? Ừm nếu nói là cảm giác đại khái, mặc dù bọn em đều sẽ vì tình yêu mà có khao khát riêng của bản thân nhưng mọi chuyện không phải đều là do lỗi của bọn em sao nhưng nghĩ ngược lại thì chung sống với người mình yêu thương nhất không phải là chuyện hạnh phúc nhất trên đời hà có thể mãi mãi bên nhau không xa rời đại đình cũng nghĩ như vậy sao em không biết bà chị nghĩ thế nào nhưng mà em cảm thấy vậy đó cảm giác như kiểu tự nhiên chẳng có bất cứ vấn đề gì tốt thật chỉ cần là chị em thân thiết nhất thì sẽ không có gì bất mãn à tại sao lại như vậy mặc dù không biết tại sao nhưng ở đây hoàn toàn không có cảm giác bài trừ nào cả thôi nào bài lên rồi kìa mau hát đi còn đình đình chị lúc này đang đợi châu tường rất nhanh anh cũng đã đến nơi sao cứ mãi đứng trên phố vậy chẳng phải bảo em tìm quán cà phê nào mà ngồi rồi mà người ta muốn gặp anh ngay khi anh đến mà ngốc nếu như em khiến em mệt thì anh sẽ phạt em đó ừm tiếp theo làm gì đây cùng nhau về nhà hay là hay là gì hay là tìm một nơi qua đêm anh tập luyện cả ngày rồi chắc mệt lắm giờ lái xe đường xa nữa hay là ở đây một đêm đi ừm mới bắt đầu vận động đúng là rất mệt trong sách nói kiên trì rèn luyện sau 7 ngày cơ thể sẽ bước vào thời kỳ siêu hồi phục nhưng mà điều này vẫn chưa đủ, ngoài tố chất cơ thể ra còn phải biết cách đánh lửa dựng nhà đơn giản, còn nữa phải chống côn trùng độc. Nghe Đình Đình Huyên Thuyên liên tục châu tường véo má cô, anh yêu em, ngốc nói gì vậy anh có nghiêm túc ngay không thế, rất nghiêm túc mỗi câu mỗi chữ còn có mỗi biểu cảm của em, anh đều ghi nhớ trong tim. Nói xong châu tường hôn môi Đình Đình nhưng lại xuất hiện một ông chú, xin lỗi chú có chuyện gì sao, nơi này không phải chỗ đỗ xe anh chị phạm luật rồi. Lần sau đừng thể hiện tình cảm giữa đường giữa chợ, đám cầu độc thân nuốt không trôi đâu. Xin lỗi chú nói xong Châu Tường đạp ga giọt lẹ. Chuyện này có tính là hồi ức vừa ngại ngùng vừa sâu sắc của chúng ta không? Cũng có thể hi hi, nói em nghe xem hôm nay mọi người làm gì vậy. Huấn luyện viên giỏi mà sếp và em gái nói đó rất biến thái. Sau 9981 câu thì Đình Đình cũng hiểu đại khái tình hình ở phòng gym. Anh thật sự đã được nhìn thấy thế nào gọi là hải vương rồi, thả thính công khai quá, thật sự sẽ có người mắc bẫy sao? Thật là tốt mà. Nghe lời này Châu Tường đạp phanh thắng gấp, tốt chỗ nào hải vương trắng trợn tán gái như vậy lần đầu tiên nghe được chuyện của mọi người không phải từ chỗ em gái không phải giả vờ như mình cũng đã trải qua chuyện đó cảm giác này thật tốt anh tò mò lắm nhỉ cho dù là em gái ruột của mình rõ ràng là cùng người đàn ông mình yêu nhất nghe câu chuyện giữa anh ta với người yêu khác em lại cảm giác quá đỗi tự nhiên ngược lại còn cảm thấy vui vẻ nói vậy thì vốn dĩ thật sự phải cảm thấy kỳ lạ nhỉ không biết nữa chắc chị họ có thể giải thích rõ ràng được rất nhanh sau đó cả hai đã xuất hiện ở khách sạn vai của em có hơi cứng rồi dạo này hay thấy cổ tê nhức chắc là làm nhiều tài liệu quá sắp cuối năm rồi mà bận rộn qua đợt này là ổn thôi đã nói bao nhiêu lần rồi cơ thể là tiền vốn của cách mạng lần nào em cũng đột nhiên đình đình thơm châu tường một cái xin lỗi nhé sau này sẽ không thế nữa hư đừng cho rằng thế này là anh đã tha thứ cho em rồi ây dô đau vai gáy quá huấn luyện viên nói cuộc sống của anh bị lệch cơ bị mệt mỏi nên đã dạy anh một cách thả lỏng rất đơn giản giá cả hợp lý hiệu quả miễn chê được không đấy phục vụ không tốt em không thanh toán đâu nha thử là biết mà đảm bảo lần sau lại muốn làm sau đó châu tường xoa bóp vai cho đình đình đau quá anh đừng bóp hỏng vai em đấy anh sẽ nhẹ lại em chịu một chút là sẽ thoải mái ngay không phải anh lấy em làm chuột bạch đấy chứ rất nhanh sau đó đã thấy châu tường xấy tóc đáng ghét suýt chút nữa bóp chết người ta có phải cảm thấy cơ thể thoải mái lắm không hừ không nói nói xong đình đình nhớ ra điều gì liền đi lại chỗ vali lấy ra một thang thuốc bắc đây là cái gì hôm nay không phải vừa hay đến đây công tác sao Em liền nhớ đến ở Đồng Nghĩa Đường có một vị bác sĩ trung y rất lợi hại, em liền đi tìm ông ấy xin tư vấn về phương thuốc nâng cao thể chất và vài điểm chú ý, a à, đúng rồi em còn ghi vào sổ cả đấy, đột nhiên Châu Tường ôm lấy Đình Đình, vì vậy nên mới không kịp lên chuyến xe cuối sao, sau đó Đình Đình lấy ra một cuốn sổ, bên trong có ghi cách ấn những huyệt nào khi bị trúng gió hoặc cảm thấy lạnh người, bệnh nấm nặng tiêu hóa kém, ok vậy thì chúng ta cùng học bài đi, rất nhanh Đình Đình đã đi lên giường, mau lên đây học thuộc các huyệt vị này đi, Châu Tường vội vàng nhìn vào nhiều thế này khó học thuộc lắm anh trước kia học thuộc mấy loại thảo dược rau dại tốn nhiều thời gian lắm sớm biết anh là đồ ngọc không giỏi mấy cái này em đã nghĩ cách giúp anh luôn rồi cách gì thế đây này cầm lấy bút lông ư chỗ này viết tên huyệt tam túc tam lý thường xuyên xoa bóp sẽ giúp giảm đau bụng sưng phù tiêu hóa kém viết lên đây thì rửa sạch như thế nào trước khi anh học thuộc được thì em sẽ không rửa thế thì không phải sẽ có mùi sao đáng ghét vậy anh không phải nên học thuộc nhanh một chút sao đúng đúng anh nhất định sẽ cố gắng học thuộc thế còn đợi gì thế mau bắt đầu đi nghe lời đình đình châu tường viết gì đó lên chân cô em sao thế không sao chỉ hơi ngứa chút anh nghiêm túc đi cái tiếp theo huyệt sung tuyền chóng mặt cảm nắng ít hầu xương đau đọc xong châu tường cầm chân đình đình lên vẽ đừng động đậy nếu không thì sẽ hỏng đấy anh đang vẽ cái gì thế đừng vội rất nhanh là xong rồi đấy được rồi em xem đi anh vẽ thế này thì được gọi là họa sĩ chưa anh vẽ lung tung cái gì thế này đáng ghét anh xấu quá đấy tha mạng tha mạng đau chết anh mất hư vậy anh nói xem em nên trừng phạt anh thế nào đây Em muốn trừng phạt thế nào cũng được tùy ý em, đây là anh nói đấy nhé. Em em muốn làm gì? Hừ em cũng muốn vẽ. Ừm được thôi, anh không được động đậy đâu đấy nhé. Tuyệt đối đừng động đậy nha. Ha ha vẽ vẽ xong chưa thế? Sắp sắp rồi đợi một chút nữa thôi. Rất nhanh đình đình đã tha thu lên người Châu tường một con heo. Trình độ vẽ của em thật kém quá đi. Ai bảo anh vẽ bậy trên chân của em hả? Anh không được xóa đâu đấy. Ok không xóa thì không xóa. Thôi anh còn phải học huyệt vị đấy. Anh đã nhớ hai cái rồi, phải nhớ tất cả có mấy chục cái cơ thế này thì đến bao giờ chứ vậy thì nghỉ ngơi trước sau đó lại học chỉ một chút thôi đấy sau đó thì đình đình và châu tường làm chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy còn lúc này ở chỗ mẫn huệ thì đang hát karaoke rất nhiệt tình thích thật đấy nào tiếp tục nào tôi thật sự không biết uống rượu em em không thể uống nữa mấy người uống đi thôi nào cạn hết ly này thôi mấy mấy giờ rồi tiểu tường với đại đình còn chưa đến em em gọi thử xem rất nhanh đình đình đã bắt máy em gái sao thế chị với heo hai người chơi trò gì thế hả sao lại vẽ lên khắp người như thế cho cho gì kích thích không chị chị họ bình tĩnh tiểu tường và đại đình sao hai cậu chưa đến hai hai người làm cái trò gì thế quay toàn cảnh cho bọn tôi xem được không chúng em đang học các huyệt đạo cách hay em cũng muốn đến dạy lấy thân thị phạm à cách hay như thế sao mà em nghĩ ra được thế có muốn mọi người tới cùng dạy cho tiểu tường không như vậy là có thể để cậu ấy học hai bốn trên hai bốn rồi thôi mọi người đừng chọc em nữa ngại lắm em gái mấy người mau về nhà đi ngày mai còn phải đi làm đấy nghe thấy chưa này này mấy người nhìn cái gì mà ghê vậy Mau tắt điện thoại đi, đại đình cũng chơi lớn thật đấy, ha ha chúng ta cũng phải dạy tiểu tường huyệt vị. Rất nhanh bữa tiệc cũng kết thúc đình đình theo xe taxi trở về. Con về rồi ạ, à. mẫn huệ, sao thế mẹ? Không phải tối nay bố có tiệc rượu à? Sao lại về sớm thế? Bố lớn tuổi rồi không đi được mấy buổi tiệc tùng đó nữa, sớm đã nói với bố rồi đừng có suốt ngày tiệc rượu nữa mà kiếm một đống tiền rồi cơ thể suy nhược. Lúc đó bố bảo con với mẹ phải làm sao? Được được bố sẽ chú ý bớt chút thời gian ở với mẹ, đưa bà ra ngoài đi dạo con gái cuối cùng cũng biết quan tâm người ta rồi mẹ biết thì tốt rồi mẫn huệ à cuối tuần là sinh nhật của con rồi vậy sao dạo này con bận quá căn bản là không nhớ ra cuối tuần bố mẹ định tổ chức party cho con con thấy thế nào phải đó trước đây con đều là tự mình đón sinh nhật hoặc đón cùng bạn bè lần này bố mẹ muốn tổ chức một bữa lớn cho con thế nào dạo này con bận không có thời gian hơn nữa cũng không phải ngày sinh nhật lớn gì đợi năm sau nghiệp vụ ở công ty ổn định thì hãng nói đi thôi con lên tầng đây mẫn huệ mẹ con còn phải bận nữa hạng mục lần này nhất định phải làm cho ra trò mới được nói rồi mẫn huệ đi lên phòng cầm lấy hộp âm nhạc ngắm nhìn thật lâu mẫn huệ chúc mừng sinh nhật cậu cảm cảm ơn cậu rất nhiều vì sao là bốn con ba người chúng ta không phải rất tốt rồi sao cũng không phải đại diện cho ba chúng ta chỉ là nhiều người thì càng vui mà thôi nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu tôi rất thích món quà này người tiếp theo hội trưởng chúc mừng sinh nhật đây đây là gì còn lộc cộc nữa này không phải cậu muốn cho người ta đấy chứ vừa mở ra thì sẽ bị bắn vào mặt sao sao có thể chứ Tôi là người như thế sao? Đây là món quà mà tôi đã chọn cẩn thận đấy. Với cái đầu gỗ của cậu, sao có thể biết con gái thích chứ? Cái cái này sao? Lúc tôi học cấp 2 thì cái này rất được yêu thích, nhưng giờ thì đã lỗi thời rồi. Đúng là lỗi thời. Tôi đã tìm rất lâu nhưng tôi cảm thấy hội trưởng sẽ thích. Thời kỳ cấp 2 năm hồi ức trong hồi ức của Mẫn Huệ, nguyên đán rồi sao chị không đi ăn bánh trôi? Bố mẹ có tiệc rượu về muộn tôi đang đợi họ. Ô vậy thì tôi chơi với chị một lát, lát nữa tôi phải đi cùng bố mẹ rồi. Cảm ơn cậu nha. Chúng ta đều là bạn có gì phải cảm ơn chứ. Cuối cùng tôi cũng có thể bắt kịp tiết tấu của chị rồi. Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào? Tôi không biết chị nói đi. nay cậu óc heo đấy hả? Sao có thể hỏi con gái vấn đề này? Nhưng tôi hơi ngốc mà, không nghĩ ra. Nhớ chọn sai thì không phải rất ngượng sao? Tôi ấy à, thích có một căn nhà xung quanh đầy tuyết. Bên trong nhà có một cái lò sưởi, còn có cả mâm cơm nóng hổi cả nhà cùng nhau ăn. Ha, nhà đắt lắm tôi không mua nổi. Đổi cái khác đi. Xì, nếu cậu mà mua nổi thì mới lạ đấy. Tắt đây sau khi nhận món quà mặc dù rất thích nhưng mẫn huệ lại giả vờ không thích cảm ơn tôi sẽ miễn cưỡng nhận lấy vậy người người tiếp theo cậu đứng sang một bên đi rõ trở lại hiện thực sau khi hồi tưởng lại ký ức mẫn huệ cột tóc lên rồi viết thêm vài dòng nhật ký chuyển cảnh sáng sớm hôm sau lúc này châu tường tỉnh dậy liền hỏi đình đình bây giờ là mấy giờ rồi 7 giờ sao em lại dậy sớm thế đổi ca với em gái vậy thì hôm nay phải đến lượt em đi tập luyện với anh đấy em cũng sẽ nghiêm túc buổi tối còn phải học cách nhận các huyệt đạo rất nhanh họ đã đến phòng tập gym lúc đình đình đang nâng tạ thì châu tường và mẫn huệ đứng ngoài quan sát từ lúc nào không hay mẫn huệ sao chị lại ở đây cô là đại đình ưng ừ là đại đình không phải là đương nhiên sao sếp đã nói là hôm nay đại đình cùng đến gì sì, vừa nãy lúc xác nhận tôi đúng là đã quên mất chuyện này cũng chính là vì để nhận ra chị em tốt của tôi nghe vậy châu tường liền nghĩ sao có thể quên chứ đột nhiên mẫn huệ nắm tay đình đình hớn hở nói ha ha tôi có thể nhận ra hai chị em cô rồi ưng ừ, tốt quá hi hi sếp nhận ra bọn họ có gì vui sao đương nhiên rồi cho dù là chị em tốt không nhận ra bọn họ thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với họ ừm ừm mẫn huệ nói tiếp lúc cậu coi hai người họ là hai nhất định là không ít lần làm tổn thương bọn họ chuyện thế này tôi sẽ không làm được đâu đúng chứ phải đó phải đó thấy vậy châu tường lập tức đổi chủ đề này này chúng ta không phải đến tập luyện hay sao người cần huấn luyện nhất là cậu chứ không phải chúng tôi đúng vậy đó chúng ta đến khu nghỉ ngơi nói chuyện đi anh mau đi tập ezo bic ba phút đi bọn em lát sẽ quay lại không được lười đâu đấy vậy là anh liền nghe lời người yêu tiếp tục luyện tập chạy được một lúc anh muốn dừng lại để nghỉ nhưng tư nghiên liền tuyết còi không được dừng tiếp tục ôi huấn huấn luyện viên tôi tôi giữa hô hấp cân bằng dù cơ bắp đau cũng không được dừng lại một lát là sẽ khỏi thôi quay về phía đình đình lúc này cô và mẫn huệ chuyển qua tập yoga lúc này mẫn huệ bảo tôi đột nhiên nghĩ ra các cô làm sao có thể nghĩ ra được cái cú lừa ngoạn mục như vậy hai người giả làm một người đình đình bảo đại bộ phận các cặp sinh đôi đều có cách nghĩ này nhưng mà chúng tôi bởi vì một số bước ngoặt liền liền thật sự muốn thử thật làm khó hai người rồi một người hoạt bát một người trầm tĩnh phải giả thành một người nhất định rất khó khăn trước khi gặp anh ấy thì vẫn tốt thực ra chúng tôi đều đã quen rồi hôm qua tôi uống hơi say dường như đã nhớ ra hình như hai người đa làm chuyện gì đó rất kinh khủng nghe vậy đình đình chuột dạ ánh mắt lảng tránh trả lời không đâu có chứ nhất định là chị uống say rồi được rồi là tôi nhớ nhầm thứ hai đến thứ sáu để cậu ấy tập luyện cuối tuần có dự định gì không cuối tuần tôi đã sắp xếp hết rồi tôi sẽ đưa anh ấy đến ngoại ô luyện đánh lửa và dựng lều mẫn huệ chị cũng đến à cái này hay tôi đương nhiên sẽ đến là cấp trên của cậu ấy tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức đúng lúc này có một cô gái từ phía sau gọi tới nghiêm tổng nghe xong đình đình cảm thấy vô cùng lo lắng liền nép vào cạnh mẫn huệ sao thế đình đình là là trợ lý ở công ty tôi sao sao cô ấy lại ở đây đình đình không dám ngoảnh lại nhìn nên hỏi mẫn huệ cô ấy đã chưa thế nghe thấy tiếng bước chân đình đình lại càng sợ ôi trời cô ấy đến rồi kìa làm sao đây làm sao đây mẫn huệ kéo tay đình đình bảo nhân lúc cô ta chưa nhìn rõ mau chạy thôi ừm vừa định chạy thì cô gái phía sau lại hỏi nghiêm tổng chị sao thế làm sao đây tìm tìm lý do đi lấp liếm trước đã đúng 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 tìm cớ thôi tìm cớ gì cơ tiểu phương sao lại trùng hợp thế nhà em sắp xếp xem mắt cho em em không thể từ chối nên đã xin nghỉ với chị rồi buổi sáng xin nghỉ với chị chị quên rồi sao à đúng rồi đúng rồi tôi nhớ ra rồi vậy cô cố lên tôi còn có chút việc tôi đi trước đây nhưng mà sao nghiêm tổng lại ở đây thế còn tưởng là đã lừa được rồi chứ bởi bởi vì đình đình có gì phải giấu đâu tuy nói là bí mật thương nghiệp nhưng mà tiểu phương cũng là trợ lý của cô mà nghiêm tổng chị đang bàn việc với chu tổng à phải đó phải đó bên trên bảo tôi tiếp xúc riêng với chu tổng đây là bí mật thương nghiệp cô phải giữ kín đấy rồi vậy thì không làm phiền hai vị nữa được vậy cô cứ bận đi bye sau khi tiểu phương đi đình đình liền thở phào mẫn huệ may mà có chị vừa rồi tôi sợ đến mức trong đầu chẳng nghĩ được gì vậy cô cảm ơn tôi thế nào đây để tôi nghĩ thử nghĩ xong rồi sẽ nói với chị đừng nghĩ quá lâu nhé về phía cô trợ lý tiểu phương lúc này cô nhận được tin nhắn ngày mai có một hội nghị quan trọng cần rất nhiều tài liệu ít người không làm kịp xem mắt xong thì mau trở về công ty vừa đọc xong tin nhắn cô quay qua định gọi đình đình nhưng rồi lại thôi châu tường đang tập luyện thì thấy hai người bọn họ này sao hai người lại trốn đến đây không phải là luyện yoga sao bọn em chính là trốn đến đây đấy Vừa rồi suýt bị dọa chết rồi. May mà tôi cơ trí đấy, sao thế? Hai người bắt đầu kể lại cho anh nghe, xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được. Mẫn Huệ lại bảo nhưng mà chúng tôi không có lười nhắc đâu. Vừa rồi tôi đã thương lượng danh mục huấn luyện cậu sau này, hai người mau nói đi. Nghe vậy thì hai người nhìn nhau rồi bật cười khiến anh không hiểu chuyện gì. Hai người cười gì thế? Anh đấy vẫn dáng vẻ cũ, đổi lại là người bình thường thì vừa nghe đến phải huấn luyện vất vả thì đã liên tục kêu khổ rồi. Phải đấy. Châu Tường gãi gãi đầu, cái này thì có vấn đề gì sao? vì để làm tốt công việc, không phải nên cố gắng hết sức sao, mệt mỏi gì đó không phải nên có sao. Vì thế nên vì sao phải liên tục kêu khổ chứ, hai cô gái cùng nói đồng thanh vì vậy thế mới là anh, Châu Tường vẫn chưa thể hiểu nổi. Lúc này Đình Đình bảo hai ngày cuối tuần này chúng ta sẽ đến quần đảo không người thuyền sơn, các mục trong phần huấn luyện bao gồm tay không đánh lửa, làm gian nướng và làm lều chú đơn giản. Nhiều đảo nhỏ thế có hợp không, Mẫn Huệ đã liên hệ xong rồi, một người họ hàng xa của cô ấy có mua một hòn đảo không ngờ lại là thuyền sơn, vừa hợp với chỗ chúng ta cần luôn tuyến đường và đồ dùng tôi đã chuẩn bị xong rồi hai ngày này mấy người hãy học kiến thức lý luận đi nếu như cậu thất bại thì hạng mục sẽ bị kéo dài đấy yên tâm đi tôi nhất định sẽ cố gắng ôn bài giao cho tôi đi suy nghĩ hai hồi châu tường bảo không đúng nhỉ sao thế cứ cảm giác có chuyện gì đó tôi không nhớ ra được là chuyện gì nhỉ đình đình cầm tay anh vừa chạy vừa nói không nghĩ ra thì từ từ nghĩ luyện xong thì mau chóng về nhà ôn tập đi đừng đừng chạy nhanh thế mà chuyển cảnh khi này ở trên xe nhưng châu tường vẫn suy nghĩ thứ gì đó không đúng anh làm sao vậy anh cứ có cảm giác có chuyện gì đó quan trọng nhưng mà không thể nhớ ra là cái gì nhỉ lúc này đình đình bảo heo ngốc cuối tuần này là sinh nhật của mẫn huệ đúng rồi chính là cái này vậy thì phải làm sao mỗi năm đều phải đón sinh nhật cùng sếp nếu tới đảo thì không phải là nói anh là heo ngốc thì đúng là heo ngốc ai nói tới đảo thì không thể làm sinh nhật em và em gái đã thương lượng xong rồi anh nghe kỹ nhé đình đình ghé sát tai anh rồi nói nhỏ ừm 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 anh đã nhớ hết chưa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức được tổ chức tin anh sau khi về tới nhà vừa bước vào thì nhìn thấy em gái và chị họ đang vẽ bảng kế hoạch gì đó châu tường hỏi có chuyện gì thế chị chị mau tới chuyện gì thế anh đi tắm đi bọn em không gọi thì anh không được ra đâu đấy chuyện gì thế thân thân bí bí vậy đối với yêu cầu của người con gái mang tình yêu trong mình thì người đàn ông nên tuân thủ cho tốt cô lại cho bọn họ mấy ý tưởng xấu gì thế cậu lại đổ oan cho tôi là em gái chạy đến hỏi tôi đấy tôi chỉ là một nhân viên vận chuyển thôi. Lúc này em gái mới nói nhỏ cho chị gái biết, sau khi nghe xong chị gái bảo còn không mau đi tắm đi, lát sẽ gọi anh. Hai người hai người không được có ý đồ gì đấy, anh đã mệt lắm rồi, tụi em biết rồi mà. Châu Tường vào phòng tắm chờ mãi mà chả thấy ai gọi ra, bực mình anh liền hỏi được chưa thế. Tôi sắp ngâm như cả người rồi đấy, đợi một chút nữa nhé. Một lát sau khi anh bước ra thì bất ngờ vì thấy hai chị em mặc bộ đồ giống nhau, đến đây đến đây nào, làm cái gì thế. Diễn như thật ấy, chị họ lại bảo tôi hướng dẫn trước đã, cần phải học rất nhiều chuyện để có thể sinh tồn ở nơi hoang dã, thể lực có thể luyện, kỹ năng sinh tồn có thể luyện, trạng thái tinh thần cũng có thể luyện, nhưng mà tất cả thông tin, phương pháp đều phải nhớ ở trong đầu thì mới có thể vận dụng phương án linh hoạt trong từng hoàn cảnh được, vốn dĩ là thế mà, mấy người định làm gì, nghiêm túc đi. Ô tiếp tục tiếp tục, nhưng mà não người không giỏi nhất chính là nhớ con chữ, có đạo lý, ngay trước còn đi học. Cái gì mà chủ nghĩa mác, cái gì lịch sử thời đại, doanh nhân lịch sử, còn cả học cổ văn nữa, tôi thật sự đã sụp đổ đấy. Ừ ừ, không phải hai người nhìn là nhớ sao? Tôi không phải người bình thường nhé, đến trên mông cậu có bao nhiêu nốt rồi tôi cũng biết rõ. Em cũng nhớ rõ nữa, ngu ngốc, đây chẳng phải thứ gì đáng khoe khoang cả. Rõ ràng ai đó nhân lúc heo ngủ mà tụt quần đếm lông trên mông của anh ấy nữa mà. Hai người, hai người chơi vui thật đấy. Tiểu Tường từ không bị chơi cho hỏng thì cũng là nhờ tố chất cơ thể tôi luyện cho đấy. Nay đừng có chuyển đề tài để nói sang chuyện kỳ quái có được không? Không phải muốn dạy tôi cái gì sao? Tốt lắm sau đây sẽ dạy cậu cách nhớ thần tốc thật thật sao tiềm năng của con người vẫn chưa được kích phát cái mà phương pháp trí nhớ vô cực là do rất nhiều chuyên gia sinh lý tâm lý cùng đúc ra kết quả lúc này hai chị em đứng ra khi chị họ đưa tay ra thì cả hai cùng vạch áo ngoài ra châu tường nhìn thấy máu mũi liền tuôn ra cái cái này có quan hệ cái lông gì với cách nhớ siêu tốc hả đương nhiên là có rồi hơn nữa còn có quan hệ lớn tối qua hai người chơi trò thân mật thật đấy cô làm sao mà nghĩ ra cách đó thế nhỉ tôi tôi cũng chỉ là nghĩ bừa thôi cảm thấy nó sẽ trực quan một chút tuy không sai nhưng vẫn có sự khác nhau về bản chất thiếu ở đâu chị họ chị mau nói đi chị họ chỉ vào một chỗ trên cơ thể đình đình rồi hỏi đây là huyệt gì túc tam lý đúng rồi đây thì sao vĩnh tuyển không sai đúng là rất nhanh đã nhớ hết rồi đừng vội đại đình làm đúng bước thứ nhất nhưng bước quan trọng nhất là bước thứ hai lại bỏ qua rồi cái gì chỗ này có chức năng gì chuyện nhỏ chức năng là là cái gì là là cái gì kỳ lạ mình rõ ràng đã học rồi mà chị họ thế này là sao may mà dáng dấp hai chị em đại tiểu đình tốt cậu mới có thể nhớ được mấy huyệt đạo đây chính là cách nhớ liên quan người thường sẽ nhớ nhanh một cách trực quan bằng việc kết hợp những hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm và những con chữ liên quan đơn giản ồ nhưng nếu như là thông tin liên quan đến nó thì lại không dễ để nhớ một cách trực quan như thế cho nên bước thứ hai của đại đình đã xảy ra sai sót vậy vậy thì phải làm sao cách ở trên người bọn em còn chưa nghe chị họ nói nữa đừng xem vội cái này sao ai vẽ thế vẽ như đứa trẻ ba tuổi vậy Nghe vậy Đình Đình quay qua tát vô mặt anh và quát không được chê bai, cái này là bọn em tốn rất nhiều công sức để vẽ đấy, hừ, xin xin lỗi, tránh ra đi. Ừm, bây giờ cậu nhớ lại chút, trên mông của đại tiểu đình, xem thử có nhớ được nội dung ở trên dưới không. Lúc này Châu Tường nghĩ lại hình ảnh khi nãy, tôi tôi nhớ rồi, còn rất rõ ràng nữa, sao lại như thế, chuyển cảnh hôm sau ở công ty, Mẫn Huệ nói trước mọi người. Chúng ta chính là hậu thuẫn kiên cường của anh ấy, cùng nhau đánh thắng trận này, tất cả mọi người đều cổ vũ cho anh, lúc này châu tường hỏi mọi người điều quan trọng nhất của lập nghiệp là gì là có một lão đại có thể gánh vác được mọi chuyện cùng mình và cả một nhóm anh em có thể liều cùng mình mọi người cùng nhau cố gắng đợi tôi thắng lợi trở về chúng ta cùng uống rượu mừng thắng lợi trở về cùng uống rượu mừng cảnh chuyển đến hải khẩu hồng kông mọi người đều có mặt ở đây hai chị em đình đình liền gọi mẫn huệ chị đợi lâu chưa một lúc thôi sao chị còn chưa thay đồ tắm nữa nay chúng ta là đến huấn luyện chứ không phải huấn luyện là huấn luyện nếu đã tới biển thì làm sao có thể thiếu đồ bơi em đưa chị đi thay, này mấy người cũng không quản sao. Không thể chỉ có chị tách biệt chứ, nhưng mà tôi không mang đồ bơi, không sao bọn em chuẩn bị cho chị rồi, mấy người này vui quá đấy nhỉ. Chọn quần áo mất 3 tiếng đồng hồ, đóng gói mất cả ngày trời, còn cả trò này nữa à, Châu Tường bảo xếp. Cô tuyệt đối đừng có chuyện đấy nhé, nếu không thì huấn luyện đi tong rồi, lêu, bốn mỹ nữ đứng ở đây cho anh để anh chiếm tiện nghi còn ra vẻ à. Huấn luyện là chuyện của anh, chơi là chuyện của bọn em, nghe thấy chưa, cậu là người may mắn nhất ở đây đấy. Nghe vậy anh cũng không còn lời nào để nói, lúc đang đi Đình Đình lại hỏi anh, heo nặng lắm nhỉ, mau mang lên đi. Ừm, hai chị em Đình Đình lúc này bôi kem chống nắng, em gái liền xoa lên người chị gái nhưng cô chị lại ngại, đáng ghét. Chị tự bôi, là lúc so sánh chút cơ thể của hai chúng ta rồi, dạo này hình như em ăn nhiều hơn một chút, so cảm giác tay hai chút xem thử có tăng cường rèn luyện không. Bỏ ra bỏ ra, đấy là trên thuyền đấy, nguy hiểm, thấy vậy chị hỏi bảo hai người đây là muốn biểu diễn xuân cung đồ sống sao. Thằng em ngốc của tôi cũng không ở đây, đúng nhỉ heo ngốc đó đâu rồi lúc này chị gái lại bôi kem cho em gái hừ lần này đến lượt chị dám xem thường chị mình à xin lỗi em sai rồi chị ơi tha cho em đi phía bên châu tường anh cảm thấy mấy người này thật là để mình tôi dọn dẹp bên dưới mấy người vừa hay lại nhìn thấy cảnh hai chị em đang chơi đùa nhau lại được một pha chảy máu mũi ban ngày ban mặt hai người làm trò gì thế nhìn nhiều năm thế rồi mà vẫn phụt máu mũi đây chính là biểu hiện của cảm giác mới lạ cái gì mà mới lạ nhiều năm thế rồi nghe vậy hai chị em liền quát được lắm không mới lạ nữa phải không chị họ nói tiếp hai khuôn mặt giống nhau hình ảnh hai cơ thể giống hệt nhau đang chơi đùa không phải mới lạ thì là gì theo quan sát của tôi thì trong đầu tên nhóc này đang tranh đấu dữ dội lắm hai chị em liền bật dậy hỏi tranh đấu cái gì một bên não thiên về cảm tính sẽ hận không thể đem hai người vào trong thuyền mà làm chuyện khó thể miêu tả thật sao làm gì có hai người đừng nghe lời chị ấy nói lý trí lại nói cho cậu ấy biết bây giờ huấn luyện quan trọng phải điều chỉnh tốt trạng thái cơ thể nay chị đừng nói bừa chỉ có chứng cứ gì đàn ông mà miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật ví dụ như nghe vậy anh liền nhìn xuống phía dưới rồi ôm lại thế là mọi người được pha cười lộn ruột mẫn huệ ở trong bảo mọi người đừng đùa nữa sắp đến nơi rồi đi chuẩn bị thôi rất nhanh mọi người đã đến nơi trong nước không ngờ lại có một đảo tư nhân đẹp như thế này sắp xếp tuyệt vời quá bọn em cũng đến đây lần đầu thôi nên sớm đưa bọn em đến đây rồi người họ hàng kia của tôi mỗi năm quay về đây sống hai tháng những thời gian khác đều để chống chỉ là bà ấy quá bá đạo tôi không thích qua lại với bà ấy lắm lần này nếu không phải vì huấn luyện châu vũ thì tôi cũng không mở miệng xin ba tôi đi nhờ người ta đâu thoải mái quá làm tôi nhớ lại ngày xưa hôm nay phải chơi cho đã mới được he he mấy người chậm chút đây không phải chỗ chơi đâu anh nói nhầm rồi hôm nay bọn em đều đến để chơi chỉ có anh là làm việc thôi châu tường bất ngờ hả ba người phía bên kia liền ừ ừ cái này không giống với đã bàn trước đây bọn tôi quyết định lúc chuẩn bị đi đấy hôm nay mọi đồ ăn đồ dùng của chúng tôi đều do cậu làm vừa chỉ tay ra thì áo tắm mẫn huệ đứt dây đình đình vội bịt mắt châu tường lại thấy mẫn huệ ngượng chín mặt cô chị họ liền khịa hùng vĩ thật đấy nhỉ thế mới làm đứt cả dây áo của em gái rồi đình đình cũng quay qua hỏi sao thế mẫn huệ chị lại to lên rồi à tôi tôi đâu có chứ tại sao cô lại mua loại dây buộc chứ vì cảm giác thu hút sẽ khiến heo không chịu được nói xong đình đình tới cột dây áo lại cho mẫn huệ biến biến thái cô cô làm gì thế đừng động em giúp chị buộc lại chặt chặt quá xong rồi chị gái bỏ phong ấn đi thật là biết rõ số đo của mẫn huệ thế mà vẫn không chọn số thích hợp chị gái vừa bỏ tay che mắt ra thì châu tường lại thấy thứ gì đó anh liền gấp gáp chạy tới xếp cẩn cẩn thận châu tường cứ thấy cái hình ảnh này là lại chảy máu mũi đình đình liền ôm anh lại bảo không được nhìn ok không nhìn chỗ này thì anh đây nhìn chỗ khác vậy cứ như thế buổi huấn luyện vừa căng thẳng vừa kích thích ở hoang đảo bắt đầu ai ra đau đau thật là mất mặt quá đi định hại tôi không gả được đi à đúng đó vừa rồi đã khiến tên đầu gỗ tiểu tường nhà chúng ta chiếm được tiện nghi lớn rồi mẫn huệ không gả được thật thì làm thế nào gì mà không gả ra ngoài được chứ cùng cùng lắm thì bảo con heo ngốc kia thu nhận cô là được nghe vậy mẫn huệ ngạc nhiên này cô điên rồi sao còn muốn mở hậu cung cho tên ngốc nhà mình sao còn muốn kéo cả chị em tốt của mình vào chán sống rồi phải không châu tường và chị gái thấy họ nói qua nói về nên cũng chả biết bọn họ đang nói về vấn đề gì nhất định là em gái gây trò rồi anh mau xử lý ô đi đừng quên chuyện quan trọng nhất đấy được một lát sau mẫn huệ thông báo châu tường và đình đình chị mau tập trung tinh thần nào rõ hạng mục hôm nay bao gồm đánh lửa dựng gian nướng tìm đồ ăn đều là kỹ năng sinh tồn cơ bản rõ tôi bắt đầu ngay vì để nghiêm khắc thúc giục cậu tất cả đồ ăn hôm nay sẽ do cậu kiếm nếu không có lửa tối nay mọi người sẽ lạnh chết không có đồ ăn tối nay mọi người sẽ chết đói sau này những thứ này sẽ do cậu phụ trách yên tâm đi mọi chuyện cứ để tôi lo ở phương diện làm việc này cậu chưa từng khiến tôi thất vọng đúng là người bền bỉ đáng tin một nhân tài bền bỉ đáng tin thử rồi à đó là đương nhiên thời đại học ba chúng tôi từng thử rồi đáng tin lắm đỡ phí thời gian đình đình thấy thế thì bảo ấy ấy mẫn huệ sau đó cô tới nói nhỏ vào tai mẫn huệ khiến mẫn huệ đỏ mặt giải thích tôi tôi không phải có ý đó chị họ chị hả à, tôi có ý gì chứ còn ý gì nữa không phải chính là ý đó sao mấy người có ý gì thế ý của mẫn huệ không phải ý của chị họ quản tôi có ý gì hả còn không mau đi đã chưa rồi mà chúng tôi còn chưa có cơm ăn đâu ok sếp kế hoạch huấn luyện chu tường chính thức bắt đầu chúng ta phân chia công việc đi tôi chỉ là người đi kèm, chỉ có mấy người là làm việc thôi, ở ờ, ở chị họ. Lúc này Châu Tường hỏi sếp sao tự nhiên chị lại nịnh nọt với chị ấy, Mẫn Huệ như nói chúng tim đen quay đi chối lia lịa đâu, đâu có, ở đây tôi là lớn nhất, mấy người không nịnh nọt tôi thì nịnh nọt ai, đại tiểu đình mau đến nịnh bản cung đi, he he chị họ. Ngoan ngoan, nhìn thấy chưa, đây chính là uy nghiêm của chị họ, này không phải mấy người đều bị chị ấy công lược rồi chứ, lúc này Mẫn Huệ bảo thời gian có hạn đừng hi hi ha ha nữa. Đại đình tiểu đình hai người, Thấy vậy Tiểu Đình tới ôm chị họ, ưm, um, buổi sáng chơi vui quá, lại chưa ăn gì đói bụng quá đi. Em em không dậy nổi, hả, à, này lừa ai đấy, ban nãy còn nhảy loạn xạ mà, phải phải đó, trên đường em còn nói con bé đó. Chị xem chỗ này của con bé đói đến xẹp xuống rồi này, đúng thế không động đậy nổi nữa, đại đình, Tiểu Đình lúc này bảo chị không phải cũng thế sao. Từ sáng đã dọn đồ chưa kịp ăn gì, khụ khụ, khụ khụ, vừa nãy không cảm thấy gì, đột nhiên cảm thấy bụng đói đến dán vào cả lưng rồi hai cái người này có chuyện gì thế hả hai chị em liền nằm lăn ra đói chết mất không dậy được nữa chị họ lại bảo mẫn huệ đây là hạng mục công ty của cô đương nhiên là sẽ do cô và chu tường tự đi huấn luyện ái ra được thôi chu tường vậy bắt đầu thôi rõ cố lên sao sao cô lại ngồi dậy được rồi người ta là dù đói cũng muốn cổ vũ hai người mà tiếp đó mẫn huệ thông báo bắt đầu cô đưa ra một tờ giấy thật dài rồi bảo hôm nay sẽ làm cái này oa wow, hạng mục hơi nhiều đấy nhỉ làm được hết không đây đều là những cái cơ bản ăn mặc ngủ nghỉ cứu hộ khẩn cấp chưa được tính là mấy trò tiêu khiển giết thời gian đại đình ôm bụng nói như người ta đói lắm rồi huấn luyện thì đến lúc nào chứ chị họ có ý kiến nếu mọi người đói rồi chu tường sẽ giải quyết chuyện cơm nước hôm nay trước được không hai chị em hô đồng thanh được mẫn huệ lúc này thở dài cũng cũng được đề mục của hôm nay là nhóm lửa tìm đồ ăn nấu cơm không vấn đề xem tôi đây tôi làm giám sát mau bắt đầu đi nếu cậu làm hai người này đói hết thì đây là trách nhiệm của cậu đấy được, khi này chị họ đoán ra được hai chị em đình đình định làm gì đó nên liền hỏi hai cái người này định có âm mưu gì đấy hả? Đại đình qua nói nhỏ cho chị họ, sau khi nghe xong chị họ quyết định tôi cũng sẽ giúp, bắt đầu đi, công việc thứ nhất, nhóm lửa. Các bước, quy trình nhớ hết chưa, cứ xem đi, hôm qua tôi đã học thuộc rồi, nếu đã tự tin như thế thì được thôi, làm xong thì gọi tôi, tôi đến nghiệm thù. Thấy Mẫn Huệ xoay người châu tường bảo xếp đừng đi, không phải cậu đã nắm chắc rồi sao, tôi đi theo làm gì nữa, đương nhiên là hy vọng sếp tự mình nghiệm thu quá trình mà. Như vậy thì mới biết tôi lợi hại thế nào chứ, he he, luôn cảm thấy mấy người kỳ kỳ quái quái, toàn dày vò tôi, đi thôi, đến đây sếp, bốn bước nổi được lửa. Bước thứ nhất là đi tìm dụng cụ đánh lửa, rất tốt, bên ngoài đều cho rằng cứ rùi gỗ tạo lửa là được, nhưng ở khí hậu của hải đảo này thì dù có rùi đến chết cũng chưa chắc đã lên lửa được. Nhất định phải nhớ kỹ, yên tâm đi sếp, cô nói nhiều thế tôi đã nhớ hết trong đầu rồi, lúc nãy cậu còn dám chọc tôi, còn không mau tìm đi. Đang tìm đây, đang tìm đây, nguyên liệu thích hợp làm dụng cụ lấy lửa có cỏ khô ở trong tổ chim và lông nhung đã dụng, lõi khô trong cây gỗ khô, xác thiêu thân, cỏ khô, cây bông, màng trong cây trúc, vân vân các dạng gỗ khô như thế, còn có còn có, ừm, xem ra cậu cũng bỏ công học bài đấy chứ. May mà có sếp và hai người đại tiểu đình, còn cả người chị họ ma đầu của tôi nữa, con người chị họ rất tốt đấy, sao cậu cứ có thái độ đó với chị ấy thế hả? Tôi cũng biết con người chị ấy không xấu, cũng muốn tốt với chị ấy chút nhưng mà nội tâm cứ chất đầy sự sợ hãi với chị ấy, chị họ đang sợ thế sao? Nhất định là lợi hại gấp 10 lần người mà chị cảm thấy lợi hại đấy. Còn nữa, nói tới đây Châu Tường nhìn thấy gì đó liền hô lên a à có rồi. Còn cả cái này nữa, cái gì? Châu Tường cầm lên hai quả dừa rồi bảo nhìn nhìn. Mẫn Huệ nhìn xuống thấy có vẻ giống của mình nên hét lên đừng tới đây. Cô lùi lại thì ngã về phía sau, thấy phía sau có cục đá nên anh vội vứt hai quả dừa rồi chạy tới che cục đá lại. Kết quả là Mẫn Huệ ngồi lên lưng anh, xếp chị mau đứng dậy tôi sắp không trụ được nữa rồi ôi cậu cậu không sao chứ sếp chị sao thế sao không giống chị lúc bình thường chút nào cứ kỳ kỳ quái quái ban nãy nếu không có tôi thì đầu chị bị đập thành cái gì rồi tôi tôi chỉ muốn biết cậu đã tìm thấy cái gì nay cậu đừng có chuyển chủ đề rõ ràng là cậu đâm vào tôi nên tôi mới bị ngã cậu còn dám hung dữ với tôi bị chiếm tiện nghi là tôi đó ai cho cậu cái gan dám lên mặt hả đây đây là phản xạ mà tôi cũng không phải người không nói đạo lý nếu cả hai bên đều có lỗi thì coi như hòa Châu Tường cầm quả dừa lên bảo sợi trong quả dừa khô này cũng là một nguyên liệu đánh lửa tốt, anh liền đập quả dừa ra, có rồi he he. Bước thứ hai chính là đi tìm gỗ đánh lửa với củi để rùi, tới đây anh nhắm mắt nghĩ lại kiến thức, không phải tất cả các loại gỗ đều phù hợp để đánh lửa, trong đó củi khô là dễ lấy lửa nhất. Thứ hai, cành liễu mùa xuân và cây du là thích hợp nhất, ngoài ra thì cây táo cây hạnh vào mùa hạ mùa thu, mùa đông thì có cây gai và cây đàn, nhưng vẫn cần các dụng cụ đơn giản để làm cong. Cậu đang làm gì thế? Tôi đang nhớ lại kiến thức chút thôi, Cậu nhớ kiến thức thì sao mặt lại đỏ lên? Đây đây là năng lượng mà đại não vận chuyển sinh ra đấy sếp. Hử? Những kiến thức này cậu lại nhớ rất rõ đấy. Lúc tôi chuẩn bị tài liệu cũng không nhớ được hết trong một ngày. Đây, cái này cũng coi như là công lao của bà chị tôi rồi. Chị ấy đề cử cách nhớ cấp tốc, còn có cả cách nhớ tốt thế sao? Lát nữa tôi cũng phải tới chỗ chị ấy xin thử mới được. Sếp, chị đừng phân tâm được không? Cho dù chị muốn học thì cũng không tìm được đủ dụng cụ đâu. Tôi tôi đi tìm nguyên liệu nhóm lửa, hai cái này cũng thích hợp đấy một cái làm củi chính, một cái làm dùi, tất cả cũng rất thuận lợi mà. Sếp, đột nhiên lúc này Mẫn Huệ lại áp hai quả dưa vào lưng anh làm anh đỏ cả mặt. Sếp sao sao vậy hả? Chân, trên chân của tôi có thứ gì đó trơn trơn, thật thật buồn nôn quá đi, cậu mau xem giúp tôi đi, sếp hị đừng cuống. Ở nguyên đó tôi xem thử cho, sếp, chỉ là một con run thôi, nghe vậy Mẫn Huệ hoảng hồn liền cho Châu Tường ăn luôn bàn chân xinh đẹp của mình. Sếp, bình tĩnh nào bình tĩnh nào, tôi lấy xuống cho chị, chị đừng động đậy, sau khi lấy ra châu tưởng còn cầm lên cho mẫn huệ xem này cậu cậu còn làm gì mau vứt đi chứ cái gì nhỉ trong lúc đói khát thì run cũng là đồ quý đấy protein cứu mạng trong lúc quan trọng đấy có thể dùng để bắt cá nếu muốn trồng cây rau gì đó thì cũng có thể dùng nó làm tơi đất vậy thì tới đến lúc nguy cấp đi bước tiếp theo bước thứ ba thu thập một ít cỏ khô và nhánh củi nhỏ chỗ này có rất nhiều đỡ phải phí sức nữa cứ làm luôn bước bốn đi được rất lâu sau đó lúc này châu tường cũng toát mồ hôi nhưng vẫn không thể dùi lửa cháy lên được mẫn huệ hỏi cậu còn muốn dùi bao lâu nữa đau đau quá đi xem ra thế này không được rồi vậy thì đổi cách khác hiệu quả cao nhất đương nhiên vẫn là dùng cung đánh lửa nhưng lúc làm cần dây thừng thời gian có hạn vẫn là làm theo cách cũ thì hơn anh quay qua nhìn mẫn huệ thì bị mẫn huệ bực mình nói nhìn nhìn cái gì chạy theo cậu đi khắp nơi như thế tôi cũng sẽ đói chứ còn còn không nhanh lên lâu thế rồi mà còn chưa nhóm được lửa mọi người đói chết rồi thì là trách nhiệm của cậu đấy Nhìn kỹ đi, vì mọi người tôi sẽ cố hết sức. Cách tạo lửa bằng đá chính là ma sát đá thật nhanh lên thân gỗ, làm gỗ nóng lên, nhưng cách này khá tốn sức. Rùi được một lúc thì Châu Tường kêu ôi mỏi mỏi quá, mệt thật đấy, Mẫn Huệ ở ngoài cổ vũ cố lên, có khói rồi, một lát sau thì cuối cùng cũng có đốm lửa rồi. À cái que cái que, sắp được rồi, hai người lúc này cùng nhau thổi thổi, cuối cùng khói bốc lên, ôi khói chết mất. Khụ khụ, Châu Tường tiếp tục thổi, một lúc sau anh hô lên có rồi có rồi, có lửa rồi, đúng vậy hai người vui mừng tốt quá rồi mẫn huệ lại ngượng ngùng hỏi tiếp theo thì sao tiếp theo à chất đốt cho lửa cỏ khô cỏ khô sắp nguội rồi nhanh lên nhanh lên nhổ tí cỏ khô đi ừ ừ có khô đến đây nguội rồi làm sao đây còn làm gì nữa làm lại chứ sao được vậy là châu tường tiếp tục rồi mãi vẫn không có lửa nhưng anh thì đã mệt xã rời rồi thấy vậy cô liền hỏi anh làm sao thế cánh tay cánh tay xã rời hết rồi cố lên cậu nghĩ mà xem nếu không có lửa thì sẽ không có đồ ăn không có gì sưởi ấm đâu không sai, phải chiến đấu đến cùng, nhìn tôi đây, nhanh lên nhanh lên, hơi khét hơi khét rồi, a à, có rồi, sao toàn khói thế, lửa đâu? Không biết, hay vẫn chưa đủ, thế sao không thổi đi, thổi thêm oxy vào đi, ok, sếp chị có sao không? Cậu mau thổi đi kệ tôi, không nhanh lửa lại tắt đấy, có rồi có rồi. Có đâu, Mẫn Huệ qua xem thì cũng đầu với anh, a, à, sếp chị không sao chứ, lại còn đứng ngây ra đấy. Làm tiếp đi, thêm củi, thêm củi, lúc này ánh nắng rọi xuống lửa cũng cháy lên. Ê, yeah. cuối cùng cũng xong, xong xong rồi nhỉ, miễn cưỡng đạt yêu cầu, tuy nhiên vẫn có không ít lỗi nhỏ. Xếp, chị ngồi đây đi, tôi kiếm đồ ăn để chị còn kiểm tra lại. Lát sau Mẫn Huệ dặn dò anh, xin ghi nhớ thưa sếp, vậy thì tiếp tục thôi. Lúc này Châu Tường đưa tay ra đỡ cô dậy khiến cô vô cùng bất ngờ, cảm cảm ơn, ngọn lửa này cần lớn hơn nữa, để tôi đi tìm cái làm bếp. Sau một hồi quan sát Châu Tường đã bưng về một hòn đá khá to và nặng, hự, ừ, bắt đầu thôi. Thấy Châu Tường bưng cục đá mẫn huệ liền cột tóc lại rồi bảo còn chị họ với hai đứa vẫn ở bên ngoài biển đấy, tôi đi trước đây, xếp để tôi đi cùng, không cần. Tôi tự làm được, cô vừa nhấc cục đá lên thì tuột tay ngã, ôi xếp, xếp, chị có sao không, không sao. Cậu cậu đi ra mau, xếp chị ngồi đây nghỉ đi, để tôi làm cho, ừ, sau một hồi thì Châu Tường thở phù. Cuối cùng cũng xong rồi, không tồi, có tiến bộ đấy, nhờ có mọi người rèn luyện cả đấy. Hai người nhìn nhau nhưng đột nhiên bụng cả hai cùng kêu đói, mẫn huệ đỏ mặt liền quay đi thấy vậy châu tường cười lên cậu cười cái gì mà cười không được cười vô duyên quá vô duyên quá sếp chị ngồi đây đi để tôi kiếm đồ ăn là người giám sát thì phải giám sát kết quả rèn luyện của cậu lỡ để xảy ra sơ suất nào khiến cậu gặp nguy hiểm tôi lại phải xin lỗi nhiều lời tôi mới chỉ hơi đói đã đối xử với tôi như mấy đứa liễu yếu đào tơ rồi vậy thì nhờ ơn chị nhiều rồi sếp đi thôi trở về phía hai đình đình và chị họ đang chuẩn bị chỗ để nướng thịt hai người họ đi được một lúc rồi sao vẫn chưa hoàn thành công việc không hoàn thành cũng đúng thà đừng để anh ta đi còn hơn ở kìa ở kia có khói có vẻ như đốt được lửa rồi đấy làm chậm như thế nếu thật sự lên đảo rồi thì chỉ có bị lạnh chết thôi không được oán trách nếu đã lựa chọn ủng hộ heo ngốc thì không được làm người kéo chân anh ấy a à, mâu thuẫn quá đi em vừa hy vọng anh ấy thành công nhưng lại không mong anh ấy xảy ra chuyện gì chị họ cảm giác này rốt cuộc là sao trở về phía châu tường những thứ có thể xuất hiện trên hải đảo lửa nước ngọt, chỗ ở khô giáo và đồ ăn, vậy sao không đi ra bờ biển tìm, trên đảo không thiếu thứ bổ sung protein. Nhưng chất xuất của vitamin C có thể khiến cho khả năng miễn dịch giảm xuống dẫn đến bệnh máu xấu, vì vậy nên nhân lúc còn sức thì phải đi thu thập các thực phẩm có vitamin C. Rất tốt đấy, rốt cuộc là cách nhớ gì mà lại khiến cậu nhớ kỹ đến thế, tôi cũng muốn học, chị sẽ không muốn biết đâu, à có rồi. Nói xong anh chạy ra phía cây dừa rồi leo lên hái, một lát sau châu tường đem xuống một quả dừa, nước dừa có nhiều vitamin, còn có thể cấp nước thịt dừa bên trong còn có thể cấp đường đúng là vật thần kỳ của biển lúc này hai người cùng đi trên biển mẫn huệ theo sau chân của châu tường vừa hay anh dừng lại mẫn huệ lại đụng độ với lưng anh này làm gì tự nhiên dừng suỵt hai người nhìn thấy phía trước có một chú rùa mẫn huệ liền nói rùa biển sao mấy năm trước không hay thấy được chứng tỏ nước biển bây giờ đã sạch đi rất nhiều hai người cùng nhau đi đến chỗ ở của nó qua nhiều quá đi số cậu may thật đấy châu tường liền vùi cát lại sao thế Tuy mỗi ngày đều ăn trứng, nhưng vẫn không thể ăn được những quả trứng vừa mới đẻ ra. Thái độ này có phải giả tạo lắm không? Tôi không biết. Vậy cậu cảm thấy nên làm sao? Vậy thì giả vờ không biết đi. Được vậy thì giả vờ không biết. Tiếp tục bắt tôm cua cá. Được thôi. Một lát sau Châu Tường bắt được một con cua, anh liền đem lên khoe mẫn huệ. Đúng lúc này cô lại bị ngã xuống, vô tình lại ngồi lên con cua. Châu Tường vội kéo cô dậy nhưng chú cua nhỏ này lại kẹp luôn vào chỗ hiểm của cô. Làm làm sao thế? Ôi không tôi, bị sao cơ Đau lắm, sếp đừng sợ tôi tới đây, ôi làm làm sao đây, cái cái gì, sếp đừng động đậy, kiềm chế lại. Nhanh lên, cậu còn đứng đó cà khịa tôi à, lát nữa xem thử tôi xử cậu thế nào, giữ giúp tôi đi nhanh lên, sếp xin lỗi nhé." Nói xong anh bắt con cua rồi kéo ra. "Con cua đâu? Đây này, làm tốt lắm, đem về nướng thịt ngay, tuân lệnh, lúc về tuyệt đối không được nói với họ đấy, tôi không thể mất danh dự được." Nghe vậy Châu Tường phì cười, "Sao anh lại cười? Dám cười sao? Xin lỗi sếp, tôi không cố ý." vừa nói xong thì anh liền hét lên à cái này thì đúng là nghiệp quật không trượt phát nào thế là anh bị con cua kẹp vào miệng mẫn huệ không nhịn được cười sếp chị cười cái gì mau tới giúp tôi đi cười người hôm trước hôm sau người cười xem tôi đây chịu đau nhé ui ra quát con ngươi làm đẹp lắm cho mày lần cuối được vùng vẫy một lát sau châu tường đã ôm được một túi áo cua cũng không tồi đấy chứ bội thu rồi đúng vậy chẳng ai ngờ trên hoang đảo lại dễ chịu như này có hải sản ăn có nước rửa uống ngay ngay gió biển thổi vào cuộc sống ở đây làm mình chẳng muốn về với xã hội nữa rồi cậu dám cậu muốn làm người hoang dã chắc tôi với công ty thì phải làm thế nào còn các chị em nữa nhẹ thôi nhẹ thôi tôi nói đùa mà đau đau xếp tha cho cậu không dám đi về thôi đợi đã xếp vẫn chưa được mà làm sao ớ cậu không vừa ý đâu có đâu nhóm lửa thức ăn không phải đã xong hết rồi sao dù không gian có hơi nguy hiểm tí nhưng cơ bản là xong xuôi hết rồi cậu có ý gì cậu đang lấy cỡ giữ chân tôi à? Đâu có đâu có. May mà có sếp đi cùng để tận mắt thấy tôi tiến bộ, nói nhiều quá, tôi không nói chuyện này, thế thì chuyện gì, tôi đang nghĩ có phải cậu và mọi người cố tình đưa tôi đi chơi không? Ha ha ha, có thể lắm, sếp, chị cũng giám sát tôi rồi chứ, tận mắt thấy những thành tích của tôi, chị yên tâm tôi sẽ nguyện vì chị mà lên núi xuống biển nhé, không đúng không đúng. Ngay từ đầu đã sai sai rồi, rõ ràng nói là đến đây để huấn luyện, kết quả ai cũng mặc đồ bơi, còn bảo tôi cũng mặc bikini thế cho thoải mái chẳng lẽ lại mặc đồ công nhân đi biển bơi sao còn tiểu tử chu tường nữa kẻ châm lửa đứa kéo mình vào hố run nữa rồi đi tìm đồ ăn rồi kéo dài thời gian lại còn bị cua kẹp nữa xếp tôi nghe hết rồi run và cua thì làm sao tôi sai khiến được rốt cuộc sao chị lại nghĩ là không hợp lý chứ tôi nói không phải mấy người định giữ chân tôi âm thầm mở tiệc sinh nhật đấy chứ sếp chị tưởng tượng lợi hại quá rồi sao cậu chột dạ cái gì tôi tôi có đâu thế là có à cậu nói dối tệ lắm đấy ừ sếp chuyện gì cũng không qua được mắt chị ngu ngốc muốn làm tôi ngạc nhiên thì tính toán cho tỉ mỉ vào diễn thì phải diễn sao cho tự nhiên giả vờ không ăn được ngây thơ quá thời gian có hạn tối qua chúng tôi bận quá phải bàn bạc với nhau làm sao đánh lạc hướng sếp rồi chuẩn bị kế hoạch huấn luyện nữa tới lúc sát giờ lên tàu vẫn còn ngồi bàn làm sao giấu được quà sinh nhật mọi người chưa ăn gì là thật cảm ơn kìa sếp tôi nói cảm ơn không nghe hiểu tiếng người à. không không chỉ là trong từ điển của sếp làm gì có hai từ này hai từ này xuất phát từ thâm tâm thôi đầu ngốc sếp cô nói gì cơ vậy khi nào mới quay về tới hoàng hôn ok thế nhặt tiếp đi còn giữ người ra đấy muốn tôi giả vờ không biết thì phải làm tốt đấy nhé à đúng rồi sếp cô muốn làm gì vừa hay tới đây có thể đi lặn dưới đó có nhiều đồ ngon lắm thật sao tôi còn định nói là mang đồ tới đây mất mặt quá mau tới đây trình độ bơi của cậu không gà mờ đấy chứ chuyện nhỏ kình ngư lão luyện như chị ánh viên nhé nói xong châu tường cởi áo lao xuống biển cẩn thận không cần cố quá đâu trong lúc châu tường lặn xuống mẫn huệ ngồi một mình nhớ lại về những kỷ niệm với anh một lúc sau anh bắt được một con bạch tuộc ha ha mau xem tôi bắt được gì này xếp cô sao thế thì ra mẫn huệ đang giấu đi cảm xúc của mình cô đột ngột nhảy xuống dưới nước xếp cô từ từ may mà mình nhảy xuống nước mắt mình mới giấu đi được đột nhiên châu tường lặn xuống kéo mẫn huệ lên nhiều đá ngầm lắm đừng có nhảy linh tinh trong đầu mẫn huệ lúc này chỉ có châu tường tôi yêu cậu tôi yêu cậu thứ ngu ngốc đang ở trước mắt kia rất rất yêu cậu đột nhiên phịch một cái một bãi màu đen bắn vào mặt mẫn huệ ơ cái con báo thủ này phịch một cái nữa một bãi màu đen dính vào mặt châu tường xếp xếp tôi không cố ý nhưng tôi thì cố tình đấy xếp cô đừng nói thế rõ ràng là đánh lén mà đây cũng là một loại chiến thuật đừng ngơ nữa coi chừng tôi ha ha xem tôi phản công thử qua xem nào tôi sợ cậu quá cơ sau đó hai người chơi rất vui ở dưới biển đột nhiên giữa hai chân châu tường có gì sưng lên anh vội vàng tháo quận ra một con lươn bơi ra từ phía trong làm cho mẫn huệ cười muốn sặc nước phải vội vã ngoi lên để cười mình hiểu rồi mình muốn ở bên cậu ấy mình ban đầu là muốn cậu ấy cùng lập nghiệp mình muốn giúp cậu ấy tập luyện là vì muốn ở cạnh cậu ấy mình đã luôn kìm nén những tiếng gào thét này từ tận đáy lòng sếp cô sao vậy sao lại che mặt nước nước biển vào mắt đau quá ha ha sẽ khỏi nhanh thôi cô nghỉ đi để tôi làm tiếp cho lúc này ở chỗ đình đình đang chuẩn bị đồ nướng tốt quá mẫn huệ có mọi người chính là chị em tốt chị chưa từng trải nghiệm những điều này chưa bao giờ có một sinh nhật tuyệt vời như vậy Biểu tỷ chị chưa từng được tổ chức sinh nhật à? Gia đình chị không được tốt cho lắm, lỡ mà có tổ chức sinh nhật cũng chẳng vui vẻ gì, thế nên về cơ bản không ai nhắc tới, cũng chẳng ai định tổ chức cả. Một năm 365 ngày đều như một, chỉ dừng lại ở những việc chung của cả nhà, biểu tỷ đừng buồn nữa, chị đã hết buồn từ lâu rồi chỉ là, ha ha đúng là mấy đứa ngốc, em họ đầu gỗ của chị đã từng tặng chị một món quà cực kỳ tuyệt vời đấy, làm chị nhớ mãi không quên nổi cơ mà, anh ấy tặng quà gì đó chị? Mấy đứa đoán không nổi đâu đó là món quà sinh nhật đầu tiên chị nhận được trong đời đó chị mau nói đi em cũng không đoán được anh ấy có thể tặng gì cho chị nữa đó là sinh nhật khi chị còn học năm ba hôm ấy chị vừa về nhà thì đã thấy mẹ tiểu tường tới đó đang đợi trong phòng con ấy sao em ấy tới đây phụ đạo xong rồi mà nhỉ vừa mở cửa vào thì thấy châu tường ngồi như khúc gỗ rồi sao nào em trai ngu ngốc của chị còn tưởng em đã thông suốt rồi cơ chị đây năm ba rồi rất bận đấy hả có gì thì hỏi nhanh lên em tới để tặng quà sinh nhật cho chị hả sao em biết sinh nhật chị ghi trên thẻ học sinh của chị ấy, không ngờ cái đứa đầu gỗ này cũng biết nghĩ đấy, chẳng lẽ đã trưởng thành rồi sao? Còn nhìn trộm cả thẻ học sinh của người khác nữa, không không có nhìn trộm, là do có lần chị để quên ở nhà em nên em mang trả cho chị thôi. Ừ đúng là có chuyện đó. Được rồi thế sao tự nhiên lại muốn tặng quà sinh nhật cho chị, mà trước đây có tặng bao giờ đâu? Mẹ bảo phải cảm ơn biểu tỷ vì đã giúp em học tập, em nghĩ nên tặng biểu tỷ một món quà nào đó. đã nghĩ kỹ chưa hả? Em em nghĩ kỹ lắm rồi, thế nên em biết nên chọn gì rồi. Ô vậy là quà gì? không phải chị tò mò đâu, chính là nó, lúc ấy Châu Tường đem ra một bảng điểm 100. Đằng sau có móc treo rồi đó, chị muốn treo ở đâu cũng được, quà kiểu gì thế này, chị chị không thích à, sao em lại lấy cái này làm quà tặng chị. Đây là lần đầu tiên em được 100 điểm, nhờ công lao của chị hết đấy, em nghĩ đây chính là món quà tuyệt vời nhất để tặng chị, được món quà này chị nhận. Nào nào đi thôi, đi đâu vậy chị, đưa em đi ăn chứ đi đâu, ha ha cái đầu gỗ của anh ấy đôi lúc cũng được việc. Chị lần tới cũng để chúng em tổ chức, chúng mình lại cùng vui vẻ như này nhé lúc này châu tường cùng mẫn huệ đi về chúng tôi về rồi đây như nào rồi có gì ăn không cua biển tươi ngon bổ dưỡng cũng ra gì lắm đấy mẫn huệ huấn luyện cậu ấy như nào rồi miễn cưỡng qua môn không phải chứ em còn tưởng không được tối đa thì cũng chín mươi cơ nào nào mẫn huệ qua đây đi làm gì thế đừng kéo mình mình cũng mò cua mệt lắm biết biết mà thế nên mới đặc biệt chuẩn bị cho cậu này cái gì đây mấy người lấy từ đâu ra vậy nào chuẩn bị chưa tèng tanh tanh ô đây đây là chúc mừng sinh nhật bất ngờ không nào có thích không lúc này mẫn huệ cảm động khóc thút thít lén lén lút lút hỏi sao lại thấy mấy người kỳ kỳ mẫn huệ phát hiện rồi à diễn dở quá không phải chứ sếp diễn đạt mà chị ấy bảo em đừng nói em còn nghĩ sếp phải tức giận cơ lạ thật đừng bận tâm tâm tư của con gái làm gì cứ thế mà làm theo thôi biết biết rồi em không định vạch trần đâu mà chị và heo ngốc ơi mau ra đi thắp nến rồi đi thôi chị cũng mệt rồi gì thế tự dưng tốt với chị thấy không quen tại tại em biết chị thật lòng đối tốt với em thế nên cái thằng lắp ba lắp bắp nói ít thôi chị đây biết hết rồi a à, sao lại đánh em tự dưng nổi hứng muốn đánh đứa nào đầu gỗ ngốc nghếch đấy thôi mau qua đây đi rất nhanh mọi người đã bắt đầu bữa tiệc cua mình vẫn muốn vẫn muốn ừ còn đây để anh mang lại ăn hết trong đĩa đi đã rồi hãng xin tiếp khi đói thì phải ăn thôi chị nhỉ chị em hai đứa trải qua chuyện gì rồi à sao tính cách lại khác nhau thế có gì đâu chứ có chị em tốt bố mẹ thương sao lại không vui cho được không không có gì thật, ngoài trừ làm gì cũng ngược nhau ra thì chẳng có gì cả, sao chị tự dưng lại hỏi thế vậy? Này nay là sinh nhật sếp đấy, đừng có định làm gì khác vớ vẩn ấy, không có gì tự dưng muốn hỏi thôi mà, mấy đứa xem tên đầu gỗ này, đối với mấy đứa thì tốt, mà đối với người ta thì ghét bỏ, không thèm quan tâm gì cả. Lúc này Châu Tường đã nướng xong đem tới đặt mạnh đĩa cua lên bàn, quầy nhiều như này sao mà bé ăn hết được, để bịt miệng chị lại đấy, còn phía này Mẫn Huệ ngồi một mình cảm nhận không khí vui tươi này, rất nhanh mọi người chuyển sang tiết mục bắn pháo hoa châu tường cầm que diêm chuẩn bị châm lửa sao đã nghĩ thông chưa chị thật sự có cách để tên ngốc kia hiểu được tình cảm của em rồi yêu nhau không đương nhiên là có chứ lúc pháo hoa bắn lên đột nhiên hai người quay lại nhìn thấy đình đình ở sau lưng thì vô cùng bất ngờ đại đại đình hai người đang nói gì vậy ạ à? nói chuyện nhà của mình với chị họ ấy mà cứ ngồi đây nói chuyện chẳng ra giúp mình gì cả nhiều nước như này mình đem không có nổi cậu phải bảo mình trước chứ lại đi làm một mình như thế nào đem qua đây thôi rất nhanh thời gian chạy đến ba tuần sau đình đình vừa vào phòng họp thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đàn ông lạ đang ngồi trong phòng hai người này là đây là chuyên gia sinh tồn nơi hoang dã mà nhóm livestream chúng ta đang tìm kiếm để phục vụ cho các buổi live sắp tới chuyện chuyện từ bao giờ vậy sao em không biết luật thương trường hẳn cô cũng đã rõ thế sao giờ còn bắt tôi tham gia hội nghị chương trình livestream đã bắt đầu tuyên truyền rồi nên không có gì phải che giấu nữa hơn nữa công việc về sau cũng sẽ do cô phụ trách thế nên hội nghị sắp được tổ chức rồi đấy vậy được rồi còn ở công ty của Mẫn Huệ ngày mai Châu Tường sẽ xuất phát. Bên tuyên truyền dụng cụ của Vũ Thương vụ đã ổn định chưa? Sản phẩm tuyên truyền đã được tung ra, thủ tục vật liệu cũng đã hoàn tất, xác nhận chắc chắn không vấn đề gì. Đây là camera dành cho livestream mới nhất, ngoài phần máy ảnh còn có hai màn hình chỉ dành cho người quay, một cái sẽ hiện thị bình luận của khán giả, người quay có thể theo dõi động thái của người xem, một bên được kết nối với hậu trường công ty, nếu xảy ra vấn về gì công ty sẽ phối hợp truyền thông tin kịp thời. Về phần hỗ trợ hãy yên tâm sẽ có luôn phiên túc trực 24 giờ trong trường hợp lão đại cần cứu viện, a à còn trong trường hợp xảy ra sự cố thật, trực thăng cứu hộ sẽ lập tức có mặt trên đảo trong vòng 50 phút, rất tốt chúng ta cứ thế mà triển thôi, mọi người đang hào hứng thì lão Vương thốt lên chất rồi, chuyện chuyện gì thế, mọi người xem đi vừa xong đấy, xảy ra chuyện gì thế, trên điện thoại lúc mày là tấm quảng cáo, dũng sĩ với cây hàng khủng chiến đấu cùng dã thú và cái kết, cái cái này phát hiện lúc nào thế, vừa vừa nãy lướt được đấy, giờ đã phát khắp các trang mạng rồi, đầu tư của quảng cáo này rất lớn đấy chúng ta phải làm sao đây thúc đẩy mạnh tay như vậy chúng ta hẳn là không làm được rồi vậy thì nếu tập trung vốn đầu tư ở những trang mạng khác thì sao mở rộng đương nhiên là được nhưng mà nhưng chỉ là sinh tồn ở đảo hoang không thể nào bì với kiểu sinh tồn mang tính chớt chóc được không ngờ bọn họ chọn cách làm nguy hiểm như vậy làm sao đây không ngờ bọn họ có năng lực điều chỉnh nguồn vốn mạnh và điên rồ như thế không lo nghĩ đến sự an toàn của stream mở sao ta đã đánh giá thấp năng lực của họ rồi chuyện nguy hiểm như vậy không phải chỉ mỗi chuẩn bị thu hình phát sóng là xong đâu Họ đã chi bao nhiêu tiền để tìm kiếm người thiệt mạng? Chớt rồi, có blog đã để lộ danh sách rồi sắp làm to chuyện rồi đấy, đừng hoảng chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ cho vụ tuyên truyền này rồi, sức ảnh hưởng sẽ dịu xuống thôi. Chẳng phải chỉ là cạnh tranh thương trường thôi sao? Có gì mà phải sợ, chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, bị mẫn huệ quát lớn nên anh em có chút chùn bước, mọi mọi người, xếp những giờ phút này càng không nên hoảng loạn, cậu có biện pháp gì không? Theo kế hoạch ban đầu thì không thể vượt mặt đối thủ được, chúng ta phải chấp nhận sự thật ấy mọi người hãy cũng suy nghĩ dựa trên cơ sở của kế hoạch hiện tại có thể khai thác và phát triển mục nào khác không đúng mọi người hãy suy nghĩ nếu nội dung mang tính thời sự ta có thể đuổi kịp mà thậm chí là vượt qua cả đối thủ hùng suy nghĩ suy nghĩ động não nếu làm kiểu robinson vậy phải cần có một ngày thứ sáu và sự đồng hành của nô lệ da đen nữa vậy thì sẽ có nhiều khía cạnh để khai thác hơn a à đúng rồi quá trình sinh tồn của một nam một nữ bị lưu lạc ngoài đảo hoang như nào được được đấy tuyệt đối sẽ thu hút người xem không sai phù hợp với cả nam và nữ tình tiết lôi cuốn có thể lồng ghép yếu tố 18 trừ trừ nữa. Nhưng mà mai là ghi hình rồi, giờ kiếm đâu ra được đôi nam nữ nào từng có kinh nghiệm sinh tồn chứ? Cái cái này, hư cứ để tôi, chuyện này sao mà được chứ? May mắn thay lần giám sát quá trình huấn luyện của cậu, tôi đã học được ít nhiều đấy, giờ đây sức khỏe của tôi cực kỳ đỉnh đó nha, cô cô. Và lại để giám sát cậu, tôi cũng cần học thêm kỹ năng sinh tồn nữa, dù kể cả cậu không có được khả năng nhớ hết những kiến thức ấy. Thì tôi đây cũng tự thân vận động được nhé, nhưng như thế rất nguy hiểm, một người thi nguy hiểm nhưng hai người thì ăn ý, sẽ không sao hết. Nói rồi chúng ta phải dốc sức vì công ty chứ, tôi là sếp của cậu đương nhiên không thể để cậu làm cho lu mờ được, mọi người thấy có đúng không? Đúng, 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 hợp lý. Và lại có bên cạnh một người đáng tin cậy như cậu, tôi cũng đỡ gặp nguy hiểm hơn, vậy để làm lại giấy tờ rồi chuyển đi ngay trong chiều nay, để em chuẩn bị đồ cho sếp nha. Em nhất định sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đẩy nhanh tốc độ làm việc lên nào, đội ngũ này đều do chính tay chúng ta bồi dưỡng. Một đội ngũ chất lượng như vậy, đột nhiên Mẫn Huệ quay sang Châu Tường, này châu tưởng chúng ta không còn đường lui rồi hãy tiến lên phí trước nào sếp lão đại mau đi thay đồ đi chụp ảnh tuyên truyền rất nhanh mẫn huệ đã vào phòng thay đồ chớt thật mọi chuyện diễn ra nhanh quá lại còn chụp ảnh cùng tên ngốc ấy nữa chứ từ sau ngày trở về từ đảo hoang mình cứ thế nào ấy sếp ơi xong chưa vậy nghĩ lại thì kể từ lúc tốt nghiệp xong đây là lần đầu tiên chúng mình chụp ảnh lại với nhau sếp mau qua đây chiều nay phải di chuyển rồi thời gian có hạn rồi ừ tôi đến rồi bắt đầu thôi cùng thời gian này công ty của đình đình cũng đang họp đợt quảng bá đầu tiên ra mắt rồi đấy rất được quan tâm kết quả rất tốt đương nhiên chúng ta là thương nghiệp mạnh nhất mà đối thủ chúng ta chuẩn bị suốt hai tháng trời chuẩn bị rất kỹ chủ đề sinh tồn dã ngoại ấy vậy mà ta lại đâm thẳng vào chủ đề ấy bằng chủ đề thu hút hơn mọi chú ý đều đổ dồn vào đấy rồi muốn tiếp tục nhất định phải nhờ vào nhân vật chính của chúng ta đây rồi yên tâm cứ để tôi mọi bước theo kế hoạch tôi đã nằm lòng rồi được cứ vậy mà làm báo cáo chuyện lớn rồi tổng tổng tài xem cái này đi top đầu tìm kiếm mọi người đồng thời lấy điện thoại ra xem ôi thôi xong rồi bùng nổ cặp đôi bắt hai con thỏ sinh tồn trên đảo hoang thế mới là đối thủ của ta chứ như vậy cuộc đua mới trở nên thú vị hơn không sai chiến thắng quá dễ dàng chẳng đem lại tí cảm giác chinh phục nào cả như này mới khiến ta có chút động lực chứ có vẻ giờ đây tất cả cùng đứng chung một thuyền rồi chính xác ứng phó nhanh đấy lần này bao cố gắng lại trở thành công cốc rồi đối thủ thật là giỏi làm sao như này mới thú vị nếu định rõ bên nào thắng từ đầu thì không còn vui nữa đợi tới lúc phát sóng cuộc đua mới thực sự bắt đầu lúc đó do cậu quyết định yên tâm đi tôi làm được vậy chia nhau chuẩn bị thôi tất cả lập thành đội theo dõi chia làm ba nhóm theo dõi nhất cử nhất động của đối thủ điều chỉnh chiến lược đúng lúc đồng thời nhanh chóng chuẩn bị hậu trường quay vâng rõ thưa sếp sao trông cô vui vẻ thế nhỉ tôi vui vì được ở trong một đội ngũ tuyệt vời như vậy không được sao ừ họ đều có trình độ chuyên môn rất cao như vậy sẽ không gây nguy hiểm gì cho bạn trai và bạn thân của cô chứ thế mới làm tôn lên sự lợi hại của mẫn huệ với con lợn đất nhà tôi chứ Đối thủ mà yếu xìu thì còn gì thú vị nữa, cô không vì chuyện này mà không cố hết sức lực chứ, anh coi thường tôi quá, lại coi thường họ quá rồi. Nếu tôi cố ý làm sơ sài mẫn huệ với con lợn nhà tôi lại coi tôi, á à, tôi lỡ quá lời rồi. Tôi đi làm việc đây ông chủ, khi này ở công ty Mẫn Huệ hiệu quả lan truyền rất tốt. Bàn thắng này đẹp lắm, mọi người phải chịu thiệt rồi. Lần này coi như hòa nhau nhưng về sau e là khó khăn hơn đấy, không sai cần sắp xếp một đội theo dõi động tĩnh của đối thủ 24 trên 24. Nếu có gì đó xảy ra lập tức thông báo cho chúng tôi để kịp thời lên kế hoạch, được chúng tôi sẽ cố gắng, mọi người về chuẩn bị đi, hôm nay tan làm sớm. Tất cả hãy giữ vững tinh thần để đánh tốt trận này, xếp cô với lão đại cứ nghỉ trước đi, chúng tôi ở lại họp tìm kiếm sơ hở, ok mọi người xịn nhất quả đất. Đương nhiên rồi, sau đó Châu Tường cùng Mẫn Huệ ra về, Châu Tường tôi về cùng cậu nhé, hả không phải xếp phải chuẩn bị đồ lát nữa nghỉ ngơi sao. Tự dưng quyết định việc này nên tôi cũng phải về nói lại với cả nhà đã, hừng còn phải nói gì nữa à, cậu đúng là thằng đầu gỗ mà uổng công chị em tôi tận tình quan tâm cậu họ lo lắng cho tôi nên tôi phải nói để họ yên tâm được chưa à à ra là như thế vậy mình cùng đi nhé rất nhanh mẫn huệ đã ngồi trong xe của châu tường ước gì xe đi mãi không nghĩ không dừng cũng không xuống xe mình muốn ngồi mãi như này cứ thế ngắm nhìn người đàn ông ngốc nghếch này mãi chẳng chịu chủ động với mình xếp sao thế mặt tôi có gì sao ai mà thèm nhìn cậu này bên trái có khúc gỗ to cậu không thấy à cậu tập trung mà nhìn đường đi ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao hà sếp từ bao giờ cô lại không tin vào khả năng lái xe của tôi vậy nói ít thôi tập trung lái xe đi rất nhanh hai người đã về tới nhà của châu tường này châu tường tí tí nữa vào đấy tôi phải nói gì bây giờ sếp không phải chị muốn nói với họ sao sao lại hỏi tôi này hai người đứng ở đây làm gì chị ấy không ở nhà à chào em sao hôm nay về sớm thế chuyện bọn em chắc hai người biết rồi họ cho nghỉ một ngày hôm sau bắt đầu tập trung làm việc đó mấy người chơi ác quá bọn mình suýt trở tay không kịp đây này bọn họ giữ bí mật với em mãi tới hôm nay em mới biết chuyện đau đau chết mất mẫn huệ ơi để em kể cho mà nghe mọi người trong lúc họp ai cũng mặt mày xám xịt ai bảo đòi làm khó cậu với con lợn ngốc nhà mình ha ha nói xong cả ba người đứng cười rất vui lúc này đình đình đột ngột mở cửa mọi người đứng đây làm gì đó hỏi mọi người đứng đây làm gì vậy mọi người mau vào đi cảm giác ở trong phòng với ba đứa con gái là loại cảm giác gì cả ba ngồi đối mặt với nhau im lặng đột ngột cánh cửa mở ra đằng sau là chị văn say xỉn bước vào mọi người mở tiệc đấy à thế mà không báo một tiếng là chị để bụng đấy nhé đình đình ngạc nhiên làm sao chị biết cô nam quả nữ sống trên hoang đảo chủ đề hot như thế bao người đưa tin cho chị đây này châu tường giải thích bởi vì bên tiểu đình đánh úp nên bên mình coi như là tạm thời ứng biến chị văn ngồi xuống ghế tôi được ngồi giữa hai bên đối thủ không biết có bị vạ lây gì không đây đại đình ngồi im nãy giờ suy nghĩ rất kỹ cơ thể đang run lên thì châu tường nắm lấy tay hỏi em có sao không em muốn muốn nói nếu như lãnh đạo công ty phân cho em xử lý vụ này thì sao mọi người vẫn như bình thường chứ bởi vì đây là cạnh tranh không thể tránh khỏi nguy hiểm, Mẫn Huệ cười rồi đáp yên tâm nha đầu ngốc này, mình nhất định sẽ để con heo ngốc của mấy đứa trở về nguyên vẹn. Đình Đình ngốc, có phải lúc hai đứa cùng ra đời, em lấy hết cái sự đa sầu đa cảm rồi, nên em gái mới thành ra ngây thơ hồn nhiên như thế không? Đình Đình em ngồi bên cạnh phản pháo hứ, ai nói là ngây thơ chứ, lạc quan là lạc quan thôi. Hay đóng xong phim xến sẩm chưa chị đây đói lắm rồi. Châu Tường Đảm đang đứng dậy để em đi làm cơm, nhưng Đại Đình lại kéo tay ngăn lại không được, anh và Mẫn Huệ sắp đi rồi. Bữa cơm này để em và em gái nấu. Ok luôn em nhất trí. Rất nhanh hai đình đình đi vào bếp, nhưng âm thanh quen thuộc lại vang lên dao ở đâu vậy? Hành hay tỏi? Mà chúng mình nấu món gì thế? Ôm cái đầu đau khổ Châu Tường đi vào nhà bếp, hay là hai em cứ đi nghỉ ngơi đi cứ để anh lo. Đúng thật là chỉ là chúng em chưa nghĩ ra là nấu gì thôi. Đợi một chút là ổn thỏa hết ý mà. Trong lúc này Mẫn Huệ đi vào mấy người làm loạn đủ chưa đấy? Im lặng hết đi xem chị đây chỉ đạo đây này. Dạ thưa đội trưởng, há đây cũng có phải trường học đâu mà nghiêm làm gì? Ừ đó nghe Mẫn Huệ hết cậu chỉ đạo bọn em góp sức hi hi. Xếp cô đừng làm nơi này thêm loạn nữa. Ở phía xa chị Văn nhìn về phía gia đình bốn người một nam ba nữ thật là hạnh phúc. Cô tự hỏi đẹp như vậy mà tại sao chẳng có vị trí dành cho mình. Rất nhanh buổi tối đã trôi qua hai đình đình cùng Châu Tường tiễn Mẫn Huệ ra về. Để chị Văn ở lại trên phòng đã uống hơn nửa thùng thai gơ nâu. Thời gian trôi đến tờ mờ sáng hôm sau Đình Đình đã dọn đồ cho Châu Tường đi sinh tồn trên đảo Hoang cùng Mẫn Huệ. Trước khi ra đảo thì nhớ mặc cái này nhé, đây là loại thoáng mát thoải mái nhất đấy. Còn nữa trước khi ra đảo nhớ cạo dâu nữa đấy, phải để bản thân xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất. Em gái mau nghĩ cho chị xem, còn phải đem thêm cái gì nữa không nhở? Chắc hết rồi đấy mau giúp em mặc vào với em phải đi tiễn mọi người. Nhìn thấy hai đình đình đang xếp quần áo châu tường liền ôm lấy đại đình làm cô giật mình anh làm gì đấy. Không làm gì cả chỉ là muốn ôm mọi người thôi. Này em gái, đến đây đến ngay đây. Heo ngốc có phải là trước khi đi muốn cùng em với chị đánh vần không? Em gái em bị làm sao đấy? Nếu mà cứ như thế nhiều là thành bệnh đấy. Đợi anh về chúng mình đại chiến 300 hiệp, đợt này ra đảo hoang cùng Mẫn Huệ nên anh phải nhịn rồi, anh nhớ lời của anh đấy nhé. Đúng là không biết ngượng mà, trong sáng lên nào, lúc này Đình Đình lấy ra vật gì từ trong người? Cái này là tự tay em làm nhất định phải luôn mang theo người nhé. Được cảm động trước món quà châu tường liền khóa môi Đình Đình, anh làm gì đó mới sáng chưa đánh răng mà. Lúc này anh lại quay sang hỏi tiểu Đình của em thì sao? Có của chị rồi dù sao cái đó cũng gồm cả thành ý của em mà, nó a à làm hỏng rồi làm ẩm lên ấy. Sợ không tốt nên không dám tặng cho anh đột nhiên tiểu đình cắn vai châu tường ai ra đau chết đi được khi nào anh về cho anh cắn lại chỗ nào cũng được người ta cũng muốn mà nói xong hai đôi môi lại va vào nhau rất nhanh ở công ty mọi người đã đợi sẵn lão đại đình đình cũng theo tiễn châu tường làm cho mẫn huệ vừa nhìn thấy đã phải chửi vào mặt hôm nay không phải là cậu phải đi làm sao lại lén chạy ra đây không may bắt gặp người của công ty cậu thì sao đây làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ hôm nay là ngày quan trọng không chỉ có heo ngốc mà còn có cậu nữa nên mình nhất định phải đến chứ ối rời thật là cảm động quá đi lúc này một tiếng châu mẫn huệ xuất hiện từ phía xa quay lại thì thấy đó là tổng tài của công ty đối thủ anh đến đây làm gì điều tra tình hình sao điều tra thì đương nhiên rồi chắc là các người cũng vậy nhưng mà nay tôi đến để tiễn đội nhóm của mình chỉ là vô tình gặp gỡ thôi đình đình lúc này chỉ biết úp mặt vào người mẫn huệ né tránh sao cô lại thích tên này nhỉ tôi thích cái gì tôi cần giải thích với anh chắc a à là tôi lỡ lời nói xong hắn quay mặt bảo mấy người trên xe bước xuống khi này đình đình và hai người nữa xuống xe cô nhìn thấy tiểu đình ôm chặt mẫn huệ mà sắc mặt tái xanh như phao câu nhái nghiêm tổng mọi người quen nhau à không quen chỉ là bạn cùng khóa đại học thôi lúc này tóc bổ luống đưa tay ra lịch sự chào cậu có vẻ năng lực của cậu không tồi đấy nhỉ có thể chơi vài ván với nhau rồi đấy ok chỉ mong anh đừng quá khinh suất là được hư người của chúng tôi đều đã được rèn luyện bài bản đằng sau lại là cả một đội ngũ chuyên nghiệp chống đỡ hy vọng bên anh có thể trụ vững đến cùng ha ha nói nhảm vừa thôi tới lúc đó sức rồi mới hai năm rõ mười châu tường chúng ta đi thôi ok xếp chúng ta đi Nghiêm tổng cô bạn của Chu tổng có vẻ giống cô quá nhỉ, đúng là rất giống đấy. Ha ha, ngoại hình tôi cũng thuộc dạng bình thường, gặp được người giống mình là chuyện thường thôi, nếu đã là đối thủ của nhau rồi thì không thể để mấy người vui ngay từ đầu được. Mọi người cứ giữa vào bản lĩnh mà phân cao thấp vậy, đương nhiên phải như vậy rồi, rất nhanh bọn người tóc bổ luống đã đi trước. nay tiểu đình bọn họ đi hết rồi, đình đình lúc này úp mặt vào hai con thỏ đàn hồi quá mà không ngừng vùi đầu vào xoay trái xoay phải. Làm cho mẫn huệ phải đẩy ra làm gì thế, nhột lắm nha, sợ quá lỡ mà bị phát hiện thì chết mất, thấy chưa bảo em đừng tới rồi mà cứ con heo vô lương tâm người ta không thèm nhớ ngươi vậy chúc chúng ta may mắn nhé ưng cứ rảnh là em sẽ ủng hộ mọi người hết sức luôn thế còn lúc đi làm tất nhiên là phải nỗ lực đánh bại tên đối thủ đáng gờm đó rồi ie chúc mọi người thành công em với chị gái và chị họ đợi hai người đó rất nhanh mọi người đã lên máy bay và đáp xuống một thành phố khác xếp lão đại hai người tới rồi mọi người vất vả quá chuẩn bị tới đâu rồi tất cả xong hết rồi còn đợi nhân vật chính thôi lão đại đối thủ đã ra mắt tuyên truyền nửa tiếng rồi làm sao đây không có gì chúng ta cũng bắt đầu thôi, bây giờ luôn, đúng vậy tuyên truyền cũng đưa ra rồi. Giờ chuẩn bị trước cũng là một điểm nhấn mới lạ, vậy thì làm thôi, chuẩn bị tốt rồi tung ra, chú ý đến phần đầu và cuối đây là lần mở màn cho cả series của chúng ta đấy. Nói xong Châu Tường cầm lấy camera chuẩn bị livestream, xin chào các bạn lại là mình đây. Tôi và bạn Đồng Hành Mẫn Huệ đang chuẩn bị trước khi hạ cánh lên đảo. Xin chào mọi người, tôi là Chu Mẫn Huệ, thấy con gái kênh chat pha comment liên tục ủng hộ. Lúc này đột nhiên Mẫn Huệ bị một kẻ đeo ba lô va phải, lại còn hống hách hay man Why sốc me, Mẫn Huệ chưa kịp định hình thì hắn ôm lấy cô. It doesn't matter, me lady have a drink with me, ok. Châu Tường ngứa mắt liền xông đến đẩy hắn ra. Hey, I am talking with beauty lady, you tiny Chinese boy. Xếp lão đại đừng xin lỗi anh ta hắn cố tình va phải đó. Cố tình gây sự đấy làm sao mấy thằng tàu khựa oát con. Lúc này Mẫn Huệ vung tay tát lật mặt thằng tóc vàng, hắn liền vung tay đáp trả yêu bitch. Nhưng đã bị Châu Tường đá vào giữa hai chân làm vỡ hai quả trái dứng của hắn, làm cho đối phương lăn ra đất ôm hàng khóc thét thằng ngoại quốc chất tiệt lúc này người cả đoàn quay phim súng lại làm cho thanh niên sợ quá ôm đầu chạy đi ha ha nhát như cầy sấy a số người tăng vút lên này đã lên ba vạn người rồi thật sao vượt mặt đối thủ rồi rất nhanh mọi người đã lên thuyền ra đảo đi tìm của cải kho báu và quyền lực của gold roger xem kìa đã tới đảo người cá rồi đó chuẩn bị tôi sẽ hóa thân thành nami mọi người theo dõi nhé lúc này mọi người không ngừng comment thể hiện ước muốn được làm nam chính chỉ có hai người trên đảo thôi sao quan hệ của họ như thế nào Lúc này Frankie đang ngậm tẩu thuốc, Win Heavy Rain, Get Back, sắp mưa mưa to sao. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời trong xanh mà, thời tiết trên biển thay đổi nhanh lắm. Sunny, No Rain, Go On, No No Back Back, Heavy Rain, xếp làm sao đây, sao mà mưa to được. Ta cứ lên đảo trước rồi xem lại chuyện này, giờ không phải là mùa mưa, cùng lắm là mưa nhỏ thôi. Như cũ chúng ta lên đảo, hư dùng khí đấy, cẩn thận đừng lấy mạng mình ra làm trò đùa. Hay Frankie, put Mỹ down thanh go, ok take care take care. Rất nhanh Châu Tường và Mẫn Huệ đã xuống thuyền. Goodbye Frankie, ok good luck to yêu. Khi Frankie lái thuyền rời đi thì mây đen kéo đến. Đúng là sắp mưa to rồi chúng ta tìm chỗ trú mưa trước nhé. Ừm được thôi, hành trình sinh tồn trên hoang đảo của chúng tôi chính thức bắt đầu. Hy vọng mọi người sẽ đi cùng chúng tôi trong cuộc hành trình này nhé. Rất nhanh những giọt nước đã rơi xuống, Châu Tường lập tức kéo Mẫn Huệ rời đi. Lấy áo che mưa cho cô, đây là thứ mà chỉ trong mơ mình mới dám nghĩ tới, không ngờ lại trở thành hiện thực. Đoạn ký ức này mình sẽ khắc ghi cả đời, xếp phí trước có một hang núi qua đó thôi rất nhanh hai người đã ngồi trong hang động đen quá vừa tới mà đã mưa lớn rồi khi này nhìn vào cơ thể mẫn huệ bị nước làm ướt hết quần áo lại dính hết vào trong người anh em canh chát pha không ngừng co mần xem cái cái này còn tốt hơn cả thuốc bổ mắt ấy nam chính tránh ra tí cho nhìn rõ một chút ha ha chỉ biết ước ha ha lúc này châu tường cầm lấy máy quay rồi nói với mẫn huệ xếp mau đi thay quần áo đi đến khi cô nhìn xuống thì phát hiện anh em pha được một phen bổ mắt thì hét lớn rồi chạy vào trong Kênh chat lại dậy sóng livestream đoạn chị gái kia thay quần áo được không? Tôi muốn xem cảnh đó. Ở phía trong Mẫn Huệ nhanh chóng cởi quần áo rồi vắt khô nước đi, vắt một lúc thì thấy cô đã xuất hiện bên châu tường, lúc này Mẫn Huệ ho nhẹ một cái khụ khụ, sao thế cảm lạnh à? Không sao bị chút thôi, anh liền cầm áo khoác lên cho Mẫn Huệ, còn cậu thì sao? Sếp đừng vừa lên đảo là bị bệnh luôn nhé, lúc đó tôi vừa chăm sóc cô, vừa kiếm lương thực, giờ mấy cái này chuyện vặt thôi. Ở trong này không cần gọi là sếp đâu đầu ngốc, à ừ nhỉ tôi quên mất, phải thay đổi cách xưng hô rồi hơi khó thích ứng đó học đại học thì gọi là hội trưởng tốt nghiệp xong lại gọi là sếp ờ ờ vậy thì gọi mẫn mẫn huệ nghe không tồi chốt tôi ra ngoài xem hình như mưa tạnh rồi bắt đầu khám phá thôi nói xong châu tường rồi đi còn mẫn huệ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào kênh chat sinh con thôi sinh con thôi chúng tôi không đợi nổi nữa rồi đúng không anh em hỏng rồi chị em đình đình ở nhà mà thấy thì sao họ có nghĩ nhiều không đây làm sao bây giờ lúc này tin nhắn từ màn hình phụ sếp có hàng loạt comment theo hướng đó có vẻ là spam mau tìm lão đại bàn bạc đi chúng tôi xử lý tình hình cho mẫn huệ liền chạy theo châu tường trong lúc cấp bách cô lại bị trượt chân rất nhanh châu tường xuất hiện đỡ lấy eo của cô sao sao thế mẫn huệ sao cô run thế mau vào nghỉ đi cửa hang gió lớn đừng để cảm lạnh bình luận bị spam rồi đấy cái gì spam điều gì chứ mấy đứa tiểu mập nói có một lượng lớn người nói muốn chúng ta sinh em bé thông qua bao nhiêu lượt bình luận khác làm ảnh hưởng ý kiến của số lớn người xem không làm thì họ sẽ ăn follow tiểu mập đâu sao không chặn lại ừm trong tin nhắn họ nói trước mắt để ổn định đã nên bảo tôi ra đây hỏi cậu xem như thế nào yên tâm thôi sếp cứ tin vào họ với tình hình đó thì kể cả không có spam cũng có vài người đặc biệt muốn thể hiện xen vào có người đi cũng sẽ có người tới rất rất hợp lý đấy nhỉ yên tâm đi chuyện đâu sẽ vào đấy mà đột nhiên châu tường ghé vào nói nhỏ với mẫn huệ điều gì đó làm cô vô cùng hài lòng cậu này dạo này lại càng thấy đáng tin cậy nhỉ thật không đấy là tôi trưởng thành lên đó nghe vậy thì mẫn huệ đỏ mặt cảm động sếp mẫn huệ cô sao thế không không có gì cửa hang lạnh lắm vào trong đi nếu cậu cũng cảm lạnh thì không tiếp tục được nữa đâu sau đó mọi người đi vào trong vừa lên đảo là đã mưa to rồi đáng lẽ ra phải nhóm lửa trước nhưng mà kiểu này chắc không còn hy vọng gì đâu nhưng như vậy cũng giúp chúng ta đấy mọi người biết là gì không chắc là cùng mỹ nữ làm chuyện chuyện đó rồi ha ha chuyện đó chính là lấy nước ngọt đúng không mọi người muốn tồn tại trên đảo thì không thể thiếu hai thứ lửa và nước ngọt bây giờ mọi người hãy xem cách lấy nước mưa hiệu quả nhé sau đó châu tường chạy ra bên ngoài xem này sau khi mưa qua đi nước chỉ đọng lại ở một số khe đá nứt hoặc là những hồ nước nhưng trong trường hợp này tốt nhất và nhanh nhất chính là đào lỗ sau đó chừng 10 phút châu tường đã đào lên một cái hố sắp được rồi mau vào đi không là cảm lạnh đấy thêm tí nữa đã sau đó anh lấy thêm mấy cục đá ném vào như vậy sẽ làm giảm tốc độ hấp thu nước của đất đồng thời tích nước trong bùn chỉ vài ngày là sẽ có đầy nước nói nhiều quá mau vào đi đừng để vừa tới đã ngã bệnh học được rồi cảm ơn anh trai sau đó châu tường chạy vào trong có sao không mau làm khô đi không là ốm đấy được rồi cô mau khoác vào đi đừng để cảm lạnh bầu không khí được phết một đôi nam nữ đấy ở với nhau đi tôi kết cắp này sau cơn mưa trời lại sáng mẫn huệ cùng châu tường rất hào hứng với cảnh vật nơi đây giờ mưa tạnh rồi chúng ta chuẩn bị đi xung quanh đây thôi sơn động này sẽ là căn cứ sinh hoạt của chúng ta chúng ta sẽ xây dựng nơi này thành một căn nhà nhỏ sạch sẽ và ấm áp hà ấm áp ý cô là phải ở lâu như vậy sao có thể không quét dọn sạch sẽ chút cho được à phải phải ôi gái đẹp ngượng rồi cô nàng nói không sai gì cả tôi đi xem xung quanh một chút không được mất kiểm soát như vậy nữa đại tiểu đình cũng sẽ nhìn thấy những câu spam này liệu có làm họ a à, không nghĩ nghĩ nữa sếp cô làm gì thế cổ vũ cho bản thân thôi phải ở lại trên đảo hoang với một tên ngốc như anh lâu như vậy tôi phải chuẩn bị tâm lý cho mình đã chứ yên yên tâm đi còn nữa ở đây thì đừng có gọi nhầm đấy vâng rõ xe mẫn huệ sau đó châu tường nhặt được một cái chai nhựa sinh tồn trên hoang đảo bây giờ nhẹ nhàng hơn trước kia khá nhiều nhỉ sao anh lại nói vậy nếu đổi lại là trước kia muốn tìm được một thứ để đựng nước cũng chưa chắc đã tìm được còn phải cực khổ đi thiêu gốm xứ hiện giờ trong biển đâu cũng là rác nhựa trôi nổi rửa sạch một cái là có thể đựng rất nhiều nước rồi vậy thì nên phê bình hay là cảm thấy may mắn đây cả hai đi ha ha tôi nhặt cũng khá nhiều rồi tiếp theo nên làm gì nữa hôm nay muốn nhóm lửa e là không nổi rồi tìm chút gì đó lót bụng cho bữa tối vậy chỉ sợ là hôm nay chỉ đành ăn sống rồi cô có chịu được không tôi không phải là công chúa dẫm phải gai mùng tơi chuyện nhỏ thôi sau đó châu tường đi nhặt sò còn mẫn huệ lang thang gặp phải một con lươn biển liền gọi châu tường lại đây chính là chất đạm và chất béo tuyệt vời nhất mà châu tưởng đưa máy quay phim cho mẫn huệ xem tôi đây sau đó anh rón rén tiếp cận con lươn ây ra một cái con lươn chạy mất dép không ổn rồi lươn biển trơn quá không dễ bắt chút nào những ngư dân vùng biển gặp phải tình huống này thường sẽ làm cạn nước nhưng chúng ta không có công cụ phù hợp nhiều nước biển thế này làm đến lúc nào mới cạn được vậy giờ phải làm sao đây nếu có lưới thì tốt rồi sao trên bờ biển lại không thấy một mảnh lưới đánh cá nhỉ đột nhiên mẫn huệ nảy ra một ý tưởng có rồi sau đó đặt máy quay xuống rồi cởi tất lưới của mình ra tất lưới siêu mỏng bao nhiêu tiền tôi mua lúc này châu tường đứng y nhìn mẫn huệ chuyện còn lại giao cho anh đó được được cứ giao cho tôi rất nhanh châu tường đã cột tất vào cây tạo thành một cái vật lưới đánh cá đã xong vậy thì bắt đầu thôi rõ bắt ngay đây rất nhanh châu tường nhờ vào quần của mẫn huệ mà bắt được con lươn có cái này hôm nay được ăn no rồi ừm nhất định rồi hỏng rồi mới ngày thứ nhất mình đã không muốn rời khỏi nơi này rồi nhịn xuống nhịn xuống chu mẫn huệ chớt rồi làm sao đây mình nên nói gì bây giờ a à, cua có cua kìa mau mau mò cua cho tôi đi, ha ha có lộc ăn thật đấy, tôi thấy ta không cần lo lắng về vấn đề thức ăn nữa rồi. Rất nhanh trời đã vào buổi chiều hai người đã quay về hang, nhìn này nước mưa đã lắng đọng lại. Lấy thứ gì đựng nước nhé, ô nước mưa sau khi đã lắng đọng uống khá là ngọt, thế ư tôi cũng thử nhé, này cô uống đi. ưng ừ, ngốc quá ngốc quá đi, chớp mắt đã bị bầu không khí này làm cho u mê lại, quên mất việc này đây chẳng phải là hôn gián tiếp ư, uống xong mẫn huệ đứng dậy đi vào trong hang. Mau vào đi tôi thấy hơi lạnh rồi, một lúc sau châu tường vác một cục đá vào hang, phu cái này tạm thời dùng làm bàn ăn nhé lúc này mẫn huệ cười như điên sao cứ có cảm giác như trẻ con đang chơi đồ hàng đấy cô nói như thế đúng là có cảm giác như thể được quay lại hồi nhỏ vậy bữa đầu tiên chỉ đành ăn sống chúng ta ăn thôi ừm ăn thôi sáng ngày hôm sau mới sáng đã thấy mẫn huệ gặp chị huệ ngoài gốc cây mẫn huệ khá hơn chút nào chưa đừng đừng để ý đến tôi đi lấy thiết bị đi ngày thứ hai lên đảo đã như thế này cái cái này cũng tính là chủ đề chứ nhỉ lúc này châu tường đã chạy đi lấy máy quay hỏng hỏng rồi nôn cả một đêm là bị cảm lạnh hay là đồ ăn sống nên đau bụng đây sếp tôi tới rồi đây hỏng hỏng rồi sao lại thế này châu châu tường sếp cô làm sao thế rất nhanh châu tường đã vác mẫn huệ chạy vào trong hàng cô mau tỉnh lại đi sếp ôi nóng quá làm sao bây giờ những lúc thế này nên xử lý thế nào mau nhớ lại đi hạ sốt vật lý uống nhiều nước bổ sung năng lượng nghĩ xong châu tường liền cởi áo xé ra tạo thành một cái khăn đổ đầy nước mát vào sau đó đắp lên chán cho mẫn huệ sếp cô mau uống chút nước đi sếp thật là xin lỗi cô cụ 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 sếp cô tỉnh rồi sao nói rồi ở đây đừng gọi tôi là sếp sao cậu lại ngốc thế hả xin lỗi cô mẫn huệ mau uống thêm chút nước đi tôi đúng là không được việc gì nhỉ mới có ngày thứ hai đã thành như thế này rồi có có cần bảo đội cứu hộ đón cô về trước không nói nói đùa gì thế hả mới có chút này mà đã muốn đưa tôi đi còn livestream gì nữa chu mẫn huệ tôi không phải là công chúa dẫm vào gai mồng tơi tôi chịu được vừa mới lên đảo đã có kịch hay tình cảm phút chốc tăng vọt vậy sếp cô cứ nằm ngửa ra một lúc đi cậu cậu muốn làm gì tôi nghĩ cách đốt lửa lên cô phải ăn thứ gì chín mới được nhưng nhưng cậu cũng yên tâm đi tôi chịu được nhiều nước thế này ở đâu ra vậy tối qua nhân lúc trời mưa tôi lại ra ngoài hứng một ít vậy chẳng phải là cậu chuyện nhỏ này may nhờ mỗi ngày đều rèn luyện sức khỏe trong động có hơi lạnh tôi mặc áo vào đã châu tường đợi đợi đã chết tiệt sao mới một ngày đã thành như vậy chu mẫn huệ mày không thể làm vướng chân châu tường được nói xong cô lại uống ngụm nước rồi đắp khăn lên đầu hiện giờ chuyện duy nhất mình có thể giúp cậu ta là mau chóng hồi phục sức khỏe trong lúc ngủ say Mẫn Huệ mơ thấy một giấc mơ, hội trưởng tỉnh lại đi hội trưởng, chuyện gì thế, tại sao lại gọi tôi là hội trưởng, rõ ràng là cô mang mọi người tới đây chơi. Sao lại ngủ một mình thế hả, hội trưởng mau đến đây nào nói thật hay mạo hiểm sắp bắt đầu rồi, hội trưởng mau lên nào chỉ đợi cô thôi đấy. Đúng thế đúng thế mau lên nào Mẫn Huệ, tôi tới ngay đây ha ha, à tôi là người ngắn nhất hội trưởng đừng đừng hỏi quá khó nhé. Vậy thì nói xem cậu thích người như thế nào nào, tôi ngốc thế này làm sao có người lại thích tôi được chứ, nếu đã không có người thích tôi. Tôi còn thích ai được bây giờ? Chuyện này có cản trở cậu có người mình thích đâu chứ, ít nhất nói xem cậu thích mẫu người như thế nào đi, ừ nếu không nói vậy thì phạt cậu ta. Nói anh yêu em với cô gái xếp thứ nhất trong danh bạ điện thoại, được cái này được. Ha ha là ai thế? Cái cái này tôi chọn nói thật, tôi cũng không rõ thế nào mới là thích. Dù sao chính là có thể chơi game cùng tôi, còn có thể cùng tôi nói chuyện vui vẻ thoải mái, một người có thể song hành cùng tôi cùng đối mặt với mọi khó khăn. Tôi có cảm giác người đó luôn ở trong tâm trí tôi mãi không rời đi vậy. Ha ha, tôi còn tưởng cậu sẽ thích con gái có hai hộp sữa cô gái Hà Lan chứ. Không ngờ Châu Tường lại lãng mạn như thế. Ôi trời đây chẳng phải là đang nhắc đến Nhã Đình ư? Nào nào hai người đúng là một cặp rồi. Đỏ mặt đỏ mặt rồi ha ha. Đợi đợi mọi người đợi đã. Là tôi mà tôi mới là người cậu ấy đang nói đến. Mọi người đừng có nói bừa nữa được không? Đừng nói bừa nữa. Đừng mà. Lúc Mẫn Huệ tỉnh lại đã thấy mấy trái dừa bên cạnh. Khi nào tỉnh lại nhớ uống nước, nhớ ăn thêm một ít cùi dừa bổ sung đường và vitamin trước. Nhìn thấy những thứ này Mẫn Huệ ôm mặt khóc hu hu còn châu tường ở phía này đang phơi củi và mài đá may là chỗ này là rừng nhiệt đới ánh mặt trời chiếu xuống sẽ khiến tảng đá trở nên rất nóng có thể tăng tốc độ hong khô đống củi này mong là hôm nay có thể đốt được lửa lên bạn đồng hành của tôi bị sốt rồi không thể ăn đồ sống được nữa đột nhiên có tiếng ở sau lưng đang làm gì thế ăn mấy quả dừa cậu hái cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi không ngờ dừa còn có tác dụng này nhỉ tôi méo tin đang diễn à nghe nói uống dừa có thể bổ thận tráng dương cậu còn có tâm trạng đi khịa bệnh nhân à bị cảm lạnh phải ra ngoài phơi nắng chút mới được, như thế mới hồi phục nhanh hơn chứ. Xem ra bạn đồng hành của tôi đã khỏe rồi, tôi còn đang nghĩ có nên đưa cô ấy về không, giờ thì không cần phải cô đơn nữa rồi, ha ha may quá tôi xem vì gái. Chứ còn thằng được dựa thì coi cái gì, tiêu viêm cậu nói với khán giả trước ống kính xem mình đang làm gì đi, à phải tôi đang chờ củi được hong khô, trong lúc chờ thì làm mấy công cụ nhỏ cần thiết. Chính là dao đá, còn có cả giáo đá là công cụ chuẩn bị cho việc săn bắt thức ăn và đốn củi, tôi có thể giúp gì không, cô đi tìm chút bùi nhùi để nhóm lửa đi đúng rồi số bùi nhùi ở vỏ ngoài đống dừa kia có thể lấy ra phơi khô đó rất nhanh đã thấy mẫn huệ đang phơi mấy miếng dừa khô nhưng lại bị gió thổi bay phải chạy theo còn bên này châu tường vừa mài xong cái dao thì mẫn huệ đem về mấy con sò cô tìm được những thứ này à có hải sản ăn rồi không có lửa lại chỉ đành ăn sống thôi à tuy đúng là giờ chưa đánh được lửa nhưng mà muốn ăn chín thì vẫn có cách này này nhìn cái này đi mẫn huệ ngây thơ đi lại sờ lên thử tảng đá thì kêu ớ ớ nóng quá giỏi quá nhỉ giờ còn giờ trò chơi khăm tôi nữa đau đau đại nhân tha mạng không không dám nữa rất nhanh cả hai đã đem mấy con sò đi nướng đá trước khi cô đến lượt view tụt xuống không ít cô đến thì view tăng không ngừng chứ còn gì nữa chị đây mới là nam châm hút view mà nghe vậy châu tường cười khạc khạc cậu cười cái quái gì vậy xếp hiếm khi nhìn thấy cô tự khen mình như vậy xem ra tâm trạng cô tốt lên rất nhiều rồi nhỉ còn không phải đều nhờ vào anh ư hi hi đừng khách sáo sao mà vừa lên đảo anh cũng mặt dày lên không ít vậy chỉ là bỗng nhiên cảm giác như được trở lại hồi đại học cái lúc mọi người cùng tới bờ biển chơi vui vẻ ấy bất giác lại thấy hài hước chút đúng vậy cứ như mới diễn ra không lâu trước đây nhưng lại đã trôi qua rất nhiều năm rồi cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì trời tối thịt chín mẫn huệ cô ăn nhiều vào sẽ mau khỏe hơn lúc này đình đình đang ở nhà cũng bật livestream của châu tường xem đột nhiên em gái đi làm về chị ơi em về rồi này sao lại về sớm thế ngày mai có chuyện lớn hôm nay tan làm sớm một chút ban vận hành và ban kế hoạch đều phải giữ tinh thần ca đêm sẽ được sắp xếp lần lượt Tuy heo và mẫn huệ mới phát sóng đã không tồi, lượt follow luôn xếp trên thám hiểm rừng rậm, nhưng tiếp theo đây sẽ còn khó khăn hơn nữa. Không biết bọn họ có ứng phó nổi không đây, heo mẫn huệ hai người nhất định phải chuẩn bị tốt đấy, tuyệt đối không được thua mấy tên âm hiểm kia. Đúng rồi chị, chị chị à, vừa gọi đình đình vừa lấy điện thoại lên xem, mẫn huệ khỏe hơn nhiều rồi. Em còn lo lắng cô ấy sốt cao không ăn được gì, xem ra heo cũng chăm sóc cô ấy rất tốt, em gái yêu à, sao thế chị, không có gì, Chị cứ nghĩ mãi ngày đầu tiên kẻ spam comment ác ý cho Heo và Mẫn Huệ là ai nhỉ, không phải do đám người bên vận hành làm thật ư? Chị đã điều tra rồi không phải bọn họ. Hơn nữa nếu bọn họ làm như thế, ekip của Heo và Mẫn Huệ cũng có thể phản công, không cần thiết phải làm cái chuyện tổn hại lẫn nhau như vậy. chớt tiệt thật thằng cờ hó nào gai mắt họ như vậy chứ. Chị đã sửa sang lại những thủ đoạn tấn công còn có thể xảy ra và phương án giải quyết, lúc chúng ta ở nhà cố gắng theo sát họ để đề phòng mà còn xử lý. Được ạ. À? Hai chưa bao giờ em xa Heo như vậy không quen tí nào. Mẫn Huệ cô ấy, Mẫn Huệ làm sao cơ? Em nói xem tại sao lâu thế rồi mà Mẫn Huệ còn chưa yêu ai? Bởi vì cô ấy có người mình thích chứ còn sao nữa. Em biết ư? Chính là cái lần em ở nhà Mẫn Huệ, em dùng khổ hình cô ấy mới chịu đó. Thế sao em, nói cho chị biết nhé. Mẫn Huệ cô ấy yêu qua mạng đấy. Em nói thầm với chị đừng nói cho người khác biết nhé, rất nhanh câu chuyện ở nhà Mẫn Huệ được truyền tải cho Đại Đình. Nhưng Đình Đình lại quay người đi. Chị chị sao thế em còn chưa nói xong mà. Chị đi tắm cái đã em đi xem xem hai người kia thế nào rồi đi được ạ à chỗ bọn họ hẳn là buổi tối rồi đình đình đi ra phòng thì đóng cửa dựa lưng vào làm gì mà đứng ngẩn người ra đấy vậy chị họ em em muốn đi tắm nói xong đình đình vội vàng chạy đi còn ở trên đảo hoang ngày thứ ba châu tường đang xoay tay để tạo lửa a à, có khói rồi quay mạnh nữa lên cô cố gắng chút nữa thôi không thành vấn đề yên tâm đi rất nhanh cái lỗ đã có muội than mau mau cỏ khô cỏ khô đâu đây đây mau để vào đi rất nhanh khói đã bốc lên khói bay nghi ngút bên rừng rậm nguyên thủy đã ăn cơm tối rồi đó ha ha sao mấy người còn chưa nhóm lửa a à, có lửa có lửa rồi mau mau thổi tiếp đi đừng để lửa tắt làm tôi cũng căng thẳng quá đi mất còn không nhóm được lửa thì sẽ ốm mất cố lên tôi cổ vũ hai người đó tiện thì sinh em bé luôn đi rất nhanh ngọn lửa đã cháy thành một đống lửa yê thành công rồi tôi nằm một lúc đã mệt mỏi quá rồi lúc này mẫn huệ phủi phủi người rồi đi đâu một lúc đến khi châu tường mở mắt tỉnh dậy thì thấy một con sồng lo rất to trước mặt phần thưởng cho anh này ôi cảm ơn cô mẫn huệ châu tường nhận lấy quả dừa uống một hơi hết sạch khung cảnh này cứ vậy mà được livestream còn ở bên này tổng tài bổ luống đang xem biết chơi thật đấy đúng là ông trời giúp hai người mà mưa này đến đúng lúc thật ngưỡng mộ họ quá đi bây giờ chỗ họ vẫn đang là ban ngày anh hùng của chúng ta lại phải khiêu chiến với nguy hiểm vào buổi tối nói xong tổng tài bổ luống xoay ghế nói với đám nhân viên chuẩn bị xong hết chưa đã chuẩn bị xong thưa sếp tốt lắm bắt đầu làn sóng thứ nhất đi thông báo cho anh hùng của chúng ta tiến vào khu vực mục tiêu đẩy mạnh các bài viết câu view vào phòng livestream của đối phương spam comment, còn lúc này ở nhà đình đình đang lo lắng ơ mẫn huệ sốt còn chưa khỏi hẳn sao lại gắng sức thế chứ tay của heo cũng bị sức hết rồi bọn họ cũng sắp bắt đầu tấn công rồi thì phải heo và mẫn huệ hai người không được thua đâu đấy còn ở chỗ của châu tường vừa uống xong nước dừa thì mẫn huệ hốt hoảng kéo anh đến màn hình livestream bọn họ bắt đầu tấn công rồi bên anh long phát hiện ra làng ma rồi mọi người mau tới xem đi hình như anh long định vào đó thám hiểm đấy để cụ kích thích thế mau qua đó xem nào hừ bọn họ chơi chiêu lớn thật vừa mới bắt đầu đã dẫn khán giả đi thám hiểm làng ma đúng là đã lên kế hoạch hết rồi lượt view tụt nhanh quá chỉ chớp mắt đã bị dụ qua đó hết rồi lúc này cậu béo nhắn tin đại ca số người xem của đối phương đã tăng mạnh 15%. anh có muốn khởi động phương án mới không không được hiện giờ cậu đang rất mệt tuyệt đối không được một khi lượng người xem bị hút qua đó hết nếu không lập tức giành về sẽ rất khó duy trì tiếp yên tâm đi tôi có thể chịu được không được tôi không cho cậu đi cậu phải nghỉ ngơi một chút đã xếp cô làm sao thế không hề giống dáng vẻ làm việc quyết đoán của cô ngày thường chút nào chúng ta tới đây không phải để nghỉ mát đâu chịu chút khổ không phải là chuyện đương nhiên ư nhưng mà chuyện này dù sao đi nữa tôi cũng không đồng ý quá nguy hiểm nhưng lúc này ánh mắt của châu tường lại rất kiên định tôi biết cậu là tên cứng đầu mà cậu đã muốn làm gì ai cũng không ngăn được cậu tuy cậu nhưng tuyệt đối không được lặn quá sâu hơn nữa tôi sẽ đứng bên cạnh quan sát cậu nếu tôi thấy có vấn đề gì sẽ gửi tín hiệu cho cậu cậu bắt buộc phải lên ngay đây là giới hạn để tôi đồng ý vâng ok sếp nói xong châu tường liền khởi động chân tay chuẩn bị xuống biển nếu đã có lửa rồi giờ chúng tôi sẽ đi tìm chút gì đó ngon ngon để ăn gần đây có một chỗ cực kỳ phù hợp để lặn nhưng nguy cơ sẽ có cá mập ngay sau đây tôi sẽ chuẩn bị đi lặn mọi người cùng tôi đi tham quan đáy biển nhé rất nhanh thông tin biển có cá mập đã kéo kha khá lượt view về cho châu tường và mẫn huệ xem đi có hiệu quả rồi đó ừm nhưng nhất định phải chú ý an toàn đừng cố qua đấy rất nhanh châu tường đã cầm theo máy quay nhảy thẳng xuống biển trong lúc ấy mẫn huệ cố gắng đếm từ 1 đến 50 khi 50 vừa đến cô gọi lớn châu tường châu tường nhưng phía dưới là một sự im lặng của biển sâu rất lo lắng cô vội vàng nhảy xuống Đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lát thì thấy anh đang đuối ở dưới biển. Cô lập tức bơi xuống, nhìn thấy anh đang ngộp thở mẫn huệ liền dùng miệng truyền cho một ít oxy, cái tên ngốc này, cứ thích cô quá, nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy. Nhờ có enzyme của mẫn huệ mà Châu Tường có vẻ đã tỉnh lại cử động được mấy cái ngón tay, thấy vậy mẫn huệ liền bơi lên trên hít thêm rất nhiều không khí rồi bơi trở lại chỗ Châu Tường truyền oxy. Lúc này máy quay chỉ quay được cảnh đôi chân Châu Tường và mẫn huệ cử động, mọi người vô cùng thắc mắc là hai người đang làm gì, đã xảy ra chuyện gì không phải ra đảo hoang để tìm cảm giác mạnh khi hành sự đấy chứ nhưng họ đâu biết tình hình rất căng thẳng mẫn huệ đang liên tục dùng hết sức bơi lên bơi xuống để tiếp tế oxy cho châu tường nhưng sau ba lần châu tường vẫn không thể tỉnh lại cô đành gỡ lấy mớ rong biển đang cuốn lấy chân của anh rồi dùng hết sức khó khăn lắm mới kéo anh ra khỏi mặt nước sau đó kéo anh lên trên bờ cát vàng đồ ngốc đã bảo cậu không được cố quá sức rồi nếu cậu có chuyện gì nhất định tôi sẽ ném cậu cho cá mập ăn có nghe thấy không lúc này máy quay chỉ quay được âm thanh của cát và hình ảnh của mẫn huệ đang nói Mọi người lúc này mọi người càng tin rằng đã xảy ra chuyện thật, lúc này lượng view lại tăng lên đột biến, còn ekip thì lo lắng alo sếp đại ca, hai người không sao chứ? Chuyện này không nằm trong kế hoạch tuy là lượng view tăng rất nhiều, con tóc bổ luống lúc này đập bàn trời ạ, chiêu phản kích không cần mạng này mình cho 90 điểm, là ngoài ý muốn hay là họ cố tình làm vậy đây? Báo cáo tổng giám đốc, lượng view của chúng ta đang có dấu hiệu tụt giảm, sắp xếp cho ekip phòng kế hoạch gây chút động tĩnh ở phía làng ma bên kia, nhớ là phải dọa người vào đấy, mau nhất định phải giữ lượt xem lại còn ở nhà đình đình chị văn đang đắp mặt nạ dưỡng ra thì hai đình đình chạy đi làm gì đấy sao hốt hoảng vậy hình như châu tường xảy ra chuyện rồi chúng em tới công ty của anh ấy xem sao mấy đứa định đi cùng à vậy vậy phải làm sao đây quan tâm quá át loạn câu này thể hiện một cách rất rõ nét ở hai đứa nếu thực sự quá lo lắng không thể không đi vậy thì một đứa đi xem tình hình thế nào một đứa ở nhà chuẩn bị ứng phó vậy thì em gái sẽ đi còn chị gái ở nhà chuẩn bị ứng phó vậy thì em đi ngay đây nay nay đợi đã chị họ còn chuyện gì nữa Em phải đi ngay mới được, em định mặc thế này đi à? Lúc này Đình Đình đang mặc bộ đồ ngủ đi ra đường chỉ có làm anh em sáng mắt. Thế là Đình Đình chạy vội vào phòng rất nhanh đã thay xong đồ. Nhớ giữ liên lạc nhé, em đi trước. Lúc này vẻ mặt Đình Đình ở lại vô cùng lo lắng làm chị họ phải vỗ lưng an ủi. "Đừng lo lắng, không phải còn có Mẫn Huệ ở đó sao? Chúng ta đi xem tình hình thế nào rồi. Em đi thu dọn hành lý ra đảo đi, chuẩn bị khởi hành bất kỳ lúc nào." "Vâng chị, em đi ngay. Yên tâm đi cái thằng ngốc đó mạng lớn lắm." lúc nhỏ bị chị dày vò như thế mà càng sống càng lạc quan nhất định sẽ không có chuyện gì đâu nhất định sẽ không có chuyện gì này châu tường mau tỉnh lại đi có nghe thấy tôi nói gì không trong lúc cấp bách mẫn huệ định hô hấp nhân tạo cho châu tường thì anh lại phọt ra một cột nước cá tôm bay nhảy vào hai con thỏ của mẫn huệ lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm hơn được một chút xếp xếp sao cô lại ở đây lúc này mẫn huệ đột ngột ngã xuống mẫn huệ cô sao thế không sao chỉ là mừng quá thôi a à, tỉnh rồi tỉnh rồi không sao là tốt coi cái này hồi hộp chất luôn ý vừa nãy tôi tôi xém tí nữa cậu đúng là cái đồ lợn ngu ngốc nhất thế giới suýt nữa là cậu xong đời rồi cậu có biết không cậu chạy tới chỗ đám rong biển đó làm gì hả cậu quên hết những gì học được rồi à sếp cô cô đang khóc à được châu tường nhắc nhở mẫn huệ đưa tay lên lau nước mắt đi là nước biển nước biển mà khóc thì đã làm sao nếu cậu xong đời rồi tôi không biết nên ăn nói thế nào với đại tiểu đình nữa lúc này châu tường lấy cái gì đó từ trong quần đưa cho mẫn huệ làm cô vô cùng bất ngờ cái này chỉ vì cái này suýt nữa mất luôn cái mạng cô đừng xem thường nó tôi thấy hình như bên trong có đồ tốt hơn nữa cái vỏ này mài sắc còn có thể làm dao thái dao hửng có dụ này nữa sao mở ra nhìn là cô biết thôi mau mau chuyển máy quay sang đây rất nhanh đình đình đã ngồi trước ống kính châu tường lấy dao đá cố gắng tách con sò so ra đôi mắt của mẫn huệ mở to hết cỡ khi nhìn thấy bên trong có tới bốn viên ngọc trai thế nào cô thấy đỉnh chưa xưa thật chỉ chớp mắt cái đã thành đại gia rồi hay quá ra ngoài chơi còn kiếm được tiền nữa có thể coi cái này là đồ lưu niệm của lần livestream này viên này cho cô nè nhận lấy viên ngọc mẫn huệ xúc động quay lưng đi còn nhiều chuyện phải làm lắm nếu cậu không sao thì mau đi thôi rất nhanh đã thấy châu tường đang dựng lều còn mẫn huệ hái lá chuối làm mái nhà ôi cuộc sống này thật là yên bình tôi ước tôi ước hai người sống chung một lều tối nay được xem cảnh ngủ cùng nhau rồi nhớ những chuyện bất ngờ xảy ra ngày hôm nay mà lượt view của hai người tăng lên đáng kể còn ở phía đối thủ mấy ngày này vẫn là chủ đề săn bắn nên lượt view giảm khá nhanh dữ liệu follow online cùng lúc cũng đang đi xuống khách quan mà nói chủ đề nam nữ sinh tồn trên đảo hoang đúng là hấp dẫn hơn thám hiểm rừng rậm rất nhiều tiếp theo chúng ta cần phải nghe nói giám đốc nghiêm là bạn gái của châu tường hử anh muốn nói gì trong tin của chúng ta mỗi người đều đáng tin cậy đừng hoài nghi đạo đức nghề nghiệp của giám đốc nghiêm xin xin lỗi sau mỗi cảnh quay mà chúng ta thiết lập bọn họ đều có thể nhanh chóng tạo ra chủ đề có tính bùng nổ mới ví dụ như cái vụ đuối nước giả kia vậy cho người ta rất nhiều không gian để mơ tưởng Đúng là rất lợi hại, khả năng diễn kịch cũng rất tốt. Không biết còn tưởng họ là người yêu cơ. Hư người đàn ông trong nhà tôi lợi hại thế nào tôi rõ nhất. Nếu anh hoài nghi điều gì, tốt nhất nên xem lại bản thân mình có phải đang thua kém anh ấy hay không. Tôi tôi xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của anh, anh sỉ nhục tôi chẳng sao cả, nhưng anh phải xin lỗi người đàn ông của tôi. Thứ anh sỉ nhục là sự chuyên nghiệp của anh ấy. Tôi xin lỗi thành thật xin lỗi. Hưng chuyện vừa rồi cho qua đi, mong mọi người hãy tập trung vào kế hoạch ứng phó sau đó. Vậy thì tiếp theo mọi người có kế hoạch ứng phó nào không? xin lỗi giám đốc trương kế hoạch ứng phó sau đây tôi sẽ không tham gia nữa để tránh lại bị nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi tôi đi làm việc khác đây để tránh người nào đó không đủ bản lĩnh lại đẩy cho kẻ khác nói xong đình đình đi ra bên ngoài phòng họp bị câu nói không biết còn tưởng họ là người yêu cơ của tóc bổ luống làm cho tức giận đình đình đưa tay lên che đi nước mắt rồi chạy đi rất nhanh đình đình đã trở về nhà nhìn thấy hai chị em đang thư giãn đắp mặt nạ dưỡng da chị à sao chị lại về sớm vậy chị chị thấy hơi mệt chị đi nằm một lát giọng điệu của đình đình làm hai người còn lại ngơ ngác đại đình vào phòng thì liền nằm lên giường xúc động nhớ lại ngày sửa ngày xưa có ba người chơi trong một quán nét xông lên theo chứ ngây ra đó làm gì vậy đình đình chú ý phía sau tôi rẽ trái châu tường cậu để ý bên phải ô bên phải cứ giao cho tôi mẫn huệ châu tường hai người đừng gấp đừng gấp thế cứ từ từ một lát sau ha ha thắng rồi cuối cùng cũng thắng một trận y đúng là đồng đội tốt mà cuối cùng tối nay cũng có thể ngủ ngon rồi ha ha vui thật lúc ấy trên đường về mẫn huệ cứ nhìn châu tường mãi mẫn huệ cậu cậu chuyện gì thế đình đình không có gì chỉ là cảm thán một chút đúng là có mỗi châu tường mới theo kịp được tiết tấu dữ dội của hội trưởng thôi ha ha bởi vì tôi là cô giáo nhập môn của cậu ấy mà hà nhập môn chẳng lẽ từ cấp hai anh ấy đã ha ha cậu đoán xem hội trưởng đình đình hai người mau lên cổng trường sắp đóng rồi biết biết rồi tới ngay đây cậu phải giữ bí mật đấy nhé đừng nói cho tên ngốc này dục cái gì mà dục nếu không phải do tên ngốc nhà cậu chúng ta sẽ thắng khó khăn như thế ư tôi tôi chỉ xông lên theo hội trưởng thôi mà cậu mới là người dẫn đội đó Ôi định mệnh còn 5 phút nữa là đóng cửa rồi, mau chạy đi Đình Đình mau đuổi theo, đừng chạy nhanh như thế đợi tôi với. Vừa nhớ lại những điều trên cộng thêm những hình ảnh trên đảo hoang làm cho Đình Đình càng buồn hơn. Chị chị ơi đỡ hơn tí nào chưa? Chị ngủ một lát. Nào nào mau uống chút nước nóng rồi ngủ. Sao em cũng ca bài nước nóng nước nóng rồi thế? Heo ngốc không ở đây. Giờ em sẽ gánh vác trọng trách chăm sóc người phụ nữ của tên đó. Nghe vậy Đình Đình cũng miễn cưỡng ngồi dậy làm hớp nước. Anh ấy tỉ mỉ hơn em. Tuy là heo nhưng cũng biết cân chỉnh độ ấm. Hì hì, em thấy như vậy là vừa mà, em đúng là muốn bỏng chớt chị hả? Nhưng anh ta không biết dỗ chị cười giống em hì hì. Em này, em nghĩ người Mẫn Huệ thích sẽ là ai nhỉ? Chuyện này ai mà biết được chứ? Cô ấy lại không nói. Mẫn Huệ kiều ngạo, người đàn ông lọt vào mắt xanh của cô ấy nhất định không đơn giản, em đoán có phải là tổng tài đẹp trai ưu tú nào đó hay không? Hì, em ngốc trai đẹp theo đuổi Mẫn Huệ còn ít sao? Có lần nào cô ấy không từ chối thẳng thừng đâu. Chị à, hôm nay chị sao thế? Cứ kỳ lạ thế nào ấy, không có gì chắc là mệt quá thôi chị nói em nghe này hôm nay tên tổng giám đốc nội dung đó đáng ghét chớt đi được tức chết chị rồi hắn dám hoài nghi chúng ta lén lút truyền tin tình báo cho hai người kia cái gì cái thằng cờ hó này sao ông chủ lại đào tạo tên rác rưởi không có lòng tự tin này chứ bản thân không đấu lại heo và mẫn huệ lại còn muốn đổ lỗi cho người khác hắn không biết hôm nay chúng ta đã lo lắng như thế nào cho họ ư ừ, chị chị đã mắng hắn rồi hà chị giữ dằn vậy ư ừ, bình thường đây không phải đều là việc của em à hắn có thể hoài nghi chúng ta nhưng hắn hoài nghi người đàn ông của chúng ta chị tuyệt đối không thể nhẫn nại ừm lần này bọn họ đuối nước rốt cuộc là thật hay là đã thiết kế trước vậy em sợ chết đi được nhưng hiệu quả thực sự tốt nhất định là ý tưởng của heo rồi vì công việc nguy hiểm mấy anh ấy cũng dám thử lúc đó không phải vừa hay là lúc chúng ta tung ra điểm hút view ư nhưng chị vẫn rất lo lắng à chị hay là chúng ta từ chức đi nhưng đại đình nhớ lại công việc là nhờ cha mình gửi gắm nên nói không được tại sao chứ chị cũng muốn từ chức nhưng hiện giờ thì chưa được chúng ta cũng đi khởi nghiệp với heo và mẫn huệ không được ư nghe tới mẫn huệ đại đình lại đi ra cửa sổ cố giấu nước mắt chị từ bao giờ chúng ta có tâm sự trong lòng mà không thể nói ra chứ chị có chuyện gì đó rất quan trọng cứ luôn giấu em có chuyện gì ngay đến cả em cũng không thể nói ư lúc này đại đình đột ngột quay lại ôm người tiểu đình hu hu chị xin lỗi mẫn huệ xin lỗi mà chị chị nói nhảm gì vậy người mẫn huệ yêu vẫn luôn là heo của chúng ta chị chị đang nói cái gì vậy lúc này câu chuyện trong nhà tắm lại quay về trong đầu tiểu đình thì ra là vậy thì ra người mà mẫn huệ luôn nói tới là heo à Chị tại sao chị lại nói xin lỗi Mẫn Huệ, bởi vì trò chơi trên bãi cát ở lần du lịch đại học năm đó, ôi trời lẽ nào cậu đang nói đến Nhã Đình ư? Yêu nhau yêu nhau đi nào, lúc đó chị không biết chuyện giữa Mẫn Huệ và Heo, cũng không biết người mà Heo nói tới thì ra chính là Mẫn Huệ. Chị rõ ràng đã nhìn thấy nét mặt của Mẫn Huệ, rõ ràng đã cảm nhận được điều gì, lại vẫn cứ thuận nước đẩy thuyền nhận lấy lời hô hào của mọi người. Bởi vì chị đã yêu say đắm cái tên heo ngốc nghếch nhưng luôn nghiêm túc với bất kỳ việc gì ấy rồi, chị à bình tĩnh lại đi. Từ mấy ngày trước em quay về nói với chị Mẫn Huệ có người mình thích, chớp mắt chị đã hiểu ra hết, giờ hồi tưởng lại mỗi lần cô ấy gượng cười bên cạnh chúng ta, làm chị cảm thấy chị càng yêu Châu Tường, chị càng hiểu rõ trái tim Mẫn Huệ đã đau đớn đến mức nào. Chị à, chuyện này dễ mà chi bằng để Mẫn Huệ cũng gia nhập với chúng ta đi. Em em nói cái gì? Chị nghĩ mà xem, chúng ta đều yêu heo, chúng ta cũng yêu Mẫn Huệ, Mẫn Huệ cũng yêu heo, nếu đã như vậy thì tại sao không thể để Mẫn Huệ gia nhập chứ? Chuyện chuyện này có thể sao, nếu đổi lại là người khác chắc chắn là không dễ tiếp nhận rồi nhưng hai chị em chúng ta ở bên heo cũng chẳng có vấn đề gì cả mẫn huệ và chúng ta không phải là chị em lại hơn chị em nếu cô ấy gia nhập với chúng ta em hoàn toàn không thấy có gì là không vui cả bốn người chúng ta sống vui vẻ bên nhau cả đời nhưng nhưng mẫn huệ có chịu không thế thì nghĩ cách để cô ấy chấp nhận thôi dù sao bí mật của chúng ta cô ấy cũng biết rồi cứ kéo cô ấy xuống nước cùng dù mẫn huệ có đồng ý còn bố mẹ cô ấy thì sao sao họ có thể đồng ý chứ chị nghĩ nhiều quá rồi cho nên mới khiến bản thân đau khổ như vậy cái gì cũng phải đi từng bước một trước tiên cứ giải quyết mẫn huệ rồi lại giải quyết bố mẹ cô ấy cũng không muộn chị nghe em nói đợi hai người đó quay về chúng ta sẽ sau đó một kế hoạch gì đó được hai chị em bày ra còn ở trên đảo mẫn huệ đang nhóm lửa mẫn huệ cơm chưa tới rồi hôm nay có đồ ngon đó khi mẫn huệ quay lại xem thử thì thấy châu tường cầm theo một con cua cua dừa à sao cậu phát hiện được thứ này vậy may mắn thôi cái đầu này cũng đủ cho chúng ta ăn hai bữa rồi rất nhanh con cua đã nướng lên chín đỏ rực cua dừa à con này giá phải đến mấy nghìn đô cuộc sống trên đảo thật là tuyệt vời mà trong lúc châu tường nướng cua thì mẫn huệ lại ôm gối có chút buồn mẫn huệ cô sao vậy không không có gì chỉ là thấy thời gian trôi nhanh quá còn mấy ngày nữa là kết thúc rồi đúng thế không thể ngờ nổi chúng ta lại kiên trì được như vậy không khí này đúng là cảm động quá đi tốt nhất là hai người sinh một đứa đi để làm kỷ niệm ha ha lúc này cua đã chín châu tường liền dùng đá đập nát vỏ cua rồi đưa cho mẫn huệ cô ăn trước đi trong lúc này ở công ty đối thủ tổng tài bổ lúng vút cầm còn mấy ngày cuối cùng nữa thôi có thể đầy điểm câu view cuối cùng lên được rồi tổ theo dõi tổ chủ đề tổ an toàn chuẩn bị xong hết chưa đã chuẩn bị hết rồi tổng tài tốt lắm trước kia đều là trải thảm giờ mới là đòn sát thủ thực sự vậy thì bắt đầu đi bỏ lại bọn họ hoàn toàn ở phía sau định vị dẫn dụ hổ hoa nam hoang dã bắt đầu streamer theo sát phía sau tạo cảm giác nguy hiểm ma pháp phân tách bắt đầu rồi rất nhanh hình ảnh một con hổ được truyền đi qua livestream trực tiếp theo dõi hổ hoa nam hoang dã ở cự ly gần này cậu nhìn đi rất nhanh thông tin livestream hổ được phổ biến bạo rồi bạo rồi dữ liệu đang tăng vọt chiêu này mới là đòn sát thủ của chúng ta tuy đối thủ cũng rất khá vẫn luôn theo sát giai đoạn trải thảm trước đó của chúng ta nhưng giờ thì đã không còn hy vọng nữa rồi tốt lắm cứ giữ vững thế trận này tiếp tục vượt xa bọn họ giám đốc nghiêm người đại diện quảng cáo và hoạt động thương mại có thể bắt đầu đàm phán được rồi còn ở chỗ châu tường cũng đã nhận được thông tin bên đối phương đã tung chiều cuối Lượng view của chúng ta đã giảm rất nhanh, mọi người đều qua kia xem hổ rồi. Lúc này Châu Tường vội vàng kéo tay Mẫn Huệ sang một góc. Streamer đâu rồi? Chắc là đi sinh em bé rồi hi hi. Làm sao bây giờ phương án cuối cùng của chúng ta là thám hiểm căn cứ quân sự căn bản không bằng được bọn họ. Kéo dài thời gian cũng không đủ. Chiêu này chơi lớn thật đấy. Họ đã tính chuẩn mấy ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc. Sắp xếp giỏi thật. Chuẩn bị đòn cuối cùng để đánh sập chúng ta. Chiêu này cộng thêm lượng view kia là thứ ngân sách của chúng ta không đạt tới được nếu không có thứ gì đó vượt trên phương án của bọn họ trận đánh này chúng ta thua chắc rồi đại diện thương hiệu quảng cáo đều sẽ tìm đến họ những bên đầu tư khác sẽ tự mình thúc đẩy nghiệp vụ livestream lại là một trận chiến đốt tiền nữa xếp phương án cuối cùng của chúng ta vẫn phải làm có thể thu hút được bao nhiêu lượng view thì thu hút đi chúng ta đã trải thảm lâu như vậy rồi tuyệt đối không thể từ bỏ ở đây hơn nữa sao thế cậu có ý tưởng mới gì ư tôi sẽ đi thám hiểm trước đợi mưa nhỏ lại rồi sếp hãy qua tìm tôi tại sao chúng ta cùng đi đi mà hiện tại mưa lớn, lên núi rất nguy hiểm, Mẫn Huệ giữ chặt tay của Châu Tường bảo cậu cũng biết nguy hiểm à, thế cậu cũng phải đợi mưa ngừng rồi thì mới được đi. Anh nhìn Mẫn Huệ một lúc rồi cầm tay Mẫn Huệ lên bảo không còn thời gian để do dự nữa, muộn một chút là lượng view sẽ biến mất càng nhiều, càng không có cơ hội để lật ngược thế cờ nữa, chúng ta cùng nhau khởi nghiệp lâu như vậy, sao có thể từ bỏ ở đây được, đây là phong cách của cô ư? Mẫn Huệ liền rụt tay lại. Không được, nơi đó quá dốc, mưa lại lớn thế này, quá nguy hiểm tôi tuyệt đối không đồng ý. Châu Tường liền vỗ tay lên ngựa tôi sẽ cẩn thận mà, tôi lại không phải là đồ ngốc. Mẫn Huệ lại kiên quyết không được, mạng của cậu còn quan trọng hơn công ty, tôi tuyệt đối không đồng ý. Nói xong cô quay qua cầm lấy máy ảnh ôm vào người, tôi sẽ không để cậu mạo hiểm như vậy, cậu từ bỏ ý nghĩ này đi, xếp. Cô, lúc này Châu Tường cũng phải bất lực với cô, thôi được rồi tôi không đi nữa. Đợi mưa ngừng rồi nói vậy, có thể đặt máy ảnh xuống rồi đấy, hai người lúc này cùng nhau ngồi chờ mưa tạnh, những người xem live stream bình luận mấy người đang ngấn ra đấy à. Tôi là fan chân chính của mấy người đó, làm chút chuyện gì đi chứ, nếu không là bị đối thủ đánh sấp mặt thật đó. Đây là đang tạo chút không khí, chuẩn bị bắt đầu tạo người rồi hả? Này ít nhất nói gì đi chứ, quay trở về phía hai chị em Đình Đình lúc này hai chị em đang ngồi nghĩ về Châu Tường. Chị họ thấy sếp làm việc mệt mỏi liền bảo anh ngủ một lát trước nhé, đừng do dự mau sinh con trước đi tên ngốc. Hai người lúc này vẫn không nói một lời nào, Mẫn Huệ nhắm mắt rồi gục đầu vào Châu Tường. Mẫn Huệ, Mẫn Huệ anh vội vàng đặt Mẫn Huệ nằm xuống rồi cầm lấy máy quay nói, các vị khán giả, tiếp theo đây tôi sẽ nói cho mọi người biết một bí mật lớn. Mọi người có biết tại sao chúng tôi lại chọn hòn đảo này không? Bởi vì nơi đó có một căn cứ quân sự từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Rốt của là của quân Mỹ hay của quân Nhật nhỉ? Mọi người cùng tôi đi xem nhé. Lão đại khởi động phương án cuối cùng rồi ư. Ừ, mau, mau phối hợp tuyên truyền, bắt đầu đi. Được, phía bên đỉnh đình mọi người cũng đang họp, báo cáo. Bọn họ cũng bắt đầu hành động rồi. Ha ha, đây cũng xem như là thủ đoạn bọn họ có thể dùng được trong phạm vi năng lực của mình rồi. Có điều trận chiến này phần thắng đã thuộc về chúng ta, ô nói nghe xem, từ manh lưới quảng cáo mà nói, thứ này có thể so bì với phương án của chúng ta. Nhưng mà phương án này của bọn họ có một chút khuyết điểm chết người, đó là thời gian, một căn cứ quân sự trên đảo, dù có đi hết mấy vòng cũng chỉ là chuyện trong mấy tiếng thôi. Còn chúng ta đã sắp xếp xong xuôi chuyện bất ngờ và đột phá trong vòng mấy ngày rồi, cũng không đến nỗi bọn họ lại gặp nhau trong căn cứ đâu nhỉ. Lượng view tăng lại rồi, tuy hơi muộn một chút, thế này không được, trong phương án của chúng ta thám hiểm xong căn cứ này cần bao lâu. Đậu phộng chỉ đến được đây thôi sao, chuyện các cậu biết lão đại cũng biết thôi, đây vốn là chuyện đã sắp xếp làm vào ngày cuối cùng, tại sao lão đại bỗng nhiên lại đẩy nhanh nó. Không phải là vì muốn chống lại phương án của đối thủ ư, thế tại sao lão đại lại không dẫn xếp đi theo, tại sao, sao tôi biết được. Cứ đợi em thôi, cực mọi thứ lên người lão đại vậy, quay trở lại phía châu tường, lúc này anh đã cầm theo máy quay một mình đi lên núi. Xem kìa, trên đỉnh núi chính là căn cứ đó chỗ này còn chưa có khu du lịch cho nên mọi thứ đều được bảo tồn rất hoàn hảo mọi người cùng tôi xem bên trong có những thứ gì nhé lượt xem lúc này cũng càng lúc càng tăng lên phía bên công ty đình đình mọi người cũng đang theo dõi số người online của họ lại đuổi kịp chúng ta rồi cứ đuổi đi dù có đuổi bằng thì cũng chỉ được mấy tiếng thôi hơn nữa trời mưa thế này quá nguy hiểm sườn dốc trơn như thế có lẽ giữa đường họ sẽ từ bỏ chăng nghe vậy đình đình liền bảo anh ấy sẽ không từ bỏ ngay sau đó mọi người đều đổ ánh nhìn về phía đình đình xin lỗi tôi ra ngoài một lát tên ngốc anh lại dám làm chuyện nguy hiểm như vậy nếu anh mà bị thương khi về em sẽ làm anh bị thương gấp trăm lần phía bên đại đình và chị họ cũng đang dõi theo châu tưởng từng phút nhận ra đình đình sợ hãi chị họ liền nắm chặt tay đình đình bảo yên tâm đi tên nhóc này tốt số lắm chị chôn nó dưới đống cát mấy tiếng liền lúc ra ngoài nó còn không thở dốc nữa là cái cái tên heo ngốc này cứ thích mạo hiểm suốt chị họ giờ em rất muốn ở cạnh anh ấy nhìn theo anh ấy cùng anh ấy đi lên đó, chị họ xoa lên đầu đỉnh đỉnh. cô nhóc ngốc, hai em đều dùng cách này của mình để yêu say đắm tên ngốc đó. cậu ta may mắn đến nhường nào chứ, cho nên cái tên may mắn này sau này cũng sẽ tiếp tục may mắn thôi. nếu như cậu ta bị thương, để mọi người lo lắng. khi về chúng ta sẽ xử lý cậu ta. em em mới không nữa đâu. châu tường lúc này đang leo lên núi, sắp tới nơi rồi. mọi người mau nhìn kìa, sắp đến. đột nhiên hòn đá chỗ chân anh dẫm bị nứt ra khiến châu tường ngã xuống. mẫn huệ nằm mơ liên tục gọi châu tường. Khi tỉnh dậy cô mới ngỡ thì ra chỉ là mơ, này, ban nãy cậu có biết tôi nằm mơ thấy gì? Chưa kịp dứt lời thì Mẫn Huệ hoảng hốt gọi Châu Tường, tên khốn này, cô lập tức chạy đi ra ngoài tìm Châu Tường. Mẫn Huệ vấp phải hòn đá ngã xuống nhưng vì lo lắng cho anh nên cô lại vội vàng đứng dậy đi tìm, "Châu Tường, Châu Tường, anh ở đâu, mau trả lời tôi." Châu Tường trở về phía Châu Tường lúc này anh ngã xuống bất động nhưng trên tay vẫn cầm máy quay, "Một số bình luận của khán giả, này tỉnh lại đi có ai không?" Mẫn Huệ mau tới đây cứu anh ta này báo cảnh sát đi chứ ôi định mệnh xảy ra chuyện rồi lão đại anh làm sao thế sếp có ở đó không cố lên lão đại bọn em đã thông báo cho trực thăng đến cứu hộ rồi tất cả mọi người đang xem livestream của anh đều lo lắng cho anh lượng view cũng tăng lên đến 280.000 mắt đang xem rất nhanh nó đã lên tới con số 3 triệu người đã phá kỷ lục 3 triệu rồi vẫn đang tiếp tục tăng mạnh giỏi đây nếu chuyện này mà là dàn dựng kịch bản thì tôi phục sát đất vừa dứt lời thì anh ta bị ăn luôn một cái tát từ đình đình mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên Đình Đình quát to câm cái mồm thối của anh vào, xin xin lỗi, chỉ, chỉ là thói quen nghề nghiệp của tôi thôi. Đình Đình bước ra ngoài cửa thì anh chàng này bảo giờ cô đi thì có ý nghĩa gì. Mua được vé máy bay xong đến đó cũng phải mất vài ngày, chi bằng ở lại đây quan sát tình hình, liên hệ các nơi hỗ trợ mới là sự giúp đỡ lớn nhất. Dù anh ta là đối thủ cạnh tranh của tôi thì tôi vẫn sẽ giúp anh ta gọi cứu viện, vậy nhờ anh giúp đỡ, tôi thay mặt anh ấy cảm ơn anh, ok, Đình Đình nói tiếp. Vậy tôi đến công ty bọn họ xem thử có được không phía bên đại đình sau khi biết châu tường gặp nạn cô cũng lập tức vào thay quần áo chị họ lấy túi sách giúp em chứng minh thư hộ chiếu và visa của em đều ở trong đó cả đây này chị đã chuẩn bị xong hết rồi đây trên đường về đặt vé chưa thế chị sẽ nói lại với em gái ở nhà cảm ơn chị em đi nhé phát hiện đại đình quên điện thoại chị họ liền cầm điện thoại chạy theo em quên điện thoại này đại đình cảnh chuyển đến phía châu tường lúc này mẫn huệ cũng đã lên tới nơi đến rồi đến rồi mẫn huệ đến rồi mau cứu anh ta đi tôi vừa online mẫn huệ là ai vậy cô lập tức chạy qua châu tường này cậu đừng dọa tôi tỉnh lại mau tỉnh lại đi châu tường mẫn huệ xe áo của mình ra để băng bó đầu cho châu tường cậu đừng làm sao nhé tôi không cho phép anh xảy ra chuyện anh sẽ không sao đâu anh sẽ không sao đâu mà đồ ngốc nhà anh sao lại ngốc thế không biết phần đầu bị thương đầu bị thương thì làm sao đây làm sao đây làm sao đây làm sao bây giờ xin anh đừng xảy ra chuyện gì anh mau nói chuyện đi vừa nói cô vừa khóc to Mau nói chuyện đi chứ, cô tát tát vào mặt anh nhưng vẫn không thấy phản ứng gì. Anh đừng chết mà, tôi không cho phép anh chết. Tôi không thể sống thiếu anh được. Châu Tường tôi không cho phép anh chết, anh có nghe thấy không hả? Hu hu, tôi đúng là miệng quạ đen à. Anh có nghe thấy không hả? Nghe thấy không hả? Châu Tường khi này chợt tỉnh lại liền gọi sếp, Mẫn Huệ vui mừng anh anh. Tôi tôi, Mẫn Huệ lập tức ôm Châu Tường bảo đồ khốn nhà anh, làm tôi sợ chết khiếp, anh dọa chết tôi rồi. Sếp, cô làm sao vậy? Đè chết tôi bây giờ mẫn huệ ngượng ngùng đẩy anh ra thật mạnh a à ui ôi xem xin lỗi em xin lỗi châu tường ôm đầu hỏi tôi bị làm sao vậy anh vừa nãy anh nghe được những gì rồi hình như tôi nghe cô hỏi tôi có nghe thấy gì không vậy tôi nghe thấy cái gì cơ không có gì tôi mắng anh thôi đồ ngốc lúc này mẫn huệ mới phát hiện ra máy quay vẫn đang phát sóng trực tiếp cô vội chạy lại nhìn thì có rất nhiều bình luận hỏi thăm Ôi bọn họ làm gì vậy tỏ tình đấy à sao không thấy hôn nhau thế ít nhất phải đi hai về ba nha cảnh tượng ban nãy cảm động thật mẫn huệ lập tức cầm máy ảnh quay người đi sao sao vậy sếp làm sao đây làm sao đây vừa nãy là live chim là live chim đấy mọi người biết hết cả rồi liệu đại đình và tiểu đình có xem được không thôi xong làm thế nào bây giờ cô liền ôm máy ảnh ngồi xuống sếp cô đang làm gì thế làm vậy sẽ hỏng máy live chim đó anh nói gì cơ à không không có gì cô liền đặt máy ảnh xuống thấy bốn triệu người đang xem ôi sao lạ thế này sao máy ảnh nứt như thế kia chắc là lúc tôi ngã xuống núi nên mới bị hỏng ổ ra là thế thôi hỏng thì hỏng vậy mau đi thôi mẫn huệ đưa tay ra kéo tay châu tường nhưng anh lại chợt nhận ra áo cô có gì đó lạ lắm liền cúi đầu xuống được mẫn huệ yếu đuối nên dìu một người dpeg dai cao to như anh thì cũng hơi quá sức cô bắt đầu đi lảo đảo thấy thế châu tường cố gắng bước đi liền té ngửa ra cũng may mẫn huệ đỡ lại anh còn cố chống đỡ cái gì nếu anh còn ngã nữa tôi không chịu trách nhiệm đâu tôi tôi sẽ cẩn thận hơn hai người bước đi trong ngượng ngùng Lúc này Mẫn Huệ lại quay qua nói, đồ khốn nhà anh, dám giấu tôi chạy đến đây làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu mà anh có mệnh hệ gì. Tôi tôi biết ăn nói với đại đình và tiểu đình thế nào, ăn nói với bố mẹ anh thế nào, tôi, xin lỗi, đi chậm thôi, chuyển cảnh đến phòng họp công ty của Mẫn Huệ. Mọi người lúc này hỏi vừa vừa nãy sếp đang đóng phim đấy hà, trong kịch bản làm gì có đâu trời, không làm theo kịch bản gì cả, cả hai cùng hô lên lẽ nào, cũng có thể, đương nhiên là hai tên ngốc đó đang diễn kịch rồi nhìn số liệu này rồi nhìn kết quả xem lão đại là người chịu thua chắc tôi đoán chắc chắn anh ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cho thấy dù là so kết quả phát trực tiếp thì chúng ta cũng thắng một bàn cực kỳ đẹp sức ảnh hưởng sức ảnh hưởng quá khủng khiếp đúng vậy tôi cảm thấy có khả năng này lắm giờ chỉ cần bọn họ khải hoàn trở về thôi ối sao thế vậy tức là lúc sếp nói lời kia lão đại vẫn nghe thấy đúng không nếu chỉ là diễn kịch vậy điều này là đương nhiên rồi quay qua phía nữ chính đình đình sau khi theo dõi toàn bộ sự việc cô liền thở dài. Đây có được coi là bạn trai bị bạn thân nhất tỏ tình mất rồi không? Đình Đình giải thích biết đâu đấy lại là tình tiết có trong kịch bản thì sao? Phải phải tôi cũng nghĩ như thế đó, thông minh thật, tôi phục sát đất, vốn bỏ ra ít nhưng sức ảnh hưởng lại cực lớn, thú vị đấy. Đình Đình liền nghĩ, hứ cái tên dở hơi này, anh tưởng tôi không biết anh đang khơi màu ly rán à, mẫn huệ tỏ tình rồi. Vừa hay có thể chính thức lôi kéo cô ấy gia nhập, chị gái thân mến, chị em tốt, ba người chúng ta cùng nuông chiều heo ngốc kia thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian nhé. Tôi thấy ghen tị cho mấy tên đàn ông nhỏ nhen như anh đấy. Đáng tiếc, các anh mãi mãi không bao giờ được như thế đâu. Ha ha, đình đình đứng dậy. Tôi ra ngoài làm việc đây. Lão đại sao tôi cứ cảm thấy giám đốc nghiêm giống như bị tâm thần phân liệt vậy. Cảm giác như hai người khác nhau ấy. Nếu mà như thế thật thì tốt quá còn gì. Hai người làm việc mà chỉ cần trả lương cho một người thôi. Tập đoàn lời quá ấy chứ. Đại đình lúc này cũng đang ở sân bay phía châu tường và mẫn huệ đã được trực thăng cứu viện tới giúp đỡ tiểu đình cũng cảm thấy rất vui vì điều này còn chị họ cứ nhìn thế này thì nguy mất châu tường nhìn thấy mẫn huệ căng thẳng thì bảo đừng căng thẳng như thế tôi không sao đâu không phải sợ nằm yên còn nhúc nhích là tôi đấm anh đấy châu tường quay qua bảo việc quay phim giao cho cô nhé bây giờ đang cần quay đoạn kết quan trọng đã bị thương thế này rồi mà còn nghĩ đến công việc đồ ngốc nhà anh một ngày sau trung chuyển đảo giữ hải quan điểm trung chuyển đình đình đang có mặt ở đây lúc này bỗng từ đằng sau có tiếng gọi đại đình quay lại chính là mẫn huệ hai người ngồi lên xe nhưng im lặng một hồi lâu khi này mẫn huệ quay qua bảo châu tường không sao không bị vấn đề gì về não đâu chỉ là vết thương ngoài ra thôi yên tâm đi đại đình thở dài heo ngốc này tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ đình đình nhớ lại lúc lai like chim mẫn huệ nói tôi đúng là miệng quạ đen mà rồi cả hai lại tiếp tục im lặng chị em hai người định nói gì đó nhưng không ai mở miệng xe kìa vì lái xe không tập trung nên mẫn huệ xém đụng nhau với người ta cũng may kịp thời đình đình nhắc nên đã thoát nạn lúc này cả hai lại hỏi đồng thanh em chị muốn nói gì thế em chị nói trước đi cả hai tiếp tục im lặng mẫn huệ đạp gấp chân ga sao sao vậy chị tới rồi vậy vậy à vâng ạ à, phía trong phòng bệnh viện châu tường đã có thể live chim được mọi người yên tâm tôi không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi bác sĩ bảo tiểu đình theo dõi từ xa liền mỉm cười theo anh giám đốc nghiêm đến giờ họp rồi ok khi đi ra tất cả mọi người trong công ty cứ như có chuyện gì có vẻ đang nói xấu mình tiểu đình cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra tại sao ánh mắt đều đổ dồn về mình tôi tôi đến rồi sao sao thế lúc này trương tổng cầm điện thoại giơ lên cho cô xem tiểu đình liền trợn to mắt khi thấy chị gái của mình đang xuất hiện live chim của châu tường cô vội vàng chạy ra khỏi phòng mọi người thắc mắc giám đốc nghiêm có chị em gái hả hình như cô ấy là con một mà đây là chuyện riêng của cô ấy chúng ta không có quyền ý kiến à phải phải sau khi bước ra ngoài tiểu đình xem những dòng bình luận Wow cô em kia là ai thế? So với mẫn huệ của chúng ta đúng là mỗi người một vẻ mà. Đừng bảo bây giờ mới là tình tiết gay cấn nhé. Hai cô tranh một chồng hay là hai vợ chung một chồng. Thay đổi đột ngột quá, kích thích quá 500 anh em ạ. À. Hưng phấn ghê, tiểu đình lập tức gọi cho chị gái. Alo chị hả? Cái gì? Máy live chim, tắt đi, tắt tắt mau lên, mau lên đi. Máy live chim làm sao cơ? Em gái nói nãy em ấy đang đi làm thì thấy em trên live chim. Cái cái gì? Một lúc sau cả đại đình và mẫn huệ cứ đi đi lại lại nhìn thấy vậy châu tường hỏi hai người đang làm gì vậy em đang lo lắng tôi đang lo lắng thay đại đình lo lắng có ích gì chứ giờ phải nghĩ cách giải quyết mới đúng chứ anh có cách hả không có cái bộ dạng nhàn hạ bất cần của anh là sao đây anh có biết tình hình hiện tại gấp đến thế nào không mẫn huệ đầu anh ấy bị thương mà cậu còn ký đầu anh ấy nữa sao phải nghĩ cách chứ đồng nghiệp của đình đình biết cô ấy có chị em gái thì đã làm sao chẳng phải biết là đình đình chỉ có một người chị em song sinh thôi sao Ai mà biết được hai người bọn họ đóng giả làm một người chứ? Có vấn đề gì à? Không, không có. Hai người căng thẳng cái gì? Sếp tôi đang bị thương đấy. Cô còn nổi nóng với tôi hả? À đúng rồi, sao đột nhiên em lại chạy tới đây? Em vừa trông thấy anh ngã từ trên núi xuống liền vội vàng chạy tới đây ngay. Nói xong cô nhéo vào bụng Châu Tường, đau đau, đó là vì anh, vì anh. Mẫn Huệ hỏi anh làm sao? Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, hơn nữa hiện tại anh vẫn khỏe mạnh bình thường mà lần này còn may mắn hơn cái lần mình đi thám hiểm vùng núi hồn đại học kia nhiều gì có vụ này nữa hả sao tôi không biết à đấy là em gái tôi em gái em sẽ làm ra chuyện như thế chắc nghe vậy đình đình im lặng một lúc cô đứng lên bảo hội trưởng cái gì sao tự nhiên lại hét tôi thế tôi tôi có chuyện muốn nói với cậu chuyện chuyện gì lúc live chim đến đoạn đầu heo này bị ngất cậu mẫn huệ cầm lấy tay đại đình bảo tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu cậu nghe tôi nói trước đã nghe tôi nói trước mẫn huệ nói tôi sắp phải đính hôn rồi cả châu tường và đại đình đều bất ngờ hả tôi định đợi đến lúc quay về mới nói cho mọi người biết đối tượng đính hôn của tôi chính là cậu hai nhà họ trương con trai chủ tịch tập đoàn các người với với lão đại của bọn tôi á sếp chẳng phải chúng ta đang cạnh tranh với bọn họ sao tự nhiên cô lại bố tôi vốn định bán công ty cho bọn họ rồi sắp xếp chúng tôi xem mắt luôn nhưng cùng công ty và đoàn đội lập nghiệp trải qua bao nhiêu năm như thế nếu chỉ bán công ty và đuổi cổ hết tất cả nhân viên thì tôi quyết không đồng ý đầu gỗ này và mọi người đi theo tôi cùng lập nghiệp bao nhiêu năm như thế nếu phải bán công ty và tống cổ bọn họ đi tôi quyết không bao giờ đồng ý vậy nên tôi đã đánh cược với anh ta nếu tôi thắng anh ta phải giữ mọi người ở lại cộng thêm số tiền mọi người đã đầu tư cổ phần và quyền lợi đều phải giữ nguyên như trước vậy mới xứng đáng với mọi người và lần này thắng rất đẹp tôi đã giành được quyền lợi tốt nhất cho mọi người ra là thế mẫn huệ cậu tôi còn chưa nói hết đâu ngồi xuống nhị nhất định phải nhị không được khóc vẫn còn một chuyện nữa tôi phải nói cho rõ ràng lúc đầu gỗ này bị ngã xuống núi mấy lời tôi nói đều là nằm trong kịch bản cả đó trong tình cảnh ấy mà tôi vẫn diễn xuất tốt tạo ra cơn sốt hấp dẫn người xem đến nhiều như vậy thấy tôi thông minh chưa nhưng lúc đó tôi lại không thể giải thích ngay được nên ban nãy vừa trông thấy cậu tôi đã muốn nói rồi châu mẫn huệ mày phải kìm lại kìm lại không được khóc không được khóc không được rơi nước mắt lúc này đại đình nói to mẫn huệ tôi tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu nghe tôi nói được rồi được rồi đôi uyên ương hai người thủ thỉ với nhau đi tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa tôi về thu dọn hành lý đây còn một đống việc phải làm nữa lúc khác cùng ăn cơm nhé sau khi ra khỏi phòng mẫn huệ không kìm được nước mắt liền khóc rồi chạy đi thật nhanh châu tường và đại đình không ai nói lời nào lát sau anh hỏi sao lại im lặng thế những lời mẫn huệ nói đều là thật sao đây đây cũng là lần đầu tiên anh nghe cô ấy kể bất ngờ quá châu tường nghĩ lại lời trương tổng nói liền hét to hắn không phải loại người tốt lành gì cả xếp mà lấy hắn ta sẽ có kết cục rất thảm đấy Sao anh lại nói thế? Bởi vì, bởi vì hắn chỉ nhắm vào tập đoàn của bố cô ấy nên mới kết hôn với cô ấy thôi. Loại kết hôn vì lợi ích gia đình này sao có thể hạnh phúc được? Vậy anh cảm thấy Mẫn Huệ lấy ai mới hạnh phúc? Sao anh biết được? Từ hồi đại học đến lúc tốt nghiệp xếp từ chối không biết bao nhiêu người rồi. Nếu, cái gì, nếu cho Mẫn Huệ ra. Đúng lúc này thì thì tiếng chuông điện thoại reng reng. Chị ơi làm sao bây giờ? Cả công ty em đều đang bàn tán về chuyện của chúng ta đó. Heo ngốc vừa bảo dù bọn họ có biết thì cũng chả sao cả vì vốn dĩ cũng có ai biết chúng ta là chị em sinh đôi đầu ừ nhỉ sao em lại không nghĩ đến cơ chứ mà heo ngốc thế nào rồi anh không sao chỉ là tiểu đình nhìn thấy anh liền cười phụt heo ngốc sao anh lại bị quấn kỹ như cái bánh trưng thế kia vừa nãy em còn căng thẳng như khỉ bỏng đuôi cơ mà sao giờ đã cười phớ lớ được ngay thế tại ban nãy em sợ quá thôi nhưng giờ hiểu rồi thì em chẳng sợ gì nữa heo bao giờ bọn anh mới về vậy bác sĩ nói mai sẽ cho anh ra viện mai anh về vâng ạ à. Vậy anh chị nhớ về nhanh nha, À Mẫn Huệ đâu, ban nãy lai chim cô ấy cũng ở bên cạnh mà. Chuyển cảnh đến ngày hôm sau, lúc này cả ba đang kéo vali để chuẩn bị đi về. Trong lúc đang đi thì người xung quanh nhận ra bọn họ. Wow, Châu Mẫn Huệ và Châu Tường đó phải không? Chính là cặp đôi lai chim trên hoang đảo hả? Cô em đi sau Châu Tường là ai thế? Một cô gái từ phía sau hỏi Châu Tường. Bao giờ anh mới đáp lại lời tỏ tình của Mẫn Huệ vậy? Châu Tường hai má ửng đỏ lắp bắp trả lời, các các người nhận nhầm người rồi mẫn huệ ký vô đầu anh chửi đồ ngốc mau vào đi khi vào sân bay mẫn huệ đội thêm cái mũ rồi nghĩ như thế này chắc sẽ không bị nhận ra nữa đâu nhỉ đã ăn mặc thế này rồi chắc không có vấn đề gì đâu đại đình ngồi giữa thấy hai người như vậy liền hỏi đây chính là cái giá phải trả sao thật sự không ngờ lại thế này tôi hối hận quá một cô gái sắp đính hôn như tôi lại dính phải tin đồn tình ái như vậy nhớ tôi lại fa nữa thì sao hay hay là cậu cùng bọn tôi ở bên heo ngốc kia đi tập này tới đây thôi chào tạm biệt các bạn nhé